Siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 101. La Quân nói tiếp, Thiết Mộc Quân đối vu dần dần hồng, còn có Thiên Vu dậy, đồng thời không có cái gì cảm tình. Hắn lần này chỗ lấy nhảy ra, cũng là bởi vì hắn huynh đệ tại đại tổ chết. Có lẽ bọn họ cảm tình rất sâu, có lẽ có một loại nào đó ước định, có lẽ hắn là muốn tìm về tại đại tổ phòng bị tu di, ở trong đó có lẽ có hắn coi trọng đồ vật. Cho nên, ta suy đoán Thiết Mộc Quân đối Vu Dần Dần Hồng còn có vô liệng không có quá nhiều dạy bảo, hắn hội cho bọn hắn một chút tuyệt chiêu hoặc chí thắng, chí mạng pháp khí. Tuy nhiên, chúng ta ước định là không muốn làm ra sinh tử tới. Nhưng chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, mạo hiểm mãi mãi cũng là có. Điểm này, Mạc Nùng, Diệp Phàm các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Đã lựa chọn con đường này, không có khả năng như vậy nhàn hạ vượt qua hết thảy kiếp nạn. Trầm Mạc Nùng cùng Diệp Phàm đồng thời gật đầu, sau đó la quân lại dẫn diệp phàm đơn độc ra ngoài thiên vị rất nhiều thứ la quân là không có cách nào sẽ dạy trầm mặc nùng hết thảy đều muốn thi trầm mặc nùng chính mình đi ngộ mà diệp phàm khác biệt diệp phàm sở học thật sự là quá ít bây giờ hư không có sức mạnh khuyết thiếu kỹ xảo la quân mang theo diệp phàm đi trầm mặc nùng thì về đến nhà chiếu cố hải tử đi la quân mang theo diệp phàm đi thẳng đến biển là tân hải cái kia một vùng biển la quân tìm một chỗ yên lặng hải đảo cùng diệp phàm hạ xuống tại hải đảo tại một mảnh trống trải khu vực lúc đó chính là muộn người giờ nguyệt đầu canh. tân hải mùa đông luôn luôn khiến người ta hâm mộ la quân nói ra diệp phàm người gần nhất đều học chút bản lãnh gì diệp phàm đang muốn mở miệng la quân nói ra dùng hết người lực lượng toàn thân cùng kỹ xảo công kích ta a à, diệp phàm bị kinh ngạc la quân không khỏi nhịn không được cười lên Nói ra, a à cái gì a, à, còn sợ thương tổn vi sư hay sao?" Diệp Phàm nói ra, đệ tử kia mạo phạm. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ừm, um, ngươi ra tay đi." Diệp Phàm biết sư phụ thần thông cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Hắn đầu tiên tế ra Phệ Huyết kiếm. Phệ Huyết kiếm chảm giết ra đến, cấp tốc cuốn lên Hàn Quang tấm lụa, hung hãn chém tới La Quân. Trong nháy mắt, 18 kiếm như trùng điệp sóng biển cuốn giết mà đến. Một kiếm một kiếm mạnh, một kiếm một kiếm mãnh liệt. Thiết mã băng hà nhập mộng đến. Kiếm quang hung hãn, La Quân lập tức ở vào kiếm quang phong bạo tâm. Nhưng là La Quân cái gì cũng không làm, hắn đứng tại phong bạo tâm, nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy những thứ này kiếm quang. Kiếm quang chém đến hắn thân thể, lập tức bị cương khí ngăn cản. La Quân khẽ quát một tiếng. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng cự lực bắn ngược mà đến, cái kia tất cả kiếm quang nhất thời biến mất phệ huyết kiếm cũng bị bắn bay ra ngoài diệp phàm bị kinh ngạc hắn trực tiếp ra tay vồ một cái cưỡng ép đem phệ huyết kiếm thu hồi thái cực quyền ấn diệp phàm thi triển ra sở học hội thái cực quyền ấn hung mãnh quyền ấn hướng la quân chảm giết tới la quân vẫn không nhúc nhích cái kia quyền ấn lần nữa bị la quân ngoại phóng cương kính chỗ chấn trong nháy mắt chấn thành phấn vụn diệp phàm tỏa ra uể oải hắn cũng là thi triển ra tất cả thủ đoạn nhưng sư phụ ở đâu không hề làm gì, liền giống như là lấp kín không thể vượt qua cự như núi. Diệp Phàm cảm giác vô luận tự mình làm cái gì, đều khó có khả năng dung chuyển đến sư phụ. Sau đó, chỉ có đại thiên nhãn thuật. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm mắt, ly hỏa kim đồng thoáng hiện. Hai đạo ly hỏa thần mang như thiểm điện hướng la quân chảm giết tới. La quân y nguyên đứng tại chỗ, đồng thời không né tránh. Cái kia ly hỏa thần mang bắn giết đến la quân trước mặt, cấp tốc phá mất la quân cương kính. La quân trước mặt quần áo xuất hiện hai cái hang lớn, đây là ly hỏa thần mang chém giết đi ra. Dù sao, la quân y phục là phổ thông y phục, cũng không phải là pháp bảo. Nhưng la quân vẫn không có tránh né, cái kia ly hỏa thần mang bắn giết tại la quân lồng ngực mặt, la quân không nhúc nhích tí nào. Cái kia ly hỏa thần mang bắn trụm thật lâu, la quân lồng ngực y nguyên hoàn hảo không việc gì. Diệp phàm không khỏi ủ rũ, thu hồi ly hỏa thần mang, nói ra sư phụ đệ tử vô năng cho nên đây là người toàn bộ bản sự người đã bỏ đi tiếp tục tiến công la quân nói ra diệp phàm hơi hơi hoảng hốt nói ra sư phụ ngài thần thông tại phía xa đệ tử chi đệ tử la quân nói ra ta nhìn ngươi sai ta thần thông tại phía xa ngươi chi không giả nhưng ta còn không có thi triển thần thông đây ta chỉ là đứng ở chỗ này làm ngươi bia ngắm ngươi cũng không chịu nhiều nỗ lực một chút liền xem thường từ bỏ Ngươi thật đem hết toàn lực, nếu như ta không phải sư phụ ngươi, là ngươi địch nhân đâu." Diệp Phàm thần sắc đại chấn, nói ra, đệ tử hổ thẹn. La Quân nói ra, "Diệp Phàm, lúc trước ta để ngươi tuyển lúc nói qua cho ngươi, ta con đường này cũng không phải dịu dàng thắm thiết. Nhưng ngươi khăng khăng muốn lựa chọn con đường này, đã ngươi đã đi vào con đường này, như vậy về sau rất nhiều thứ đều là cần nhờ chính ngươi. Ta chỉ có thể đưa ngươi dẫn vào cửa Đến mức về sau ngươi có thể đi đến mức nào, đi bao xa, cái này đều muốn dựa vào chính ngươi." Đệ tử Minh Bạch, Diệp Phàm nói ra. La Quân tiếp tục nói, "Vi sư cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số gian nguy, sinh tử kiếp nạn. Biết rõ cái này rất nhiều thứ, dựa vào không người khác, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Nhưng có một chút rất trọng yếu, đó là không đến cuối cùng, không thể xem thường từ bỏ. Bởi vì có lẽ, chuyển cơ là tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm." Đa Tạ sư phụ dạy bảo, Diệp Phàm được dẫn dắt rất nhiều, lập tức nói ra. Là Quân nói tiếp, cổ ngữ có nói, có đạo không thuật, còn có thể học thuật. Có thuật vô đạo, dừng ở thuật vậy, nói mới là căn cơ, không có nói, dạy ngươi lại nhiều thuật cũng là vô dụng. Đương nhiên, câu nói này bản ý nói là làm nhân phẩm đức cùng năng lực, nhưng sử dụng tại chúng ta người tu đạo thân thể, cũng là không phải không thể. Tại quốc thuật chi, cũng có một câu, gọi là lòng có nước, tay có thuật nói đến cùng là cái gì đây là phẩm đức là nội lực là tinh thần vẫn là cảm động nói là một diệp phàm đột nhiên nói ra là quần nào nào hắn mắt lóe qua vẻ kinh dị nói ra ồ diệp phàm nói ra nói là hết thảy khởi nguyên là người vật căn bản vị trí đạo quyết bình tĩnh mỗi người khác biệt khí chất có người minh bạch chính mình đạo có người không hiểu chính mình là vì cái gì còn sống còn sống là vì cái gì có người chỉ là vì còn sống La Quân mắt lóe qua vẻ tán thưởng, nói ra, người có thể minh bạch tốt nhất. Diệp Phàm nói ra, đệ tử cũng là đến sư phụ ngài để điểm, hiện tại mới hiểu được một chút. La Quân nói ra, tốt, đã người đều hiểu, vậy vi sư cũng không có gì khác dễ nói. Người bộ kiếm pháp kia, còn có quyền thuật, đều rất không tệ. Chỉ là thiếu khuyết quan trọng đồ vật, liền thành trò mèo. Chính người hảo hảo đi gọt rũa đi, trong ba ngày này, người đợi tại Tân Hải đi. Ba ngày sau đó, vi sư lại tới tìm ngươi. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Sau đó, La Quân đem Diệp Phàm đưa về Tân Hải. Đón lấy, La Quân trở về Yến Kinh. Vốn là, La Quân đại khái có thể dạy Diệp Phàm lợi hại hơn pháp thuật, cho Diệp Phàm lợi hại hơn pháp bảo. Nhưng nếu là làm như vậy, cũng mất đi La Quân để Diệp Phàm lịch luyện dự tính ban đầu. La Quân trở lại Yến Kinh về sau, cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Tại Trầm Mặc Nùng mạn thành trong khu cư xá, người một nhà thêm tống nghiên nhi ngược lại là hòa thuận vui vẻ đêm đến đợi la quân cùng trầm mặc nùng một vòng phiên vân phúc vũ về sau hai người yên tĩnh hưởng thụ lấy chút cao về sau dư vị trầm mặc nùng không đến mảnh vải thư sướng co quắp tại la quân trong ngực trong phòng ngủ rất ấm áp cũng rất an tĩnh tĩnh mịch chỉ có đồng hồ âm thanh tại ngượng ngùng Người dậy diệp phàm cái gì sau một hồi lâu trầm mặc nùng tùy ý hỏi la quân nói ra không có cụ thể dạy hắn cái gì, chỉ là điểm xuyên hắn, hắn đến cùng muốn trở thành cái gì? Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra: sớm nhất vẫn là ta dạy cho ngươi cái gì là tinh thần cùng cảm động đây. La Quân hồi tưởng trước kia, cái kia nhưng đều là mấy năm trước sự tình, riêng là tại La Quân trong trí nhớ, cái kia đã là vượt qua vô số thời gian năm tháng sự tình. Đúng vậy a, à, thật đúng là ngươi dạy. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng bây giờ chính ta sớm đã không có cái gì chí hướng. Chỉ muốn trước nhìn lấy chính mình tiểu ra, sau đó tận năng lực chính mình, cũng cho quốc gia làm một chút sự tình. Ngoài ra, là hy vọng người có thể bình an. Đối với hắn đại chí hướng, nắm giữ càng đại thần hơn thông chờ một chút, ta đồng thời không thế nào khát vọng. Là quân nói ra, cho nên, ta hiện tại đối người đồng thời không có cái gì quá nghiêm khắc, người chính mình muốn làm gì đều có thể, chỉ cần chính người cảm thấy dễ chịu được. Trầm mặc nùng không khỏi cười khổ, nói ra, nhưng lần chiến đấu này, ta sợ sẽ liên lụy ngươi. La quân nói ra, người khác suy nghĩ nhiều, hết sức nỗ lực được. Thua cũng không có gì, chỉ cần ngươi người sống tốt. Trọng yếu là, nếu như ngươi có thể theo đạt được một chút đồ vật, dạng này có thể vì ngươi về sau gặp phải phiền phức lúc, nhiều một tia thủ thắng cơ hội. Trầm mặc nùng nói ra, ừm, um, ta biết. La quân nói ra, Diệp Phàm cùng ngươi khác biệt, ta mặc dù nói không qua quản hắn lựa chọn. Nhưng hắn nếu là thiên đế chi thân, hắn đường, trọng trách không biết nhẹ. Cho nên, ta nhất định phải để hắn tránh thức sinh tử ma luyện. Mà ngươi, quyết chiến thời điểm, ta để nhanh nhạy theo ngươi. Nếu thật có nguy hiểm tính mạng, nhanh nhạy hội bảo hộ ngươi. Nếu không, ngươi nhận thua. Tóm lại, ngươi có thể thua, không thể ra chuyện, hiểu sao? Ta từ trước đến nay, cái kia vu dần dần hồng hẳn là cũng không có can đảm thật thương tổn ngươi trầm mặc nùng nói ra tốt ta biết nàng đón đến nói ra cái kia diệp phàm đâu người có hay không nói với hắn có thể thua chỉ cần người không có chuyện được la quân nói ra đương nhiên không lại không phải đi nhà tròi trầm mặc nùng nói ra vạn nhất hắn thật la quân nói ra đó cũng là mệnh đã xông không qua mạng này ta cứu hắn vậy hắn về sau vẫn khó thoát khỏi cái chết trầm mặc nùng không khỏi cười khổ nói ra người đối người đệ tử này thật đúng là đầy đủ nghiêm khắc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra chuyện cũ kể tốt, nghiêm sư suốt cao đồ mà. đúng, ngươi lần này có thể đợi bao lâu? Trầm Mặc Nùng lại hỏi. La Quân nói ra các loại đem nơi này sự tình giải quyết, ta ngựa muốn đi. người trí bảo không phải thu thập đến không sai biệt lắm sao? chỉ chờ ngươi nhị ca trở về tính toán hoàn thành nhiệm vụ. người còn muốn đi đâu? Trầm Mặc Nùng hỏi la quân nói ra ừm ta biết một chút đại ca bọn họ hạ lạc muốn đi lần theo một phen sợ bọn họ gặp phải khó khăn hắn không có nói với kiều ngưng tự nhiên cũng sẽ không nói với trầm mặc nùng đi kỷ phấn trắng thế giới sự tình đi kỷ phấn trắng thế giới sự tình hung hiểm vô song la quân không muốn để cho trầm mặc nùng lo lắng trầm mặc nùng nói ra đi phía tây vương giới đúng hay không la quân gật đầu nói ra đúng trầm mặc nùng nói ra cái này thật giống như ta nghe ngươi nói ngươi ở nơi đó cũng là đắc tội không ít người cái này đi chỉ sợ sẽ có hung hiểm a la quân nói ra ta sẽ ngụy trang cũng hội cẩn thận một chút trầm mặc nùng nói ra có thể la quân cười một tiếng nói ra hay đi thời thế hiện nay chính là người tu đạo loạn thế muốn bình an không có nguy hiểm là không thể nào cũng chỉ có như ngươi đợi tại yến kinh dạng này mới có thể an phận ở một góc nhưng nếu như mỗi cái người tu đạo đều nghĩ đến an phận vậy cũng là không thể nào trầm mặc nùng nói ra ta minh bạch nhưng mỗi lần ngươi ra ngoài ta cũng nhịn không được lo lắng ta thật sợ có một ngày ngươi lại đột nhiên không trở lại ta sẽ thật tốt trở về la quân ôm sát trầm mặc nùng tiếp tục yêu ta trầm mặc nùng hôn la quân môi chủ động cưỡi tại la quân thân thể nàng hiến nhiệt tình môi thơm thân thể tại la quân thân thể ma sát là quân nhất thời lần nữa kích động lên. Đêm nay, hoan ca không ngừng. Diệp Phàm đêm đó trở lại Tân Hải trong nhà, nhà tự nhiên là im ắng, không có một ai. Trong nhà này, có rất ít dạng này yên tĩnh thời điểm. Diệp Phàm liền ánh đèn đều không có mở ra. Tu hành là một đầu kịch mịch đường, cũng là một đầu hung hiểm đường. Diệp Phàm nằm ở phòng khách ghế sofa, hắn nghĩ như vậy. Là thời điểm cùng ta đi qua nói lời tạm biệt. Lần này chiến đấu, là ta chân chính ý nghĩa lần thứ nhất sinh tử chi chiến. Vô luận thành bại, vinh nhục, ta đều muốn sống rõ ràng, oanh oanh liệt liệt. Diệp Phàm thầm nghĩ, ừm, um, ta muốn đem lớp trưởng gọi tới, đem ban đồng học, lão sư đều gọi lên quan sát. Ta tổng cũng nên để bọn họ biết, ta Diệp Phàm cũng không phải là cái kia con vịt xấu xí, cho dù là chết, ta cũng nở rộ qua. Như thế, liền coi như không có tiếc nuối. Diệp Phàm mắt bỗng nhiên thả ra tia sáng chói mắt đến, hắn hô hấp dồn dập, hắn thậm chí là có chút hưng phấn. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tiên nhân, chỉ cần là người, là sinh linh, sẽ có dục vọng. Không có người nói, thánh nhân là thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu. Cho nên, Diệp Phàm vẫn là có hắn lòng hư vinh, có hắn muốn mặt mũi. Là quân tu cho tới bây giờ, cũng trả lại qua một chỗ áo gấm về quê. Rõ ràng người tâm là nghĩ, lại phải làm bộ phong khinh vân đạm đây mới thực sự là dối trá diệp phàm tâm quyết định tại yến kinh la quân cùng trầm mặc nùng một đêm đều tại phong lưu khoái hoạt trong phòng đều tràn ngập một cỗ quái mùi lạ trầm mặc nùng là như thế yêu nhiêu cho dù là sinh con cũng giống vậy đều không ảnh hưởng nàng tư thái nàng trước kia càng nhiều một loại thành thục vận vị la quân vốn ưa thích thiếu phụ loại hình mà trầm mặc nùng hiện tại là tiêu chuẩn thiếu phụ cho nên gầm giường ở giữa là như thế hài hòa trầm mặc nùng cũng cảm thấy có chút hoang đường nàng không biết mình nguyên lai like là cũng là có thể như vậy hoang đường sớm thời điểm la quân cùng trầm mặc nùng còn tại mộng đẹp chi diệp phàm điện thoại đánh tới diệp phàm đánh là trầm mặc nùng điện thoại bởi vì la quân điện thoại di động quên khởi động máy trầm mặc nùng nhất thời khuôn mặt đỏ bừng nàng đưa điện thoại di động đưa cho la quân nói ra khẳng định tìm ngươi la quân tiếp quá điện thoại di động lại cũng không kết nối mà là nhằm vào trầm mặc nùng cười một tiếng nói ra người đỏ mặt cái gì chẳng lẽ lại diệp phàm đại thiên nhãn thuật có thể nhìn đến chúng ta nơi này đến luôn luôn cảm thấy có chút hoang đường mà trầm mặc nùng nói ra la quân nói ra phù thê chi sự cá nước thân mật chỗ đó lại là hoang đường cái này là nhân loại hướng về phía trước rảo bước tiến lên trọng yếu trình tự hắn sau khi nói xong liền cười tiếp điện thoại trầm mặc nùng nhìn lấy la quân mặt bên hình dáng, nàng có thể cảm nhận được hắn trưởng thành. Năm đó bắt đầu thấy la quân lúc, la quân ở trong mắt nàng, bất quá là cái mau đầu tiểu tử. Ngắn ngủi này mấy năm trôi qua, trầm mặc nùng rõ ràng cảm thụ được la quân trưởng thành. Bây giờ la quân để trầm mặc nùng có cao sơn ngưỡng chỉ cảm thụ. La quân mọi cử động lộ ra trầm ổn, phong độ đại tướng. Nàng có thể rất an tâm làm nhiều phía sau hắn, bị hắn che chở tiểu thê tử bên này là quân kết nối diệp phàm điện thoại sư nương diệp phàm ở bên kia hô Là quân vội ho một tiếng diệp phàm lập tức nói ra sư phụ Là quân ân một tiếng nói ra có chuyện gì diệp phàm nói ra sư phụ du thuyền sự tình ta đến thay ngài an bài a à. người thay ta an bài là quân cười một tiếng nói ra hiện tại bản sự không tệ lắm diệp phàm nói ra hiện tại đệ tử cũng còn có chút nhân mạch La Quân nói ra, tốt ha, à, người muốn an bài, cái kia từ ngươi đến an bài đi. Là việc này. Diệp Phàm nói ra, đệ tử muốn mời đệ tử một chút đồng học trước đi quan chiến, ngài nhìn có thể chứ. La Quân nào nào, hắn lập tức cũng minh bạch Diệp Phàm tâm tư. Hắn vốn cũng là xuất từ nhà nghèo, như thế nào không hiểu Diệp Phàm ý tứ đây. Là muốn làm cáo biệt, La Quân nói ra. Diệp Phàm trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, đúng, sư phụ la quân nói ra về sau có tính toán gì diệp phàm nói ra như trận chiến đấu này đệ tử may mắn thu được thắng lợi liền muốn về sau đi các quốc gia du lịch tăng trưởng học thức cùng kiến thức đệ tử một mực nhớ kỹ ngài dạy bảo muốn nhiều sách nhưng về sau cũng nghĩ rõ ràng đệ tử học tri thức không phải vì tư lịch còn có bằng tốt nghiệp cần gì phải câu nệ tại lớp học đâu chẳng bằng vạn quyển sách đi vạn dặm đường la quân nói ra tốt Ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi quyết định tốt, vì sư đều sẽ ủng hộ ngươi." Diệp Phàm không khỏi nghẹn ngào, nói ra, "Sư phụ, cảm ơn ngài." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Được rồi, tiểu tử ngốc, người ta sư đồ cũng là duyên phận." Khác lời nói, không nói nhiều. "Ừm," Diệp Phàm nói ra. Sau đó, hai người liền cúp điện thoại. Trầm Mặc Nùng theo giường ngồi xuống, trước ngực nàng trắng như tuyết một mảnh. La Quân vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy dạng này mỹ diệu phong cảnh trầm mặc nùng ngược lại là thản nhiên nắm lên đầu giường màu đen mặc thế nào còn không có nhìn đầy đủ trầm mặc nùng vạch môi cười một tiếng nói ra tối hôm qua ngươi không phải đều mò quang cũng nhìn hết sao la quân cười ha ha một tiếng nói ra mãi mãi cũng nhìn không đủ miệng lưỡi trơn chu trầm mặc nùng nói ra la quân nói ra này làm sao gọi miệng lưỡi trơn chu đây là ăn ngay nói thật miệng lưỡi trơn chu đều là đối tiểu cô nương, cái kia có đối lão bà của mình miệng lưỡi trơn chu. Được rồi, người thiếu cùng ta bần, trầm mặc nùng nói ra, Diệp Phàm gọi điện thoại đến là chuyện gì đây? Là quần đem Diệp Phàm ý nghĩ nói. Trầm mặc nùng cái này thời điểm đã mặc quần áo tử tế, nàng ở nhà xuyên rất nghỉ dưỡng, bên ngoài là một bộ màu trắng áo lông cừu, chủ yếu là ôm hài tử lúc, để hài tử cảm thấy dễ chịu. Nhưng cuối cùng là như vậy, cái này áo lông cửu y nguyên đem trầm mặc nùng dáng người tôn lên hoạt bát tất hiện trầm mặc nùng ngẫm lại nói ra cũng tốt hắn có hắn đường ai cũng cho hắn chỉ điểm không nhảy ra tân hải tòa thành nhỏ kia thành phố không phải chuyện xấu la quân nói ra không sai vốn là ta nghĩ đến đem hắn ném vào thiên châu hoặc hắn địa phương nào đi lịch luyện nhưng bây giờ hắn đã chính mình có ý tưởng ta không nhúng tay vào hắn có hắn cơ duyên trầm mặc nùng nói ra ừm la quân nói ra dù sao hắn căn cơ quá nhỏ bé hắn tu vi cùng căn cơ kinh nghiệm quá không xứng đôi bỗng nhiên đến tu tiên thế giới bên trong hội rất nguy hiểm trầm mặc nùng nói ra tốt a à, chúng ta không nói những thứ này ra ngoài bồi nhi tử đi hắn hiện tại ưa thích bơi lội chúng ta ăn sáng xong về sau dẫn hắn đi một nhà trong phòng ôn thủy hồ bơi đi chơi la quân nói ra tốt bồi nhi tử chuyện này là quân là làm không biết mệt. Đáng giá nói chuyện là, Tống Nghiên Nhi tối hôm qua cùng tiểu niệm từ cùng một chỗ ngủ, tiểu gia hỏa đối vị này tiểu cô cô là thích khó lường. Là quân ngẫm lại, cũng cùng Tống Nghiên Nhi nói ba trận thử sự tình. Bởi vì Diệp Phàm đều đem đồng học cùng một chỗ hô qua đi, vậy hắn cũng khó giữ được cái gì dày. Đây là tại ăn cơm thời điểm, là quân nói sự tình. Cái kia lưu mụ cùng triệu mẹ nghe cũng cảm thấy rất hứng thú. Là quân cười một tiếng, Nói ra, tốt ra đã đều muốn đi, cái kia đều cùng đi chứ. Tống nghiên nhi bọn người nghe vậy hoan hỉ không thôi. Đối với la quân bọn người tới nói, đây càng giống như là một trận đại thịnh hội. Mà đối diệp phàm tới nói, lại là một trận nhân sinh lớn nhất ý nghĩa trọng đại đại khảo. thi qua, mới có tân nhân sinh, thì bất quá, liền này vẫn lạc. Ba trận quyết đấu, cùng một chỗ tiến hành, cho nên, diệp phàm không biết sư phụ cùng sư nương tình hình chiến đấu hắn sợ thành bại tại hắn một thân một người lúc hắn lại bại trận chiến đấu này liên lụy sư phụ quỳ xuống đó là diệp phàm tuyệt đối không thể tiếp nhận sau đó diệp phàm liên hệ long vương long vương rất lâu không có nhìn thấy diệp phàm bỗng nhiên tiếp vào diệp phàm điện thoại rất là cao hứng liền nói gặp mặt bàn lại diệp phàm cũng biết chuyện này trong điện thoại giảng không rõ ràng liền vui vẻ đáp ứng về sau long vương giấy thông hành máy tới đón diệp phàm Diệp Phàm tại cùng Long Vương gặp mặt về sau, nói muốn xuất ngành hàng hải tình, hy vọng Long Vương có thể an bài một chiếc hào hoa du thuyền. Long Vương một lời đáp ứng, nói ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ta vừa tốt năm trước mua một chiếc du thuyền. Diệp Phàm đại hỉ, theo rồi nói ra, đến mức phí dụng sự tình. Long Vương lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói ra, tiểu lão đệ, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi tựa hồ không cầm lão đại ca làm đại ca. Người có một chiếc xe, ta mượn người xe, người còn muốn cùng ta tính tiền sao? Đây không phải xe sự tình. Diệp Phàm nói ra, cái này du thuyền là có giá thị trường, ra một trận biển, chỉ sợ không có trăm thanh vạn là không xuống được. Ta tuy nhiên tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng cũng không trở thành liền điểm ấy tối thiểu thường thức cũng không biết. Long Vương phất phất tay, nói ra, ta đã mua nổi du thuyền, không quan tâm điểm ấy chi tiêu. Ngươi lại muốn nói mấy cái này, vậy chúng ta khác làm huynh đệ. Diệp Phàm bất đắc dĩ, liền nói ra, vậy theo lão đại ca ngài. Long Vương lúc này mới vui vẻ ra mặt, nói ra, cái này còn tạm được. Diệp Phàm nói ra, mặt khác, ta sẽ còn mời mời một ít đồng học xu thuyền. Long Vương khẽ giật mình, nhưng mà hắn nói ra, cái này không có vấn đề, như vậy đi, vì biểu hiện long trọng một chút. Ta lại chế tác một nhóm vé mời đi ra, ngươi đem bảng danh sách cho ta được. Diệp Phàm nói ra, vậy thì thật là không thể tốt hơn thương nghị bình tĩnh về sau diệp phàm cáo từ long vương muốn để tài xế đến đưa diệp phàm diệp phàm liền nói không dùng muốn đi một mình đi long vương gặp diệp phàm là thật tâm không muốn liền cũng coi như thôi các loại vé mời chế tác tốt ta để tiểu tinh đưa qua cho ngươi long vương nói ra nhiều tạ lão đại ca diệp phàm chân tâm thực ý nói ra long vương nhớ tới cái gì còn nói thêm đến lúc đó sư phụ ngươi cũng tới đúng không diệp phàm nói ra không sai sư phụ ta cũng có một trận quyết chiến muốn tiến hành long vương không khỏi lòng sinh hướng tới nói ra có thể bồi dưỡng được tiểu lão đệ giảng như ngươi cao đồ ta thật nghĩ nhanh điểm nhìn thấy ngươi sư phụ nhìn xem sư phụ ngươi đến cùng là bực nào cao nhân tận có như thế chi điêu luyện sắc xảo bản sự diệp phàm mỉm cười nói ra nhìn thấy ta sư phụ lão đại ca ngài nhất định không biết thất vọng diệp phàm sau khi đi về nhà trước hắn chả có rất nhiều thứ muốn suy nghĩ muốn lĩnh ngộ lại hai ngày nữa là ngày quyết chiến kỳ hắn cần phải suy nghĩ kỹ hắn kiếm thuật chi quyền thuật chi đến cùng thiếu một vị cái gì trọng yếu thuốc diệp phàm chuẩn bị hô đồng học lão sư nhưng cũng không tính nói cho mẫu thân hắn miễn cho mẫu thân lo lắng hắn muốn đồng học lão sư nhìn đến hắn quang diệu đó là bởi vì bọn họ xưa nay không từng để mắt hắn diệp phàm hắn không cho mẫu thân nhìn đến là bởi vì tại mẫu thân hắn tâm hắn bản nhất thẳng quang diệu diệp phàm áp lực rất lớn còn tốt hắn đã thành thói quen loại áp lực này cũng không có bị đè sập đang quyết định hô khương sơ nhiên bọn họ đến quan chiến lúc hắn đường không còn có mảy may đường lui hắn hy vọng mình có thể trở thành cái kia lóa mắt kim giáp anh hùng đó là hắn mộng hắn hy vọng khương sơ nhiên có thể tránh thức nhận thức đến hắn diệp phàm bản sự diệp phàm trong nhà trầm tư suy nghĩ hai ngày nhưng đều không nghĩ ra cái như thế về sau. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm chỉ có thể hít sâu một hơi, bắt đầu đi làm việc. Hắn cũng không có vì vậy nản chí, sư phụ lời nói đối với hắn trợ giúp rất lớn. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, không đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ sinh hy vọng. Có lẽ, hiện tại không có nghĩ thông suốt, quyết chiến thời điểm nghĩ thông suốt đâu. Rất nhiều linh cảm đều là tại nguy hiểm nhất thời điểm nghĩ thông suốt. Sớm 8 giờ, quý trời trong xanh cho diệp phàm gọi điện thoại diệp phàm quý trời trong xanh ở bên kia lộ ra rất vui vẻ nàng thanh âm là như thế êm tai quý tiểu thư diệp phàm nói ra quý trời trong xanh lập tức không cao hứng nói ra chúng ta lúc nào như thế xa lạ gọi ta tiểu tình tình nhi đều được là không được kêu quý tiểu thư người ta vẫn là học sinh đâu bị ngươi gọi lão khí hoành thu tiểu tinh diệp phàm cười một tiếng hô quý trời trong xanh lúc này mới đổi giận thành vui, nói ra, cái này còn tạm được. Nàng theo rồi nói ra, ta tới cấp cho người đưa vé mời, người người có ở nhà không? Tại, Diệp Phàm nói ra, tốt, ta đến về sau, người muốn xin ta ăn điểm tâm. Quý trời trong xanh nói ra, Diệp Phàm nói ra, không có vấn đề. Quý trời trong xanh tại sau 15 phút đến, vẫn là Trương Thúc lái xe. Trương Thúc đối Diệp Phàm hiện tại là khách khí thêm tôn kính, bởi vì hắn biết Diệp Phàm là tuyệt đối mãnh nhân. Hắn tận mắt nhìn đến Diệp Phàm mãnh liệt, mà lại, Long Vương cũng đối Diệp Phàm cực coi trọng. Quý trời trong xanh mặc lấy màu đỏ áo khoác nhỏ, cả người giống một đám lửa, tràn ngập thanh xuân sức sống, nhưng cũng không mất giáo dưỡng cùng yêu nhã. Hôm nay là thứ năm, giống như ngươi cũng muốn tiết a. À. Diệp Phàm nhìn đến quý trời trong xanh về sau, nói ra. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, ta cúc học á, tiết có cái gì tốt, cùng ngươi làm chính sự quan trọng. Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, hắn nói ra, ta việc này, ta một người làm được, vẫn là đừng chậm trễ ngươi bài tập. Yên tâm đi, ta bài tập chậm trễ không, quý trời trong xanh nói ra, ta đều là cử đi phía đông sư phạm, sợ cái gì. Lại nói, ta thành tích cũng rơi không đi xuống. Diệp Phàm bất đắc dĩ, nói ra, vậy được rồi. Diệp Phàm bồi tiếp quý trời trong xanh hiện tại phụ cận ăn điểm tâm, là phổ thông bữa sáng cửa hàng có vẻ hơi không thật sạch sẽ diệp phàm vốn đang lo lắng quý trời trong xanh sẽ có chút ghét bỏ lại nào biết quý trời trong xanh gọi thẳng nơi này bột gạo ăn ngon muốn không phải sợ béo ta phải ăn hai bát quý trời trong xanh ăn hết một bát cay cay ốc vít bột gạo về sau nói với diệp phàm diệp phàm nói ra người dáng người tốt như vậy ăn nhiều một bát không có việc gì Chỉ ít cái này một bát để ngươi biến không được bàn tử Quý trời trong xanh cười duyên một tiếng, nói ra, vẫn là không muốn, sự tình gì cũng phải có cái độ. Người có thể có dục vọng, nhưng không thể phóng túng chính mình dục vọng. Diệp Phàm khẽ giật mình, hắn tỉ mỉ nhấm nuốt Quý trời trong xanh lời nói, cảm thấy nàng lời nói có như vậy một chút triết học cùng đạo lý. Thế nào, có phải hay không đột nhiên phát hiện ta là rất có chiều sâu nữ tử? Quý trời trong xanh nhìn Diệp Phàm ngẩn người, nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu, nói ra, không sai cái kia muốn hay không, ta lại nói cho người điểm càng có chiều sâu đồ vật. Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, nguyện nghe tường. Quý trời trong xanh nói ra, cái kia tốt, nàng đón đến, nói, cổ nhân thường nói hồng nhan hỏa thủy, thực hỏa thủy không phải là hồng nhan. Hả, nói thế nào? Diệp Phàm nói. Quý trời trong xanh nói ra, không có người hội cảm thấy mình nữ nhi, tỉ muội quá đẹp, chính là hỏa thủy. Chỗ lấy nói mỹ nhân là hỏa thủy, là ma là bởi vì chính hắn nội tâm ma sự vật bản chất là không thay đổi biến là bản tâm có đạo lý diệp phàm giơ ngón tay cái lên quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng sau đó diệp phàm tính tiền hai người ra bữa sáng cửa hàng xe về sau quý trời trong xanh nói ra đi trường học sao diệp phàm nói ra đúng quý trời trong xanh nói ra tốt ngay sau đó nàng để trương thúc lái hướng diệp phàm chỗ học trong trường học đại môn đóng chặt, cao sinh hoạt hoàn toàn là phong bế kiểu. Các học sinh khóa ngoại hoạt động ít đến bằng không, thường xuyên khóa thể dục đều sẽ bị lão sư hắn chiếm trước. Không chỉ là các học sinh liều, lão sư cũng liều, liều mạng mang ra một chút cao tài sinh, sau đó vì chính mình, vì trường học mặt làm dạng dỡ. Diệp Phàm tiến cửa trường lúc, bị ngăn cản tại phía ngoài cửa trường. Gác cổng căn bản không thả Diệp Phàm đi vào. Diệp Phàm xuất ra thẻ học sinh, gác cổng lúc này mới đáp ứng để diệp phàm đi vào bất quá môn kia vệ cũng rất trục lại không cho quý trời trong xanh đi vào quý trời trong xanh bất đắc dĩ nói với diệp phàm muốn không ta chờ ngươi ở ngoài a à. không dùng diệp phàm đột nhiên ánh mắt phát lạnh một cỗ khí tức bén nhọn tỏa ra hắn hướng môn kia vệ âm thanh lạnh lùng nói lăn đi gác cổng hoảng sợ hắn hoàn toàn bị diệp phàm ánh mắt hù ngã loại ánh mắt này để hắn từ nội tâm cảm thấy kinh hồn bạt vía hắn đối mặt học sinh cái kia một tia vinh vang đắc ý thậm chí ưu việt này không còn sót lại chút gì gác cổng hiển nhiên là thông qua quan hệ tiến đến tầm thường nhiều ít học sinh phạm sai lầm đến trễ về sớm chờ một chút đều muốn cho hắn một chút chỗ tốt cho nên hắn mới có thể đối diệp phàm như vậy cao ngạo nhưng bây giờ diệp phàm lại cũng không muốn lại thụ loại tiểu nhân này vật khí sư phụ dạy bảo không lấy mạnh yếu nhưng cái này cũng không biểu hiện, hắn có thể thụ loại tiểu nhân này vật khí. Đây là hắn làm một tên cao thủ tôn nghiêm. Sau đó, Diệp Phàm lôi kéo quý trời trong xanh trực tiếp tiến cửa trường. Oa tắc, tiến trường học về sau, quý trời trong xanh đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, nói ra, Diệp Phàm người quá bá khí. Diệp Phàm lúc này mới buông ra quý trời trong xanh tay nhỏ, quý trời trong xanh nhất thời ý thức được vừa mới Diệp Phàm dắt tay nàng, nàng nhất thời khuôn mặt hơi đỏ lên không có gì, Diệp Phàm không để bụng. Quý trời trong xanh nói ra, ai, người nói có ít người, rõ ràng không có cái gì, nhưng ưa thích mắt chó coi thường người khác, thật là quái. Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, bởi vì mắt chó bên trong, không nhìn thấy thế giới rộng lớn. Coi là trước mắt một phương lưu giữ đất là chỗ có thiên địa. Ha ha, lời này của ngươi cũng rất có triết lý. Quý trời trong xanh nói ra, muốn không mình hai hiệp băng ra một bản triết học tán tập hợp tốt diệp phàm nói ra sau đó chính mình xuất tiền chính mình xuất bản chính mình mua sao quý trời trong xanh cười ha ha một tiếng nói ra người cái này chuyện cười thật là đủ lạnh diệp phàm nói ra đi thôi bên kia là ta tại ban có lẽ hôm nay là ta một lần cuối cùng đến trường này ngày mai sau đó vô luận thành bại ta đều hẳn là sẽ không lại đợi tại tân hải quý trời trong xanh bị kinh ngạc nói ra người muốn đi đâu diệp phàm nói ra chân trời hải rác tinh không đi khắp nơi khắp nơi đi a à, vậy ta chẳng phải là về sau rất khó nhìn thấy ngươi quý trời trong xanh bỗng cảm giác thất lạc cùng thương cảm diệp phàm nói ra nếu có duyên tự sẽ gặp nhau vậy không được người đến đến bất kỳ địa phương nào đều muốn liên lạc với ta một chút cũng phải cấp ta gửi biêu thiếp chờ ta có rảnh ta đi tìm ngươi chơi quý trời trong xanh nói ra diệp phàm nghĩ tới nói ra cũng được ngoéo tay không cho phép gạt ta quý trời trong xanh nói ra ngươi là đại trượng phu không có thể nói không giữ lời nàng lộ ra thành kính mà nghiêm túc diệp phàm bất đắc dĩ liền đành phải vươn tay cùng quý trời trong xanh ngoéo tay các ngươi là cái kia ban ngay vào lúc này bên kia đi tới một tên nam tử lớn tiếng hướng diệp phàm cùng quý trời trong xanh quát lớn quý trời trong xanh giật mình diệp phàm lạnh nhạt nhìn sang người đến chính là thầy chủ nhiệm Vương Kiến Hưng. Vương chủ nhiệm trước, nhíu mày hỏi, các người cái kia ban. Hiện tại là khóa thời gian, không hảo hảo tiết, còn ra đến nói chuyện yêu đương. Các người đi với ta phòng làm việc của hiệu trưởng một đường. Ta xem các người lần này học sinh, là càng ngày càng không tưởng nổi. Quý trời trong xanh nhíu mày, có điều nàng không nói chuyện. Nàng biết có Diệp Phàm tại, Diệp Phàm hội xử lý. Diệp Phàm liền nói ra, vương chủ nhiệm, người tốt. Ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Vương chủ nhiệm lạnh giọng nói ra. Diệp Phàm nói ra. Ngươi cái kia ban, Vương chủ nhiệm tiếp tục nói. Diệp Phàm không tiếp tục để ý Vương chủ nhiệm, hắn lấy điện thoại di động ra cho Long Vương gọi điện thoại. Diệp Phàm chỗ ỉ lại là tự thân bản sự cùng tu vi, nhưng ngoại nhân cũng không biết, riêng là người bình thường. Hắn cũng không muốn mỗi lần đều muốn dùng sức mạnh đến chấn nhiếp, bởi vậy, dứt khoát sử dụng tư nguyên tốt. Sau đó rất nhanh, Long Vương cho cái kia trường học hiệu trưởng gọi điện thoại. Cái kia trường học hiệu trưởng lập tức lại cho Vương chủ nhiệm gọi điện thoại. Vương chủ nhiệm nhận lấy điện thoại về sau, sắc mặt lập tức biến. Hắn lại nhìn La Quân cùng Quý Trời trong xanh ánh mắt lúc, đã là hoàn toàn biến một người. Tắt điện thoại về sau, Vương chủ nhiệm mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không có ý tứ, tiểu diệp đồng học, vừa mới xem ra là ta hiểu lầm. Ừm, Vương chủ nhiệm, đây đều là việc nhỏ. Diệp Phàm nói ra, ta cùng quý tiểu thư muốn cùng đi mời đồng học ngày mai đi du thuyền tụ hội. Người có thể hay không cùng chúng ta cùng đi ban một chuyến, có ngày tại, cũng lộ ra chính thức một chút. Vương chủ nhiệm nói gấp, cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Phàm hiểu rõ tình hình thức thời xuất ra hai tấm khách quý vé mời đến, nói ra, đây là cho ngài cùng hiệu trường. Vương chủ nhiệm nhất thời đại hỷ, hắn cũng biết cái này du thuyền cùng Long Vương thoát không can hệ, nếu như có thể dựng đại nhân vật tuyến, có lẽ hắn nghề nghiệp kiếp sống có thể càng tầng lầu A. À. Kết quả là, vương chủ nhiệm đối diệp phàm cùng quý trời trong xanh thái độ càng thêm ân cần. Quả nhiên, thời đại này, là như thế hiện thực. Người không quyền không thế, như vậy tại có quyền trong mắt người, là cỏ rác. Làm diệp phàm dựng một chút quan hệ về sau, mặt sắt vương chủ nhiệm cũng có thể ngón tay mềm. Diệp phàm chỗ ban lúc này ngay tại lớp anh nữ. Diệp Phàm một đoàn người đến đến thời điểm, các bạn học đều tại nghiêm túc nghe giảng, anh ngữ lão sư tại bục giảng nước miếng văng tung tóe, phóng khoáng tự do. Lúc này, chủ nhiệm lớp Phùng lão sư, thầy chủ nhiệm Vương chủ nhiệm toàn bộ tới. Triệu lão sư, còn có các bạn học, có thể muốn quấy rầy các ngươi một chút. Phùng lão sư bài trước khi nói ra. Anh ngữ lão sư Triệu Hưng nhìn đến điệu bộ này, cũng là vung cũng không dám phản đối. Hắn vội vàng trước, bồi cười nói, vương chủ nhiệm, phùng lão sư, các ngươi làm sao tới. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm cùng quý trời trong xanh, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà dưới đài chỗ ngồi, Khương Sơ Nhiên nhìn đến Diệp Phàm cùng quý trời trong xanh cùng một chỗ lúc, nàng quyền đầu nắm lại, móng tay bóc tiến lòng bàn tay trong thịt. Cái kia một cái chớp mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy rất khổ sở, thậm chí là có chút chua sót. Nàng biết, nàng không là ưa thích Diệp Phàm nàng chỉ là không khỏi không thoải mái quả nhiên khác nhiều dựng quý ra đại tiểu thư mặc lấy áo phẩm cùng cái quý công tử giống như khương sơ nhiên thầm suy nghĩ có thể đây hết thảy đều không phải là thuộc về ngươi diệp phàm diệp phàm ta sẽ chỉ càng thêm xem thường ngươi tại khương sơ nhiên tâm lý diệp phàm hình tượng đã kém tới cực điểm nàng cảm thấy nhìn đến diệp phàm lòng có buồn nôn cảm giác các bạn học hôm nay chúng ta tới là nói cho mọi người một tin tức tốt. Diệp Phàm đồng học quyết định ngày mai mời mọi người đi biển hào hoa du thuyền du chơi một ngày. Đây là vé mời, ngày mai mọi người có thể cầm lấy vé mời đi. Vương chủ nhiệm bài trước khi nói ra. Ban lập tức sôi trào. Diệp Phàm bây giờ là ban phong vân nhân vật, một là đi qua lưu cường bọn họ kể rõ, nói Diệp Phàm hiện tại vô cùng có thể đánh. Hai là bởi vì Diệp Phàm cùng một cái có tiền đại tiểu thư quan hệ rất tốt ba là con hàng này hiện tại trốn học cùng ăn cơm một dạng bình thường. Mà lúc này xem ra, Diệp Phàm dựng có tiền đại tiểu thư, đây là không có chạy. Mọi người không khỏi nghị luận ẩm ý, có xem thường, có hâm mộ. Nhưng mọi người cũng đều muốn đi hào hoa du thuyền chơi. Đây là rất náo nhiệt một màn. Quý năng ấm chủ nhiệm lớp phùng lão sư, phương chủ nhiệm tự mình phát vé mời. Mà Diệp Phàm thì cầm thuộc về Khương Sơ Nhiên vé mời, đi vào Khương Sơ Nhiên trước mặt lớp trưởng Diệp Phạm đem tinh mỹ màu vàng óng vé mời đưa hiện lên đến Khương Sơ Nhiên trước mặt. Khương Sơ Nhiên nhìn về phía Diệp Phạm, nàng trong con ngươi mang theo một tia khinh thường cùng cười lạnh. Hồi lâu sau, nàng tiếp nhận vé mời, sau đó ngay trước Diệp Phạm mặt, đem vé mời xé thành phấn vụn. Diệp Phạm, ta xem thường ngươi. Khương Sơ Nhiên sau khi nói xong, đứng dậy trực tiếp rời đi phòng học. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp, lại gió bắt đầu thổi mặt biển, minh mông. Xanh biếc thiên, Mỹ lệ biển, tại tổ quốc các nơi, đều ở vào giá lạnh thời điểm đợi, cũng chỉ có Tân Hải mới có xinh đẹp như vậy cảnh tượng. Lần này Mỹ lệ cảnh tượng để rất nhiều người đều đối Tân Hải chạy theo như vịt. Bên trong thanh xuân nam nữ diễn khiến người ta lo lắng thích hận ly biệt. Mà hắn ấn tượng sâu nhất là ở đó mặt về sau một bài vè. Nhớ đến khi đó tuổi còn nhỏ. Người thích đàm thiên ta thích cười có hồi sóng vai ngồi tại cây đào gió đang ngọn cây chim đang gọi về sau không biết làm sao ngủ trong mộng hoa rơi biết rõ nhiều ít quyển sách kia là khương sơ nhiên cấp cho diệp phàm nhìn theo sơ khai bắt đầu diệp phàm cùng khương sơ nhiên là đồng học rất nhiều giấc mộng bên trong khương sơ nhiên đều chiếm cứ lấy hắn tâm linh hắn thích xem nàng cười thích xem nàng tự nhủ dậy hắn theo không dám đi chủ động tìm khương sơ nhiên có lúc cũng sẽ biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn. Nhưng thực, hắn là cỡ nào ưa thích Khương Sơ Nhiên tới kiếm chuyện với hắn. Một vừa chỉ cái mũi mắng hắn, một bên vì muốn tốt cho hắn. Hắn lựa chọn đi theo sư phụ học nghệ, tầng sâu nhất tiềm thức, còn là muốn làm một cái có bản lĩnh người, làm một cái xứng đáng Khương Sơ Nhiên người. Hắn muốn mời tất cả đồng học đi quan chiến, cũng là muốn tại Khương Sơ Nhiên trước mặt biểu hiện chính hắn. Nhưng là, Khương Sơ Nhiên lại ném cho hắn một câu, ta xem thường ngươi. Diệp Phàm tâm tình rất là u ám, hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều rất không có gì hay. Diệp Phàm cũng biết, tuy nhiên tuổi của hắn bây giờ thực tế không ngừng 16 tuổi. Nhưng là Khương Sơ Nhiên là thật sự 16 tuổi, nói chuyện yêu đương, còn sớm một chút. Nói thể non hẹn biển, cũng là ấu trĩ. Diệp Phàm không nghĩ tới muốn cùng Khương Sơ Nhiên phát sinh cái gì, hắn vốn cũng định đi xa chân trời. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Phàm cũng không hy vọng, hắn là lấy dạng này một cái không chịu nổi hình tượng rời đi Khương Sơ Nhiên ánh mắt. Hắn muốn là làm nàng cảm nhận cái thế anh hùng. Cho nên, Diệp Phàm mắt bỗng nhiên tách ra tinh quang tới. Ta nhất định muốn thắng, ta muốn để tất cả đồng học đều nhìn đến ta hào quang, để bọn hắn nói cho Khương Sơ Nhiên. Ta Diệp Phàm người nào đều không cần dựa vào. Ta dựa vào là chính ta. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn đấu trí một lần nữa bị bốc cháy lên. Du thuyền tại biển đã chuẩn bị tốt, cái kia chiếc hào hoa du thuyền có thể dự trữ 600 người 3 tháng lương thực. Bên trong hết thảy có 180 cái khách quý ở giữa, phòng lớn 10 cái. Bên trong hết thảy đều là hào hoa tới cực điểm. Phía dưới hết thảy 5 tầng, giống như là một cái cấp 5 sao hào hoa đại khách sạn. Đương nhiên, cùng khách sạn tướng, chiếc này hào thuyền vẫn là lộ ra nhỏ một chút. Mặt đất phủ lên kim ti tuyến thảm, sửa sang thiết kế, xa hoa mang theo phẩm vị. Một vài bức danh họa, còn có thổ hào kim góc phiền thiết kế Có nhà hàng, phòng yến hội, còn có chuyên môn phơi tắm nắng địa phương Cùng âm nhạc thính, điện ảnh và truyền hình sảnh Vân vân, La Quân một đoàn người là trực tiếp thi triển đại na di thuật tới Mà niệm từ cũng không có tới La Quân sợ sau khi đi ra hội có cái gì ngoài ý muốn Mặc dù không sai khả năng này rất nhỏ Nhưng La Quân cũng không muốn xuất hiện loại chuyện này Lưu mụ cùng triệu mẹ muốn tới đây La Quân cùng trầm mặc nùng đem tiểu niệm từ đưa đến nhà ông ngoại. Dù sao cũng sẽ không xảy ra đến thật lâu. Tại bờ biển, La Quân một đoàn người xuống xe, Đà Minh, Khổ Trí sư cũng bị La Quân mang tới. Long Vương cùng Diệp Phàm, còn có Quý Trời trong xanh đã ở bên kia chờ đợi. Quý Trời trong xanh là rất chờ mong nhìn đến La Quân phong thái. Bởi vì nàng cũng muốn biết, cái dạng gì sư phụ có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ. Mà tại gặp mặt về sau, nàng cảm thấy La Quân cùng nàng tưởng tượng rất là khác biệt. Nàng coi là, La Quân là cái lão già nát rượu bên trong. Nhưng trước mắt La Quân lại là như thế ngọc thụ lâm phong. Quý trời trong xanh không dám nhìn thẳng La Quân, nàng đột nhiên cảm thấy, trước kia thấy qua những đại nhân vật kia, tựa hồ tại La Quân dạng này người trước mặt, chính là không bằng cái dám. Long Vương tại nhìn thấy La Quân về sau, giật mình nhất. La huynh đệ, Long Vương trước, Hắn khiếp sợ không thôi, nói ra, ta vẫn cho là Tiểu Diệp sư phụ tuy nhiên cũng gọi La Quân, nhưng có thể là trùng tên. Không nghĩ tới, thật sự là La huynh đệ ngươi a. Hắn rất nhanh rất La Quân xương huynh gọi đệ, lúc này, Tiểu Diệp đồng chí bối phận hiển nhiên chỉ có thể hướng xuống hàng. La Quân vẻ mặt tươi cười, nói ra, lão đại ca, từ biệt mấy năm, thân thể ngươi xương vẫn là như vậy kiện khang a. Long Vương cảm khái, nói ra, ta đều là nửa thân thể vào đất người, không thể giống các ngươi người trẻ tuổi một dạng, có thể phiên vân phúc vũ, sáng tạo vô hạn khả năng há. La Quân nói ra, lão đại ca ngươi vẫn là càng già càng dẻo dai, đây là nói cái gì lời nói. Long Vương nói ra, thật sự là không nghĩ tới, là huynh đệ bây giờ ngươi lại có như vậy tạo hóa. La Quân nói ra, ta nghe tiểu phàm nói, lão đại ca ngươi đối với hắn có nhiều chiếu cố, ta còn không hào hào cảm giác tạ lão đại ca ngươi đây. Long Vương nói ra, chuyện này, tiểu phàm hắn bản sự cao, người lại khiêm tốn, có chính là sư chi phong A. Hai người khách sáo hàn huyên, tiếp lấy Long Vương dẫn là quân một đoàn người hào thuyền. Cái kia hào thuyền khách bậc thang có hai tầng, bò hai tầng, mới đến phòng khách chi. Long Vương An bài cùng La Quân ở bên trong hào hoa phòng xếp bên trong ngồi xuống tâm sự, để đựng thúc cùng tay đi ra nghinh tiếp An bài khách mời là quần phân phó diệp phàm cũng ra ngoài chiêu đãi một chút sau đó diệp phàm cùng quý trời trong xanh cùng đi ra một sau khi ra ngoài quý trời trong xanh có chút hưng phấn nói ra thật không nghĩ tới sư phụ ngươi còn trẻ như vậy anh tuấn a diệp phàm mỉm cười quý trời trong xanh nói ra ngươi đều lợi hại như vậy cái kia sư phụ ngươi nhất định lợi hại hơn rồi diệp phàm lập tức nói ra ta bản sự không kịp sư phụ ta chi vạn nhất Khoa trương như vậy, quý trời trong xanh nói ra, người cũng quá khiêm tốn đi. Diệp Phàm cười khổ, nói ra, cái này còn thật không phải khiêm tốn. Lục tục ngo ngoe, các phương khách mời đến. Diệp Phàm các bạn học, bao quát ban các lão sư, phương chủ nhiệm, hiệu trưởng, còn có chủ nhiệm lớp phùng lão sư cũng đến. Những người này, mặc kệ là lão sư còn là đồng học, đều là lần đầu tiên trong đời khoảng cách gần kiến thức như vậy hào hoa du thuyền, trước kia bọn họ cũng chỉ có thể tại trong tivi nhìn xem. Một đám người, tuy nhiên bảo trì khắc chế, nhưng vẫn có chút giống là lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên. Diệp Phàm cùng quý trời trong xanh chiêu đãi mọi người tiến vào đại hình trong phòng yến hội, cái kia trong phòng yến hội sơn hào hải vị, không thiếu gì cả, là tiệc đứng hình thức. Tại lầu 3, còn có buổi hòa nhạc đang tiến hành. Nơi này hoạt động an bài, cái kia là phi thường phong phú. Diệp Phàm tại đám người chi, không tự chủ được dùng ánh mắt đi tuần tra, muốn tìm được Khương Sơ Nhiên. Nhưng để hắn thất vọng là, Khương Sơ Nhiên thật không có tới. Khương Sơ Nhiên bạn thân Tạ Tiểu Hàm đi vào La Quân trước mặt, nói ra, ta khuyên qua Nhiên Nhiên, nhưng nàng không thể tới. Diệp Phàm gật gật đầu, nói ra, không có việc gì, đa tạ. Trịnh Hoa Thanh thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Phàm. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì đột nhiên, cái này tiểu tử nghèo dạng này tráng lệ nghịch tập phùng lão sư trước đem diệp phàm kéo qua một bên nói ra diệp phàm nghe nói sư phụ ngươi đến diệp phàm gật đầu nói ra ừm um, tới ở bên trong nói chuyện với long vương a à, long vương a à, phùng lão sư nhất thời cảm thấy cao sơn ngưỡng chỉ diệp phàm nói ra phùng lão sư sư phụ ta hôm nay chỉ sợ không rảnh gặp ngài a à. bất quá ngài có cái gì muốn giao lưu tìm ta cũng được a à. ta muốn theo sư phụ ngươi học một ít khí công a à. Phùng lão sư nói ra. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, nói ra, cái này có chút dậy à không? Phùng lão sư nói ra, còn không có dậy, làm sao biết dậy không đâu. Diệp Phàm cũng là cầm Phùng lão sư không có cách, hắn nói ra, ngài muốn là đơn thuần muốn học khí công, cái kia chờ hôm nay sau đó, ta đi dậy một chút ngài. Nhưng đến mức ngài có học hay không đến biết, vậy ta không có thể bảo chứng. Dù sao, lão sư ngài muốn a, à, cái này thị trường nhiều ít khí công đại sư đều là tên lừa đảo. Cho nên, khí này công nếu là hiếu học, cái kia không người người đều có thể thành khí công đại sư a." Phùng lão sư nói ra, vậy cũng đúng, tốt, chúng ta nói bình tĩnh a." Diệp Phàm nói ra, nhất định. Phùng lão sư lúc này mới hài lòng đi tìm đồ ăn. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, lại là không nghĩ tới, nguyên lai chủ nhiệm lớp vẫn là cái tên dở hơi a. Theo giờ này khác này bắt đầu, bàn các lão sư, các bạn học đã tránh thức bắt đầu đối Diệp Phàm nhìn với con mắt khác. Nhưng loại này nhìn với con mắt khác sau lưng, cũng có một loại khinh thường. Bởi vì mọi người rất khó không cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Phàm thông đồng quý đại tiểu thư gây nên. Đây là thuộc về bọn hắn nhận biết thói hư tật xấu cùng chật hẹp tính. Nếu như tỉ mỉ suy nghĩ, hẳn phải biết, chiếc này du thuyền xuất hiện, tuyệt sẽ không là bởi vì quý đại tiểu thư gây nên chỉ sợ quý trời trong xanh bản thân đều không tư cách này điều động cái này du thuyền huống chi làm quý trời trong xanh trưởng bối tới nói long vương cũng không có khả năng chống đỡ quý trời trong xanh nhỏ như vậy đi nói chuyện yêu đương bình tĩnh cả đời cho nên người biết chuyện hẳn phải biết đây hết thảy là cùng quý trời trong xanh không quan hệ nhưng lại khôn khéo cá nhân bị quấn vào đến đại chúng chi khó tránh khỏi trở nên ngu xuẩn dung tục cho nên dùng đại chúng tư duy đến xem Diệp Phàm đây hết thảy là bái quý đại tiểu thư ban tặng. Có điều rất nhanh, loại ý nghĩ này tại đại chúng tâm cũng có thay đổi. Bởi vì về sau, Diệp Phàm sư phụ là quân một đoàn người đi ra. Từ Long Vương cùng hiệu trưởng bồi theo, là quân cùng trầm mặc nùng như bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Một đoàn người cười cười nói nói đi ra. Diệp Phàm lên ngựa đi trước, hô, sư phụ. Cái kia phùng lão sư ở một bên vốn còn muốn tìm La Quân, nhưng nhìn thấy La Quân loại này khí chàng về sau, liền lại không có dũng khí gần trước. La Quân đối Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, người đồng học đều đến. Diệp Phàm ánh mắt nhất ảm, nói ra, hầu như đều tới. La Quân là khôn khéo người, nghe xong Diệp Phàm cái miệng này khí, biết có nhân vật mấu chốt không đến. Hắn ánh mắt thô sơ giản lược tại chỗ đảo qua, nói ra, người lớp trưởng không có tới. Diệp Phàm gật đầu, hắn theo rồi nói ra, hắn cảm thấy, ta là dựa vào lấy quý trời trong xanh đang khoe khoang." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không sao cả, thời gian tổng sẽ chứng minh hết thảy." Diệp Phàm trọng trọng gật đầu. La Quân vì cho đủ Diệp Phàm mặt mũi, còn nói thêm, "Dẫn ta đi gặp thấy các người lão sư cùng đồng học đi." Diệp Phàm nói ra, "Đúng, sư phụ." Sau đó tiếp đó, La Quân giống như là lãnh đạo tiếp kiến một dạng, cùng những lão sư kia, đồng học đơn giản ân cần thăm hỏi la quân rất vị ý nhưng vẫn cho bọn họ không ít áp lực đến lúc này những bạn học kia các lão sư tựa hồ mới hiểu được quan trọng vị trí hóa ra long vương như vậy nể tình không phải là bởi vì diệp phàm dựng quý ra đại tiểu thư hết thảy nguyên nhân cùng mấu chốt đều tựa hồ là đang diệp phàm sư phụ la quân thân thể a từng cái từng cái nhìn diệp phàm ánh mắt lần nữa khác biệt có thông minh đồng học đều thậm chí bắt đầu tính toán tại sao cùng diệp phàm đến giữ gìn mối quan hệ cũng là tại dưới tình huống như vậy, cái kia thiết mộc quân một đoàn người tới. Thiết mộc quân mang theo vu dần dần hồng, vu liệp, vu thiên, còn có một số giao chúng, trưởng lão đến đây. Thiết mộc quân vẫn là một thân áo bảo đỏ, trang phục quái dị. Chỉ ít, tại người hiện đại trong mắt đến xem, là quái dị. Nhưng cuối cùng quái dị, lại không ai dám nghị luận. Bởi vì thiết mộc quân thân thể uy nghiêm, khí thế quá mạnh. Mạnh đến tựa hồ hắn vừa xuất hiện, chính là nơi đây chúa tể, nơi đây vương. Ai dám nghịch ý hắn, là một con đường chết. Thiết Mộc Quân sau khi đi vào, náo nhiệt trong phòng yến hội nhất thời trầm tích đi xuống. Còn giống như chết trầm tích, mọi người liền thở mạnh cũng không dám, e sợ cho lên tiếng sẽ chọc cho đến tai họa ngập đầu. Đây là một loại khí thế khủng bố. Một ngạt đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Liền cũng là vào lúc này, là quân dẫn đội, đem người mà ra hắn vốn là cởi mở cười một tiếng. Một tiếng này cười, nhất thời như xuân phong tế vũ, trơn bóng vật im ắng. Hết thảy uy thế, áp lực đều tại dạng này tiếng cười kết thúc. Là quân nói ra, tôn giá cuối cùng đến, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Thiết mộc quân cũng là cười một tiếng, nói ra, lão hủ cũng không nghĩ tới, các hạ đem hôm nay nghiêm túc như vậy sự tình, ngược lại làm đến giống như là thịnh đại yến hội. Là quân nói ra, bất quá là náo nhiệt một chút. Thiết Mộc Quân nói ra, có điều, tại trước khi bắt đầu, Lão Hủ còn có ít lời muốn nói. Tôn giá mời nói, La Quân nói ra, đây là song cường quyết đấu. Long Vương một đám người, cùng những lão sư kia, hiệu trường, đồng học ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Thiết Mộc Quân nói ra, Lão Hủ huynh đệ phòng bị tu di, các người động đan dược hắn đổ, vật không sao cả. Nếu là Lão Hủ thắng, ở trong đó một chiếc nhẫn, gọi là vô cực long giới tại lão hủ có rất trọng yếu tác dụng mong rằng nhất định phải thuộc về con la quân nhất thời trong lòng rõ ràng hắn đoán được thiết mộc quân có thể là vì thứ nào đó nhưng con hàng này cũng kiêng kỵ phụ thân tên tuổi cho nên muốn dùng dạng này bình thản phương pháp tới lấy đến long phòng bị la quân nói ra tốt chỉ cần tôn giá có thể thắng nhất định trả lại thiết mộc quân mỉm cười nói ra vậy thì tốt chúng ta bắt đầu đi la quân gật gật đầu ngay sau đó bọn họ liền hướng mặt ngoài bong thuyền đi đến tất cả mọi người biết có náo nhiệt muốn nhìn có trò vui muốn diễn sau đó cũng toàn bộ cùng đi bong thuyền mặt trầm mặc nùng thì thầm bàn giao long vương nơi này phát sinh hết thảy toàn bộ không cho phép quay chế ra càng không cho phép chuyển đến đường đi long vương biết trầm mặc nùng thân phận cũng biết việc này không thể coi thường lập tức an bài thủ hạ đi làm đến bong thuyền ánh nắng tươi sáng gió biển thổi lướt nhẹ qua các hạ cho rằng hôm nay sẽ thắng sao thiết mộc quân đột nhiên hỏi ta không nghĩ tới thất bại la quân cười nhạt một tiếng các hạ vì sao lại có tự tin như vậy thiết mộc quân nói ra la quân cười ha ha một tiếng nói ra tên trên dây cung chúng ta không cần những thứ này nói nhảm đi người ta bắt đầu trước đi thiết mộc quân nói ra tốt sau đó thiết mộc quân thân hình lóe lên trực tiếp biến mất tại chỗ hắn lại là hướng lên trời bay đi trời ạ à, có người lập tức kinh hô hắn biết bay hắn bay đi la quân cười nhạt một tiếng hắn đại kim đan cũng trong nháy mắt bày ra hắn một chân dẫm đi đại kim đan triển khai côn bằng kim xí côn bằng kim xí dương cánh ra lập tức mang theo la quân hướng bầu trời tia chấp bay qua lại bay một cái ta là đang nằm mưa sao đây là tại đập mảng lớn sao đây là thật sao toàn trường sôi trào chính là long vương cũng không nhịn được kích động hắn cũng là lần đầu tiên gặp người thật biết bay a à. cùng lúc đó cái kia vu dần dần hồng nói với trầm mặc nùng trầm tiểu thư mời mời trầm mặc nùng nói ra vu dần dần hồng ngay sau đó quay người lại liền thực sự nguyên thần hướng mặt biển bay đi trầm mặc nùng cũng tế ra nguyên thần cấp tốc theo ở phía sau bọn họ cũng biết bay đây là cái gì tình huống a đều biết bay một đám các bạn học đều muốn sụp đổ, cái này mẹ nó đến cùng vung tình huống A. Những đại nhân kia cũng là ngây ra như phỗng. Tới sau cùng, còn lại Diệp Phàm cùng Vu Liệng. Vu Liệng nghiêm mặt, nói ra, Diệp huynh đệ, người ta không biết bay. Nhưng để tránh đến đem cái này hào thuyền thương tổn, chúng ta tại mặt biển tiến hành quyết đấu đi. Diệp Phàm gật đầu. Cái kia hào thuyền đã rời đi bờ biển hơn 30 dặm. Thả mắt nhìn đi, tất cả đều là bích không trời xanh cùng minh mông mặt biển. Mặt biển tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tại dưới tình huống như vậy, Vu luyện đột nhiên thả người theo bong thuyền nhảy đi xuống. A, à, mọi người thét lên. Nhưng tại lúc này, Diệp Phàm cũng thân hình lóe lên, liền hư không xuyên thẳng qua nhảy xuống bong thuyền. Trời ạ, à, Diệp Phàm cũng nhảy đi xuống, hắn muốn chết a. À. Chúng đồng học đều là kinh hãi nếu như nói nhìn đến la quân bọn họ biết bay, đã là dọa sợ bọn họ. Nhưng Diệp Phàm bọn họ là hiểu rõ a à, làm sao Diệp Phàm cũng đi đựng đi đâu. Nhưng là rất nhanh, cái kia mặt biển xuất hiện Diệp Phàm cùng vu liệm bóng người. Vu liệm cùng Diệp Phàm lấy pháp lực ngựa thủy, dẫm tại mặt biển, tựa như tại đất bằng một dạng. Tại mặt biển, Diệp Phàm cùng vu liệm đứng đối mặt nhau. Tầng mây chi, là quân cùng thiết mộc quân cũng là đứng đối mặt nhau các hạ hung danh đã truyền khắp chư thiên vạn giới, nhưng lão hủ lại là không tin, ngươi liền hư tiên cũng không tính là, liền có thể chống đỡ lão hủ hư tiên đỉnh phong chi cảnh sao. Thực lực ngươi, cùng lão hủ tranh lệch quá nhiều, thiết mộc quân lạnh lùng nói ra. Là quân nói ra, tin hay không, cái kia đều ra tay đi. Thiết mộc quân lạnh lùng nói, quả nhiên đầy đủ cuồng vọng, phụ thân ngươi tu vi không cao, lại đem rất nhiều viễn cổ đại kiêu như giết một con chó giết chết chẳng lẽ ngươi cũng là như phụ thân ngươi tiếp chiêu đi cái này một cái chớp mắt thiết mộc quân cấp tốc xuất thủ thiết mộc quân bạo giống một tiếng tiếp lấy phun ra một miệng màu đen sát khí thiết mộc quân pháp lực vận chuyển cỗ này màu đen sát khí lập tức cấp tốc mở rộng trong chớp mắt phương viên trăm dặm toàn bộ bị loại này màu đen sát khí bao phủ vô cùng băng hàn chi lực đem la quân gắn vào loại này băng hàn cũng không phải là băng tuyết mà chính là rất đông lạnh ngục thần vòng sát khí. Một tia sát khí có thể đem 10 dặm địa chi bên trong toàn bộ sinh linh chết cống. Đông lạnh ngục lĩnh vực, thiết mộc quân quát nói. Là quân lập tức cảm giác không đến chung quanh chỗ có pháp lực, hắn đã bị loại này lĩnh vực triệt để chân áp lại. Nhìn ngươi như thế nào phá, thiết mộc quân bạo quát, ăn lão hủ nhất quyền, đông lạnh ngục tuyệt sát. ầm ầm lĩnh vực chi, màu đen sát khí đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ quyền lực đến, Cỗ này quyền lực như mãnh hổ, hướng về La Quân đánh giết tới. Vô cùng tuyệt sát pháp tắc, khí tức lan tràn đi ra. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Diệt sát hết thảy. Nếu không phải La Quân hấp thu qua địa sát chi tinh, trời sinh không sợ lạnh lẽo, chỉ là lĩnh vực bên trong sát khí có thể đòi mạng hắn. Cái này Hư Tiên đỉnh phong cùng tầng 10 đỉnh phong ở giữa, thật sự là có to lớn khoảng cách. Oanh. Cỗ này quyền lực hướng La Quân đánh giết tới. La Quân cảm giác được một loại viễn cổ diệt tuyệt địa cầu tai hại buông xuống, lòng sinh ra vô hạn thê lương tuyệt vọng cảm giác. Trong chớp mắt, La Quân cấp tốc tập trung ý chí. Biển linh hồn. Cái này một cái chớp mắt, La Quân phóng xuất ra biển linh hồn. Tại La Quân phương viên trong vòng 10 dặm, biển linh hồn cấp tốc thành hình. Sát khí cũng bị biển linh hồn bao trùm, vô số linh hồn lốc xoáy tại rảo sát những sát khí này cái kia đông lạnh ngục tuyệt sát quyền lực cũng xa vào đến biển linh hồn chi. Linh hồn lốc xoáy giống như vũ trụ hắc động một dạng đem cỗ này quyền lực bao trùm. Là quân lĩnh ngộ trụ quang lực lượng về sau, linh hồn lốc xoáy đã khủng bố tới cực điểm. Chính là loại này đại tuyệt sát quyền, cũng cấp tốc bị la quân linh hồn lốc xoáy tiêu trừ. Thiết mộc quân thậm chí cảm nhận được la quân ngay tại bắt đầu hấp thu hắn sát khí. Đáng giận, thiết mộc quân nhất thời biến sắc hắn tránh thức cảm nhận được la quân chỗ kinh khủng. Lẽ nào lại như vậy, thiết mộc quân làm sao có thể đủ chứa nhẫn, hắn cấp tốc thu liếm sát khí. Cái kia tất cả sát khí tại hắn tay đột nhiên hình thành một miệng tuyệt thế thần kiếm. Đông lạnh ngục thần kiếm, diệt sát hết thảy. Thiết mộc quân bạo giống một tiếng. Kiếm quang lóe lên, to lớn kiếm lực hướng la quân biển linh hồn chảm giết tới. Một kiếm này chi lực chỗ mang theo sát ý cùng băng hàn quy tắc, cuồn cuộn rồi rào liền cũng tại lúc này là quân khống chế biển linh hồn, cái kia biển linh hồn cũng lên biến hóa như viễn cổ cự thú đồng dạng mở ra miệng lớn đem kiếm này lực thôn phệ thôn phệ đi vào liền thi triển linh hồn lốc xoáy rào sát, hai tướng chém giết là quân lần nữa tiêu trừ thiết mộc quân kiếm lực, thiết mộc quân cảm nhận được là quân biển linh hồn, cái này biển linh hồn bên trong có vô cùng vô tận đạo lý cùng chân nghĩa, thật sự là khó có thể phá vỡ nguyên lai like hắn có như thế pháp thuật, khó trách không có sợ hãi. Thiết Mộc Quân hai lần công kích thất bại, không khỏi ám đạo. Nhưng, hắn pháp lực thủy chung có hạn, ta không tin, hắn là đánh không bại. Thiết Mộc Quân sau đó thân thể nhảy lên, lóe ra ngoài mười dặm. Là quân cấp tốc như bóng với hình, trực tiếp đem biển linh hồn chụp xuống đi. Trong nháy mắt, biển linh hồn liền đem Thiết Mộc Quân bao trùm. Tại biển linh hồn chi, Thiết Mộc Quân lập tức cảm giác được chính mình dường như rơi vào đến vũ trụ tinh không chi. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, oan hồn, tinh không, hắc động, vô tận, minh mông, hết thảy đồ vật đều xuất hiện. Chính là lấy Thiết Mộc Quân bản lãnh như thế, cũng không cách nào siêu thoát ra ngoài. Là quân càng không khách khí, cấp tốc lấy linh hồn lốc xoáy điên cuồng rảo sát Thiết Mộc Quân. Thiết Mộc Quân bên người, liền cấp tốc ngưng tụ ra 10 đạo linh hồn lốc xoáy, Mười đạo tráng kiện vô cùng linh hồn lốc xoáy hội tụ vào một chỗ, đem thiết mộc quân một mực quấn tại ở giữa, vô cùng mảnh vụn linh hồn hướng hắn từng đánh chết tới. Linh hồn pháp tắc, chính là xâm nhập linh hồn đồ vật, không tầm thường thuật pháp công kích. Chính là thiết mộc quân cũng không dám khinh địch, hắn nhất định phải thủ bình tĩnh tâm thần, mới có thể giữ vững bản niệm. Không phải vậy lời nói, linh hồn hắn đều sẽ có dục dịch, muốn bay ra ngoài xúc động. Linh hồn chính là người căn bản, chính là não vực chi bản nguyên tồn tại. Thân thể chết, bản nguyên còn có thể tạm thời bất diệt. Một khi cái này bản nguyên bị la quân rảo sát thành toái phiến, cái kia thiết mộc quân sẽ trở thành không có tư tưởng ngu ngốc. Thiết mộc quân bạo giống liên tục, hắn bị khốn ở, khó có thể siêu thoát. Audio điện tử võ tấn bền Thiết mộc quân cũng không phải là vô mưu thất phu, hắn tuy nhiên biểu hiện được tức hồn hền. Nhưng nội tâm chi y nguyên chấn tĩnh không, nghĩ đến đột phá chi pháp. Đến hư tiên chi, lực lượng cũng sẽ không gấp đôi nhiều hơn tầng 10 đỉnh phong. Hư tiên đỉnh phong là tầng 10 đỉnh phong lực lượng gấp đôi. Nhưng là, hư tiên cảnh lực lượng là tại hướng hùng hậu phương diện này phát triển. Hư tiên trở xuống, tranh lệch cảnh giới phá lệ lớn. Đến hư tiên chi, là hùng hậu, dày đặc. Thiết mộc quân lực lượng là la quân gấp đôi, hơn nữa còn hùng hậu vô cùng, như ngục như vực sâu, khủng bố vô cùng lúc này xem ra la quân đã đem thiết mộc quân vây khốn mà lại hai người tuy nhiên thực lực sai biệt lớn nhưng từ khi giao thủ bắt đầu lại là la quân vững vàng chiếm phong từ một điểm này nhìn thiết mộc quân cũng là rất khuất nhục bất quá la quân tâm lý vô cùng rõ ràng hắn cùng thiết mộc quân chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu lúc này đều là đang thử thăm giỏ chi la quân tay cầm thiên đạo bút còn vẫn luôn không có vận dụng mỗi người tay cũng còn có nổ vương không đến bị bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng thi triển thiết mộc quân lúc này thân thể chuyển một cái lại là khoác ô kim áo cả sa lập tức linh hồn lốc xoáy đối với hắn thương tổn bị ô kim áo cả sa ngăn cản ở bên ngoài thiết mộc quân sắc mặt bình tĩnh dần dần bắt đầu quen thuộc biển linh hồn quy tắc ừm là quân bị kinh ngạc lập tức minh bạch thiết mộc quân dự định hắn là muốn quen thuộc ta biển linh hồn sau đó lại phát động tấn công mạnh là quân thầm nghĩ ta bây giờ tuy nhiên ỷ vào thân thể cường đại, biển linh hồn bác đại tinh thâm. Nhưng là thiết mộc quân chính là ngàn năm lão quái, tu vi quá mức thâm hậu. Hắn như lý giải biển linh hồn, lần nữa phát động tiến công, ta con mẹ nó thuật pháp rất khó ngăn cản. Thật cho đến lúc đó, chỉ có thể dùng thiên đạo bút đến thi triển ẩn thân thuật. Có thể đó cũng không phải kế hoạch lâu dài, hai người quyết đấu, nếu là đào tẩu, chẳng phải là đại biểu thất bại. Ta tuy nhiên còn có mấy loại ba nghìn đại đạo, nhưng đối phó với lên người này đến, cũng không có tác dụng. Đại linh hồn lôi kiếm cần phải hữu dụng, có thể chỉ có thể dùng hai lần. Hai lần về sau, đánh bại không thiết mộc quân, ta bất lực tái chiến, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Cũng không biết, thiên đạo bút hắn chữ cổ có hữu dụng hay không. Lúc này, thiết mộc quân đang sờ là quân cơ sở, là quân cũng đang tính toán thiết mộc quân át chủ bài. Là quân liên tục mấy lần linh hồn lốc xoáy đều không có thể đối thiết mộc quân tạo thành thương tổn. Thiết Mộc Quân bắt đầu càng ngày càng tính trước kỹ càng. Liền cũng tại lúc này, tại Linh Hồn Lốc xoáy tâm Thiết Mộc Quân đột nhiên ngồi xếp bằng. Hắn pháp lực bành trướng, ô kim áo cả sa cùng pháp lực dung hợp, hình thành một loại lôi điện hộ tráo đồ vật bình thường. Mặc cho Linh Hồn Lốc xoáy quy tắc khủng bố, Thiết Mộc Quân cùng ô kim áo cả sa lại là sừng sững bất động. Thiết Mộc Quân đột nhiên yên tĩnh. Đó là một loại tựa như là từ quyền lực dục vọng tâm đột nhiên đi vào Phật trong nội đường đồng thời đại thông đại ngộ một loại cảm giác thiết mộc quân giống như là đốn ngộ không tốt hắn tại lĩnh ngộ động tiên ảo diệu trùng kích sau cùng bình chướng la quân thấy thế không khỏi hoảng sợ nếu như nói gặp phải hư tiên cao thủ la quân còn có thể không sợ chính là hư tiên đỉnh phong la quân cũng có sức đánh một trận nhưng nếu như gặp phải động tiên cao thủ cái kia la quân chỉ có chết phần mang ra cái này một cái chớp mắt là quân không do dự nữa, cấp tốc tế ra thiên đạo bút, viết kế tiếp đoán chữ. Lập tức, cái kia đoán chữ hóa thành một cỗ ý niệm dung nhập vào ô kim áo cả sa chi. Chữ cổ, thế mà mạnh như vậy, thiết mộc quân cũng là hơi kinh hãi, hắn cảm nhận được chữ sách này ý niệm cùng pháp lực ngay tại cường ép phá giải cách khác trận. Có điều, may mắn, các hạ pháp lực còn chưa đủ thâm hậu. Chữ sách này cũng mang ra không già hủ trận pháp. Thiết Mộc Quân cười ha ha một tiếng, nói ra vừa vặn chữ sách này cũng có thể làm nhiên liệu đến chợ lão hủ một chút sức lực chết la quân cấp tốc lại viết kế tiếp chữ hắn pháp lực ngay tại cuồng mãnh thiêu đốt vô luận là đoán chữ vẫn là chữ chết tiêu hao đều là la quân pháp lực nhất thời một cỗ chết hết thiên hạ ý niệm cùng lực lượng xâm nhập vào ô kim bên trong áo cà sa thế nhưng ô kim áo cà sa chi lôi điện cuồn cuộn cấp tốc chém giết thiên đạo bút ý đọc cùng lực lượng nói cho cùng là quân tuy nhiên làm thiên đạo bút chủ nhân, thiên đạo bút cũng xác thực cường đại. Nhưng là, là quân bản thân tu vi còn không thể xứng đôi thiên đạo bút, thêm thiên đạo bút không có khí linh. Cho nên một khi gặp phải tránh thức tuyệt đỉnh cao thủ, thiên đạo bút lực lượng y nguyên không phát huy ra được. Đại linh hồn lôi kiếm. Là quân không rảnh suy nghĩ nhiều, thi triển tất cả vốn liếng. Lúc này nghiêm chỉnh đã là đến sinh tử tồn vong cấp độ, nếu như thiết mộc quân thật cảm ngộ đến động tiên ảo diệu, cái kia La Quân là một con đường chết. Thiết Mộc Quân chỗ lấy đột nhiên cảm ngộ, cũng là bởi vì chịu đến La Quân biển linh hồn kích phát. Cái này biển linh hồn ảo diệu, thậm chí trụ quang cuồn cuộn cho Thiết Mộc Quân vô cùng linh cảm. Tựa hồ rất nhiều không nghĩ ra, không hiểu sự tình, đột nhiên rộng mở trong sáng. Oanh, một đạo đại linh hồn lôi quang vạch phá hắc ám, trực tiếp chém giết tại ô kim áo cả sa mặt. Đến được tốt, Thiết Mộc Quân đại hỉ lại là trực tiếp run run ô kim áo cà sa, đem cái này đại linh hồn lôi kiếm hoàn toàn hấp thu đến bên trong áo cà sa. La Quân lập tức cảm nhận được chính mình đại linh hồn lôi kiếm vẫn chưa bị tiêu diệt, mà là tại ô kim bên trong áo cà sa mạnh mẽ đâm tới. Cái kia ô kim áo cà sa chỉ có một cái to lớn trận pháp, trận pháp lấy lôi làm dẫn, cầm sử dụng vạn vật, thủy hỏa bất xâm. Lần này, La Quân ngược lại là đối ô kim áo cà sa có giải mà thiết mộc quân thì tại giải gọt rũa là quân đại linh hồn lôi kiếm. trời ạ, à, các hạ thế mà vượt qua lôi kiếp, cái này đại linh hồn lôi kiếm chi, đây là linh hồn chi ý, còn có lôi kiếp ảo diệu tại. tốt, tốt, quá tốt. ngày khác lão hủ cũng có thể dựa vào những thứ này ý nguyện, ảo diệu cũng đi xông vào một lần lôi kiếp. thiết mộc quân đối linh hồn, vũ trụ giải càng thêm thấu triệt. theo bản ngã đến ta thật, theo ta thật đến vũ trụ, lại từ vũ trụ đến bản thân đây là từ không tới có theo có đến không một cái quá trình một người nếu là không có đi qua danh lợi liền nói không màng danh lợi đó là chuyện cười chỉ có đi qua danh lợi lại nhìn thấu danh lợi mới là thật đạm bạc thiết mộc quân chính là ngàn năm lão quái đã từng ngao du tinh không nhưng hắn chỗ đi tinh không đều tại khu vực phụ cận không dám rời địa cầu quá xa cho nên hắn là hiểu một chút điểm vũ trụ nhưng lại giải không đủ mà lúc này thiết mộc quân thông qua la quân đại linh hồn lôi kiếm đem tâm rất nhiều không hiểu đồ vật toàn bộ đả thông sau đó trong cơ thể hắn quy tắc ảo diệu pháp lực toàn bộ như ý vận chuyển lại hắn thân thể linh khí bành trướng khí trùng đấu ban đêm ẩn ẩn phải có đột phá bích trướng trở thành động tiên cao thủ xu thế chỉ cần hắn vừa đột phá la quân lập tức muốn thua la quân ở cái này lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm đột nhiên cũng khoanh chân ngồi xuống đi vô cùng nguy cơ cũng không có đè sập la quân, hắn ngược lại lộ ra rất là tỉnh tháo. Như cho ta mệnh đều do ta, liền có thể trong lửa cắm gót sen. La quân tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng hắn tích lũy cũng đã hùng hậu tới cực điểm. Hắn đi theo áo đen tố trinh trinh chiến thiên hạ lúc, tuy nhiên tự thân pháp lực tăng chưa trưởng thành. Nhưng tích lũy lại đến một cái trình độ kinh khủng. Lôi kiếp ảo diệu, sinh tử bình chướng, đều tại la quân tâm. Bây giờ, tại lĩnh ngộ trụ quang sự ảo diệu sau. Vũ trụ tại La Quân Tâm cũng có hình dáng. Hắn đại bản nguyên thuật để hắn pháp lực kiên cố không, tất cả tâm ma đều không thể xâm lấn. Nhưng là đại bản nguyên thuật cũng trở thành một loại ràng buộc, để hắn không thể vượt qua. Lúc này, La Quân bắt đầu triệu tập toàn bộ pháp lực trùng kích hư tiên bình chướng. Đồng thời, hắn thôn vệ 10.000 mai thuần dương đan thuốc. Vô cùng thuần dương pháp lực tại La Quân trong não vực sôi trào mãnh liệt. Loại này thuần dương chi lực hung hãn tới cực điểm, chính là quỷ tiên ở đây cũng đối dạng này thuần dương chi lực cảm thấy e ngại. Lúc này nếu là La Quân đột phá hư tiên phía trước có thể thuận lợi đánh bại Thiết Mộc Quân, nếu là Thiết Mộc Quân đột phá động tiên phía trước La Quân hội triệt để bị thua. Nhìn hai người đến cùng thiên mệnh tại người nào? Hư người cũng muốn xông phá bình chướng, làm sao có thể? Thiết Mộc Quân nhìn ở trong mắt nói ra, lão hủ chính là đến linh cảm đồng thời tích lũy trăm năm lâu dài, mới dám tùy tiện xông phá. Người nhỏ như vậy tuổi tác, nhìn lão hủ xông phá, liền muốn cùng xông phá, người làm là con nít danh chơi đùa sao. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ a. À. còn có, người thế mà có nhiều như vậy thuần dương đan, thế nhưng là người tùy tiện ăn nhiều như thế, cái này thuần dương đan đánh thẳng vào, lại lại xông phá bình chướng, tiểu tử, người chờ tẩu hỏa nhập ma đi. Oanh, ngay vào lúc này, là quần đỉnh đầu bỗng nhiên bảo quang trùng thiên một cỗ cuồn cuộn rồi rào thuần dương khí thức từ la quân đỉnh đầu phát ra thế mà đột phá cái này sao có thể thiết mộc quân hoảng sợ thất sắc cái kia lại ăn ta một kiếm la quân đột nhiên mở hai mắt ra khủng bố tinh quang tỏa ra sau đó đại linh hồn lôi kiếm ầm ầm kiếm quang lóe qua bên trong thiên địa hắc ám chi thương khung ở trong gầm trời liền chỉ còn lại có một kiếm này rồi giao linh hồn cùng sấm sét dung hợp lại cùng nhau, trở thành thế gian này duy nhất ánh sáng, loại này ánh sáng, có thể chấn nhiếp trời xanh quỷ thần. Oanh, chém xuống một kiếm, ô kim áo cả xa mặt xuất hiện một vết nứt. Thiết mộc quân chính là hành công lĩnh ngộ lúc mấu chốt, pháp lực cùng ô kim áo cả xa hòa làm một thể. Cái này chém xuống một kiếm, thiết mộc quân tất cả xúc động, linh cảm, khoái cảm đều bị kinh hãi trở về. Giống là nam nhân đối mặt mỹ nữ đều đã chuẩn bị nâng thương trận, đột nhiên đại môn bị đá văng, tiến đến cảnh sát. Đối với thiết mộc quân tới nói, chính là hủy diệt tính tai nạn. Hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Thắng bại trong nháy mắt đã phân. Cái này, làm sao có thể, thiết mộc quân sắc mặt trắng bệch nhìn về phía la quân, hắn cảm thấy thật không thể tin, không thể tin. Nhưng mà, đây hết thảy đối la quân tới nói, nhưng đều là nước chảy thành sông sự tình lúc trước tích lũy rất nhiều, thực lực hùng hậu, sau lại cơ duyên xảo hợp, tu luyện đại bản nguyên thuật. Lần này lại đột nhiên thôn vệ vạn mai thuần dương đan, như vậy hung mãnh trùng kích, nếu không có đại bản nguyên thuật thủ hộ, La Quân thật là một con đường chết, tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma. Nhưng La Quân chính là bởi vì công tác chuẩn bị đều làm tốt, cho nên một lần hành động đột phá, không chút lo lắng. Tôn giá, người thua, La Quân nói ra, người cần phải may mắn, người chọn theo ta quân tử chi chiến. Nếu không lời nói, giờ phút này ngươi đã là chết người. Cái này, vì cái gì, vì cái gì ngươi không có tổ hỏa nhập ma, điều đó không có khả năng. Thiết Mộc Quân thì thào nói ra. Giờ này khắc này La Quân, quanh thân phía dưới khí chất lần nữa biến hóa. Hắn tại tầng 10 đỉnh phong lúc có thể dung chuyển hư tiên đỉnh phong cao thủ, bây giờ hắn lần nữa lý cá vượt long môn, tu vi liền càng tầng lầu. La Quân không để ý đến Thiết Mộc Quân, hắn nhắm mắt rõ ràng cảm nhận được tiên giới chi môn. Tiên giới chi môn giống như là một cái to lớn trận pháp cùng thông đạo, vô cùng tiên giới thuần dương khí tức dò dỉ xuống tới. Tiên giới thuần dương chi khí giống như là bầu khí quyển một dạng bao trùm toàn bộ địa cầu. Loại này thuần dương khí tức, chỉ có đến hư tiên cảnh, mới có thể giống như là máy thu âm đối màn hình thành công một dạng. Là quân cảm nhận được hư không rời rạc thuần dương chi khí. Hắn chỉ cần dùng lực hô hấp một cái, liền có thể đem thuần dương khí tức hút vào đến não vực chi. Này khí tức chính là đại bổ. Thiên, là quân không khỏi sợ hãi thán phục, ta rốt cuộc minh bạch. Tại hư tiên phía dưới, chỉ có thể dựa vào đan dược, còn có tự thân tu luyện đến để thăng công lực. Công lực tuy nhiên mãnh liệt tuyệt, nhưng là hậu kình không đủ. Một khi gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, hoặc là bị mấy người vây công, liền dễ dàng kiệt lực. Bản chất tới nói, thái hư tầng 10 đỉnh phong là một cái viên mãn, là thuộc về não vực viên mãn. Phía trước nhìn như không đường có thể đi, nhưng một khi đến hư tiên về sau, cái kia tiên giới chi khí có thể khiến người ta phong phú, pháp lực càng thêm hùng hậu. Giống như là tài phú giai đoạn sơ cấp, cần phải đi nỗ lực làm ăn, làm thuê kiếm tiền. Nhưng đến kích thước nhất định, tiền nằm ở nơi đó, đều có thể sinh ra rất nhiều người bình thường vô pháp tưởng tượng tài phú. Nhưng là, hư tiên chi cảnh càng thêm không là thiên đạo dung thân, con đường này càng là đi ngược dòng nước. Một cái đại công ty, nhất định phải càng thêm nỗ lực, nhất định phải cướp lấy càng nhiều tài phú mới có thể sống cho thoải mái. Nếu là lười biếng, rất có thể ức vạn tài phú cấp tốc trở thành âm vốn, sau cùng tư không gán nợ, chết oan chết uổng. Hư tiên cao thủ cũng như thế, nếu là không tăng cường bản thân tu luyện, rất có thể sẽ đã chết tại nhân quả, ma kiếp phía dưới. Là quân hít sâu một hơi. Hắn sớm đã minh bạch, tu đạo là nghịch thiên mà đi. Bất hạnh là, chỉ muốn lựa chọn con đường này, không có cách nào lại quay đầu. Một khi dừng lại, cái kia nhân quả cùng ma kiếp lại sẽ không dừng lại. La Quân nhịn không được đi lo lắng Trầm Mặc Nùng, bởi vì Trầm Mặc Nùng đã chính thức đi đường này. Nàng có thể một mực trốn ở Yến Kinh Nhàn Hạ đi xuống sao? Nhân quả, ma kiếp hội bỏ qua cho nàng sao? Có lẽ, chính mình một mực để cho nàng trốn ở nhà ấm bên trong, cái này ngược lại là đang hại nàng đi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh sau đó hắn tập trung ý chí nhìn về phía thiết mộc quân thiết mộc quân nhịn không được nhìn về phía la quân vì cái gì nhiều như vậy thuần dương đan trùng kích người thế mà chịu được người thế mà không có tổ hỏa nhập ma la quân nói ra người đại khái coi là ta là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cho nên mới ăn nhiều như vậy thuần dương đan đi có thể ngươi không suy nghĩ ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này như thế nào toàn dựa vào vận khí như không nắm chắc ta há sẽ làm như vậy, còn ta vì cái gì không có tổ hỏa nhập ma, đây là cá nhân ta bí mật, không thể nói cho ngươi. Chỉ là, người thua, ta thua, tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý, bởi vì ta còn có cơ hội. Thiết Mộc Quân sau khi nói xong, đem hắn cái viên kia tiểu kim kiếm bắn ra đến La Quân tay. La Quân không tiếp tục để ý Thiết Mộc Quân, xoay người đi quan sát trầm mặc nùng cùng vu dần dần hồng chiến đấu. Thiết Mộc Quân cũng theo ở phía sau, hắn liên tục ăn đan dược, thương thế ổn định một chút. Hắn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng chiến đấu lực y nguyên cường hãn. Chỉ bất quá, cái này bị la quân theo động tiên ở mép quay trở về, đời này còn có cơ hội hay không lại vào động tiên vậy cũng là không thể biết được. Cùng có chút nam nhân thời khắc mấu chốt bị kinh sợ, về sau cả một đời bất lực một dạng. Đạo lý kia là một dạng một dạng, nơi xa mặt biển, trời xanh biển xanh, minh mông. Mặt biển, nhấc lên to lớn sóng lớn, còn như biển gầm tiến đến. Cái kia biển động chi, pháp lực, quy tắc tràn ngập. Lúc này, trầm mặc nùng cùng vu dần dần hồng quyết chiến say xưa. Là quân cùng thiết mộc quân đứng tại hư không, quan sát song phương quyết chiến. Vu dần dần hồng vu cổ chi thuật vô cùng lợi hại, hơn nữa lại đến thiết mộc quân một món pháp bảo, tên là Thái âm thần lôi. Sau đó, tại cái kia biển động tâm, vô số thần lôi hung mãnh đánh giết hướng trầm mặc nùng, Trầm Mặc Nùng liền lấy Lưu Ly bình ngọc ngăn cản. Một lúc sau, Trầm Mặc Nùng pháp lực liền không đáng kể, mà Vu Dần Dần Hồng công sát càng hung mãnh hơn. Trầm Mặc Nùng lâm chiến kinh nghiệm thực sự quá ít, bị Vu Dần Dần Hồng làm cho đỡ trái hở phải. Nếu không phải cái kia Lưu Ly bình ngọc thực sự chính là linh bảo, Trầm Mặc Nùng sớm đã chống đỡ không nổi. Vòng xoáy tâm, quyết chiến say xưa. Thái âm thần lôi kiếm, Vu Dần Dần Hồng bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Sau đó trong nháy mắt, tất cả thái âm thần lôi ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi điện đạo này tráng kiện lôi điện ầm ầm chém xuống mang theo rồi rào cuồn cuộn khí tức ầm ầm lưu ly bình ngọc vốn là đi qua tu bổ lên bây giờ bị như thế một chảm mặt phách xuất hiện lần nữa vết rách sau đó bên trong trận pháp bị phá hư ầm ầm tất cả nước biển lần nữa lan tràn ra ngoài thiên băng biển động thái âm thần lôi tiếp tục chém tới trầm mặc nùng trầm mặc nùng tại nguy cấp chi lập tức thi triển ra đại phong ấn thuật. Cái này thái âm thần lôi cực sắc bén, trầm mặc nùng cũng không dám thi triển đại thôn phệ thuật. Nàng đại thôn phệ thuật, công lực còn quá yếu, căn bản không đủ chống lại thái âm thần lôi. Đại phong ấn thuật vừa đến, ngàn đầu sợi tơ quấn quanh mà đi, cấp tốc quấn chặt lấy mũi nhọn thái âm thần lôi. Âm âm, chỉ một cái chớp mắt, thái âm thần lôi đem trầm mặc nùng đại phong ấn thuật toàn bộ nổ tung, lần nữa công sát hướng trầm mặc nùng lại không ra tay, tôn phu nhân muốn ra chuyện. Thiết Mộc Quân thấy thế, vội vàng nói với La Quân. Hắn cũng không khỏi buồn bực cái này vu dần dần hồng, nói với hắn, muốn hắn không nên giết trầm mặc nùng. Hiện tại vẫn là làm đến nước này. Thiết Mộc Quân cũng không sợ La Quân, hắn ôm tất thắng lòng tin đến cùng La Quân đối chiến. Cái này ba cuộc chiến đấu, Thiết Mộc Quân đều là lòng tin mười phần, hắn chỉ là không muốn đắc tội cái kia sau lưng ma đế Trần Thiên Nhai mà thôi không phải vậy lời nói lấy hắn tính cách sớm trực tiếp động thủ diệt sát la quân còn đánh cái gì ba cuộc so tài hữu nghị hắn đây là đã tìm về mặt mũi lại để cho ma đế không lời nào để nói cũng có thể thuận lợi cầm lại vô cực long giới thiết mộc quân loại này ngàn năm lão ma quanh thân dưới đều là lộ ra khôn khéo con người đảo một vòng liền tràn đầy quỷ kế lúc này trầm mặc nùng nguy cơ sớm tối đối mặt thiết mộc quân mở miệng nhắc nhở la quân lạnh lùng nói ra không nhọc tôn giá hao tâm tổn trí. Trầm mặc nùng lúc này liền đại na di thuật cũng không kịp thi triển. Nàng công lực có hạn, thi triển đại na di thuật vốn không có nhanh như vậy. Thái âm thần lôi chém xuống, tại nguy hiểm nhất thời điểm, linh tuệ hòa thượng kịp thời xuất thủ. Linh tuệ hòa thượng tu luyện đã lâu, tuy nhiên còn không tính lợi hại. Nhưng đối phó với loại này cửu trọng thiên gà mờ lại là không hề có một chút vấn đề. Trong nháy mắt đó, linh tuệ hòa thượng sinh trưởng ra mấy chục điều thô to không nhánh dây, trong nháy mắt đem quá âm thiên lôi xé thành phấn vụn. Đây là cái gì pháp bảo? Thiết Mộc Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn lập tức nói ra, không đúng, đây không phải pháp bảo, tôn phu nhân đã không có có pháp lực đến thi triển pháp bảo. Đây là một cái sinh linh, các hạ, các ngươi làm trái quy tắc. Tuân cái gì quy, nhận thua không được, là quân tức giận nói ra. Thiết Mộc Quân nghe vậy nhất thời thở phào, hắn cười một tiếng, nói ra dạng này a à, đó là đương nhiên được la quân cấp tốc hạ giới mà đi chợt lách người liền xuất hiện tại trầm mặc nùng trước mặt trầm mặc nùng nhìn thấy la quân ánh mắt nhất thời ảm đạm nói ra thật xin lỗi ta thua thắng bại là chuyện thường binh ra la quân nói ra không có gì thật xin lỗi vậy ngươi và thiết mộc quân trầm mặc nùng hỏi cái kia có lo lắng sao đương nhiên là ta thắng la quân hời hợt nói ra bên kia toa Thiết Mộc Quân cũng trước cùng Vu Dần Dần hồng tụ hợp. Thiết Mộc Quân nghe tại tán dương Vu Dần Dần hồng, nhưng mà nghe được La Quân một câu nói như vậy. Cái kia một cái chớp mắt, Thiết Mộc Quân kém chút không có phun ra một miệng lão huyết tới. Hết lần này tới lần khác, Thiết Mộc Quân còn không nói gì phản bác. Đa tạ, nhanh nhạy, La Quân vẫy tay một cái, đem Linh Tuệ Hòa thượng bắt vào tay. Linh Tuệ Hòa thượng tại La Quân tay, như một quả mầm cây nhỏ một dạng hắn cười một tiếng, nói ra, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Tốt, người trở lại hạt giống bên trong tiếp tục sửa dưỡng đi. La Quân nói ra, được rồi, Linh Tuệ Hòa Thượng rất là hoan hỉ. Hắn hiện tại có loại vô dục vô cầu xu thế, với bên ngoài hết thảy đều không có hứng thú, lớn nhất yêu thích là trốn đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Sau đó, La Quân lại bắn ra một cái tiểu kim kiếm cho Thiết Mộc Quân. Sau đó, song phương một thắng một thua, mấu chốt nhất nhất chiến rơi vào diệp phàm cùng vu liệng thân thể cái kia thiết mộc quân tâm lại là vô cùng quyết tâm chỉ cần vu dần dần hồng thắng tốt hắn cũng cho vu liệng một kiện chiến thắng pháp bảo lấy vu năng lực bay lượt muốn thắng cái kia non nớt diệp phàm cơ hồ là không có bất ngờ la quân cùng trầm mặc nùng còn có thiết mộc quân cùng vu dần dần hồng liền cùng một chỗ cấp tốc trở lại hào thuyền mặt mọi người thấy la quân bọn người trở về liền biết giữa bọn hắn chiến đấu đã kết thúc nhưng lúc này người nào đều không có lên tiếng, bởi vì mặt biển, Diệp Phàm cùng vô lượng chiến đấu đã đến gai cấn cấp độ. Mặt biển, Diệp Phàm dẫm tại nước biển mặt, hắn khu xử phệ huyết kiếm, vừa đi vừa về chém giết, cuốn lên ngàn tầng lăn sóng tới. Phệ huyết kiếm ở trên không cuốn lên vô số kiếm quang tấm lụa, chàng tựa hồ trở thành kiếm biển ánh sáng. Kiếm quang thiên trọng, trùng điệp đều là sát cơ. Diệp Phàm thần sắc trang nghiêm, hắn pháp lực bị điều động tới cực điểm, cả người quần áo không gió từ trống. Những lão sư kia, các bạn học đều nhìn đến ngốc. Quý trời trong xanh đôi mắt đẹp tràn ngập thật không thể tin. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phàm thế mà nắm giữ dạng này thần thông. Cái này mặc áo trắng phục thiếu niên, lúc này tràn ngập nói không nên lời mị lực. Ai còn hội lại cảm thấy, hắn là cái kia bình thường thiếu niên đâu. Khổ trí sư cùng đàm minh lo lắng quan sát. Chàng vu liệng thi triển một món pháp bảo, cái kia pháp bảo gọi là Đá Lạnh Nguyễn Châu. Đá Lạnh Nguyễn Châu chính là Thiết Mộc Quân cho Vu liệng Pháp bảo. Vu liệng pháp lực chỉ là thất trọng thiên kỳ, nếu như không có cái này Đá Lạnh Nguyễn Châu, cho dù hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng gặp Diệp Phàm Đại Thiên Nhãn thuật bực này bá đạo thuật pháp, cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ, Vu liệng nắm giữ Đá Lạnh Nguyễn Châu, cái kia coi là chuyện khác. Cái kia Đá Lạnh Nguyễn Châu riêng là tại mặt biển, uy lực càng lớn. Đây cũng là vô lượng tại sao muốn mang theo Diệp Phàm Tiến vào mặt biển chiến đấu nguyên nhân vị trí. Giờ phút này, cái kia đá lạnh huyễn châu tản mát ra lạnh lẽo tận xương hàn ý. Phương viên trong vòng trăm thước, nước biển tản mát ra bừng bừng cuồn cuộn màu trắng hàn khí tới. Tạo uy chát công chúng hào thiên đạo minh hoan nghênh mọi người, bên trong còn có quyển sách phía trước, tứ đế cố sự miễn phí duyệt. Tại La Quân biết Diệp Phàm chính là thiên đế chuyển thế về sau, thêm lại có pháp thần viên giác xuất thủ, vì Diệp Phàm trải đường. La Quân biết, hắn là tại làm một kiện chạm đến thiên đạo sự tình. Diệp Phàm cũng không phải là chỉ là hắn đổ đệ đơn giản như vậy, đây hết thảy đều là cực có thâm ý. La Quân thủy chung tin tưởng, Diệp Phàm sẽ không để cho hắn thất vọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Phàm cũng xác thực không có để La Quân thất vọng qua. Đây hết thảy hết thảy phát sinh, đều chẳng qua là tại cực nhanh thoáng qua ở giữa. Mà đối với Diệp Phàm tới nói, hắn không biết ngoại giới người đang suy nghĩ gì, làm gì, cũng không tỉ vết suy nghĩ. Chỉ là tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt, Diệp Phàm trong đầu hiện ra Khương Sơ Nhiên một cái nhăn mày một nụ cười tới. Đồng thời, chưa nhiều chuyện đều ở trong đầu hắn như phù quang lược ảnh đồng dạng lóe qua. Nhiều như vậy mắt lạnh, khinh thường. Sau đó, còn nếu như vậy này chết đi sao? Không, ta không cam tâm. Diệp Phàm nội tâm gào thét. Hắn nhớ không nổi kiếp trước, nhưng loại này tuyệt vọng khuất nhục lại là như thế quen thuộc hắn hiểu được kiếp trước hắn là như vậy tại tuyệt vọng mà chết giống một cỗ trùng thiên phẫn nộ kẹp lấy tuyệt vọng đồng quy vu tận khí tức khủng bố phát ra diệp phàm thi triển ra đại thiên nhãn thuật cái kia đại thiên nhãn thuật vốn là tất cả đều là đại thiên nhãn thuật bản thân quy tắc nhưng cái này một cái chớp mắt đại thiên nhãn thuật rốt cuộc dung hợp tiến diệp phàm tự thân tâm tình khí tức sau đó, đại thiên nhãn thuật có Diệp Phàm nói. Đại đạo ba nghìn, nhưng mỗi người nói đều là khác biệt, đều là độc nhất vô nhị. Cứ việc sau cùng đều muốn chăm sông đổ về một biển, nhưng quá trình, tâm tình lại đều có sự khác biệt. Chỉ có thích hợp bản thân đạo, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái kia đại thiên nhãn thuật quét bắn đi ra, trong nháy mắt đem bốn phía bông tuyết lợi kiếm phần sát thành cho tàn. Đồng thời, đá lạnh trận ở trong chớp mắt phá nát cái này có kinh khủng phẫn nộ bạo phát đến mặt biển làm cho người kinh hãi sợ hãi đón lấy diệp phàm theo đá lạnh trận lóe ra tới hắn hướng vu liệng nhìn sang nhất thời cái kia hai đạo thần mang lập tức hung mãnh tuyệt luân đã bắn giết qua đi vu liệng còn không có kịp phản ứng tay đá lạnh nguyễn châu không chịu nổi trước thần mang phanh một tiếng trực tiếp bạo nổ thành phấn vụn một giây sau vu liệng bị thần mang bắn trong nháy mắt trở thành cho tàn ngay sau đó diệp phàm thân thể mềm nhún tất cả lực lượng hao hết đã hôn mê hắn liền hướng đáy biển lặn xuống chúng ta đi la quân thấy thế đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái liền đem lâm thanh tuyết trầm mặc nùng triệu mẹ lưu mụ bắt bỏ vào đến phòng bị tu di chi đón lấy thân hình hắn lóe lên liền đem diệp phàm từ đáy biển cầm ra tới sau đó đại na di thuật triển khai la quân một đoàn người liền hồi yến kinh đi thắng bại đã phân La Quân đồng thời không lo lắng Thiết Mộc Quân hội chơi xấu, hắn cũng liệu định Thiết Mộc Quân không dám đùa lại. Hắn sự tình, liền lại không có quan hệ gì với La Quân. Ba ngày sau, Yến Kinh. Đàm Minh cùng khổ trí sư đến đây gặp La Quân cùng trầm mặc nùng cùng Diệp Phàm. Đàm Minh mang đến ô kim áo cà sa, đây là Thiết Mộc Quân muốn trả giá đắt. Ô kim áo cà sa tuy nhiên bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng, La Quân tu luyện qua chư thiên bí tịch, cho nên xem như hắn đều có thể đem tu bổ lên. Diệp Phàm đi qua ba ngày chữa trị, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đàm Minh cùng khổ trí sư đến, là quân đương nhiên sẽ không ở nhà gặp hai người bọn họ. Hắn mang Diệp Phàm tại khách sạn trong phòng tới gặp mặt. Lúc này chính là buổi trưa 10 giờ, Yến Kinh hôm nay khó được có cái thời tiết tốt, hơi mỏng ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy chiếu vào. Đàm Minh nói nói ra, tiền bối, cái kia vu dần dần hồng đã tại thiết một quân chủ cầm phía dưới, bị chúng ta thân thủ giết. Bởi vì cái gọi là, oan có đầu, nợ có chủ. Người khác, chúng ta cũng không muốn truy cứu. Lần này có thể báo đến đại thù, nhiều lại tiền bối hết sức giúp đỡ. Đại ân đại đức, ta cùng sư đệ không thể báo đáp. Là quân ngồi tại ghế sofa, hắn trầm mặc một cái trước mắt rồi nói ra, các người thù cũng báo, sự tình. Trước kia sự tình, tuy nhiên để ta rất nổi nóng, nhưng cũng nể tình các ngươi có thể thông cảm được. Thêm đồng thời không có tạo thành tổn thất gì, cho nên tính toán. Không truy cứu, về sau chúng ta cũng không cần lại gặp nhau. Các ngươi đi thôi." Đàm Minh cùng Khổ Trí sư lập tức quỳ đi xuống, Đàm Minh nói ra, tất cả chủ ý đều là một mình ta nghĩ ra được, chịu tội cũng tại ta. Tiền bối khoan hồng độ lượng, không cho so đo, nhưng ta không thể làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta trước đó cùng Diệp Tiểu Ca nói qua sau đó tự nhiên cho cái bản giao. Hôm nay, ta liền còn cái mạng này, lấy tha thứ ta sai lầm. Hắn sau khi nói xong, liền giơ bàn tay lên, liền muốn nhất trưởng đem chính hắn đập chết. Là quân còn chưa mở miệng, Diệp Phàm trước đoạt tiến đến, nói ra, đàm đại ca không thể, đi qua sự tình, đều tính toán. Đàm Minh lại là nói ra, Diệp tiểu ca, còn có tiền bối, ta đàm mỗ tuyệt không phải làm bộ làm tịch. Là quân nhìn đàm Minh liếc một chút, nói ra, không có mấy người dám cầm sinh tử đến làm bộ làm tịch, ta đều đáp ứng thả ngươi đi, ngươi còn khăng khăng muốn chết. Ta tin ngươi, hắn đón đến, nói ra, người sống tại trong cửu hận tư vị, cảm thụ không được tốt cho lắm. Đã bây giờ, đại thù đã báo, về sau liền cùng khổ trí cùng một chỗ, làm nhiều chút công đức, thật tốt hưởng thụ hạ nhân sinh đi. Tiền bối đàm minh hướng là quân thật sâu cúi đầu, nói ra, tiền bối chính là là chân chính nhân nghĩa chi sĩ, đàm mỗ đa tạ tiền bối khổ trí sư cũng hướng là Quân cúi đầu. Đi thôi đi thôi, là Quân phất phất tay. Sau đó, Đàm Minh cùng khổ trí sư lại hướng Diệp Phàm thật sâu cúi đầu, như thế mới quay người rời đi. Diệp Phàm, vi sư lập tức cũng muốn rời khỏi. Về sau, người ta sư đồ có thể gặp lại, vẫn là không thể biết được. Giang hồ đường xa, trời cao biển rộng, người tự giải quyết cho tốt. Diệp Phàm hướng là Quân quỳ đi xuống, hắn bái ba bái, sau đó nói, về sau vô luận đệ tử đi tới đó, vĩnh viễn cũng sẽ không quên sư phụ ngài dạy bảo cùng ân tình. La Quân nói ra, nói không cái gì ân tình, tất cả đều là duyên phận, có lẽ vẫn là thiên ý. Đi thôi, đi thôi. Đệ tử cáo từ, Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm sau khi đi, La Quân là thật dự định muốn đi. Hắn trong nhà đợi một ngày, đồng thời tại trầm mặc nùng phòng bị tu di bên trong tìm ra cái viên kia thiết một quân tâm tâm niệm niệm vô cực long giới trầm mặc nùng lưu ly li bình ngọc lần này là tránh thức bị tổn hại đến không thể tu bổ cấp độ sau đó trầm mặc nùng thân thể cũng không có cái gì tiện tay pháp khí lúc này lâm thanh Tuyết cùng bảo mẫu nhóm mang theo tiểu niệm từ đi xuống lầu chơi bởi vì hôm nay là khó được thời tiết tốt trong phòng khách là quân dò xét vô cực long giới chiếc nhẫn kia có chỗ đặc thù gì sao vì cái gì thiết mộc quân phải hao phí lớn như thế khổ tâm chiếm lấy giới chỉ trầm mặc nùng nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta xem xét một chút, chiếc nhẫn kia đồng thời không quá lớn chỗ đặc thù, nhưng bên trong có rất thuần chủng thiên long chi khí. Đại khái cùng long giới có quan hệ. Trầm mặc nùng nói ra, đã như vậy, liền đem chiếc nhẫn kia còn cho thiết mộc quân đi. Cũng coi là một cái nhân tình. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, cho hắn lại nhiều chỗ tốt, cũng không cách nào sửa chữa tốt. Hả, vì cái gì? Trầm mặc nùng không hiểu. La Quân nói ra, hắn đang muốn đột phá động tiên huyền ảo, bị ta cưỡng ép đánh xuống. Phần cưu hận này, làm cái gì đều tiêu trừ không? Trầm mặc nùng chấn động, nàng nói ra, nếu là như vậy, cưu hận này xác thực tiêu trừ không? Không sao, ta hiện tại là nợ nhiều không lo, thù quá nhiều người, cũng không quan tâm nhiều hắn một cái. La Quân nói ra, có điều, chiếc nhẫn kia ta ngược lại là có thể cùng thiết mộc quân trao đổi phía dưới đồ vật. Như hắn có tốt pháp bảo, ta chưa hẳn không thể trả lại hắn. Trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, người thật đúng là không thay đổi thương nhân bản sắc a. À. Là La quân cũng cười, nói ra, cùng bằng hữu nói hữu tình, cùng lão bà nói cảm tình, cùng địch nhân đương nhiên muốn nói lợi ích a. À. Sau đó, La quân còn nói thêm, ta ở chỗ này đã chỉ hoãn 5 tháng, đợi chút nữa ta đem thanh tuyết đưa về Tân Hải, muốn đi vội vàng chính mình sự tình. Người bên này chính mình nhiều cam đoan, nếu như ta có thời gian, hội trước tiên đến nhìn người cùng niệm từ cái này ly biệt nói đến tới trầm mặc nùng cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là quân bỗng nhiên nói muốn đi nàng y nguyên cảm thấy không muốn cùng phiền muộn người muốn khá bảo trọng nhất định muốn còn sống trầm mặc nùng trầm giọng nói ra là quân mỉm cười nói ra yên tâm đi lão thiên còn không cho ta chết ta không chết hắn biểu hiện được rất nhẹ nhàng mặc dù hắn biết lần này đi có lẽ là nguy hiểm nhất một lần. Nhưng hắn không thể đem bất kỳ lo âu nào biểu lộ tại trầm mặc nùng trước mặt. Buổi trưa đợi, sau khi ăn cơm chưa xong, La Quân mang theo Lâm Thanh Tuyết rời đi, Lâm Thanh Tuyết biểu thị về sau sẽ bồi thường cho tìm tiểu niệm từ chơi. Như thế về sau, La Quân mang Lâm Thanh Tuyết trở lại Tân Hải. Về sau, La Quân cũng cùng Lâm Thanh Tuyết cáo biệt. Rời đi Tân Hải trước đó, La Quân ngẫm lại, quyết định đi lặng lẽ nhìn một chút đinh hàm la quân cũng không phải là có cái gì ý nghĩ khác đơn giản là muốn xác định một chút chỉ cần đinh hàm qua rất tốt hắn có thể càng thêm không tiếc nuối la quân đứng tại đường cái đường phố đông nghịt người đến người đi la quân trong nháy mắt thần thức quét bắn đi ra hắn thần thức cấp tốc đem chọn cái tân hải thành phố bao trùm đón lấy la quân tìm tới đinh hàm đinh hàm đang ở nhà bên trong bồi tiếp mẫu nấu cơm con gái nàng tiểu tuyết tại rộng rãi trong phòng khách cùng ra ra khoái lạc chơi đùa đây là hòa thuận vui vẻ một màn đồng thời là quần nghe được đinh hàm cùng đinh Mẫu trò chuyện tiểu tinh lần này mẹ cho người tìm là ban ngành chính phủ ban nhân viên công vụ trước kia cách qua một lần cưới nhưng cũng không có hài tử người tuổi tác cũng không lớn người lớn hơn một tuổi vậy thì thật là tiền đồ vô lượng a à. ta cũng nhìn nhất biểu nhân tài nhân tài một bề ngoài người đi gặp gặp có được hay không ta không thấy đinh hàm rất thẳng thắn nói ra ngươi vẫn là quên không hắn đinh mẫu có chút nổi nóng đinh hàm nói ra mẹ ngươi đừng có lại nói với ta những thứ này có được hay không ta hiện tại một người rất tốt ta cũng có tiểu tuyết làm sao nữ nhân nhất định muốn tìm nam nhân sao cách nam nhân không sống được vậy ngươi lão đinh mẫu nói ra có mấy cái đối với phu thê lại có thể bạch thủ giai lão ta lão thì thế nào ta còn có tiểu tuyết chính ta có tiền cái này không thể Ngươi vì cái gì vốn phải cần ngươi dung tục ý nghĩ đến hạn định ta nhân sinh. Đinh Hàm xem ra đã không phiền chán. Đinh Mẫu nói ra, ta không phải hạn định ngươi, mẹ là người từng trải. Nói câu ngươi không thích nghe lời, lúc trước ngươi cùng cái kia tử trí muốn cùng một chỗ, mẹ cùng cha ngươi là làm sao nói. Ngươi khư khư cố chấp, sau cùng có ngày tốt sao. Ta uy chát công chúng hào thiên đạo minh hoan nghênh mọi người, bên trong còn có quyển sách phía trước, tứ đế cố sự miễn phí duyệt đinh hàm có vẻ hơi bất đắc dĩ nàng nói ra ta thừa nhận ta trước kia là mù quáng nhưng là đại giới chính ta tiếp nhận giống bây giờ ta làm tiếp bất kỳ quyết định gì hậu quả chính ta cũng chịu đựng dù sao là ta tự mình lựa chọn đinh mẫu nói ra người ngươi làm sao quật cường như vậy đâu đinh hàm nói ra tốt mẹ ta nhớ tới còn có chút việc cơm ta không ăn nàng sau khi nói xong quay người ra nhà bếp Là quân thu hồi thần thức hắn cũng minh bạch, Đinh Hàm lựa chọn cùng mình cắt ra, rất lớn trình độ là đến từ gia đình áp lực. Nhưng dạng này cũng tốt, nàng không lại dùng lo lắng chính mình. Nàng một người, cũng có thể sinh hoạt rất tốt, tương lai nếu là gặp phải tâm động, cũng không cần có áp lực. Nếu là mình bỏ mình, nàng cũng không cần biết. Là quân đối Đinh Hàm bên này hoàn toàn yên tâm, hắn liền dự định đi đại hưng an lĩnh bên kia truyền tống trận, trực tiếp tiến về Thiên Châu cùng Tần Khả Khanh tụ hợp. Tần Khả Khanh bên kia sớm đã trở đến như chảo nóng con kiến. Bất quá tại lúc này, La Quân cũng lập tức cảm ứng được một đạo thần thức. Hắn nhìn về phía hư không, lập tức cảm thấy được có một tên cao thủ đang dùng thần thức điều tra. Đối phương tu vi không kém chính mình. Là thiết mộc quân, hừ, đến cũng nhanh. La Quân cười lạnh một tiếng. La Quân cùng thiết mộc quân tuy nhiên còn khoảng cách hơn 10 dặm, nhưng hai người lại có thể lấy thần thức giao lưu. Là lão đệ, chúng ta gặp mặt một lần đi thiết mộc quân nói ra la quân nói ra ngươi là làm sao tìm đến thiết mộc quân nói ra lão hủ cùng vô cực long giới có một ít liên hệ mà thôi thì ra là thế tốt cái kia ngươi tìm đến ta đi ta tại mặt biển chờ ngươi la quân sau khi nói xong hướng mặt biển bay đi hắn thi triển đại na di thuật trong nháy mắt đến mênh mông mặt biển vẫn là trời xanh biển xanh ánh nắng tươi sáng la quân chân trước vừa tới thiết mộc quân sau đó cấp tốc theo tới. Là lão đệ, thiết mộc quân vừa đến, liền vẻ mặt tươi cười. Hai người tại mặt biển đứng thẳng, hai người này như đứng tại đất bằng một dạng, tự nhiên mà thành, không lộ ra dấu vết. Là quân nhìn thiết mộc quân liếc một chút, hắn cười cười nói, tôn giá thương thế còn chưa khỏi hẳn, lúc này chúng ta cũng vô quân tử ước định, nếu ta xuất thủ đem tôn giá đánh giết, tôn giá tay bảo bối há không hoàn toàn là ta. Thiết Mộc Quân nhất thời thân thể kịch chấn, hắn cũng phát giác được không ổn. Có điều hắn lập tức cười một tiếng, nói ra, là lão đệ sao lại là như vậy người. Như thật muốn như thế, liền không biết cái này giống như nói. Là quân cười ha ha, nói ra, tốt, chỉ đùa một chút, còn hy vọng tôn giá bỏ qua cho. Thiết mộc quân cười ha ha một tiếng, nói ra, từ không ngại. Là quân nói ra, xem ra tôn giá đến đây, vẫn là vì cái này vô cực long giới rồi. Hắn nói xuất ra vô cực long giới. Thiết Mộc Quân ôm quyền, nói ra, lão đệ chính là người thông minh tuyệt đỉnh, lão hủ suy nghĩ gì đều không thể gạt được lão đệ ngươi. Là Quân nói ra, đáng tiếc, ngươi thua cho ta. Vậy ta cũng không có đạo lý muốn đem long phòng bị cho ngươi a. À. Thiết Mộc Quân nói ra, cái này vô cực long giới chắc hẳn lão đệ ngươi cũng nhìn qua, đối Vu lão đệ ngươi tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng cái này long phòng bị có thể trợ lão hủ hấp thu đến long giới thiên long chi khí tại lão hủ tu luyện, rất có ích lợi. Cho nên, lão hủ nguyện ý dùng bảo vật đến cùng lão đệ trao đổi. La quân nói ra, này cũng, cái này long phòng bị đã đối tôn giá như thế hữu dụng, như thế nào tại huynh đệ người tại đại tổ thân thể. Thiết mộc quân không khỏi đắng chát, nói ra, lão hủ đến cái này long phòng bị còn không lâu, nói với đại tổ việc này, hắn liền mượn đi tham tường một phen. Thế nào biết, căn này sẽ ra như vậy tai họa, sau đó long phòng bị cúng là quân nói ra, vậy xem ra là tai bay vạ gió. nhưng người cái này huynh đệ ỉ vào chút bản sự ép người quá đáng. ta đều nghe nói, trước hết nghĩ muốn thê tử của ta thần thông bản sự, sau đó còn muốn thê tử của ta tới làm hắn thị thiếp. chính là phụ thân ta không giết hắn, ta cũng không thể tha cho hắn. thiết mộc quân thở dài nói ra, ta cái này huynh đệ xác thực lỗ mãng táo bạo, lão hủ sớm thuyết phục qua hắn, nhưng hắn không nghe lần này xem như đá trúng thiết bản mặt, cuối cùng lầm tính mạng mình a. À. La quân cười nhạt một tiếng. Thiết một quân lúc này nghĩ đến cái gì, sau lưng cũng không tự chủ được sinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn nếu không phải ôm cẩn thận tâm tính, vậy chỉ sợ là chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn A. Nếu là ta theo người huynh đệ kia tính tình, lúc này người đoán hắn có thể hay không thả người đi. La quân bỗng nhiên nói ra. Thiết Mộc Quân cười khổ, nói ra, vậy lão hủ hôm nay là tự chui đầu vào lưới, chết chắc. Bất quá, lão đệ ngươi nếu là hắn tính tình, lão hủ cũng đoạn không dám đến đây. La Quân nói ra, tốt, không nói nhiều nói. Ngươi muốn dùng thứ gì đến đổi lấy ngươi cái này vô cực long giới. Thiết Mộc Quân nói ra, lão hủ nơi này có một miệng thiên niên đào mộc kiếm, bị lôi điện thối luyện, cùng lão đệ ngươi ô kim áo cả xa phối hợp, chính là có thần diệu chi dụng. Hắn nói xong xuất ra một cây kiếm tới. Kiếm kia quả nhiên là đào mộc chế, mặt còn có phủ khắc họa Lại, quẩn dục nồng hậu dày đặc lôi điện khí tức. Tuyệt đối là một cây kiếm tốt. Bất quá, là quân cũng không có tiếp kiếm. Hắn giống như cười mà không phải cười mắt nhìn thiết mộc quân. Nói ra, ta thật không có xem nhẹ tôn giá. Nhưng tôn giá tựa hồ là nhìn ta tuổi trẻ, cảm thấy ta không giành thế sự A. À. Một miệng đào mộc kiếm, liền muốn đổi đi long phòng bị tôn giá nghĩ ra được, ta nhưng làm không được. Thiết Mộc Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, cái này sao, lão đệ A, à, lão hủ cái này đào mộc kiếm thật là keo kiệt điểm. Nhưng ngươi nếu đem long phòng bị cho lão hủ, lão hủ nhất định ghi khắc người phần này đại ân đại đức. La Quân cười cười, nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, chúng ta nói những thứ vô dụng này thuần túy là lãng phí thời gian. Người đời này, còn có thể hay không tiến vào động tiên vẫn là không thể biết được. Ngươi đột phá động tiên thời khắc là ta đưa ngươi đánh lên thần đàn. Phần này nhân quả chỉ sợ ta đem tâm can đào cho ngươi, ngươi cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Tính ngươi giờ phút này có thể buông xuống khúc mắc, ngày khác ngươi không thể trèo lên đỉnh thời điểm. Chỉ cần nhớ tới sự kiện này, ngươi sẽ đối với ta hận thấu xương. Đây cũng là vì cái gì ta không bán cái này thuận nước song thuyền cho ngươi nguyên nhân. Nếu là không có sự kiện này tồn tại, ta đem vô cực long giới tặng cho ngươi cái kia cũng không phải là không thể được. Thiết Mộc Quân trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, lão đệ người tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng người cũng đã như thế sành sỏi, lão hủ không lời nào để nói. Như vậy đi, lão hủ chỉ có món pháp bảo này có thể cùng ngươi trao đổi, nếu ngươi lại không hài lòng, lão hủ cũng chỉ có thể không làm gì được. Há, bảo bối gì? La Quân hỏi. Thiết Mộc Quân liền xuất ra một cái nhân ngẫu đi ra. Nói cho đúng, là một cái màu đồng cổ nhân ngẫu, nhân ngẫu khăn che mặt đầy rượu phù lục. Đây là vật gì? Là quân nghĩ đến một việc, năm đó ở mất phương hướng đại lục thời điểm, hắn từng tại giáo thần Lena a cái kia bên trong đạt được qua một cái liệt thần ngẫu. Cái kia liệt thần ngẫu về sau biến thành cổ bàn hoàng. Là quân có chút lòng còn sợ hãi, hắn kém chút chết tại bàn hoàng tay. Đây là vô thủy thần ngẫu, lại đi qua đại năng tại mặt khác ghi đại biến hóa thuật một chút biến hóa chi đạo bản thân hắn có rất cường lực lượng nếu như cùng chủ nhân câu thông dung hợp về sau còn có thể cầm giữ có chủ nhân một chút bản sự hắn có thể biến thành chủ nhân bộ dáng thay chủ nhân cản tai mà lại chủ nhân còn có thể cùng hắn tâm ý tương thông khống chế lại hắn tư duy thiết mộc quân nói ra như vậy thần la quân nghe vậy đến hứng thú hắn tiếp nhận vô thủy thần ngẫu bắt đầu đánh giá tỉ mỉ vô thủy thần ngẫu tại la quân tay la quân lập tức cảm ứng vô thủy thần ngẫu nội bộ cấu tạo ừm trong này tựa hồ có một tầng hỗn độn chi khí đem hết thảy đều cho cự tuyệt ở bên ngoài hoàn toàn điều tra không rõ ràng nhưng là ta vẫn có thể cảm nhận được bên trong chỗ kỳ diệu tuyệt đối là cái thứ tốt la quân lập tức rõ ràng một ít chuyện đó là cái này vô thủy thần ngẫu thần diệu như thế vì cái gì thiết mộc quân trong lúc đối chiến vô dụng đây nguyên lai like, vấn đề mấu chốt ở chỗ này thiết mộc quân cũng không có trưởng khống lấy vô thủy thần ngẫu la quân nhìn về phía thiết mộc quân hắn giống như cười mà không phải cười nói ra tôn giá lại tại cùng ta nói đùa đi cái này thần ngẫu bên trong đồ vật căn bản điều tra không rõ ràng ngươi nói những thứ này thần diệu chắc hẳn tôn giá cũng không có thể nghiệm qua cái này gọi ta như thế nào tin tưởng tôn giá thiết mộc quân lập tức nói ra lão hủ nói tuyệt không có giả dối đây là lão hủ theo một cái vẫn là thật thần tay đạt được hắn dùng cái này thần ngẫu cùng lão hủ đối chiến qua chỉ là cái này thần ngẫu thật có chút cổ quái, lão hủ không có quá rõ ảo diệu. là quân nghĩ tới, nói ra, tính toán, tôn giá cũng là có thành ý. ta lại làm khó đi xuống, cũng không quá đường hầm. cho ngươi, hắn đối cái này vô thủy thần ngẫu sinh ra nồng đậm hứng thú, ngay sau đó cũng không nói thêm lời, đem vô cực long giới ném đi qua. thiết mộc quân hoan hỉ tiếp nhận vô cực long giới, hắn ôm quyền nói ra, nhiều tạ lão đệ. là quân mỉm cười, nói ra ân oán nhân quả, đã phát sinh, cái kia cũng không cần nhiều lời. Ngày khác tôn giá muốn tìm tại hạ báo thù, tại hạ tiếp lấy là được. Thiết mộc quân khe khẽ thở dài, nói ra, lão hủ tâm nếu nói không hận, đó là giả. Nhưng lão hủ cũng biết, thuộc về lão hủ thời đại sớm đã qua, thời đại này, thiên mệnh tại ngươi, không tại lão hủ. Lại muốn báo thù, chỉ sợ là tánh mạng khó đảm bảo. Cáo từ, cáo từ, hai người ôm quyền. Sau đó, Tiết mộc quân quay người rời đi. Là quân cũng không vội mà rời đi, mà chính là đem linh tuệ hòa thượng kêu đi ra. Nhanh nhạy, ngươi xem một chút cái này vô thủy thần ngẫu. Ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể minh bạch một chút ảo diệu. Là quân nói ra, ta từng tại mất phương hướng đại lục thời điểm, cũng tiếp xúc qua nhất tôn liệt thần ngẫu, cái kia liệt thần ngẫu bên trong lại là giấu một cái cổ bàn hoàng nguyên thần. Về sau còn làm ra không ít chuyện, ta lo lắng cái này vô thủy thần ngẫu bên trong, có thể hay không cũng giấu nhất tôn đại thần. Linh tuệ hòa thượng tại mặt nước mọc ra vô số xúc tu, hắn trưởng thành cùng la quân một kích cỡ tương đương trình độ. Sau đó rũi ra thủ tay đem vô thủy thần ngẫu chộp vào tay. Chỉ nửa ngày, linh tuệ hòa thượng nói ra, cái này bần tăng biết. Ồ, la quân nói ra, nhanh nói nghe một chút. Linh tuệ hòa thượng nói ra, này thần ngẫu chính là dùng tiên giới chi đào thần mộc chế tạo ra đến, mà lại là có vạn năm năm đào thần mộc, cực chân quý, một cùng sắt ở giữa là có khác nhau, lại huyền diệu sắt chế tạo đi ra pháp khí, đều sẽ thiếu chút linh tính. Nghe nói qua cây già thành tinh, nhưng chưa bao giờ khiến người ta nghe nói qua lão thiết thành tinh, đúng không? Là quân nói ra, như thế, vậy ngươi nói tiếp. Vạn không đi ti vạn, c không mét. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái này đào thần mộc nội bộ, thật là phong tồn nhất tôn cao thủ tinh hồn. Ồ, là quân hơi kinh hãi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, có điều, người cũng không cần lo lắng. Vị cao thủ này không có khả năng giống như lời ngươi nói bản hoàng phục sinh. Bởi vì cái này cao thủ tinh hồn bị người dùng đại khôi lỗi thuật triệt để luyện chế thành nhất tôn khôi lỗ. Tại cái này khôi lỗi bên trong, lại có một sợi đại biến hóa thuật tại. Tuy nhiên không thể thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ cần dung hợp ngươi khí tức, có thể biến thành ngươi bộ dáng. Cái này đại biến hóa thuật cùng đại khôi lỗi thuật đều là ba 000 đại đạo thuật pháp, thần diệu không dùng bần tăng nhiều lời đạo hữu ngươi cũng phải biết. Cái này thần ngẫu biến thành ngươi bộ dáng về sau, chính là kiều cô nương đến, cũng khó có thể phân phân biệt thật giả. Đương nhiên, một khi động thủ, nàng quen thuộc ngươi, còn có thể thăm dò một hai. Là quân nghe vậy, nhất thời vừa lòng thỏa ý. Hắn nói tiếp, nhưng là cái này một mảnh hỗn độn như thế nào khởi động đâu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, chuyện nào có đáng gì. Đối người khác tới nói, là cái nan đề. Đối đạo hữu ngươi tới nói, dễ như trở bàn tay. Người đem để vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, lấy hỗn nguyên chi khí thăm dò, rất nhanh có thể minh bạch huyền ảo. Ý kiến hay, là quân đại hỷ. Về sau, linh tuệ hòa thượng cũng trở về đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Huyền hoàng thần cốc hạt giống tại la quân tay, cho tới nay tựa hồ cũng không có quá đại công dùng. Nhưng nó lại tại không lộ ra ngoài thời điểm, vô số lần trợ giúp la quân tránh thoát sinh tử đại kiếp. Như Lam tử y đối chiến rất lúc, không có huyền hoàng thần cốc hạt giống lập công, là quân bọn người sớm liền biến thành cho bụi. Như đang đối chiến cái kia U Minh công tử hạng ương, còn có Hồng Liên phu nhân lúc đều là huyền hoàng thần cốc hạt giống có hiệu quả. Hơn nữa còn không nói huyền hoàng thần cốc hạt giống hỗn độn quả, cùng trợ giúp La Quân mấy lần tiến vào vũ hóa môn, phá giải một chút trận pháp sự ảo diệu. La Quân bắt đầu nắm giữ huyền hoàng thần cốc hạt giống lúc, còn đối thứ này hơi nghi hoặc một chút cảm giác đến giống như nó cũng không có như vậy châu A, vì mau ngày đó tôn thiên chuẩn đối thứ này coi trọng như thế. Mà theo thời gian chuyển rời, là quân đã biết được, loại này tử chính là tuyệt thế bảo bối. Lúc này, là quân dùng hỗn nguyên chi khí thăm dò vào đến vô thủy thần ngẫu nội bộ. Cái kia vô thủy thần ngẫu nội bộ trận pháp huyền ảo, vốn là giống như là vân vụ lượn lờ, khiến người ta như thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng hỗn nguyên chi khí sau khi tiến vào, Giống như là dính đầy vũ khí pha lê, bị người dùng khăn lông khô xoa đi xuống. Nhất thời, bên trong tất cả mọi thứ đều bị La Quân thấy rất rõ ràng. Cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ không gian cũng không tính lớn, bên trong có thật nhiều phù, những thứ này phù sinh ra vô số sợi tơ, giống là nhân thể kinh lạc một dạng. Trong lòng khu vực có một cái tinh thạch, trong tinh thạch chính là tinh hồn vị trí. La Quân thu phục cái này Vô Thủy Thần Ngẫu, hắn lập tức lấy pháp lực thăm dò vào đi vào. Vô thủy thần ngẫu bên trong đã không có hắn cao thủ dấu ấn tinh thần, cho nên La Quân rất thuận lợi trưởng khống Vô thủy thần ngẫu. Hắn cũng tiếp xúc đến tôn này tinh hồn, tinh hồn lực lượng rất mạnh, thế mà cũng là hư tiên chi cảnh. Tu vi không kém La Quân. Bất quá, cái này tinh hồn cũng không phải là toàn bộ hư tiên lực lượng. Chỉ có thể nói, phẩm giai đến hư tiên, nhưng thực tế lực lượng chỉ có hư tiên cao thủ 10%. Chính là gặp phải tầng 10 sơ kỳ, cũng không phải đối phương đối thủ là quân tại mặt biển ngồi xếp bằng ngưng trọng không. Hắn cấp tốc cùng cái này vô thủy thần ngẫu câu thông, dung hợp, nắm giữ trận pháp. Chỉ một lúc sau, là quân đem chính mình đại lượng pháp lực tinh nguyên lưu tại vô thủy thần ngẫu chi. Đồng thời, cũng đem vô số thuần dương đan thuốc luyện hóa, dẫn đạo thuần dương chi khí tiến vào. Sau đó, cái kia thần ngẫu lực lượng bắt đầu cường đại lên. Thần ngẫu chi tinh hồn vốn là đã suy yếu tới cực điểm, lúc này đạt được la quân tưới tiêu, lập tức gia tăng gấp hai lực lượng. Đây đã là cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp tục gia tăng. Chẳng khác gì là, cái này thần ngẫu nắm giữ la quân 3 phần 10 lực lượng. Đồng thời, la quân cùng thần ngẫu thông hiểu đạo lý, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, biến. Cái kia vô thủy thần ngẫu đại biến hóa thuật phù lục lập tức sinh ra biến hóa, rất nhiều tinh khí cùng đào thần mộc dung hợp, chính là y theo lấy la quân thân thể tiến hành biến hóa. Đại biến hóa thuật, thần như vậy la quân thấy thế kinh nghỉ không chỉ tiếc trong này chỉ có đại biến hóa thuật một sợi thần niệm chính là tàn khuyết mà lại là nhằm vào đào thần mộc mà hình thành ta không cách nào căn cứ cái này sợi thần niệm học hội đại biến hóa thuật không phải vậy lời nói về sau ta nhờ vào đó thuật pháp hành tẩu giang hồ đem về càng thêm an toàn la quân cảm thấy có chút đáng tiếc cũng minh bạch chế tác cái này thần ngẫu cao nhân là không muốn để cho người khác căn cứ thần ngẫu học hội hắn thần thông Vô Thủy Thần Ngẫu lấy đại khôi lỗi thuật làm bản nguyên, lấy đại biến hóa thuật vì dẫn dắt, như thế hình thành tôn này Vô Thủy Thần Ngẫu. Tại không có người sử dụng Vô Thủy Thần Ngẫu thời điểm, Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ hội tự mình phong tồn. Bởi vì nếu không phong tồn, cái kia tinh hồn lực lượng hội dần dần suy yếu, thẳng đến không có. Nhưng một khi có cao thủ sử dụng, có thể vì cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu rất nhanh biến thành La Quân bộ dáng, khí chất, thần thái rất nhỏ biểu lộ đều cùng La Quân là giống như đúc. La Quân tỉ mỉ trải nghiệm, hắn cùng cái này thần ngẫu ở giữa đã hình thành vô hình cầu nối. Bởi vì đối phương pháp lực này hoàn toàn dung hợp, chính là cách ngàn dặm mười ngàn dặm, La Quân đều có thể cùng thần ngẫu câu thông, thậm chí thông qua thần ngẫu thi triển ra tự thân thần thông tới. Cũng có thể vì thần ngẫu cung cấp năng lượng chống đỡ. Đi, La Quân khẽ quát một tiếng. Vô thủy thần ngẫu lập tức thi triển ra đại kim đan tới cái kia đại kim đan, côn bằng cánh triển khai, thần ngỗ đứng tại mặt, cấp tốc hướng bầu trời bay đi. Trong chớp mắt, liền bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Thần ngỗ hết thảy thấy, đều tại la quân trong đầu rõ ràng. Đây là một loại rất là khéo cảm giác, điều khiển như cánh tay. Đầu hắn bên trong muốn làm bất kỳ động tác gì, thần ngỗ có thể lập tức đi làm. Giống thần ngẫu cùng hắn thành làm một thể. Đây cũng là cùng loại nguyên thần, nhưng nguyên thần muốn càng thêm lợi hại, chân thực. La quân thầm nghĩ, ta đã từng đã đáp ứng tiểu long, không lại tu luyện nguyên thần. Hắn nghĩ tới tiểu long, không khỏi tinh thần chán nản. Lúc đó sáng lập tiểu long đi ra, chính là nhất thời hưng khởi. Mà về sau, lại cùng tiểu long phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiểu long đợi chính mình như cha ruột, mất đi tiểu long, là quân một dạng có mất con thống khổ. Nó là vì chừng cứu mình, mới có thể mất đi tánh mạng thần thông không địch lại nghiệp lực nghiệp lực khó thoát luân hồi luân hồi cần một cái tử vong đến chung kết la quân nghĩ đến lam tử y lam tử y sắp sửa trước đó nói với chính mình là nàng dạy tiểu long tự bảo nhưng dù vậy la quân cũng vô pháp đi của trách lam tử y bởi vì đây là duy nhất giải cứu mọi người phương pháp la quân lớn nhất chỉ có thể nhiều hận chính mình vô năng tiểu long ta biết không dưới suối vàng cho nên ta liền để dưới suối vàng có biết rõ, dưới suối vàng yên nghỉ lời nói đều nói không nên lời. Ta đáp ứng ngươi, không lại luyện tạo nguyên thần, ta nhất định sẽ làm đến. Cái này vô thủy thần ngẫu không có bất kỳ cái gì tư tưởng, tựa như khôi lỗ, tính không được nguyên thần. Nhưng lại đền bù ta không có nguyên thần khuyết điểm, dạng này, cũng tốt, cũng tốt. Có điều, cái này vô thủy thần ngẫu cũng còn có thiếu hụt. Thân thể của hắn không bằng thân thể ta tới cường hãn, nếu là bị địch nhân rào sát, một khi thân vẫn, ta liền mất đi cái này vô thủy thần ngẫu. Nhưng vô thủy thần ngẫu thần diệu nhất địa phương là có thể biến thành ta bộ dáng. Cho nên, ta không thể tùy tiện sử dụng, cũng muốn bí mật này. Ta muốn để vô thủy thần ngẫu trở thành ta đòn sát thủ. Ân, còn có một chút chỗ tốt, tinh hồn một khi phong bế, không biết dò gì nguyên khí. Ta chứa đựng đầy đủ nguyên khí, ngưng luyện ra một chiêu mạnh mẽ đại linh hồn lôi kiếm, kể từ đó, vào lúc mấu chốt nhất, hắn có thể tạo được hiệu. Là Quân nhãn tình sáng lên. Lúc này, là Quân cũng không vội mà đi Thiên Châu. Hắn quyết định trước thật tốt ngưng luyện vô thủy thần ngẫu, đồng thời sắp xếp thần thông. Hắn nhập hư tiên chi cảnh quá mức vội vàng, cho nên nhất định phải thật tốt điều trị một chút. Như thế, lại tiến kỷ phấn trắng thế giới, liền càng có phần thắng. Đáng giá nói chuyện là, là quân lực lượng tại tầng 10 đỉnh phong lúc liền có 2 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Mà Lam tử y tại hư tiên cảnh đỉnh phong lúc, cũng mới 3 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Mà la quân tại đột phá cảnh giới, đến hư tiên về sau, hắn lực lượng vẫn chưa gia tăng. Y nguyên vẫn là 2 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Chỉ bất quá lực lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng lại hùng hậu rất nhiều. Trước đó la quân nếu là toàn lực thi triển, nhất trưởng 2 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực tiếp tục đánh giết, tuy nhiên có thể phiên sơn đảo hải. Nhưng là hắn nhất trưởng đánh xuống, pháp lực cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, là quân xưa nay không dám dùng tận lực lượng toàn thân đi đánh ra nhất trưởng tới. Như thế nhất trưởng, hủy diệt thành chỉ còn có thể. Đối phó lên cao thủ đến, lại là không nhiều lắm tác dụng. Giống như là biển động một dạng, biển động hủy diệt thành chỉ lợi hại, nhưng là cao thủ tại biển động bên trong, nhưng bởi vì thụ lực mặt quá rộng, cao thủ muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể thì rất dễ dàng. Bởi vậy, là quân đem tinh lực đều đặt ở đại linh hồn lôi kiếm các loại chiêu thuật mặt như thế nào vận dùng sức mạnh chính là cùng các cao thủ hợp lại quan trọng chi thuật. Lúc này, là quân lực lượng hùng hậu vô cùng, mặc dù không có gia tăng lực lượng. Nhưng là hắn có thể đánh ra 10 trưởng 2 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực tới. Khí tức kéo dài đến một loại trình độ kinh khủng. Đại linh hồn lôi kiếm có thể thi triển 10 lần. Đây là chất bay vọt. Là quân hô hấp ở giữa, liền có thể phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới, điều này cũng làm cho La Quân không lại như vậy ỷ lại thuần dương đan thuốc. Hắn thân thể khí tức bắt đầu càng phát ra tinh thuần, thậm chí, khói lửa nhân gian khí cũng sẽ càng ngày càng ít. Ba ngày sau, La Quân đem hết thảy thông hiểu đạo lý. Sau đó, hắn tiến về Thiên Châu, cùng tần khả khanh tụ hợp. Mà tại thế giới bao la bên trong, hào thuyền thần tiên chi chiến vẫn chưa truyền bá ra ngoài. Ngày đó yến hội kết thúc về sau, Long Vương còn có các lão sư cố ý cùng các bạn học bàn giao chuyện hôm nay không thể đối ngoại truyền bá, cùng phụ mẫu đều không thể nói nói. Long Vương nâng lên quốc gia chính phủ, ngành quốc an đều đã tham gia vào, lại không phải nói đùa. Những thiếu niên này cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, sau khi ra ngoài, còn thật không dám nói loạn. Trầm mặc nùng là sau đó cùng Long Vương câu thông, ở trong điện thoại, Long Vương còn có lo lắng, lo lắng sẽ có người nói ra. Trầm mặc nùng thì nói ra, không sao, ta cũng không nghĩ tới muốn hoàn toàn ngăn chặn nghe nhầm đồn bậy đồ vật, sẽ không có người thật tin. Long Vương đối trầm mặc nùng vô cùng kính sợ. Không nói trầm mặc nùng tự thân thần thông, là trầm mặc nùng tầng kia thân phận đã để Long Vương kinh hồn bạt vía. Long Vương trước kia nội tình đồng thời không sạch sẽ, quốc an nếu như muốn hắn diệt phong, muốn tìm hắn để gây sự, đó bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cho nên, Long Vương rất mong muốn nịnh bợ trầm mặc nùng, vì trầm mặc nùng làm việc. Trầm mặc nùng có thể làm cho Long Vương làm việc, Long Vương tâm lý đã rất vui vẻ, bởi vì đây là cất nhắc hắn Long Vương A. Lúc này, Long Vương nói ra, nhưng là Trầm Tiểu Thư, đây cũng không phải là là nghe nhầm đồn bậy A. Trầm mặc nùng nói ra, coi như chúng ta cùng ngày sự tình bị video vỗ xuống đến, chuyển đến. Mọi người nhiều đều sẽ cho là cái nào đó nghiêu nhân làm đặc hiệu. Huống chi, còn không có video chảy ra, cho nên, người càng không cần có cái gì lo lắng chỗ giả dụ ngươi không phải người trong cuộc ngươi nghe đến mấy cái này truyền thuyết người hội coi là thật sao không biết long vương cười khổ nói trầm mặc nùng mỉm cười nói ra cho nên là như vậy rồi long vương nói ra tốt trầm tiểu thư ta biết nên làm như thế nào trầm tiểu thư ngươi nếu có thì giờ rãnh được đến tân hải chơi nhiều chơi cũng tốt để ta nhiều tận tận tình địa chủ hữu nghị trầm mặc nùng nói ra tốt như có thời gian nhất định sẽ tới quấy giày. Nàng đón đến, nói ra, Long Vương. Long Vương lập tức nói ra, ha ha, trầm tiểu thư, có việc ngài phân phó, ta nghe. Trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, phân phó nói không, Tân Hải bên kia, đinh hàm u linh quán ba, người nhiều chiếu ứng một chút. Nếu có giải quyết không phiền phức, tùy thời liên hệ ta. Long Vương nói ra, tốt, trầm tiểu thư, ta nhất định chiếu ứng. Trầm mặc nùng là hiểu la quân tâm tư, biết Đinh Hàm tuy nhiên cùng La Quân chia tay. Nhưng La Quân cũng là hy vọng Đinh Hàm có thể bình an, trầm mặc nùng tự nhiên muốn vì La Quân giải quyết nỗi lo về sau. Nàng đối Đinh Hàm không có cái gì cảm tình, nhưng dựa vào La Quân nguyên nhân, nàng không biết ngồi nhìn mặc kệ. Trầm mặc nùng nói ra, còn có, Long Vương, người sự tình ta đều có chú ý. Người trước kia làm những chuyện kia, tuy có vi phạm chỗ, nhưng lịch sử vấn đề, chúng ta không biết truy cứu. Chính ngươi làm nhiều chút việc thiện, phản hồi xã hội chúng ta hội nhìn ở trong mắt nhất định nhất định long vương nói gấp trong lòng hắn tảng đá lớn tại cái này một cái chớp mắt mới tính tránh thức buông xuống ngươi là la quân bằng hiếu mặt mũi này ta như thế nào cũng là muốn cho trầm mặc nùng nói tiếp long vương tâm nhất thời rõ ràng hết thảy nguyên nhân đều vẫn là cơ với mình nhận biết la quân lúc trước lỗ mãng tiểu hòa tử bây giờ đã trưởng thành đến thật không thể tin độ cao chính là hắn phu nhân cũng phải làm cho chính mình cung cung kính kính người này người quả nhiên là không giống nhau trầm mặc nùng sau đó kết thúc cùng long vương trò chuyện nàng chỗ lấy muốn cường điệu la quân vì là muốn nổi bật ra la quân địa vị tới nàng muốn để long vương biết hết thảy đều là dựa vào la quân cho nên mới có tình tại nàng muốn để tất cả mọi người biết nàng hôn phu là như thế nào trọng yếu cùng lóa mắt nam nhân hy vọng vinh quy quê cũ thành làm kiêu ngạo đây là nhân tính nữ nhân hy vọng con trai mình cùng nam nhân trở thành người chi long đây cũng là một loại nhân tính khương sơ nhiên cuối cùng vẫn không có đi tham gia hào thuyền yến hội mấy ngày nay nàng bạn thân tạ tiểu hàm luôn luôn muốn nói lại thôi muốn nói cái gì lại lại không dám nói mà diệp phàm thủy chung đều không có đến tiết khương sơ nhiên nghe lão sư nói một miệng đại khái diệp phàm về sau cũng sẽ không tới thiên hạ này tự học buổi tối về sau Tạ Tiểu Hàm lôi kéo Khương Sơ Nhiên, nói ra, ta dẫn người đi một chỗ. Đi nơi nào, Khương Sơ Nhiên nhịn không được hỏi. Đi biết, các bạn học đều ở nơi đó chờ ngươi đấy. Tạ Tiểu Hàm nói ra, thần thần bí bí, không hiểu rõ ngươi. Còn có, các ngươi những người này, từ khi đi cái kia chiếc du thuyền về sau, trở về liền đều lại nhảy. Hỏi các ngươi cái gì, các ngươi đều không nói. Ngay đó các ngươi đụng quỷ A, Khương Sơ Nhiên có chút bất mãn nói ra. Ra cửa trường, phía trước một cỗ Cadillac ngừng ở bên kia. Tạ Tiểu Hàm đường đường chính chính nói với Khương Sơ Nhiên, "Nhiên Nhiên, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề." "Ừm, vấn đề gì?" Khương Sơ Nhiên nói ra. Tạ Tiểu Hàm nói ra, "Vì cái gì ngươi đối Diệp Phàm sự tình phản ứng lớn như vậy?" "Bởi vì hắn miệng đầy nói láo, bởi vì hắn không biết tiến thủ." Khương Sơ Nhiên nói ra. "Có thể cái kia có quan hệ gì tới ngươi?" Tạ Tiểu Hàm nói ra trong lòng ngươi ưa thích hắn, đúng hay không? Ta làm sao có thể ưa thích hắn? Khương Sơ Nhiên nói ra, đừng nói những thứ này ấu trĩ lời nói, chúng ta cao đều còn không có tốt nghiệp, ưa thích quá nặng nề, chúng ta lưng không chịu nổi. Huống chi, hắn diệp phàm ra cảnh keo kiệt, ta chỉ ít còn biết, thiên kim tiểu thư cùng thư sinh nghèo đều là kịch bên trong mới có. Hiện thực chi, loại này môn không đăng hộ không đối mang đến là giá trị quan khác biệt. Còn có, trước kia ta thưởng thức hắn, là hắn tuy nhiên cuột cường, nhưng rất có cốt khí. Nhưng bây giờ, hắn liền điểm ấy duy nhất đồ vật đều không có. Có lẽ, hắn không có nói láo lời nói đây, tạ tiểu hàm nói ra. Hắn nói sư phụ hắn biết bay, hắn nói hắn không phải dựa vào quý gia đại tiểu thư, hắn đây không phải nói láo sao. Người cảm thấy có người biết bay sao, người cảm thấy, bằng hắn một cái tiểu tử nghèo, không có quý đại tiểu thư, hắn có thể mang mọi người đi du thuyền tiêu sái sao khương sơ nhiên kiên trì cho là mình là đối nhiên nhiên ngươi làm sao không là một dạng quật cường tạ tiểu hàm nói ra khương sơ nhiên nói ra ta không phải quật cường ta là tin tưởng ta chính mình phán đoán tạ tiểu hàm nói ra tốt không nói cho ngươi những thứ này ngươi đáp ứng ta tiếp đó ngươi một câu cũng không cần nói thấy người nào cũng không cần kinh ngạc cùng ta cùng đi được không có một số việc ngươi tin tưởng ngươi phán đoán nhưng là chúng ta cũng nên mắt thấy mới là thật. Cái gì nha, Khương Sơ Nhiên nói ra. Ngay vào lúc này, cái kia phía trước Cadillac cửa xe mở ra, sau đó, quý gia đại tiểu thư quý trời trong xanh phía dưới đến xe tới. Nàng mặc lấy lại màu đậm quý tộc váy đỏ, lộ ra phá lệ đoan trang, cao nhã, nhưng váy không dài, thêm trước ngực đeo hổ điệp cái nơ, lại nhiều một tia dí dỏm. Khương lớp trường, xe đi, quý trời trong xanh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra nàng thuận tiện mở cửa xe. Khương sơ nhiên sắc mặt nhất thời khó coi, nàng quay người muốn đi. Nhiên nhiên, người đừng như vậy, tạ tiểu hàm giữ chặt Khương sơ nhiên. Người có còn hay không là bằng hữu của ta? Khương sơ nhiên nổi nóng hỏi tạ tiểu hàm. Ta đương nhiên là bằng hữu của ngươi, ta là bằng hữu của ngươi, mới không muốn ngươi lưu lại tiếc nuối. Tạ tiểu hàm nói ra. Ta có cái gì tiếc nuối? Khương sơ nhiên nói ra. Quý trời trong xanh trước khi đi đến, nói ra, khương lớp trưởng, người tự cho là người rất thông minh, rất thành thục, nhưng thực, người rất ngây thơ. mắc mớ gì tới ngươi? khương sơ nhiên cả giận nói. quý trời trong xanh nhún nhún vai, buông buông tay, nói ra, ngươi làm gì muốn một vị nghĩ ta là địch nhân, đem diệp phàm muốn trở thành là dựa vào lấy ta? nhờ ngươi thành thục một điểm, nếu như ta cùng diệp phàm chỉ là bằng hữu, nhà ta tư nguyên sẽ vì hắn điều động sao? khương sơ nhiên cười lạnh một tiếng trong lòng tự nhủ các người đương nhiên sẽ không chỉ là bằng hữu người khác tự cho là thông minh quý trời trong xanh nói ra nếu như diệp phàm thật sự là bạn trai ta cái kia người nhà của ta càng sẽ không vì hắn điều động tư nguyên ngược lại sẽ đánh chết hắn cha mẹ ta ta long ra gia hội cho phép ta nhỏ như vậy tuổi tác cùng một cái tiểu tử nghèo nói chuyện yêu đương sao người động động người cái kia bị sách đến mục nát đần đầu đi khương sơ nhiên ngốc ngẩn ngơ nàng trong nháy mắt tựa hồ có chút thể hồ quán đính cái kia nàng không biết nên nói cái gì hết thảy đều là diệp phàm bản sự của mình có lẽ ngươi cho là hắn đang nói láo nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng ngươi nói láo quý trời trong xanh nói ra sự thật đến cùng là như thế nào theo chúng ta đi đi ngươi sẽ biết diệp phàm đến cùng là cái dạng gì người khương sơ nhiên cuối cùng vẫn quý trời trong xanh xe tạ tiểu hàm bồi tiếp khương sơ nhiên quý trời trong xanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trương thúc lái xe. Khương Sơ nhiên lòng có lấy rất nhiều nghi ngờ, nàng cảm thấy cái kia không có khả năng, nhưng trước mắt hết thảy lại lộ ra quỷ dị. Nàng biết mình bản thân tạ tiểu hàm vẫn luôn là chán ghét Diệp Phàm vì cái gì hôm nay nhưng lại thay Diệp Phàm nói chuyện đâu. Tạ tiểu hàm cùng quý trời trong xanh mang theo Khương Sơ Nhiên đến bờ biển, cái kia chiếc hào thuyền còn tại bờ biển chờ đợi. Muốn tới cái kia mặt đi, làm cái gì, Khương Sơ Nhiên không hiểu hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đi không biết, khó nói chúng ta sẽ đem người bán hay sao." Quý trời trong xanh nói ra. Khương Sơ Nhiên không khỏi nghẹn lời, nàng cảm thấy không bực mình, ngay sau đó cũng cái gì cũng không nói. Sau đó, Khương Sơ Nhiên theo các nàng Hào Thuyền. Đây cũng là Khương Sơ Nhiên lần thứ nhất khoảng cách gần kiến thức dạng này Hào Thuyền, nàng tưởng tượng Hào Hoa Du thuyền còn muốn xa hoa, hùng vĩ, mỹ lệ. Mà quý trời trong xanh cùng Tạ Tiểu Hàm mang theo Khương Sơ Nhiên đi vào hào thuyền tầng cao nhất, đó là một cái lộ thiên ban công. Mặt còn có hồ bơi. Ban các bạn học đều tại, khiến Khương Sơ Nhiên càng thêm không hiểu. Tất cả các bạn học đều làm hai bên đứng đấy, bọn họ nhìn về phía Khương Sơ Nhiên bên này, tựa hồ giống như là Khương Sơ Nhiên chính là nữ chính. Lại có chút giống như là Titanic đoạn kết thời điểm, nữ chính hướng đi nam chính lúc, tất cả mọi người đang vỗ tay, hướng nàng mỉm cười đối với khương sơ nhiên tới nói nàng cảm thấy quỷ dị tới cực điểm tại lúc này âm nhạc vang lên nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập một loại nhàn nhạt bi thương phiền muộn khương sơ nhiên lập tức nghe được đó là đại thoại tây du nhất sinh sở ái lúc trước hiện tại đi qua lại không đến Hồng hồng lá rộng lớn lên trôn trong bụi đất bắt đầu chung kết luôn luôn không thay đổi chân trời người phiêu bạt mây trắng bên ngoài khổ hải lật lên thích hận trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh. Xem mắt lại không thể tiếp cận. Hoặc ta cần phải tin tưởng là duyên phận. Cái này tiếng âm nhạc một khi vang lên, Khương Sơ Nhiên hốc mắt nhất thời đỏ. Nàng sẽ không quên lúc trước nàng là như thế nào si mê bài hát này, si mê bộ phim này, cỡ nào si mê cái kia thừa lúc ngũ sắc tưởng vân kim giáp anh hùng. Nàng nhớ đến, nàng và Diệp Phàm nói đùa nói qua, nàng ý người là thừa lúc thất thải tường vân tới đón nàng kim giáp anh hùng. Khi đó, Nàng còn nhỏ, mới ban đầu, tràn ngập ấu trí. Diệp Phàm nói, cái kia làm sao có thể chứ? Nàng nói, ngươi là ngu ngốc, căn bản không hiểu. Hiện tại nữ sinh, tâm lý sớm đã không phải là cái kia Bạch Mã Vương tử, các nàng đều có một giấc mộng, đó là kim giáp anh hùng, Ngũ Sắc Tường Vân tới đón các nàng đi. Nàng cũng nhớ đến, tại trước đây không lâu, Diệp Phàm đến tạm biệt, hắn nói có một ngày, ta sẽ thừa lúc thất thải Tường Vân, mặc lấy cái thế khải giáp tới đón ngươi. Dù cho đến lúc đó, ngươi cũng không nhất định hội theo ta đi. Nhưng đó là ta duy nhất có thể vì ngươi làm." Khương Sơ Nhiên hãm tại trong hồi ức. Ngay vào lúc này, mặt biển nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt. Quang mang kia giống như là khổ hải đèn sáng, là hắc ám chỉ dẫn. Cái này đoàn ánh sáng mỗi nhọn hướng bên này tới gần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về đoàn kia quang mang chỗ. Rất nhanh, quang mang kia càng ép càng gần, sau cùng mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng. Đoàn kia quang mang chính là thất thải tường vân, mà tại thất thải tường vân mặt đứng một thiếu niên. Thiếu niên kia ngây thơ chưa thoát, nhưng lại mặc một thân kim giáp. Hắn mắt có nhuệ khí, tinh thần sung mãn, toàn thân dưới đều lộ ra một loại bén nhọn chi khí. Thiếu niên anh hùng, đại khái đã là như thế. Mà cái này thiếu niên, chính là Diệp Phàm Diệp Phàm lấy thất thải tường vân chậm rãi bay đến Khương Sơ Nhiên trước mặt. Sau đó, Diệp Phàm hướng Khương Sơ Nhiên vươn tay. Khương Sơ Nhiên khẽ run, đây hết thảy hết thảy, dạng này thật không thể tin phát sinh. Thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt nàng. Nước mắt không ngừng trượt xuống, nàng lúc này chỗ đó có tâm tư đi thực sự thất thải tường vân. Nàng cảm giác được là nhục nhã, là Diệp Phàm tại nhục nhã nàng, nhục nhã nàng trước kia là cỡ nào không có ánh mắt, cỡ nào ngu xuẩn. Người quá phận, Khương Sơ Nhiên khóc nói xong, quay người hướng xuống mặt chạy tới. Diệp Phàm nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Tình cảnh này là hắn vạn lần không ngờ, hắn vì tình cảnh này tiêu phí quá nhiều tâm tư. "Đuổi theo a, đần đột, quý trời trong xanh lúc này nói ra, nam nhân có lúc muốn mạnh mẽ điểm." Diệp Phàm cái này mới phản ứng được, hắn đột nhiên thực sự thất thải tường vân, tâm niệm nhất động. Cái kia thất thải tường vân nhanh chóng bay đến Khương Sơ Nhiên trước mặt. Khương Sơ Nhiên còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Phàm cưỡng ép một ôm đưa đến thất thải tường vân mặt. Khương sơ nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng hét lên một tiếng. Đón lấy, đợi nàng kịp phản ứng lúc đợi, người đã đến bầu trời đêm chi. Gió đêm sen lẫn nước biển ướt mặn phá mặt mà đến. Thất thải tường vân tốc độ rất nhanh, khiến Khương sơ nhiên có chút sợ hãi, nhịn không được ôm chặt diệp phàm. Đây là xuất phát từ một loại bản năng. Thất thải tường vân tại mặt biển một đường bay qua. Khương sơ nhiên theo chấn kinh, đến phẫn nộ, đến thích ứng lại đến mới, nàng lại nhìn bên người Diệp Phàm. Nàng phát hiện, hắn thật không còn là trước kia cái kia thanh cao ngạo khí nghèo hèn thiếu niên. Bây giờ hắn, chính là mặc lấy kim giáp, cũng không thấy đến buồn cười, ngược lại nhiều điền một tia khí khái hào hùng. Hắn lông nghi thanh tú, đôi mắt kiên định, để cho nàng nhịn không được làm tâm động. Người muốn mang ta đi đâu? Khương sơ nhiên lúc này lấy hết dũng khí, tránh ra Diệp Phàm ôm ấp, nàng đứng tại tường vân, hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi xuống, hắn nói ra, chúng ta đi chân trời, đi hải giác, cũng không tiếp tục trở về, vĩnh viễn cùng một chỗ, có được hay không? Không tốt, Khương Sơ Nhiên nói ra, ta muốn về nhà, ta muốn cha ta, mẹ ta. Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, thật không có hài hước cảm giác, chỉ đùa với ngươi. Khương Sơ Nhiên lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng cũng học Diệp Phàm ngồi xuống, đồng thời lấy tay mỏ cái kia tường vân. Chỉ cảm thấy cái này Tường Vân cảm nhận mềm mại mang theo cứng cỏi, nói không nên lời quái. Cái này là làm sao làm được? Khương Sơ Nhiên nhịn không được hỏi Diệp Phàm. "Ngươi không tức giận?" Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên lập tức quay đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm đôi mắt thấp chìm xuống. Hắn để ngũ sắc Tường Vân tại mặt biển nổi lơ lửng. "Lớp trưởng, ngươi đừng nóng giận." Diệp Phàm nhẹ nói nói. Tại sao muốn ngay trước nhiều như vậy đồng học mặt đến nhục nhã ta? Khương Sơ Nhiên đôi mắt rưng rưng, hỏi Diệp Phàm, "Ta không có ý tứ này." Diệp Phàm lập tức nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, "Ngươi không phải muốn hướng các bạn học chứng minh, ngươi là đúng, ta là sai. Ta đến cỡ nào ngu xuẩn sao?" "Ta không có." Diệp Phàm nói ra, "Ta chỉ là mời Tạ tiểu Hàm cùng quý trời trong xanh hỗ trợ đem ngươi mời đi theo. Ta không nghĩ tới Tạ Tiểu Hàm sẽ đem các bạn học đều gọi qua. Ta chỉ là, ta chỉ là không muốn sau khi rời đi, tại trong lòng ngươi, ta y nguyên là một cái lửa gạt. Ngươi muốn rời khỏi? Khương Sơ Nhiên trái tim đập mạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, tối nay sau đó, ta sẽ rời đi. Có lẽ về sau, chúng ta sẽ không còn gặp nhau cơ hội. Vì cái gì, ngươi muốn đi đâu? Khương Sơ Nhiên liền vội vàng hỏi đi rất nhiều nơi nhìn xem, ta sẽ vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chỉ là, không muốn trong trường học học tập, Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, trong trường học cũng không có gì không tốt. Nàng sau đó lấy dũng khí, nói ra, nếu như là bởi vì ta thái độ, ta có thể xin lỗi ngươi. Không phải, Diệp Phàm nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, rất chân thành nói ra, lớp trưởng ta chưa từng có trách ngươi. Trong lòng ta, Tân Hải duy nhất có thể làm cho ta lưu luyến người, chỉ có ngươi. Ta trước kia nghèo hèn, ngươi đối với ta bất kỳ trợ giúp nào, ta đều cự tuyệt. Ngươi cảm thấy ta ngạo khí chờ một chút hết thảy, đều đơn giản là ta muốn ở trước mặt ngươi bảo chỉ ta làm một cái nam nhân tự tôn. Bởi vì, Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói ra, bởi vì ta thích ngươi. Theo ban đầu ngay từ đầu, ngươi giúp ta nhặt lên cỗ hộp, ngươi cho ta mượn cao su ma sát bắt đầu, ta thích ngươi. Chỉ là, ta một mực không dám biểu đạt, bởi vì ta biết ta và ngươi ở giữa khoảng cách. Cũng biết, chúng ta cũng còn quá nhỏ. Khương sơ nhiên không biết nên nói cái gì, trong nội tâm nàng một mảnh đay dối. Hồi lâu sau, nàng rốt cục nói ra, ngươi có thể hay không không đi. Diệp Phàm đứng lên, nói ra, trước kia, ta cách ngươi quá xa. Hiện tại, ta đường cùng các ngươi đã khác biệt, muốn đến, chính là hữu duyên vô phận đi. Khương sơ nhiên trầm mặc đi xuống. Thời gian không còn sớm, lớp trưởng, ta đưa người trở về đi. Diệp Phàm theo rồi nói ra. Khương Sơ Nhiên gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm khống chế thất thải tường vân hướng Tân Hải phương hướng trở về. Cái này thất thải tường vân cũng không phải là Diệp Phàm bản sự, mà chính là Diệp Phàm thỉnh cầu trầm mặc nùng, trầm mặc nùng trợ giúp hắn dùng nguyên thần cùng pháp khí ngưng luyện ra tới. Hiệu quả có hạn, chỉ có thể chống đỡ chừng 3 giờ. Diệp Phàm cũng không trở về du thuyền, mà chính là trực tiếp mang Khương Sơ Nhiên trở lại bờ. Về sau, Diệp Phàm cởi cái kia một thân sốc nổi kim giáp, lại khôi phục thành cái kia hơi có vẻ đơn bạc thanh tú thiếu niên. Một đường yên tĩnh không nói, Khương Sơ Nhiên lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng sau cùng lại một câu đều nói không nên lời. Đến đường cái, Diệp Phàm ngăn lại một chiếc taxi. Lớp trưởng, xe đi, gặp lại. Diệp Phàm nhẹ nói nói, hắn con người sáng ngời, nhìn về phía Khương Sơ Nhiên khương sơ nhiên ngạc nhiên nàng không nghĩ tới diệp phàm dạng này không kịp chờ đợi muốn nói lấy gặp lại là thật đã làm bị thương hắn tâm sao khương sơ nhiên không nhịn được nghĩ tịch trong đêm yên tĩnh đèn đường đem hai bóng dáng kéo thật dài thanh tú thiếu niên mỹ lệ mà đơn thuần cô nương bọn họ dừng lại tại trong đêm ấy giống là một bộ duy mỹ manga cuộn tranh tuy nhiên thương cảm nhưng lại là thanh xuân lúc tốt đẹp nhất yêu thương cùng phiền muộn nhiều năm về sau nhớ lại đêm nay liền sẽ như lớn nhất thuần mỹ tử khiến người ta ngẫm lại đều muốn say mà ở thời điểm này khương sơ nhiên rốt cuộc lấy hết dũng khí nàng trước khi đi mấy bước đến diệp phàm trước mặt nàng nhón chân lên cố hết sức hôn diệp phàm môi cái kia một cái chớp mắt diệp phàm hoảng hốt chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi khương sơ nhiên đã quay người xe taxi xe taxi rất nhanh lái đi gió đêm diệp phàm đứng sừng sững thật lâu hắn thực sớm đã không phải 16 tuổi thiếu niên, chỉ là hắn còn không có cùng 16 tuổi cáo biệt. 15 năm đáy hồ kiếp sống để hắn suốt đời khó quên. Hắn không có nghĩ qua muốn cùng Khương Sơ Nhiên phát sinh cái gì, chỉ là cái kia trung quy là lòng hắn mỹ hảo. Hôm nay, cái này từ biệt, có lẽ trở lại lúc đã là bao nhiêu năm về sau, khi đó, Mỹ Hảo cùng tuổi thanh xuân đều đã không tại. Đừng, thanh xuân, khác, lớp trưởng, khác, Tân Hải, cái này dưỡng dục ta lớn lên đại thành thị. Từ nay về sau, ta sẽ thực sự ta đường, ta biết, con đường này sẽ có tịch mịch, tàn khốc, chém giết, nhưng là, ta không hối hận. Diệp Phàm quay người, rời đi. Xe taxi, Khương Sơ Nhiên tâm tình cuối cùng khó bình tĩnh. Cái kia sĩ máy thu âm bên trong vừa tốt để đó một ca khúc. Cái kia tiếng nhạc nhẹ nhàng, ca khúc dễ nghe mà thảm thiết. Người một mực nói cái kia công viên đã mang ra còn nhớ rõ đi lại bàn đu dây thời gian bay lên. Đằng đẵng buổi chiều ánh sáng mặt trời đều tại mặt dương oai. Ngươi cái kia ngớ ngẩn ta thật là tưởng niệm. Khi đó nho nhỏ ngươi còn không có học hội thở dài. Người nào lại sẽ nghĩ tới bọn họ hiện tại gọi ta nữ vương. Người cười ha ha bộ dáng ngược lại là một điểm không thay đổi. Thời gian đi người nào còn đang chờ đâu. Cái này ly cà phê quên thêm đường. Thật không phải ta như vậy thương cảm, thế giới quá phức tạp ngươi nói đơn thuần rất khó. Ta đương nhiên đều hiểu. Con đường kia đi nha đi nha đi nha tổng muốn về nhà. Hai cánh tay nắm lắc nha lắc nha không nỡ thả. Ngươi không biết đi về sau về sau ta đều đang nghĩ. Đi theo ngươi đi quản nó đi đâu nha. Một khắc này, Khương Sơ Nhiên lệ rơi đầy mặt. Gặp lại, Thanh Xuân. Thiên Châu. Là quân thuận lợi đến thiên trì các trong truyền tống trận. Tần khả khanh vẫn luôn ở thiên trì trong các chờ đợi la quân, đây là kiều ngưng cũng không biết. Kiều ngưng coi là tần khả khanh sớm đi. Tô Yên Nhiên cùng tần khả khanh Malaysia truyền tống trận chỗ mật thất cùng la quân tụ hợp. Người cuối cùng tới, Tô Yên Nhiên nhìn thấy la quân về sau cười một tiếng, nói ra, lại không đến, tần cô nương đều muốn điên. La quân nhìn về phía tần khả khanh, tần khả khanh sắc mặt quả nhiên có chút tiểu tụy. La quân liền hướng tần khả khanh gật đầu. Sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường thôi. Tần Khả Khanh cũng gật đầu, nói ra, tốt. Tô Yên Nhiên biết rõ hai người chuyến này hung hiểm, nàng chỉ có thể nói một tiếng, hai vị bảo trọng. Là Quân cùng Tần Khả Khanh liền hướng Tô Yên Nhiên cáo từ. Sau đó, là Quân cùng Tần Khả Khanh ngồi ngồi xe ngựa, trong đêm rời đi hoàng thành. Trong hoàng thành không thể phi hành, là Quân cùng Tần Khả Khanh cũng không muốn như thế vừa bay đi kinh hãi thế tục, kinh động hoàng thành long vệ. Lần này, muốn đi không phải ương thế giới, cho nên cũng vô pháp tại hoàng thành thông qua truyền tống trận đi. Muốn đi kỷ phấn trắng thế giới đồng thời không đơn giản, bởi vì kỷ phấn trắng thế giới ẩn tàng rất sâu. Cơ bản, 3.000 thế giới như pha tạp to lớn lẫn nhau liền. Tầng 10 tu sĩ có thể thông qua thần thức liên tiếp lẫn nhau liền, nhưng có nhiều thứ lại là tìm tòi không ra. Bởi vì thế giới đối ngoại phong bế, nhưng cái này không có nghĩa là cái thế giới này không tồn tại. Lợi hại hacker y nguyên có thể hắc đi vào. Là quân bọn họ trước kia cũng không có chú ý đến kỷ phấn trắng thế giới. Hiện tại chú ý tới lúc mới biết được, muốn tiến kỷ phấn trắng thế giới cỡ nào không dễ dàng. Bất quá, ở trên trời châu trong một tháng, Tần Khả Khanh sớm đã cùng sư phụ nàng nghĩ đến tiến kỷ phấn trắng thế giới biện pháp. Ở trên trời châu bên trong, cũng có linh tôn nhóm tồn tại. Tuy nhiên ngỗng chín mẹ có thể tại ương thế giới bên trong thông qua đại năng, đại thần thông giả đem la quân cùng tần khả khanh đưa vào kỳ phấn trắng thế giới. Nhưng là mạnh như vậy được đưa vào, khẳng định sẽ kinh động kỳ phấn trắng thế giới thần thông người. Cái kia như thế vừa đi, chẳng khác gì là trực tiếp chịu chết. Cho nên, ngỗng chín mẹ nghĩ đến mặt khác biện pháp, nàng liên thủ với thiên trì các, tìm tới tiềm phục tại thiên châu bên trong linh tôn nhóm. Nơi này linh tôn nhóm, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bắt một chút đặc thù, có tài cán nhân loại đưa về kỷ phấn trắng thế giới làm nghiên cứu. Ngỗng chín mẹ chính là muốn để la quân cùng tần khả khanh chui vào tiến linh tôn bọn họ ẩn tàng phương thiên trong đò. Đợi đến bọn họ muốn đưa nhân loại hồi kỷ phấn trắng thế giới, la quân cùng tần khả khanh thừa cơ trà trộn vào đi. Kể từ đó, cũng coi như thần không biết, quỷ không hay. Đến mức muốn làm sao trà trộn vào đi, cái kia muốn la quân cùng tần khả khanh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ra hoàng thành về sau, là quân nói với Tần Khả Khanh, ta thi triển đại na di thuật, người theo ta cùng một chỗ. Tần Khả Khanh nói ra, tốt, nàng đón đến, còn nói thêm, cảm ơn, là quân. Là quân cười một tiếng, nói ra, đều lúc này, còn nói chuyện này để làm gì. Chỉ hy vọng, chúng ta có thể bình an đem cùng cô nương, tam điện hạ cho cứu trở về. Nhất định có thể, Tần Khả Khanh nói ra. Tần Khả Khanh Xuyên là một thân áo giáp màu đen, xem ra chính là tư thế hiên ngang cái này áo giáp màu đen chính là một món pháp bảo, gọi là đêm tối tường vi khải. Cực nhẹ liền, nhưng lực phòng hộ phi thường mạnh, đêm tối tường vi khải chính là tần khả khanh pháp bảo phòng thân, bên trong trong trận pháp uẩn dục kiên cố không gian đại trận, không gian chi giấu một tòa đi qua thối luyện đại sơn, cái kia trong núi lớn càng có các loại phòng ngự. Cho nên địch nhân muốn ám sát đến tần khả khanh, nhất định phải trước xuyên thủng cái này một tòa dày đến mấy vạn mét kiên cố đại sơn. Mà lại, chỉ cần tần khả khanh nhất động đọc, đêm tối tường vi khải còn có thể bảo vệ nàng đầu chỗ lấy muốn gọi đêm tối tường vi khải chính là là bởi vì khải giáp vật liệu có cổ hoa hồng chi tinh hồn chỗ lại bởi vì cái này hoa hồng tại ban đêm uy lực càng lớn chỉnh tòa núi lớn là bị hoa hồng chỗ tư nhuận mới càng phát ra kiên cố cái này khải giáp xuyên tại thân thể nhẹ nhàng như không tần khả khanh chỗ lấy mặc lấy cái khôi giáp này cũng là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dù sao nàng là nữ tử nếu là mặc lấy váy dài làm việc luôn luôn có nhiều bất tiện có điều nàng sinh ra trước ngực ngạo nhân cho nên nàng như vậy mặc lấy tường vi khải lộ ra nàng ngực càng thêm sung mãn ngạo nhân nàng tư thái đầy đặn mà ma quỷ mặc lấy loại này khải giáp như tư thế hiên ngang nữ tướng quân cái này để người ta kìm lòng không được dễ dàng nghĩ đến như đồ đồng phục hấp dẫn đồ vật tới nếu là có thể đem dạng này nữ tử áp dưới thân thể cái kia cho nam nhân mang đến bao lớn chinh phục khoái cảm a. À. Cho dù là la quân cùng tần khả khanh chỗ lâu, cũng khó tránh khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Thiên châu bây giờ cũng chính là trời đông giá rét, không khí tràn ngập hàn ý. La quân đại na di thuật không gian trận pháp hình thành, phút chốc liền tại ngoài vạn giảm. Một cái nháy mắt, la quân mang theo tần khả khanh đi vào Bắc Hải Chi. Đáng giá nói chuyện là, linh tôn nhóm tránh giấu địa điểm, lớn nhiều đều là tại thâm Hải Chi. Thâm Hải Chi mới là bí mật nhất địa phương. Huống Chi Phương Thiên ngoài thuyền bộ cũng còn có ẩn nấp biện pháp. Ngoại nhân muốn phát hiện phương này Thiên Chu chính là rất khó. Cũng là bởi vì xét thấy tại ương thế giới phát hiện Thiên Chi các mới cùng Lục Diệp Hội cùng một chỗ liên thủ thuận lợi tra được linh tôn cái này tập tính cùng địa điểm. Một vòng lãnh Nguyệt hệ thống treo chân trời, mặt biển minh mông, nơi xa thủy thiên tổng một màu, lại là cực đẹp quang cảnh. Phương Thiên thuyền địa điểm La Quân cùng Tần Khả Khanh đều rõ ràng, lúc này, Tần Khả Khanh muốn trực tiếp vào biển. La Quân ngăn cản lại Tần Khả Khanh. Làm sao, Tần Khả Khanh không hiểu hỏi. La Quân vỉnh tay, hắn nói ra, có chút không đúng. Ừm, Tần Khả Khanh lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ là, Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nói ra, có người chầm chầm ngươi. Nàng cảm giác được hư không sâu xa chi xác thực là có người khóa chặt lại La Quân, chẳng lẽ là Linh Tôn. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, không biết, ta cửu nhân. Ân, vẫn là rất nhiều. Tần Khả Khanh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Không đem cỗ lực lượng này thăm dò rõ ràng, chúng ta tùy tiện đi vào, là một con đường chết. La Quân nói ra, Tần Khả Khanh cũng biết La Quân nói không giả, nàng có chút táo bạo, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống không thể oán trách la quân nha, vạn nhất người ta mặc kệ, nàng có thể khóc đều khóc không trở lại. Rời khỏi nơi này trước, la quân nói với tần khả khanh. Tần khả khanh cũng tán thành, dù sao nơi đây cùng linh tôn khoảng cách quá gần. Bọn họ mưu đồ chính là là muốn bí mật tiến kỷ phấn trắng thế giới, ở chỗ này làm ra đại ba động đến, cái kia không tốt. Ngay sau đó, là quân thi triển đại na di thuật, mang tần khả khanh đi là ai thế mà có thể nhanh như vậy khóa chặt ta vũ hóa môn vẫn là thần tộc bây giờ ta thân thể khí tức sớm đã không có bọn họ sao lại nhanh như vậy biết ta trở về la quân có chút không rõ ràng cho lắm hừ các ngươi tại hoàng thành chi không dám động thủ vẫn là kiêng kỵ hiên chính hạo lúc này ta như làm bộ hồi hoàng thành các ngươi nhất định kìm nén không được la quân chủ ý nhất định đại na di trận pháp hình thành chính là hướng hoàng thành mà đi La Quân cùng Tần Khả Khanh cùng một chỗ tiến vào không gian trong pháp trận mặt. Cái kia chung quanh hết thảy, lập tức như đấu chuyển tinh di một dạng. Không gian trôi qua, xuyên thẳng qua ức vạn phần tử. Liền cũng là tại lúc này, chung quanh biến hóa vô cùng không gian chi, đột nhiên, một đạo cự đại kim sắc quyền ấn đánh giết tới. Oanh một chút, kim sắc quyền ấn trực tiếp đem La Quân đại na di trận pháp đánh nát. Sau đó, la quân cùng tần khả khanh lập tức xuất hiện tại hư không quả nhiên đến la quân ám đạo đón lấy hư không bóng người lấp lóe sau đó hai tên lão giả xuất hiện cái này hai tên lão giả một cái thân mặc khác bào một cái thân mặc ngân bào bọn họ bộ dạng uy nghiêm pháp lực vô biên xem ra thất mười mấy tuổi bộ dáng nhưng tinh thần rất tốt hai người này vừa xuất hiện cho la quân cùng tần khả khanh rất cưỡng chế vội vã cảm giác thật sâu tu vi, hai người này, một cái ít nhất là hư tiên cảnh đỉnh phong. Một cái khác đã là động tiên tu vi, là quân không khỏi thầm mắng, lão tử thật vất vả tu vi tăng lâu một chút, làm sao tới địch nhân cũng toàn cùng đánh máu gà giống như. Không thể tới hai cái dễ ứng phó sao. Các ngươi là ai, vì sao ngăn lại chúng ta đường đi, tần khả khanh tại hư không chi đứng nghiêm, nàng lạnh giọng chất vấn cái này hai tên lão giả. Đừng nhìn hai người này tựa hồ rất lớn tuổi, nhưng có lẽ tuổi tác còn không có tần khả khanh đại đây. Người tu đạo muốn phải gìn giữ cái gì tuổi trẻ dung nhan, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Cái kia hắc bào lão giả chính là động tiên chi cảnh, hắn toàn thân dưới đều tản mát ra một loại không hiểu khủng bố uy nghiêm. Khiến người ta nhìn thấy hắn, liền muốn quỷ bái, hắn không gian xung quanh lưu chuyển, thâm ảo khó lường. Nhìn lấy tựa hồ tại trước mắt, nhưng cũng có thể lại vĩnh viễn cũng vô pháp đến trước mặt hắn đây là động tiên cao thủ chỗ kinh khủng. hắc bào lão giả nhìn tần khả khanh liếc một chút, hắn nhạt lạnh nói ra, người nữ hoa hoa này, một thân tu vi không dễ. Hôm nay chúng ta là nhằm vào cái này tiểu tặc mà đến, người tự rời đi đi. Tần khả khanh lạnh giọng nói ra, không có khả năng, hắn là bằng hữu ta. Chỉ cần ta có một hơi tại, không cho các ngươi thương tổn hắn. La quân ở một bên nhìn nhiều tần khả khanh liếc một chút, mặc dù hắn biết tần khả khanh đối với mình hữu nghị tuyệt đối không có thâm hậu như vậy. Bất quá là bởi vì nàng phải dựa vào chính mình đi kỷ phấn trắng thế giới cứu nàng sư muội. Nhưng bất kể như thế nào, giờ này khắc này, nguy nan thời khắc, nàng có thể nói ra lời nói này, là quần y nguyên cảm thấy lòng tham ấm. Không biết tự lượng sức mình, cái kia một bên ngân bào lão giả lên tiếng, chúng ta hư trưởng lão lên tiếng để ngươi đi, chính là ngươi thiên đại tạo hóa. Ngươi thế mà không cảm kích chút nào, Xem ra ngươi là nhất định phải chôn vùi cái này một thân tu vi mới bằng lòng bỏ qua." Khụ khụ, La Quân mở miệng, hắn nói ra, "Ách, ta có thể hay không biết trước, hai vị lão tiền bối cùng ta đến cùng có gì cửu oán đâu? Xem như muốn ta chết, cũng hầu như cái kia muốn để ta chết được rõ ràng một chút, đúng không?" Cái kia Hắc Bào lão giả liền dò xét hướng La Quân, ánh mắt của hắn rét lạnh không. "Ngươi gọi La Quân, đúng không?" Hắc Bào lão giả nói ra. La Quân nói ra, "Ách, cái này không sai." Hắc Bào lão giả nói tiếp, "Ta chính là thần tộc trước thần hoàng, bây giờ ở thời không chỗ sâu thái cát." Trước thần hoàng, La Quân tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. "Đúng, mẹ chứng, cho tới nay ta đều muốn sự tình muốn đơn giản. Thần tộc còn có vũ hóa môn, trời cao tông lực lượng đều không phải là mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn truyền thừa nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại đều sẽ có bất thế gia cao thủ. Mà những cao thủ này thọ nguyên kéo dài, không biết này chết mất. Nhưng bọn hắn e ngại thiên mệnh, liền đều sẽ tránh tại thời không chỗ sâu. Giống như là vũ hóa môn quá trí tôn tiêu viễn sơn, còn có tiêu gặp vũ. Mà lại, vũ hóa môn cũng không chỉ lại là hai cái này quá trí tôn. Như vậy cũng là nói, trước mắt hắc bào lão giả cũng không phải duy nhất quá thần hoàng. Thần tộc thái các bên trong có càng hơn cao thủ. Như thế một lời, Hiên Chính Hạo đại khang nội tình đơn bạc nhiều. Nhưng là, Hiên Chính Hạo còn có duy nhất một lá bài tẩy, đó là thần đế cùng hoa đại đế hội đứng tại hắn bên này. Tình huống xa la quân tưởng tượng phức tạp. Trong chớp mắt, la quân lại là nghĩ đến rất nhiều thứ. La quân trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn hướng hắc bào lão giả nói ra, xem ra tiền bối hôm nay đến, là muốn tìm ta tính sổ sách. Cái kia hắc bào lão giả còn chưa lên tiếng, một bên ngân bảo lão giả liền lạnh giọng nói ra tiểu tặc ngươi nhiều lần cùng thần tộc khó xử lúc trước sát hại bích lạc bây giờ lại khi dễ thiên minh cướp đi thiên tình pháp bảo bình thường mỗi một loại này chẳng lẽ thật sự là coi là thần tộc không người không nghĩ tới chuyện này thế mà còn kinh động hai vị tiền bối la quân cười một tiếng nói ra hơn nữa còn làm phiền hai vị tiền bối đồng loạt ra tay thần tộc cũng không tránh khỏi quá để mất tại hạ cái kia hắc bào lão giả lạnh lẽo nói ra, người tuy nhiên tu vi chưa kinh thiên động địa, nhưng thân thể khí vận khó lường, khó có thể bắt. Vũ hóa môn nhiều lần xuất thủ bắt ngươi, cũng tuyên cáo thất bại. Chúng ta làm thế nào có thể dẫm lên vết xe đổ, để ngươi lần nữa bỏ trốn mất dạng. Cái kia ngân bào lão giả thì âm trầm nói ra, phải biết, muốn gặp đến các hạ một mặt, vẫn là thật không dễ dàng a. À. Ta đây càng quái, là quân nói ra, hai vị tiền bối là làm sao tìm được tại hạ. Thôi diễn thiên cơ, ngân bào lão giả nói ra, chúng ta gần đây mới thôi diễn đến người hành tung, đáng tiếc, ngươi lại một mực tại thế giới bao la bên trong. Cái kia thế giới bao la, là chúng ta mãi mãi cũng không muốn đi địa phương. la quân nói ra, hả, thế giới bao la, vì cái gì không muốn đi. Cái này không cần thiết nói cho ngươi nghe, ngân bào lão giả nhạt lạnh nói ra, hắn đón đến, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi là muốn cùng chúng ta ngoan ngoãn về thần tộc còn để để cho chúng ta xuất thủ, đưa người cầm lấy về. Không có ý tứ, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý. Tần Khả Khanh trước khi nói ra, còn mời hai vị có thể dơ cao đánh khẽ, ngày khác vãn bối tất có thâm tạ. Vãn bối sư phụ chính là ương thế giới ngỗng chín mẹ, ta cũng là lục diệp hội tân nhiệm hội chủ, chỉ cần hai vị hôm nay có thể mở cửa sau, phần ân tình này, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Ngỗng chín mẹ, lục diệp biết, cái kia hắc bào lão giả nghe vậy khẽ nhíu mày hiển nhiên, hắn là biết ngỗng chín mẹ cùng lục diệp sẽ. Sau đó, hắc bào lão giả liền nói ra, ngỗng chín mẹ tại ương thế giới bên trong cũng coi là một phương nhân vật, lục diệp hội cũng có đầy đủ uy danh. Đã ngươi sư phụ chính là ngỗng chín mẹ, vậy thì tốt, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Là quân, tần khả khanh nói ra. Hắn không thể đi, hắc bào lão giả nói ra, tiểu tặc này nhiều lần mạo phạm thần tộc, còn sát hại thần tộc trọng thần, quả quyết không thể đối thần tộc không có bản giao. Tiền bối, Tần Khả Khanh nói gấp, là quân phụ thân chính là là ma đế Trần Thiên Nhai, này nhân thủ đoạn, không tại sư phụ ta phía dưới. Mấy vị tính toán không nhìn sư phụ ta mặt mũi, cũng nên nhìn hắn phụ thân mặt mũi. Là quân thân thể chấn động, không nghĩ tới Tần Khả Khanh hội nâng lên ma đế. Tần Khả Khanh tự nhiên biết ma đế thủ đoạn, cái kia Bruna bị ma đế sát hại, mới dẫn phát đằng sau ly hận thiên cung bị thiên Brooklyn diệt môn một chuyện. Hừ, ma đế, Hắc Bào lão giả nói ra, ma đế trước sớm vẫn là ta thần tộc môn khách, hắn cùng tiểu tặc này có nói không hết ân oán, chúng ta giết hắn, ma đế sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Huống chi, tính toán ma đế phải che chở hắn, thần tộc lại há có bởi vì sợ hãi một người mà không dám hành sự. Thần tộc nội tình, thâm hậu cùng cực, bọn họ biết ma đế cũng không phải là A Miêu a cẩu nhưng bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ ma đế một người, từ đó buông tha la quân. Nói nhảm nói quá nhiều, tiểu tặc, người có đi hay không? hắc bào lão giả sau cùng không kiên nhẫn nói ra. La quân sờ mũi một cái, sau cùng cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không đi. Hắn cũng rõ ràng minh bạch, thần tộc biết mình thân phận là thiên mệnh chi vương, biết ma đế cùng mình quan hệ. Dù cho những thứ này biết tất cả, nhưng bọn hắn muốn bảo trì thần tộc tôn nghiêm, quả quyết không lại bởi vì la quân điểm ấy khí vận liền từ bỏ giết chết la quân. Thiên mệnh chi vương, khí vận cường thịnh. Liền là bởi vì này, hắc bào lão giả cường giả như vậy mới sẽ đích thân xuất thủ. Không phải vậy lời nói, theo phổ thông thực lực để tính, thần tộc quả quyết không cần xuất động hắc bào lão giả dạng này cao thủ. Rất tốt, cái kia hắc bào lão giả mắt hàn ý lóe qua, nói ra, vậy lão phu liền đưa người địa trận pháp. Hắn trực tiếp xuất thủ chỉ gặp cái này hắc bào lão giả đột nhiên há miệng phun ra ra một miệng tinh nguyên chi khí, cỗ này tinh nguyên chi khí ở trên không cấp tốc hấp thu từ trường chi lực, hóa thành một đầu phủ đầy màu trắng tinh thạch cự long. Cự long tại 0,00 một cái sát thời gian này bên trong cấp tốc vây xung quanh la quân, tần khả khanh. Nó càng chuyển càng nhanh, thân thể càng tăng càng lớn. Trong chốc lát, trong vòng phương viên chăm dặm, liền toàn bộ đều là màu trắng tinh bích. Thiên, lòng đất, không chỗ không phải một mảnh trắng xóa. Tại trắng xóa chi, màu trắng tinh bích hình thành vô số cái phòng nhỏ, mỗi một cái phòng đều có màu trắng tinh bích cách ly. Bốn phía đều là sáng loáng, khiến người ta cảm thấy không đến thiên, dưới không chạm đất. Động thiên pháp tắc, La Quân cùng Tần Khả Khanh lập tức minh bạch, cái này vây khốn chính mình hai người chính là động thiên pháp tắc. Động thiên bên trong, trăm ngàn không gian trồng lên, lấy La Quân cùng Tần Khả Khanh thu vi muốn đột phá ra ngoài, căn bản là nói chuyện viển vông. Nếu là đối phương tại động tiên phía dưới, là quân tự nhiên có sức liều mạng. Nhưng bây giờ xa vào đến bực này pháp tắc bên trong, là quân có chút không thể làm gì. Hắn dò xét bốn phía, đồng thời thi triển đại na di thuật, cấp tốc lóe ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng mặc kệ là quân làm sao bay, làm sao chuyển rời, nhưng Thủy Trung đều không thể rời bỏ cái này màu trắng tinh bích. Tần khả khanh một mực bị la quân bao phủ tại đại na di thuật bên trong, cho nên hai người vẫn luôn cùng một chỗ. Làm cái gì?" Tần Khả Khanh hỏi La Quân. La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói ra, Người cũng không biết làm cái gì, ta làm sao biết làm cái gì a?" À? "Ngươi?" Tần Khả Khanh đối La Quân là ký thác kỳ vọng, trông cậy vào hắn đến kỷ phấn trắng thế giới cứu bát nguội, nhưng lúc này, chính là một cái hố tiên cao thủ có thể đem hắn vây chết. Khiến Tần Khả Khanh có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm nhầm người nàng không ngừng dò xét bốn phía, đồng thời dùng ý niệm cùng La Quân giao lưu, lúc đó Bruna đều chưa bắt được ngươi, ngươi nhiều lần thoát đi ra ngoài, làm sao bây giờ có thể không có cách nào đâu. Cái này không cần phải là một bữa ăn sáng sao. La Quân không khỏi cười khổ, ta là vừa tấn thăng đến hư tiên con tôm nhỏ, động tiên cao thủ uy lực, ngươi đây không phải lĩnh giáo đến. Động tiên cao thủ tại ba nghìn thế giới bên trong đều là đi ngang nhân vật, chạy thế nào ngươi nơi này thành một bữa ăn sáng. Tần Khả Khanh im lặng tới cực điểm. Tiểu tặc, người chịu chết đi. Ngay vào lúc này, cái kia hắc bào lão giả cũng không lại cùng la quân rông dài. Thanh âm hắn xuất hiện tại hư không, tràn ngập băng hàn sát ý. Đồng thời, hắn cùng Tần Khả Khanh dưới chân không gian bắt đầu biến hóa. Vô cùng không gian chuyển hóa, vô số không gian trùng điệp hướng hai người chém giết tới. Giống như là tại xuyên thẳng qua trăm ngàn không gian một dạng. La Quân cùng Tần Khả Khanh đang muốn thân thủ bắt cùng một chỗ, nhưng là chậm một bước. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng đột nhiên, hai người cách xa nhau 10 ngàn dặm, không thể gọt rũa. La Quân liền bị đơn độc phây ở mê loạn màu trắng tinh bích trong không gian. Hắn cũng biết, Tần Khả Khanh sẽ không có quá đại nguy hiểm. Bởi vì thần tộc tuy nhiên kiêu ngạo, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi kết xuống ngỗng chín mẹ như thế kình địch. Bằng Tần Khả Khanh chính là ngỗng chín mẹ đệ tử, Tần Khả Khanh có thể an ổn không việc gì. Liền cũng tại lúc này, cái kia hắc bào lão giả hướng la quân xuất thủ. Bàn nhược hư không giết, hắc bào lão giả ở trên không khẽ quát một tiếng. Đồng thời, cái kia màu trắng tinh bích chi tản mát ra rồi rào pháp tác lực lượng. Vô số màu trắng tinh bích trồng chất hướng la quân chảm giết tới. Giống như là thiên địa đổ sụp, lại toàn bộ hướng về la quân hung hăng từng đánh chết đến. Dưới trời đất, hoàn toàn không có một chỗ có thể trốn. La Quân cảm nhận được màu trắng tinh trong vách khủng bố pháp tắc, hắn trong nháy mắt này, cấp tốc tế ra biển linh hồn. Cái kia biển linh hồn liền đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ. Màu trắng tinh Bích cấp tốc xâm nhập vào biển linh hồn chi. Mỗi trắng xóa hoàn toàn tinh bích chi đô có không gian trùng điệp lực lược, bọn họ cấp tốc đem biển linh hồn xâm chiếm, đồng thời muốn đem chen bể. Hảo lợi hại không gian lực lượng, động tiên cao thủ, quả nhiên khủng bố. La Quân ám đạo Biển linh hồn huyền ảo cuồn cuộn, nhưng là nhằm vào duy nhất linh hồn mới có thể hiện ra uy lực. Mà cái này không gian lực lượng cũng không phải là linh hồn, thêm toàn bộ không gian nghiền ép xuống tới, đã sớm siêu việt biển linh hồn bản thân. Cho nên, là quân biển linh hồn liền vừa đối mặt đều chống đỡ không nổi tới. Tại cái kia cực nhanh trong nháy mắt, biển linh hồn cho la quân cung cấp 0.001 cái nháy mắt ẩn nấp thời gian. Là quân suy nghĩ cũng xoay chuyển cực nhanh hắn cấp tốc thi triển ra ẩn thân thuật, đồng thời còn đem vô thủy thần ngẫu cho thi triển đi ra. Sau đó một sát na này, là quân thật thần che giấu. Giả thân thể bị không gian sát trận đè ép. ầm ầm tại cái kia sát trận đè xuống, vô thủy thần ngẫu đủ kiểu dẫy ruộng, nhưng lại ngăn cản không nổi không gian sát trận lực lược, trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Cái kia vô thủy thần ngẫu nổ tung chính là giả tược, là la quân pháp lực cùng đại biến hóa thuật kết hợp, mà tránh thức vô thủy thần ngẫu tại bạo tạc đồng thời liền bị La Quân một chút bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong vô thủy thần ngẫu cái này cũng là bị hao tổn nghiêm trọng nhưng là La Quân có thể dùng chư thiên bí tịch vì chữa trị đồng thời không vấn đề đồng thời cái kia hắc bào lão giả lạnh hừ một tiếng liền thu hồi hắn động thiên pháp tắc La Quân ẩn thân thuật thiên hạ vô song hắn như thế đứng tại chỗ chính là hắc bào lão giả cũng không có phát hiện La Quân tồn tại hắc bào lão giả cũng là thuộc về quá tự tin, bởi vì la quân bạo thành xương máu thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng la quân pháp lực cùng huyết nhục nổ tung. Đó là đại biến hóa thuật thần diệu. Nếu như hắc bào lão giả vận dụng động thiên tỉ mỉ đến cha, là nhất định cha được la quân chỗ. Dù sao, thiên đạo bút tuy nhiên lợi hại, khả la quân tu vi còn không thể xứng đôi thiên đạo bút. Hắc bào lão giả duy vừa cảm giác được đáng tiếc là, la quân tất cả pháp khí đều đi theo bạo. Cái kia Tần Khả Khanh thì cũng là tận mắt nhìn thấy La Quân bị Hắc Bào lão giả bàn nhược hư không giết cho bạo thành xương máu, cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh lòng đang máu. Nàng cũng không phải đau lòng La Quân chết, mà chính là nàng hết sức chờ đợi La Quân đã lâu, lúc này đang muốn đi cứu bát muội. Có thể con hàng này chết như vậy, sớm biết, không tìm đến con hàng này, vậy cũng không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Tần Khả Khanh ngây người hư không chi. Cái kia Thiên Không Giả Vân trầm thấp nàng tâm tình nặng nề tới cực điểm. Muốn cùng cái này hắc bào lão giả liều mạng, nhưng lại biết, xuất thủ chỉ là tự rước nhục. Tiểu tử này bị truyền đi thật thần kỳ, không nghĩ tới chết như vậy. Cái kia ngân bào lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra. hắc bào lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, lại vận khí tốt, gặp thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có một con đường chết. Ngân bào lão giả nói ra, cái kia ngược lại là. hắc bào lão giả nói ra, tốt, đã cái này tặc tử đã chết, chúng ta liền đi thôi. Ngân bào lão giả nhìn một chút tần khả khanh, nói ra, nữ hoa hoa này. Hắc bào lão giả nói ra, không cần phải để ý đến nàng. Ngân bào lão giả nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, rời đi tại chỗ. Bầu trời đêm chi, đã mất đi hắc bào cùng ngân bào. Cái này hắc bào lão giả tại thái các chi, gọi là hư vô nhất. Ngân bào lão giả gọi là máu có thể thực hiện. Hai người lần này chỗ lấy sẽ ra tay, cũng là dựa vào Cửu U Thiên Đế đạt được đại cơ duyên, ngay tại thời không chỗ sâu khổ tu. Nếu là lại tiến lên trước một bước, Cửu U Thiên Đế cũng sẽ trở thành động tiên cao thủ. Cân nhắc một đại môn phái thực lực, chính là cân nhắc động tiên cao thủ đến cùng có bao nhiêu. Thái các đồng dạng đều không hỏi qua thần tộc sự tình, nhưng lần này, là quần đem Lạc Thiên Minh đánh bại. Mang đi Lạc Thiên Tình Thiên Đạo bút lại để cho lạc thiên tình chịu đến hổ thẹn đại nhục Thậm chí trước đó Bích lạc lão nhân cái chết Cũng đều bị cha cái cha ra manh mối Bởi vậy Thái các phái ra hư vô nhất cùng máu Có thể thực hiện đến giết chết la quân Lấy bảo trì thần tộc tôn nghiêm Thái các có người tinh thông Ba nghìn đại đạo đại thôi diễn thuật Bởi vậy vài lần thôi diễn Liền tìm ra la quân chỗ Giờ phút này tần khả khanh ủ rũ Uể oải không Nàng khẽ cắn môi quyết định một người đi cứu bát muội cùng cái kia tam điện hạ. Luôn không khả năng không có la quân, nàng trực tiếp hồi ương thế giới. Hừ, tần khả khanh thầm hừ một tiếng, nói, hắn nguyên lai cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhìn trước khi đến nhiều lần đào thoát, cũng thuộc về may mắn. Sư phụ đối với hắn ký thác kỳ vọng, chính là thiên sai lầm lớn. Ta như hết thảy ỉ vào tại hắn, chính là tự tìm đường chết. Tần khả khanh ngược lại không có bao nhiêu bi thương vị đạo, nàng tuy nhiên cảm kích la quân tương trợ nhưng nói cho cùng hai người cũng không có gì quá lớn hữu nghị cho dù là tần khả khanh chết la quân cũng sẽ không có bao lớn thương cảm đây là lẫn nhau bất quá tại lúc này la quân thua ẩn thân thuật hắn xuất hiện sau lưng tần khả khanh đồng thời vội ho một tiếng ngươi tần khả khanh đột nhiên quay người nàng lập tức trông thấy hoàn hảo không chút tổn hại la quân cái này một cái chớp mắt Tần Khả Khanh vừa mừng vừa sợ, đồng thời nàng lại giống như gặp quỷ. Ngươi không chết, cái này sao có thể, ta nhìn ngươi bị cái kia hắc bào lão nhân không gian sát trận giết chết. Tần Khả Khanh cảm thấy thật không thể tin. La Quân nhún nhún vai, buông buông tay, nói ra, khụ khụ, thành như sư phụ ngươi nói, con người của ta đánh nhau không được, chạy trốn bản sự còn có thể. Cái này quá không dám tin, ngươi làm sao có thể giấu giếm được cái kia hắc bào lão mắt người hắn tu vi chính là động tiên chi cảnh, tâm như gương sáng, mảy may biến hóa vi diệu, hắn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tần Khả Khanh nói ra, La Quân nhìn lấy Tần Khả Khanh kinh ngạc, nội tâm của hắn hư vinh cảm giác đạt được rất lớn thỏa mãn. Hắn vốn là không có phương diện này cảm giác, mà lại hắn cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu hội chạy trốn. Nhưng mỗi lần trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn thật đúng là là tại linh tôn chỗ đó sáng tạo không ít dấu vết. Cho nên, làm ngỗng chín mẹ như thế nhân vật đều tán dương hắn lúc nội tâm của hắn bên trong là thật vui vẻ cũng là muốn hướng tần khả khanh chứng minh một chút xem đi lão tử bản sự là chân thật la quân nhìn tần khả khanh liếc một chút cười hắc hắc nói ra cái này sao giữ bí mật tần khả khanh gặp la quân không muốn nói cũng không hỏi thêm nữa nàng chỉ cần la quân có thể còn sống liền rất vui vẻ nàng càng vui vẻ hơn không phải la quân sống mà là bởi vì La Quân thật có loại này đặc thù bản sự, có thể giấu giếm. Hắn chạy trốn thủ đoạn không thể nghi ngờ là Tần Khả Khanh thấy qua cao minh nhất người. Vậy chúng ta hiện tại xuống biển đi thôi, Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, vậy không được. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nói ra, vì cái gì? La Quân nói ra, chúng ta trước tìm hải đảo che giấu, cái này hắc bào bọn họ sau khi trở về, nếu là lại vừa suy tính, nói không chừng có thể suy đoán ra ta còn chưa có chết. Bọn họ muốn là lần nữa giết tới, ta đoán chừng không có dễ dàng như vậy đào thoát. Tần Khả Khanh run lên, nói ra, người có biện pháp tránh thoát bọn họ thôi toán. La Quân nói ra, đi trước. Tần Khả Khanh ngay sau đó không trần chờ nữa. Sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật mang theo Tần Khả Khanh tiến về phụ cận một chỗ hoang dã hải đảo. Đón lấy, La quân mang theo tần khả khanh tiến vào cái kia hào hoa phòng bị tu di trong biệt thự. Tần khả khanh nhìn lấy bên trong không ít thế giới bao la khoa học kỹ thuật thiết bị, chợt cảm thấy lưa thưa. Là quân theo rồi nói ra, người tùy ý đợi, ta có thể muốn bế quan ba ngày. Ba ngày, tần khả khanh nghe vậy nhất thời sắc mặt thay đổi, nói ra, như vậy sao được? Làm sao không được, muốn là xử lý không tốt những chi tiết này, đi sớm là sớm đầu thai. Là quân nói ra, người cũng không cần quá lo lắng, người bát muội nếu thật muốn ra chuyện, sớm cái kia ra chuyện. Nếu là có thể may mắn còn sống, cũng không vội tại cái này nhất thời. Ta, ngươi, tần khả khanh không thích là quân nói bát muội khả năng chết lời nói. Nàng ngẫm lại, sau cùng khẽ cắn môi, phất phất tay nói ra, tính toán, người bế quan đi thôi. Tốt, là quân ngay sau đó tiến trong phòng ngủ mình. Hắn vừa vào phòng ngủ, lập tức đem biển linh hồn phóng xuất ra. Màu đen linh hồn lít nha lít nhít trong phòng ngủ rời rạc. Linh hồn chi lực thẩm thấu, kể từ đó, La Quân khí tức chính là lại đại thần thông giả cũng khó có thể tra được. Phương pháp này là Linh Tuệ Hòa Thượng nói cho La Quân. Tại cái kia hắc bào cùng ngân bào rời đi về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng thông qua ý niệm cùng La Quân giao lưu. Hắn nói cho La Quân, đối phương tinh thông thôi diễn chi thuật, thêm ngươi La Quân là đánh không chết tiểu cường. Hắc bào sau khi trở về nói đã giết chết ngươi La Quân nhưng bên kia sẽ cảm thấy đây có phải hay không là rất dễ dàng, có thể hay không phạm sai lầm. Kể từ đó, hội lần nữa thôi diễn, một khi thôi diễn, La Quân liền không chỗ che thân. Linh Tuệ Hòa thượng lại nói cho La Quân, chỉ cần đem chính hắn giấu ở biển linh hồn bên trong, liền có thể tránh thoát một kiếp này. Linh hồn đại biểu là tử vong cùng luân hồi. Đối phương có thể phá vỡ linh tuệ hòa thượng linh thai quyết, nhưng không phá nổi La Quân biển linh hồn. Đây cũng là trước mắt vì cái gì La Quân muốn bế quan ba ngày nguyên nhân. Bởi vì hắn không biết đối phương hội lúc nào tiến hành thôi diễn. Vạn nhất thôi diễn một lần, ngày thứ hai lại cảm thấy không nở ra thoải mái, không vững vàng, lại thôi diễn đâu. Cho nên, La Quân cảm thấy bế quan ba ngày bảo đảm nhất. Trong ba ngày này, La Quân cũng còn muốn làm một việc. Đó là khôi phục vô thủy thần ngẫu. Lần này có thể trở về từ cõi chết, chính là nhờ có cái này thần vô thủy thần ngẫu nhiên cái kia tần khả khanh tại ngoài phòng ngủ mặt ngồi xếp bằng nàng cũng không khỏi tốt la quân đến cùng trong phòng ngủ làm cái gì chỉ là khi nàng thần niệm bắn phá thời điểm lập tức phát giác được trong phòng ngủ tối om một mảnh hắc động kia động chi dấu có vô cùng huyền ảo chi thần diệu giống như là vô cùng vô tận hắc ám linh hồn trải rộng trong phòng tần khả khanh gần trong gang tấc lại đều nhìn không thấu la quân biển linh hồn nàng ngẫm lại liền dứt khoát từ bỏ loại này quan sát dù sao, là quân không là địch nhân, mà lại, mỗi người đều có chính mình bí mật, cần gì phải cứu căn hỏi cơ sở đây. Đồng thời, cái kia hắc bào hư vô nhất, còn có ngân bào máu có thể thực hiện đã trở lại thần tộc thánh thành chi. Tại tòa thánh điện kia trắng noãn xa hoa cung điện chi, đại hoàng tử Lạc Thiên tâm chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Thiên tình cùng Lạc Thiên minh cũng tại hắn hai bên nhắm mắt tu luyện. Trong điện cực an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay vào lúc này, hư vô nhất cùng máu có thể thực hiện theo hư không chi xuyên thẳng qua đi ra, sau đó rơi tại đây ba người trước mặt. Lạc thiên tâm ba người mở to mắt, đợi sau khi thấy rõ, lập tức cùng một chỗ đứng dậy. Bọn họ sao dám lãnh đạm hai người này, ba người cùng một chỗ kho mình hành lễ, lạc thiên tâm thở dài nói, tham kiến hư trưởng lão, huyết trưởng lão. Lạc thiên tình cùng lạc thiên minh cũng cùng một chỗ cúi chào. Hư vô nhất nhàn nhạt gật đầu, nói ra, miễn lễ. Mời ngồi, Lạc Thiên Tâm tiếp lấy cung kính nói ra. Hư vô nhất liền đến bài, phải tay áo một cái bào, quay người khoanh chân ngồi xuống đi. Máu có thể thực hiện theo cũng ngồi tại hư vô nhất bên người. Lạc Thiên Tâm ba người chú ý cẩn thận đứng tại một bên, hơi hơi không người, không dám đứng thẳng. Bọn họ cũng không dám mở miệng muốn hỏi. Người nói đi, hư vô nhất mắt nhìn máu có thể thực hiện, nói ra. Máu có thể thực hiện ngay sau đó hắng giọng nói ra, khụ khụ, là quân tiểu tặc kia đã chết. Lạc thiên tâm tam huynh đệ nghe thân thể chấn động, tiếc mà đại hỷ. Nhưng đại hỷ về sau, ba người tâm lại có hổ nghi. Lạc thiên tình còn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn ngược lại không phải là đáng tiếc la quân chết. Mà chính là hắn bị la quân độ hóa, đó là hắn cuộc đời hổ thẹn đại nhục A. À. Hắn hận không thể ăn la quân thịt quát la quân máu, dùng cái này cũng khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng. Mà lúc này nghe được hắn như vậy chết, Lạc Thiên Tình cảm thấy còn chưa đủ giải hận. Lạc Thiên Minh là người thô hào, hắn thực không có nhiều ý nghĩ. Hắn đối La Quân cũng không có nhiều hận, bởi vì lúc trước quyết đấu chính là là công bằng chi chiến. Bất quá dưới mắt, chết liền chết, hắn lười suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Lạc Thiên Tâm, muốn nói lại thôi. Hư vô nhất nhìn về phía Lạc Thiên Tâm, nói ra, thế nào, Thiên Tâm, người không tin. Lạc Thiên Tâm vội vàng kinh sợ nói ra, hư trưởng lão, ngài thủ đoạn cùng bản sự ta không dám không tin chỉ là cái kia là quân mệnh cách không hề tầm thường đơn giản như vậy chết đi ngược lại để ta cảm thấy có chút không quá chân thực máu có thể thực hiện lạnh hư một tiếng nói ra có cái gì không chân thực chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn một cái vừa vặn tấn thăng hư tiên tiểu tặc có thể chống đỡ hư trưởng lão động thiên pháp tắc động tiên cảnh cùng hư tiên cảnh ở giữa tranh lệch bản trưởng lão nhìn ngươi vẫn là không biết rõ lạc thiên tâm nói ra huyết trưởng lão dậy rất đúng. Thôi á, cái kia hư vô nhất nói ra, đã thiên tâm tâm còn tồn lấy nghi hoặc, cái kia đi thái các, mời sở trưởng lão lại sử dụng đại thôi diễn thuật thôi diễn một lần đi. Huyết trưởng lão lạnh hư một tiếng, nói ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lạc thiên tâm thì là hướng hư vô nhất thi lễ. Về sau, một đoàn người liền tới đến thánh điện thánh thai. Cái kia thánh thai bốn phía, trắng noãn như ngọc, thánh thai cao trúc, tiếp dẫn trời xanh. Tại thánh thai Văn xin, có một gương đồng. Cái kia gương đồng chi mang theo thê lương, tang thương, cổ lão ý vị. Gương đồng đường kính dài đến 3 mét, mặt kính không có một tia tỉ vết. Nhưng là người tại trước gương, lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người cùng cảnh tượng. Nhưng nó xác thực xác thực lại là một chiếc gương. Này kính đương nhiên không phải là phổ thông gương đồng, chính là thần tộc thánh vật, tên là khổ hải thần kính. Đối với tu hành người tới nói, trong nhân thế là khổ hải muốn tu hành, là muốn vượt qua khổ hải, đến bỉ ngạn. Phạm nhân là cùng cả đời, đều độ không qua khổ hải, sau cùng cũng vô pháp đến bỉ ngạn, chỉ có thể chết ở trong bể khổ. Mà người tu hành chọn các loại biện pháp vượt qua khổ hải, hữu dụng thân thể tu luyện, có áp dụng linh hồn tu luyện. Vân vân, thân thể là thuyền, thân tàu kiên cố, vượt qua khổ hải. Linh hồn là học biết bơi, bằng vào tự thân vượt qua khổ hải. Nhưng, khổ hải vô biên, quay đầu cũng không bờ. Người bình thường là chết tại trong bể khổ, mà người tu đạo, dù có đại thần thông, cũng bất quá đi được xa một chút, sau cùng lớn nhiều vẫn là chết tại trong bể khổ. Mỗi người đều coi là, chính mình có thể vượt qua khổ hải, nhưng thực. Mỗi người đều sẽ chết tại khổ hải chi. Khổ hải thần kính liền là có thể công chúng thần thông giả giấu kín tại thời không chỗ sâu thần vật. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này, hư vô nhất đột nhiên há mồm phun ra ra một miệng màu trắng tinh nguyên chi khí cái kia màu trắng tinh nguyên chi khí trong nháy mắt hóa thành vô số phù lít nha lít nhít trải tại gương đồng chi sau đó vô số phù thẩm thấu tiến khổ hải thần trong kính ở trong đó cấp tốc xuất hiện ba động giống như là một đầu tính mịch rộng lớn dòng sông dòng sông bên trong sóng nước dập dờn cái kia rất nhiều phù kết thành một đạo nhân hình này hình người chính là hư vô nhất hình người tại dòng sông bên trong xuyên thẳng qua, như điện như quang. Dòng sông kia chi sâu, cũng giống như vô cùng vô tận. Cái kia chấp giật hình người ở giữa, xuyên thẳng qua gian lận bên trong 10 ngàn dặm, sau cùng, rốt cục đi vào một chỗ địa phương thần bí. Cái kia phía trước là trắng xóa hoàn toàn thiên địa, thiên địa rộng lớn, nhưng đâu đâu cũng có tràn ngập xương mù màu trắng. Mù xương một mảnh, mà lại, cái kia xương mù màu trắng cũng không phải là một tầng không thay đổi mà chính là khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm. Tại sương mù màu trắng bên trong, mãnh liệt thời không phần tử bầy biện ra hình dạng xoắn ốc, to lớn lốc xoáy tạo thành một cái thông đạo. Lối đi kia rộng lớn không, đường kính liền dài đến 3.000 mét. Phong vân dũng động, gặp chi biến sắc. Lạc thiên tâm ba người thấy thế, cũng là giật mình không nhỏ. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái này thời không thông đạo sự nguy hiểm, nếu là tu vi nông cạn một chút, một khi tiến vào loại này thời không thông đạo, trong nháy mắt hội bị cuốn vào thời không loạn lưu chi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Năm đó không ai bị nổi trùng hoàng, là tại thời không loạn lưu chi thất đi thân thể. Đương nhiên, lúc này cái thông đạo này cũng không phải là tránh thức thời không thông đạo, chính là lấy mạc đại pháp lực cùng vô số tài liệu quý hiếm tạo thành giả thông đạo. Tránh ở bên trong, có thể che đậy thiên cơ, tránh thoát thiên phạt. Nhưng mặc dù như thế, Tu Vi không có đạt tới hư tiên, sau khi đi vào chính là một con đường chết từ trước thần tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện cao thủ nhưng những cao thủ này đều có thuộc về mình thời đại một khi quá hạn thay thiên mệnh không ở phía sau liền sẽ truyền vị cho đời sau tân tú mà những cao thủ này năng lực mạnh tiến vào cái này khổ hải thần kính chỗ sâu tu luyện có thể sức yếu hoặc là chết già hoặc là còn tại thần tộc bên ngoài hiệu lực đây là thần tộc cấu thành phương thức thiên mệnh vật này nhất là mơ hồ Giống như hiện nay thế giới bao la một ít sản phẩm, làm thời đại này tiến đến, xe đạp là một loại thời thường. Nhưng mà, xe đạp không có phạm cái gì sai, đột nhiên sẽ bị xe điện, xe gắn máy thay thế. Về sau, những thứ này lại sẽ bị xe hơi thay thế. Sau đó, đột nhiên lại lấy một loại khác cùng hưởng xe ô tô phương thức để xe đạp lại trở lại thiên mệnh chi. Thiên mệnh cũng không phải là một tầng không thay đổi, mà chính là hay thay đổi. Qua người thời đại, vô luận người cỡ nào cẩn trọng, nhưng thiên mệnh lại là tàn khốc không, không có mảy may mềm tay. Cho nên, phải gìn giữ thần tộc tràn đầy, đó là để đương đại người, lãnh tụ đương đại. Cũng là xe đạp đến tạo xe đạp, xe điện đến, chuyển hình tạo xe điện. Sở trưởng lão, tại cái kia thời không đại đạo bên ngoài, hư vô nhất hô một tiếng. Sau đó, thời không đại đạo chi lần nữa sinh ra biến hóa. Thời không đại đạo bên trong, một vệt ánh sáng lướt nhanh như gió tiến lên, giống như là tại tiến nhanh đồng dạng nhìn lấy một người cả đời. Oanh! Sau cùng, lạc thiên tâm bọn người náo tử oanh một cái, thời không đại đạo đột nhiên tĩnh lại. Tại thời không chỗ sâu, có một chỗ đại sơn, ngọn núi lớn kia thanh mộc xanh ngắt, xanh um tùm, tiên vụ lượn lờ. Tại đại sơn vách núi mặt, có một tòa to lớn đại điện. Đại điện chừng 380 tầng, cao vút trong mây tiêu. Đó là vĩ đại mà không thể tưởng tượng công trình kiến trúc to lớn hai chữ cũng không đủ hình dung, tại đại điện đệ nhất đạo môn có ba cái lưu kim cổ chữ lớn. Thái các. Sau đó, cái kia một vệt ánh sáng lần nữa tiến lên, đi thẳng tới đại điện tầng thứ 10 bên trong. Ở trong đó, một tên áo bảo sám trưởng lão tại bát quái lô trước ngay tại luyện đan. Sở trưởng lão, tia sáng kia khôi phục thành hư vô nhất bộ dáng. Sở trưởng lão tu vi bất quá là hư tiên, mà lại chiến đấu lực cũng không mạnh. Nhưng hắn tại thần tộc quá trong các, địa vị tôn sùng. Không khác, là bởi vì hắn tinh thông đại thôi diễn thuật, biết rõ quá khứ tương lai, rõ ràng sớm tối họa phúc. Tình cảnh này chi thần, để lạc thiên tâm tam huynh đệ cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, nhìn mà than thở. Cái kia sở trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hư vô nhất nguyên thần, nói ra, hư trưởng lão, có chuyện gì? Hắn y nguyên ngồi xếp bằng, đồng thời không đứng dậy. Hư vô nhất nói ra, ta lần này ra ngoài, đã đem tiểu tặc kia la quân cho giết, nhưng tiểu tặc kia mệnh cách đặc thù, chết có chút dễ dàng. Thiên Tâm đứa nhỏ này tâm lý không vững vàng, cho nên ta muốn mời ngươi lại thôi diễn một lần, nhìn xem tiểu tặc này là có hay không đã chết. Sở trưởng lão gật gật đầu, nói ra tốt. Đón lấy, Sở trưởng lão liền nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Trong nháy mắt đó, đầu óc hắn phía sau xuất hiện vô số kim quang phù, những thứ này phù lít nha lít nhít, trừng ức vạn số lượng phù trải rộng toàn bộ đại điện giống như là chư thiên vạn giới sinh linh đều tại những thứ này phù chi cái kia là phi thường thần lại vừa kinh khủng một màn rất rất lâu về sau sở trưởng lão thu công trong nháy mắt đó tất cả phù đột nhiên thành vì một tấm bùa sau cùng bị sở trưởng lão há miệng nuốt vào đi vào thế nào sở trưởng lão hư vô nhất lập tức hỏi lão phù tìm khắp chư thiên vạn giới đã tìm không được la quân tồn tại muốn đến thật là đã thân tử đạo tiêu. Sở trưởng lão nói ra. Tốt, hư vô nhất nói ra, đa tạ. Khách khí, sở trưởng lão nói ra. Ta đi trước, hư vô nhất sau khi nói xong, liền rời đi. Hồi lâu sau, một vệt ánh sáng theo khổ hải thần trong kính bay ra, tiến vào hư vô nhất trong não vực. Hư vô nhất liền đối với bên người lạc thiên tâm đám người nói, vừa mới ngươi cũng nghe đến, chư thiên vạn giới chi, đều đã tìm không được cái kia la quân tồn tại, hắn trừ thân tử đạo tiêu, lại không hắn khả năng. Lạc thiên tâm tâm tuy nhiên vẫn cảm thấy không vững vàng, nhưng lúc này, hắn cũng không dám lại sách ra dị nghị. Tại Bắc Hải một chỗ hoang vu hải đảo, là quân dùng biển linh hồn che giấu hành tích. Đồng thời, tại trong vòng ba ngày đối vô thủy thần ngẫu tiến hành chữa trị. Là quân đưa vào đầy đủ thuần dương đan, cùng sử dụng tự thân pháp lực đến tư nhuận vô thủy thần ngẫu. Cái kia vô thủy thần ngẫu đang hấp thu đầy đủ đan dược còn có la quân pháp lực tư nhuận về sau, ba ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục tổn hại thân thể. La quân lúc này mới thở phào. Hắn cũng thật sâu minh bạch, hỏa phúc tương y, cái kia thiết một quân mang đến mặc dù là phiền phức, nhưng cũng là một trận kỳ ngộ. Như thế qua ba ngày này, la quân cảm thấy không có vấn đề gì, mới thần thái sáng láng ra phòng ngủ. Tốt, chúng ta hiện tại có thể đi, la quân nói với tần khả khanh tần khả khanh cũng là một mực tại khoanh chân dưỡng thần nàng nhập định về sau liền cảm giác thời gian qua rất nhanh la quân vừa ra tới tần khả khanh đứng dậy theo tốt đi tần khả khanh hoàn hồn về sau nhịn không được nóng nảy la quân nói ra chờ một chút còn chờ cái gì tần khả khanh không kiên nhẫn nói ra ta để nhanh nhạy cho ngươi đem tự thân khí thức ẩn tàng một phen như thế mới không dễ bị người phát giác la quân thở dài nói ra gặp đại sư phải có tính khí người như vậy xúc động chỉ sợ là muốn chuyện xấu a à. tần khả khanh hít sâu một hơi nói ra ta biết ta sẽ tận lực khống chế sau đó la quân liền gọi ra linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng theo la quân mi tâm đi ra tiếp lấy hóa thành một gốc cùng người cao bằng nhau cây non tần khả khanh giật mình nói ra thủ tinh khổ khổ linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng không phải là thủ tinh Tần Khả Khanh nói ra, vẫn là xuất gia thuộc tinh. Cái này, là quần nhịn không được cười lên, theo rồi nói ra, người ở ta nơi này trước mặt bằng hiếu, vẫn là muốn khách khí một điểm. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù có chút chán nản, nhưng hắn đã từng trâu qua. Có bao nhiêu trâu, Tần Khả Khanh nói ra. Là quần nói ra, nhanh nhạy, tự ngươi nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A-di-đà Phật, trước kia sự tình, đã mất cần lại sách. Tần khả khanh gặp linh tuệ hòa thượng không nói, ngược lại càng phát ra tốt, nói ra, vẫn là nói lại tốt. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng cái này vì nữ thí chủ ẩn tàng khí tức. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên, đón lấy, một mảnh lá cây hóa thành vô số xanh biếc bột phấn xuyên vào đến tần khả khanh thân thể. Cái này có thể, tần khả khanh hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đây là linh thai quyết tu luyện được, có thể để nữ thí chủ vô thanh vô tức. Chỉ ít. Địch nhân nếu không có thủ đoạn đặc thù, nếu không tận lực tìm kiếm, là rất khó phát giác được các ngươi tồn tại. Bất quá, bần tăng bây giờ pháp lực có hạn, muốn là động tiên cảnh cao thủ tận lực tìm kiếm, các ngươi còn là khó có thể ẩn tàng. La Quân nói ra, "Tốt, ta biết, nhanh nhạy, ngươi đi về nghỉ ngươi đi." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Tốt." Hắn tiếp lấy lễ phép hướng Tần Khả khanh cáo từ, sau đó bay vào đến La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tần Khả Khanh nhịn không được lần nữa hỏi La Quân. La Quân nói ra, coi như vậy đi, hắn không muốn nói, ta cũng lười nói. Lại nói, hắn hiện tại năng lực mất đi 99,99%, ,99 cũng giúp không chúng ta quá đại ân, người không cần phải để ý đến hắn trước kia là ai. Tần Khả Khanh có chút bất mãn, nói ra, thần thần bí bí, thân người bí mật còn thật không ít mà. Ha ha, cũng vậy, La Quân nói ra, được rồi, từ giờ trở đi, ngươi trốn vào ta phòng bị tu di bên trong. Chờ ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ thông qua ý niệm cùng ngươi liên hệ. a à, ta tại sao muốn trốn vào đi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là vướng víu? Tần Khả Khanh nói ra. Là quân nghiêm sắc mặt, nói ra, ngươi phải hiểu rõ, lần này đi cứu người, ta là chủ đạo. Ngươi nhất định phải đều phải nghe ta, không phải vậy lời nói, cái kia ngươi đi một mình cứu đi. Tần Khả Khanh nghe vậy lập tức im miệng, nàng hiện tại đối la quân là hoàn toàn phục cũng cảm thấy mình tuy nhiên tu vi chút cao nhưng là đứng trước khốn cảnh tuyệt đối không có la quân cái kia phần năng lực liền động tiên cao thủ vây giết hắn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay né tránh kiếp nạn bản lãnh này nàng không thể không phục muốn để chính nàng đi tìm phương thiên thuyền nàng là một điểm đầu mối đều không có nhưng bây giờ có la quân tại nàng cảm thấy tâm lý an tâm cực kỳ là quân liền để tần khả khanh tiến phòng bị tu di về sau là quân thi triển đại na di thuật tiến về phương thiên thuyền ở chỗ đó điểm cái kia linh tôn toàn bộ đều là đợi tại mỗi người phương thiên thuyền phương thiên thuyền có rất nhiều chiếc số hiệu mỗi người khác biệt là quân cấp tốc đến vùng biển mặt sau đó hắn thi triển ra ẩn thân thuật thiên đạo bút chỗ thi triển ẩn thân thuật cũng không phải là đồng dạng ý nghĩa ẩn thân mà chính là thuộc về vật chất đồng hóa gặp gió hóa phong gặp vân hóa vân, gặp lôi điện hóa thành lôi điện. Nhưng là, nếu như gặp phải một bức tường, La Quân vẫn là không cách nào thông qua ẩn thân thuật xuyên qua. Bởi vì La Quân cái này hạch tâm là không có thay đổi. Ẩn thân thuật chính là là một loại vòng bảo hộ loại hình, nó là thuộc về bảo vệ La Quân, nhưng đồng thời không thể thay đổi La Quân cái này hạch tâm đồ vật. Cho nên, ban đầu ở phương thiên trong đò, thừa tướng nhóm người kia rất nhanh căn cứ ẩn thân thuật đặc tính nghiên cứu ra phá giải chi pháp ẩn thân thuật ẩn chữ, chỉ có thể đồng hóa địa cầu bên trong lực lượng cùng vật chất. Thừa tướng nhóm người kia đi thăm vũ trụ, tay vật chất nhiều là địa cầu không có. Cho nên, làm la quân lần nữa thi triển ẩn thân thuật lúc, thừa tướng đám người kia phá giải la quân ẩn thân thuật. La quân lúc này cũng là muốn mạo hiểm, hắn là muốn cực bên này linh tôn đối ẩn thân thuật vẫn chưa đề phòng. Muốn đến cái kia thừa tướng cả đám người sứt đầu mẻ chán, hẳn không có đến thiên châu đến tiến hành thông báo A. Đương nhiên, nếu như thiên châu bên này linh tôn nhóm đã tiến hành sản phẩm thăng cấp có thể đề phòng ở ẩn thân thuật như vậy lần này là quân đi vào có thể là dê vào miệng cọp nhưng mặc kệ như thế nào là quân đều phải mạo hiểm thử một lần đi kỳ phấn trắng thế giới bản thân là một kiện mạo hiểm sự tình là quân bây giờ pháp lực hùng hậu thời gian dài duy trì ẩn thân thuật đều không có vấn đề gì hắn tiến vào biển cái kia ẩn thân hộ cháo liền đồng hóa nước biển là quân thân thể nhiễm không đến nhất hải nước, hắn nhanh chóng hướng đáy biển chỗ sâu lao đi. Đáy biển chi, vô số hải để sinh vật rời rạc, nơi xa còn có bảy cá xuyên thẳng qua. Lại có đại hình hải để sinh vật mở ra miệng lớn, ý đồ thôn vệ những thứ này tiểu hình sinh linh. Vô luận là ở nơi nào, chỉ cần là có sinh linh địa phương, thiếu không tàn khốc chém giết. Là quân đi vào đáy biển, hắn căn cứ thiên chỉ các cho manh mối, rất nhanh khóa chặt phương thiên thuyền vị trí. Phương Thiên Tuyền Hư không là một tầng trận pháp, trận pháp có chướng nhãn pháp chi tác dùng. Nếu không phải siêu cấp cao thủ dùng thần niệm bắn phá liên tục, khó có thể phát hiện manh mối. La Quân cũng không dám sử dụng đại thiên nhãn thuật, hắn im lặng cảm thụ, liền phát hiện huyền diệu. Bực này trận pháp, La Quân muốn phá đi rất là đơn giản. Nhưng một khi bài trừ, sẽ kinh động linh tôn nhóm. La Quân cũng không cần phá, hắn trực tiếp chui vào cái kia trong trận pháp mà ẩn thân hộ cháo thì cấp tốc đồng hóa, cùng trận pháp một thể. Là quân tiến vào trận này, liền như vào chỗ không người. Rất nhanh, là quân căn cứ trận pháp hạch tâm tìm tới phương thiên thuyền cửa vào. Cái kia lối vào chính là một cái to lớn sắt cửa khoang. Sắt cửa khoang chính là tại phương thiên chu thuyền đỉnh. Điểm này, là quân rất quen thuộc, làm thuyền này đỉnh chi sắt khoang cửa mở ra, phương thiên thuyền vận chuyển tự nhiên, có thể hóa thành cự thú, đem cao thủ trực tiếp thôn vệ tiến đến. Lúc trước là quân cùng vũ hóa môn phái đi vực ngoài tứ kiệt ngay tại đọ sức, về sau là bị phương này thiên chu thôn phệ tiến đến. Ừm, cái này cửa sắt cũng không phải là phổ thông cửa sắt. Tuy nhiên ta không có cảm giác đến trận pháp lưu truyền, nhưng lại cho ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trong này xem ra là công nghệ cao, có rất mạnh điện lưu. Điện lưu ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ là cái này trong cửa cũng có các loại phần tử, từ trường, động một tí hội cuồng bạo. Ta muốn thế nào đi vào? mà không kinh động những thứ này linh tôn đâu. La Quân ngầm suy tư, đây là một nan đề. Biện pháp duy nhất là chờ đợi có người tiến vào sắt cửa khoang hoặc là đi ra. Nhưng như thế chờ cũng không phải biện pháp, La Quân tuy nhiên pháp lực thâm hậu, nhưng ẩn thân thuật cũng không thể như thế một mực chống đỡ lấy a. À. Vậy quá hao phí pháp lực. Làm cái gì, tại biển náo ra động tính? La Quân thầm nghĩ, cái này cũng không được, một khi bọn họ phát hiện động tính mà không có tìm ra thực chất đồ vật tới. Hội dễ dàng nghĩ đến, có phải hay không có âm mưu quỷ kế, là có người hay không xâm nhập. Ta không thể lộ ra bất cứ dấu vết gì, nhất định phải trơn bóng vật tỉ mỉ im ắng, dạng này mới có thể đem mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Là Quân nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cắn răng một cái, thầm nghĩ, tính toán, chờ một chút đi. Đạo hữu A, thực bần tăng có biện pháp. Linh tuệ hòa thượng đột nhiên cùng la quân ý niệm giao lưu. Ừm, biện pháp gì la quân nhãn tình sáng lên linh tuệ hòa thượng nói ra người tìm một đầu cá mập tới dùng suy nghĩ điều động cá mập tiến đụng vào bọn họ trong trận pháp bọn họ trận pháp bị hao tổn nhất định phải ra đến xem các loại thấy là một đầu cá mập hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều lúc này người có thể thừa cơ đi vào la quân nghe linh tuệ hòa thượng nói lại là không khỏi thất vọng nói ra phương này thiên chu là công nghệ cao đồ vật cần phải có tìm kiếm bên ngoài thiết bị bọn họ thấy là cá mập đoán chừng sẽ không ra đến quan sát nhưng nếu như đụng hư bọn họ trận pháp đâu linh tuệ hòa thượng nói ra trận pháp này bất quá là cái chướng nhãn pháp thuộc về pháp lực tạo thành muốn đụng hư không rất dễ dàng a à. la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra lấy ngựa chết làm ngựa sống a à. la quân ngẫm lại nói ra tốt a à. hắn cũng không có khác càng tốt hơn biên pháp la quân nhiều cái tâm nhãn Hắn tìm vài đầu cá mập. Những thứ này cá mập tại đáy biển tới lui thật lâu, chọn vẹn kiên trì 3 giờ mới khiến cho một đầu cá mập đến va chạm trận pháp. Bởi vì La Quân lo lắng đáy biển chỗ sâu còn có linh tôn khác thủ đoạn. Vạn nhất bọn họ có thể nhìn đến phía trước chuyện phát sinh. Như vậy một đầu cá mập lớn trực tiếp tới đụng bọn họ trận pháp, khó tránh khỏi bọn họ không biết sinh nghi. La Quân cũng coi là tâm tư tỉ mỉ. Như thế chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau. Đầu kia cá mập lớn mới một đầu tiến đụng vào linh tôn nhóm Trướng Nhãn trong trận pháp. Ba một tiếng phát ra, La Quân mắt thường rõ ràng trông thấy cái kia Trướng Nhãn trong trận pháp phát sinh kịch liệt ba động. Bất quá đều là sóng pháp lực, cho nên như không nhìn kỹ là nhìn không ra cái như thế về sau. Là Quân sau đó để cá mập rời đi, hắn biết không có thể lại để cho cá mập tiếp tục đụng đi. Đụng nhiều, nhất định để linh tôn nhóm sinh nghi. Tiếp đó, muốn nhìn La Quân vận khí, cái này chướng nhãn trận pháp là căn bản đụng không phá, cho nên, để cá mập nhiều đụng mấy lần cũng không có ý nghĩa. Mà sự thật chứng minh, là quân vận khí thật không tệ. Rất nhanh, phương thiên trong đỏ truyền đến động tính, cái kia khổng lồ cửa sắt rốt cục mở ra, bên trong bay ra hai tên linh tôn binh lính tìm hiểu tình huống. Bọn họ tay đều có một khối công nghệ cao đồng hồ. Bọn họ nhấn một ra tay bề ngoài, tay trong ngoài liền phát ra ô trùng sáng màu xanh lam u chùm sáng màu xanh lam bắn phá trong nước biển nhất thời xuất hiện hình ảnh cái kia trong hình ảnh xuất hiện cá mập va chạm trận pháp tình huống đồng thời binh sĩ kia bốn phía bắn phá cũng nhìn đến vài đầu cá mập tới lui cùng đầu này cá mập rất là kỳ lạ va chạm tới các loại các loại tình huống toàn bộ đều thông qua cái kia u chùm sáng màu xanh lam trở lại như cũ la quân ở một bên nhìn ngầm kinh hãi hắn không khỏi thầm nghĩ may mắn chính mình nhiều cái tâm nhãn a không phải vậy lời nói, để đầu kia cá mập lớn trực tiếp đụng tới. Chỉ sợ Linh Tôn nhóm tuyệt đối là muốn sinh nghi. Bất quá là một đầu ngu xuẩn cá mập lầm sông tới. Một tên Linh Tôn binh lính thở phào, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói ra. Một tên khác thì nói ra, cái kia trở về làm ghi chép đi. Tốt. Sau đó, cái này hai tên Linh Tôn binh lính liền hướng trong cửa sắt bay đi. La Quân đã sớm đứng tại cửa ra vào. Hắn thấy thế liền trước một bước tiến sát khoang trong cửa. Vào tới sát khoang trong cửa về sau, chính là La Quân chỗ quen thuộc một đầu thọc sâu thẳng đứng hướng xuống thông đạo. Ban đầu ở ương thế giới bên trong lúc, La Quân thể nghiệm qua một lần. Cái thông đạo này bên trong có thể khởi động một loại công nghệ cao, để tất cả từ trường phần tử hỗn loạn, đồng thời có thể phát động siêu cường hấp lực. Chính là La Quân hư tiên chi cảnh, một khi khốn vào đến trong thông đạo, cũng là không thể động đậy. Mười phần khủng bố. Khoa học kỹ thuật tại pháp lực trước mặt cũng không phải là không còn gì khác. Nếu như khoa học kỹ thuật không còn gì khác, đó chỉ có thể nói cái này một phần khoa học kỹ thuật còn chưa đủ cao minh. Cao minh khoa học kỹ thuật, một dạng có thể ngăn chặn cao siêu pháp lực. Bất quá dưới mắt, lối đi này vẫn chưa khởi động loại kia cuồng bạo khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên, là quân hạ xuống rất an lành, hắn là đi sát đằng sau cái này hai tên linh tôn binh lính. Cho dù là hắn chạm đến linh tôn binh lính, cũng không cần gấp. Bởi vì ẩn thân vòng phòng hộ có thể đồng hóa thành không khí. Cái thông đạo này, cực chi sâu, chiều sâu đủ có mấy chục dặm. Là quân lần thứ nhất rơi xuống dùng một giờ, đương nhiên, đó là bởi vì cuồng bạo khoa học kỹ thuật khởi động, yếu bớt tốc độ của hắn. Mà bây giờ, hắn cùng linh tôn các binh sĩ là nhanh như điện chấp. Rất nhanh, là quân cùng đi theo đến trước đó thấy cái kia một mảnh lò luyện dưới đáy nơi này lò luyện một khi khởi động lực sát thương cũng là cực mạnh tại chỗ cửa lớn còn có một loại cổ quái máy dẫn điện la quân đối với mấy cái này đều rất rõ ràng cũng coi như xe nhẹ đường quen cái kia máy dẫn điện chỉ có thể mì sợi tích sử dụng đối la quân ẩn thân thuật cũng có tác dụng nhưng là bình thường thời điểm không biết khởi động tựa hồ là không thể thời gian dài khởi động muốn đến máy dẫn điện bên trong có chút vật chất là cực bảo quý lại không có thể bền bỉ không phải vậy lời nói, bình thường thuật pháp khoa học kỹ thuật, đối ẩn thân thuật là không có tác dụng. Là quân theo cái kia hai tên linh tôn binh lính cấp tốc ra lò luyện chi địa. Bên ngoài chính là cung điện sang trọng. Cung điện rộng lớn, xa hoa, lại sáng ngời đã đến. Khắp nơi đều là lộ ra phục trang đẹp đẽ. Cung điện kia tầng thứ nhất liếc một chút nhìn sang, căn bản không nhìn thấy bờ. Là quân lập tức nhìn đến bên trong cung điện kia, có rất nhiều nhân loại chính nằm ở địa quét dọn vệ sinh. Toàn bộ đều là như chó một dạng quỳ nằm sấp, lại tỉ mỉ xem xét, bọn họ cái cổ mang một loại quái dây chuyền. La Quân liền biết, loại này dây chuyền khẳng định là khống chế những người hầu này. Một khi bọn họ đứng lên, khẳng định phải bị bị trừng phạt. Lẽ nào lại như vậy? La Quân thấy thế liền lòng sinh tức giận, những thứ này linh tôn nhóm đối với nhân loại tựa hồ là có mang cực lớn chán ghét. Lấy bọn họ khoa học kỹ thuật làm mấy cái quét rác máy móc thiết bị, dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn muốn làm cho nhân loại đến làm chuyện này, rõ ràng là có hy vọng đùa nghịch thành phần ở bên trong. Mặt khác, cũng là để mệt nhọc, thiếu sinh một chút hắn sự tình đầu. Linh Tôn nhóm có thể đối với hắn giống loài bao dung một điểm, bởi vì những cái kia giống loài tính toán trước kia, cũng là bọn hắn thủ hạ chó. Bọn họ vốn là vạn vật chi linh Tôn, mà bọn họ bây giờ quay về địa cầu, phát hiện mình địa vị thế mà bị nhân loại thay thế đây là bọn họ chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, hiện tại tuy nhiên còn không thể thống nhất địa cầu, nhưng cũng muốn trước nô dịch một bộ phận nhân loại, dùng cái này đến thỏa mãn bọn họ loại kia biến hóa dở hơi cảm giác thỏa mãn. Là quân liền không tiếp tục để ý cái kia hai tên linh tôn binh lính, hắn đánh giá chung quanh, vốn là nhìn đến thang máy, thang máy thông mấy chục tầng lầu. Lối đi kia thẳng đứng hướng phía dưới chỗ lấy sâu như vậy, lại là bởi vì lầu cao độ. Trong này, tất cả biển áp, không khí các loại vấn đề đều đã giải quyết tốt đẹp. Này đến tầng cung điện hẳn là linh tôn nhóm cử hành hoạt động, hoặc là lan truyền địa phương. Là quân bốn phía quan sát, còn chứng kiến không ít lâm viên cùng vui đùa thiết bị. Là quân đối những vật này, tự nhiên không có hứng thú. Hắn hiện tại cũng là dựa vào ẩn thân thuật, tiếp lấy đi thang lầu bốn phía quan sát. Cái này thang máy là vạn vạn không dám ngồi. Là quân đi đường tốc độ rất nhanh, ẩn thân thuật thiên hạ vô song, cũng không cần sợ hãi sẽ bị camera đập. La Quân cũng không dùng thần niệm bắn phá, trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này mặc dù là khắp nơi công nghệ cao, nhưng cũng có tu vi cao thâm linh tôn tồn tại, này bằng với lưu manh lại sẽ đánh lại có hóa, nhất định phải cẩn thận ứng phó. La Quân quan sát bốn phía, vẫn còn không có quan sát được thăm dò loại hình đồ vật. Nhưng La Quân đồng thời không cho rằng linh tôn không có dám sát thủ đoạn, muốn đến là cần phải càng cao minh hơn một chút thủ đoạn. Là Quân cảm thấy mình không thể lấy chính mình não hải chỗ nhận biết một chút khoa học kỹ thuật đến đối đãi nơi này. Một đường điều tra, là Quân một đường cùng Linh Tuệ Hòa Thượng giao lưu. Linh Tuệ Hòa Thượng thông qua huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng tại bốn phía xem xét. Trong nháy mắt, là Quân đến tầng thứ ba. Đây là một đầu thật dài hành lang, hai bên đều là gian phòng. Hành lang rộng lớn, mái vòm cũng khá cao. Đây là dựa vào linh tôn nhóm phổ biến thân cao gây nên. Cuối hành lang là một chỗ hoa viên, hoa viên ở giữa còn có nhà hàng, trung tâm mua sắm. Vân vân, nơi này nghiêm chỉnh là một cái thành thị nhỏ. Nhanh nhạy, cao như vậy khoa học kỹ thuật, lấy người kiến thức, người gặp qua sao? Là quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, công nghệ cao còn tại lần, người muốn nhìn nơi này chất liệu, vô luận là mặt đất đánh bóng mộc, vẫn là những thứ này môn, trần nhà chất liệu, đều không phải là địa cầu. Địa cầu chất liệu, cũng rất khó tại đáy biển chỗ sâu thời gian dài tiếp nhận dạng này biển áp. Đương nhiên, đây cũng là có trận pháp trèo chống mới có thể hoàn thành dạng này tiên phong. La Quân nói ra, phương này thiên chu thoạt nhìn như là một chiếc thuyền lớn, nhưng ta chỉ ít còn biết, nó một khi phát động, lực lượng vô cùng, nhưng nói là tuyệt thế pháp bảo. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đương nhiên, trước đó tại Van Xin trong thế giới, người cùng vô tu những người kia từng cái đều là tu vi bất phàm, lại bị phương này thiên chu cắn một cái rơi tạo hóa thiên quang lô đem toàn bộ các ngươi thu nạp vào đi bực này uy lực không thể coi thường bần tăng dám nói trước mắt đạo hữu người thấy linh tôn thực lực bất quá là một góc của băng sơn la quân nói ra điểm này ta minh bạch hắn hơi hơi thở dài nói ra thật sự là không biết tương lai linh tôn nếu thật xâm chiếm chúng ta đến cùng có thể ngăn cản sao linh tuệ hòa thượng nói ra có thể hay không ngăn cản đều muốn nhìn bầu trời đạo ý nghĩ. Nếu như linh tôn trưởng khống địa cầu, đối với địa cầu có lợi. Như vậy bọn họ có thể chiến thắng, nếu như bọn họ gây bất lợi cho địa cầu, chỉ sợ bọn họ cũng không có bản sự này chiến thắng thiên đạo. La Quân nói ra, vũ trụ đại đế, Diệp phàm nói tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vũ trụ đại đế thuyết pháp này, chưa chắc là không thể thành lập. Bần Tăng đã từng đi qua hắn rất nhiều tinh cầu, trước mắt mà nói, địa cầu thật là được trời yêu ái hắn tinh cầu, phần lớn là một cái sinh vật sinh tồn điều kiện đều không có. Mà địa cầu lại có thể thai ngén ba nghìn thế giới, đây là chất khác nhau. Vì cái gì địa cầu muốn được trời yêu ái đâu, vũ trụ đại đế tồn tại thật đúng là một lời giải thích. Là quân cùng linh tuệ hòa thượng chính trao đổi, cái kia tầng lầu thứ ba trong hành lang, nơi xa đâm đầu đi tới hai tên linh tôn. Cái kia hai tên linh tôn thân hình cao lớn không, mà lại toàn thân phía dưới tản mát ra một loại khủng bố uy nghiêm khí tức cao thủ, là quân âm thầm run lên, liền liếc một chút nhìn lầm, cái này hai tên linh tôn tu vi đã là thái hư tầng 10. Tùy tiện đụng hai cái, có bực này tu vi, là quân âm thầm líu lưỡi. Hắn ngay sau đó ngừng thở, không dám vọng động, sợ vạn nhất sẽ lộ ra sơ hở gì dẫn đến thất bại trong gang tấc. Sau đó, cái này hai tên linh tôn cao thủ phân biệt tiến hai cái gian phòng. Là quân đang định đi ra, bất quá đi ra một bước, dừng bước lại. Nhanh nhạy, là quân hô. Ừm, linh tuệ hòa thượng đáp. Là quân nói ra, ta tin tưởng, tầng 10 tu vi, cho dù là tại linh tôn bên trong, cũng khả năng không lớn là rau cải trắng đi. Không có khả năng, linh tuệ hòa thượng nói ra. Là quân nói ra, ta đem chiếc này hàng thần không biết, quỷ không hay độ hóa. Vậy ngươi nói ta có phải hay không dễ dàng nhiều? Cái kia thật là, linh tuệ hòa thượng hơi kinh hãi, nói tiếp, nhưng rất mạo hiểm vạn nhất người náo ra động tính, cái kia khó có thể rời đi. La Quân nói ra, dù sao cũng phải thử một lần. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy được rồi. La Quân nhất định phải tìm tu vi cao nhân tới độ hóa, bởi vì khẳng định là tu vi càng cao, địa vị càng cao. Cũng càng dễ dàng ẩn tàng khí tức, không bị người khác phát hiện manh mối. Muốn là độ hóa cái phổ thông linh tôn, rất dễ dàng sẽ lộ ra chân ngựa cũng may là cái này hai người cao thủ linh tôn không có ở trong một cái phòng không phải vậy lời nói là quân còn thật không có cái này tự tin ra tay là quân đi vào một cái phòng trước cửa môn kia là ngân sắc kéo môn chất liệu đặc biệt cùng cực lấy tay chạm đến vô cùng địa có chất cảm giác là quân ở bên ngoài đợi một lát hắn lập tức nghe được bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ khổ khổ là quân âm thầm buồn cười giống như cái này linh tôn cao thủ ở bên trong tựa hồ là đang tìm khoái lạc a la quân ngẫm lại trực tiếp hư không xuyên thẳng qua đi vào hắn cái này đi vào liền có sóng pháp lực trong phòng kia linh tôn cao thủ cũng nhất thời phát giác được còn không đợi cái kia linh tôn cao thủ mở miệng la quân trước bố trí xuống biển linh hồn trong nháy mắt biển linh hồn tràn ngập gian phòng mỗi khắp ngõ ngách một mảnh đen kịt cái kia linh tôn cao thủ trong nháy mắt theo giường vọt lên Hai mắt sắc bén, quát nói, cái gì Linh Tôn? Là quân sướng sờ một chút, nhưng mà nghĩ thông suốt. Người ta là Linh Tôn, chắc chắn sẽ không vô ý thức quát nói người nào. Biển Linh Hồn thay ngén vô số tiểu thế giới, bây giờ Biển Linh Hồn bao phủ xuống, ngăn cách nội bộ cùng phần ngoài hết thảy liên hệ. Tính toán cái này Linh Tôn cao thủ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ cần hắn không phá hết Biển Linh Hồn ảo diệu, liền cũng là sông không ra cái này Biển Linh Hồn la quân đồng thời còn nhìn đến cái kia giường có một tên mẫu linh tôn áo quần rách dưới chính run lẩy bẩy hiển nhiên là bị kinh sợ la quân nhìn cái kia mẫu linh tôn liếc một chút nhất thời cảm thấy buồn nôn đã đến tâm bốc lên ra năm chữ tới thật mẹ nó xấu a à. tại la quân trong mắt mẫu linh tôn hắc tinh tinh cũng còn xấu a à. nhưng đây chỉ là la quân thẩm mỹ quan la quân cũng biết huynh quốc huynh thành mỹ nhân nhi nói không chừng tại linh tôn nhóm trong mắt cũng là xấu không Ngược lại, có lẽ cái này mẫu linh tôn tại linh tôn nhóm trong mắt lại là khuynh quốc khuynh thành đâu. Người nào, lúc này, cái này khác tôn cao thủ lệ uống, đồng thời, hắn liền chuẩn bị nhấn ra tay đồng hồ. Đây là một cái tín hiệu truyền lại khí. Bất quá, là quân cũng không quan trọng, bởi vì tại biển linh hồn bên trong, tín hiệu gì đều là truyền lại không đi ra. Là quân dứt khoát thu ẩn thân thuật, xuất hiện tại cái này linh tôn cao thủ trước mặt. Tại là quân trong mắt, Tất cả linh tôn lớn lên mang đều là không sai biệt lắm. Cái này linh tôn cao thủ chân màng to lớn, cao có 3 mét, mà chính là màu nâu, chỉ có một đôi tròng mắt là màu xanh lam. Ngươi, ngươi là gọi là La Quân Kỳ Lân Nhi. Cái này linh tôn cao thủ thấy rõ ràng La Quân về sau, nhất thời biến sắc. La Quân giật mình, thầm nghĩ, ta dựa vào, lão tử thật đúng là cực kỳ nổi danh A, à, đi tới đó, đều có thể tìm tới nhận biết, không biết địch nhân đến. Đương nhiên, là quần cũng rõ ràng, đây là bởi vì ương thế giới bên trong sự tình đã bị linh tôn nhóm đều biết các nơi phương thiên thuyền. Là quần cũng minh bạch, chính mình ẩn thân thuật không còn là bí mật. Mà lại, linh tôn nhóm có phá giải ẩn thân thuật biện pháp. Đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Nếu như không phải mình như thế linh cơ nhất động xông tới, minh bạch điểm này. Như vậy chính mình về sau tại phương này thiên chu bên trong, rất có thể là liền chết cũng không biết là làm sao chết sau đó la quân cũng không nói nhảm nữa trực tiếp xuất thủ thời gian trì hoãn đến càng lâu liền càng nguy hiểm tần khả khanh đi ra la quân cấp tốc đem tần khả khanh kêu đi ra chế trụ hắn la quân quát nói tốt tần khả khanh không nói hai lời cấp tốc xuất thủ hai đại hư tiên cao thủ đồng thời xuất thủ khác thương tổn hắn la quân lại quát một tiếng hắn muốn lôi đình giết cái này linh tôn cao thủ cũng không khó khó là bắt sống, còn không thể tạo thành rõ ràng vết thương, cho nên là quân mới có thể kêu lên Tần Khả Khanh tới. Tần Khả Khanh cũng không phải người ngu, đương nhiên hiểu là quân ý đồ. Nàng chợt lách người đến linh tôn cao thủ sau lưng, sau đó phát ra ngưng tụ nàng tự thân ý niệm, tinh thần một đạo đại thủ ấn. Hư tiên đỉnh phong cao thủ tính toán chỉ là một đạo thủ ấn, cũng đầy đủ thái hư trọng thiên cao thủ quát một bình. Đạo này rú bàn tay lớn màu trắng chính là tinh nguyên chỗ ngưng tụ, trong nháy mắt đem cái này linh tôn cao thủ bao phủ ở bên trong cái này linh tôn cao thủ bạo giống một tiếng hắn mi tâm chi đột nhiên lộ ra một cái quái nhãn quái nhãn chi đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam đến trụ quang la quân thấy thế bị kinh ngạc cái này trụ quang chi ẩn chứa một loại cuồn cuộn uy nghiêm khí tức trong nháy mắt liền đem tần khả khanh đại thủ ấn xuyên thủng tần khả khanh bị kinh ngạc đồng thời trụ quang bắn giết hướng la quân bất quá, biển linh hồn chi đã lĩnh hội chủ quang, cho nên cái này chủ quang căn bản bắn không thấu biển linh hồn. Chủ quang lợi hại, không cần nhiều lời, địa cầu động tiên phía dưới tu sĩ, không thêm phòng bị, vừa giao thủ một cái, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Nếu là La Quân không phải cơ duyên xảo hợp lĩnh hội chủ quang, cái này chủ quang bắn giết ra biển linh hồn, tất nhiên sẽ kinh động phương thiên trong đỏ cao tầng. Như vậy, La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng chỉ có thể là một con đường chết. La quân lạnh hừ một tiếng. Tần khả khanh bắt thất bại, lập tức lần nữa ngưng tụ thủ ấn bắt cái này linh tôn cao thủ. Cái này linh tôn cao thủ đang muốn tế ra hắn pháp bảo, ngay vào lúc này, La quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đón lấy, La quân như thế nhất quyền chạm tại hắn bụng. Một quyền này đi xuống, mặc cho cái này linh tôn cao thủ phòng ngự cỡ nào hung hãn, lại đều ngăn cản không nổi La quân quyền lực. Cái này linh tôn cao thủ nhất thời bụng bên trong, phiên giang đảo hải, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới kế tiếp nháy mắt la quân một tay bóp lấy cái này linh tôn cao thủ vị trí hiểm yếu tại cái này biển linh hồn bên trong la quân là thiên cái này linh tôn cao thủ tu vi còn tại la quân phía dưới chủ quang cũng tại linh hồn chi cho nên la quân xúc địa thành thốn cơ hồ là không gì làm không được thêm tần khả khanh còn đang xuất thủ la quân bắt lấy ra hỏa này chính là không có bất kỳ cái gì lo lắng ngươi muốn làm gì linh tôn cao thủ không dám nhúc nhích, trợn mắt nhìn chằm chằm La Quân. La Quân lại không để ý tới cái này linh tôn cao thủ, chỉ là nói với Tần Khả Khanh, người bắt được hắn, nếu như hắn dám phản kháng, giết hắn. Ngươi, linh tôn cao thủ giận dữ. Lúc này, cái kia giường mẫu linh tôn đã nhìn không thấy bên này tình huống. La Quân biển linh hồn đem cái kia mẫu linh tôn đã bắt đầu phong tỏa. Tần Khả Khanh chỉ nghe lệnh La Quân, tuy nhiên không biết La Quân đến cùng là tính toán gì nhưng la quân một phân phó nàng lập tức liền làm theo lên nàng thân thủ khác ở linh tôn cao thủ phần lưng chỉ cần nàng trưởng lực phun ra nuốt vào liền có thể lập tức đem đánh giết đương nhiên tần khả khanh cũng biết la quân là tại đe dọa cái này linh tôn cao thủ nếu là thật sự muốn giết sớm liền giết nàng và la quân tuy nhiên nhận biết không lâu nhưng người thông minh ở giữa như thế điểm ăn ý vẫn là có sau đó la quân liền tế ra kim quang phù lục sau đó tại vô biên biển linh hồn chi, kim quang phù lục chiếu xạ ra kim quang như khổ hải chi đèn sáng một dạng. Kim quang đem linh tôn cao thủ bao phủ. Đây là cái gì? Tần Khả Khanh nhịn không được hỏi. Là Quân lại không để ý tới Tần Khả Khanh, hắn pháp lực cuồng mãnh thôi động. Kim quang kia càng phát ra lóa mắt, kim quang phù lục chi, phù lưu động, lờ mờ, nhất tôn kim quang đại Phật hiển hiện. Kim quang này đại Phật an lành, từ bi, khiến người ta nhịn không được muốn thần phục y. Rồi giao nguyện lực gột rửa lấy linh tôn cao thủ tâm linh. Vô số cái thanh âm còn có ý chí đang khuyên hắn thần phục, khuyên hắn quay đầu là bờ. Linh tôn cao thủ mắt nhất thời thoáng hiện vẻ sợ hãi, hắn cô dám dãy ruộng, liền ổn định tâm thần, muốn ngăn cản La Quân độ hóa. Nhưng, hắn chống cự không. Hắn dần dần cảm thấy mình trước kia làm ra hết thảy, tràn ngập tội ác, tội nhiệt. Hắn dần dần bắt đầu chán ghét chính mình. Loại cảm giác này giống như là đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể rất bẩn rất bẩn, bẩn đến không thể chịu đựng được. Mà Phật quang chi địa là thanh tịnh suối nước, nhảy vào đi, có thể đạt được sạch sẽ cùng yên tĩnh. Đáng giận, ta không thể, ta sao có thể, Linh Tôn cao thủ thống khổ gào thét. La Quân không để ý tới hắn, tiếp tục phát động kim quang. Giống, sau một hồi khá lâu, Linh Tôn cao thủ rốt cục từ bỏ chống lại. Hắn mặt, ánh mắt thống khổ khổ không lại thay vào đó là một loại buông lỏng, giải thoát, thư sướng cảm giác. Giống như là cái này một thân nước bùn rốt cuộc bị hướng rửa sạch sẽ, đồng thời xuyên khô mắt y phục, đứng tại sạch sẽ trong phòng ngủ. A-di-đà Phật, cái này linh tôn cao thủ đứng dậy, hướng là quân thật sâu làm vái chào sau đó thành vừa nói nói, đa tạ đạo hữu độ hóa, bần tăng nghiệp chướng nặng nề, bây giờ đắc đạo bạn điểm hóa, liền cảm giác an bình an lành. Về sau, bần tăng làm một lòng phụng dưỡng đạo hữu dùng cái này đến giảm bớt bần tăng trước kia chỗ tạo phía dưới ác nghiệt la quân gật gật đầu nói ra rất tốt tần khả khanh nhìn trợn mắt hốc mồm nói ra trời ạ à, người đối với hắn làm cái gì la quân cười một tiếng nhưng vẫn là không để ý tới tần khả khanh hắn hỏi cái này linh tôn cao thủ nói ra người tên là gì bần tăng gọi là xích viêm cách tốt cái kia mẫu linh tôn là người cái gì linh tôn la quân tiếp tục hỏi xích phim cách nói ra a di đà phật bần tăng có tội thế mà cùng cái này mẫu tính phát sinh như thế tội nghiệt sự tình bần tăng có tội a à. la quân nhíu mày nói ra hỏi ngươi lời nói đây xích phim cách nói ra nàng là theo kỷ phấn trắng thế giới phát đưa tới vô cơ chuyên môn phụng dưỡng chúng ta la quân nói ra nàng đồng thời không tu vi ta nếu là độ hóa nàng chỉ sợ nàng sẽ lộ ra một chút sơ hở ngươi nhưng có giải quyết chi pháp Xích viêm cách nói ra, cái này đơn giản, bần tăng có thể đem nàng bao dưỡng lên, không cho nàng cùng còn lại linh tôn tiếp xúc. La quân nói ra, vậy rất tốt, ta liền độ hóa nàng, người đem nàng đặt ở bên cạnh ngươi. Tốt, đạo hiếu, xích viêm cách nói ra. La quân ngay sau đó đem cái kia mẫu linh tôn bắt tới, tiện tay độ hóa. Cái này mẫu linh tôn gọi là Isia. Isia bị độ hóa về sau, liền cũng là đối la quân nói gì nghe nấy. Tần khả khanh thấy thế, không khỏi hậu bối phát lạnh. Thầm nghĩ thế gian lại có như thế tà thuật. Sau đó, là quân nói ra, xích viêm cách, người đem chiếc nhẫn này cầm lấy. Ta cùng ta đồng bọn hội giấu ở trong giới chỉ, hôm nay người trước ứng phó, chờ người có đầy đủ thời gian, muốn đệ nhất cam đoan an toàn, sau đó lại tới tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho người biết, phải nên làm như thế nào. Xích viêm cách nói ra, đúng, đạo hiếu. Sau đó, xích viêm cách tiếp nhận phòng bị tu di cái này phòng bị tu di cũng không phải là la quân biệt thự phòng bị tu di chỉ là một cái so sánh phổ thông phòng bị tu di nhưng bên trong có thể hô hấp la quân biệt thự phòng bị tu di bên trong có rất nhiều đan dược bảo tàng hắn cũng không dám đem cái này phòng bị tu di phóng tới xích viêm rời tay bên trong vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn cái kia muốn khóc cũng khóc không được như thế về sau la quân cùng tần khả khanh trốn vào phòng bị tu di bên trong mà cái kia xích viêm cách đem cái này mai phòng bị tu di bỏ vào hắn trong túi áo ngón tay hắn tráng kiện phòng bị tu di có thể mang không đến hắn tay mà lại cho dù có thể mang đó cũng là không thể mang đi vạn nhất để thận trọng linh tôn nhìn ra manh mối vậy cũng không tại phòng bị tu di bên trong hết thảy phong bế la quân cùng tần khả khanh ngồi xếp bằng hoàn toàn lấy ý niệm giao lưu cái này phòng bị tu di bên trong không gian không lớn, một cái giường, còn có một cái bàn, cùng một chút đồ dùng sinh hoạt. Đó là cái gì thuật pháp, vì cái gì làm cho cái kia linh tôn cúi đầu xưng thần? Tần Khả Khanh hỏi. La Quân nói ra, đây là một môn đến từ Phật giới thuật pháp, hư tiên cảnh đỉnh phong trở xuống, đều có thể đem mê hoặc. Đương nhiên, ta độ hóa hư tiên cao thủ, vẫn là rất phí sức. Hư tiên cảnh đỉnh phong không thể độ hóa đúng không? Tần Khả Khanh hỏi không sai, là quân nói ra, ta còn chưa tới đạt đỉnh phong, không quá có thể minh bạch. Nhưng bằng hữu của ta nói cho ta biết, hư tiên cảnh đỉnh phong thiên tâm ý thức bắt đầu thức tỉnh, bất luận cái gì thuật pháp cũng không thể đối mê hoặc. Tần Khả Khanh nói ra, như thế không sai, xem ra người người bạn này tu vi rất cao. Là quân cười ha ha, nói ra, nàng tu vi, khả năng ngươi ta mạnh hơn cái chừng trăm lần, tính toán sư phụ ngươi ở trước mặt nàng, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Ngươi đầy đủ, tần khả khanh có chút khó chịu, nói ra, hóa ra ngươi biết bằng hữu đều là thông thiên tạo hóa hạng người. Lúc trước đi ra cái thụ nhân, ngươi nói rất nghiêu rất nghiêu. Hiện tại lại tới người bằng hữu động động ngón tay sư phụ ta còn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy, ngươi làm sao không mời bằng hữu của ngươi đến. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nhanh nhạy trước kia xác thực rất lợi hại, ngươi tưởng tượng lợi hại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Không phải ta cùng ngươi khoác lác, hắn nhìn một chút, có thể giết chết người cùng ta dạng này. Bất quá bây giờ là chán nản, một thân tu vi đều bị thiên đạo xuất thủ phế bỏ đi. Lão thiên đều nhanh ép không được hắn, người nói hắn trước kia có lợi hại hay không. Đến mức ta mặt khác người bạn này, tại Phật giới ngang dọc thời điểm, không biết giết bấy nhiêu Phật đà Bồ Tát, người nói nàng có lợi hại hay không. Đến mức ta vì cái gì không mời nàng đến giúp đỡ. Đó là có khác nguyên nhân, lại nói, ta cũng không thích mượn tay người khác cho người khác được 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 bên cạnh ngươi bằng hữu đều lợi hại đến không có bằng hữu tần khả khanh sau khi nói xong sắc mặt đột nhiên biến đổi nói ta nhớ tới cái này cây nhỏ người là ngươi đã nói trùng hoàng a la quân cười ha ha một tiếng nói ra người cuối cùng nhớ tới tần khả khanh là xác thực nghe la quân đề cập qua trùng hoàng còn có nàng và sư phụ cũng tán gẫu qua trùng hoàng bảo tàng bất quá tại nàng trong ấn tượng trùng hoàng là ngang dọc chư thiên vạn giới siêu cấp đại lão trước mắt cái này tấm cây non hình tượng thật là để cho nàng khó có thể đem liên hệ với nhau bất quá bất kể nói thế nào lúc này tần khả khanh lòng tin lại tăng thêm không ít la quân thật là từng có người bản sự vốn là cái này chui vào phương thiên thuyền là kế hoạch bước đầu tiên nhưng cụ thể muốn thế nào chui vào tần khả khanh cùng sư phụ ngỗng chín mẹ cũng không có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh cái này làm độ khó khăn vẫn là bị tần khả khanh cùng ngỗng chín mẹ đánh giá thấp bởi vì các nàng đánh giá thấp phương thiên thuyền công nghệ cao. Sau 3 tiếng, chính là 7 giờ tối. Cái kia xích viêm cách rốt cuộc tới gặp La Quân cùng Tần Khả Khanh. Chính là tại phòng bị tu di bên trong gặp mặt, dạng này là an toàn nhất. Đạo hiểu, bần tăng đến. Xích viêm cách nhìn thấy La Quân về sau, rất cung kính nói ra. Đại lôi âm phổ độ pháp chính là Phật môn chi thuật, cho nên bị độ hóa người, phần lớn là quy y Phật môn. Là lấy, tuy nhiên xích viêm cách chính là linh tôn nhưng cũng hô một tiếng a di đà phật xưng một tiếng bần tăng la quân ngồi xếp bằng cũng không đứng dậy gật gật đầu nói ra ngồi đi đúng đạo hữu xích viêm cách nói ra tần khả khanh đối với xích viêm cách nhu thuận trình độ vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng tâm cũng càng thêm yên tâm la quân nói ra xích viêm cách trước đó ta thẩm vấn qua một tên linh tôn hỏi một chút hạch tâm sự tình về sau Trái tim của hắn hội tự bạo. Ta muốn hỏi ngươi, thân ngươi có hay không loại này sẽ khiến tự bạo đồ vật tồn tại? Xích phim cách nói ra, hồi đạo hiếu, bần tăng thân thể cũng không có loại này tự bạo đồ vật tồn tại. Đó là tầng đối không có tu vi linh tôn chỗ thi hành một loại quản khống. Còn như bần tăng như vậy, tu vi đã đến độ cao nhất định, có thể chống cự rất nhiều huyễn thuật, không cần phải lo lắng dò dỉ linh tôn bí mật. Tốt, cái kia tốt, là quân nói ra, ta hỏi ngươi các ngươi linh tôn lần này ẩn núp địa cầu, đến cùng là muốn làm gì? Xích phim cách không chút do dự nói ra, đế quốc chúng ta thiên chu đã đạt tới đỉnh phong trạng thái, nhưng địa cầu là chúng ta căn nguyên chi địa, chúng ta khí vận cùng địa cầu vẫn cùng một nhịp thở. Mấy chục triệu năm trước, chúng ta tổ tiên bị ép rời đi địa cầu. Bây giờ, chúng ta chính là vì đế quốc thiên chu mở con đường phía trước, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đồng thời tận lực thăm dò rõ ràng địa cầu tu sĩ tình huống, đợi đến đế quốc thiên chu buông xuống. Chẳng lẽ các người muốn đem địa cầu thôn phệ, là quân bị kinh ngạc. Xích phim cách nói ra, không phải thôn phệ, mà chính là đem địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng hút vào đến đế quốc thiên trong đỏ, đến hoàn thiện đế quốc thiên chu động cơ vĩnh cửu. Địa cầu là chúng ta đi thăm vũ trụ tốt nhất một khỏa tinh cầu, thông qua địa cầu năng lượng cốt lõi đến hấp thu năng lượng, sẽ để cho năng lượng đạt tới một cái biến chất. Cũng sẽ có lợi tại chúng ta tu hành, bởi vì địa cầu linh khí là dồi dào nhất. Vì thế, chúng ta cũng phòng bị Kepler tinh cầu tiên nhân chờ một chút, làm ra hết thảy, là vì để đế quốc thiên chu hút vào địa cầu nguồn năng lượng mà không bị nhân loại tu sĩ phá hư. Là quân cùng tần khả khanh sau khi nghe không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hút vào địa cầu nguồn năng lượng, các người có biết hay không địa cầu lớn bao nhiêu, các người đế quốc thiên chu có bản lãnh này sao? Tần khả khanh nhịn không được trách mắng. Xích viêm cách nhìn một chút tần khả khanh, nói ra, tại rộng lớn vũ trụ chi, địa cầu mặc dù là lớn nhất được trời yêu ái. Nhưng nó thể tích lại cũng không lớn, đế quốc thiên chu thôn vệ hành tinh, hành tinh nhiều đến thành 100 tỷ. Tại cái này, địa cầu đại gấp 10 gấp trăm lần hành tinh, đế quốc thiên chu đều thôn vệ qua. Trời à, tần khả khanh quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nàng tốt xấu cũng vẫn luôn là lục diệp hội lão đại, trước kia mặc dù là ngỗng chín vi nương hội trưởng, nhưng ngỗng chín mẹ gần như không quản sự. Quản sự vẫn luôn là tần khả khanh. Lục Diệp Hội chính là là phụ trách thu thập tình báo giao dịch chi dụng, chư thiên thế giới, đều có đọc lướt qua. Đối với thế giới bao la rất nhiều thứ, Tần Khả Khanh cũng biết. Nàng dù sao cũng là cái kiến thức rộng rãi người, nhưng nàng hiện tại cảm giác mình tại la quân cùng xích viêm cách trước mặt, chính mình tựa như là cái không có thấy qua việc đời nông dân một dạng. Đây cũng không phải kỳ thị nông dân, người thời gian dài sinh hoạt tại nông thôn, cái kia xác thực sẽ tạo thành nhãn giới chật hẹp. La Quân đã nghe nói qua đế quốc Thiên Chu, nhưng hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, hắn nói ra, có thể nuốt vào địa cầu lớn hơn gấp trăm lần hành tinh, vậy các ngươi đế quốc Thiên Chu bao lớn? Xích phim cách nói ra, đế quốc Thiên Chu chỉ có mặt trăng lớn nhỏ, nhưng là đế quốc Thiên Chu có thể nuốt ngủ nghỉ ngôi sao một bộ phận, sau đó rỗi ra giò xét địa tác, giò xét địa tác chiều rộng 300.000 mét, mọc ra 30 triệu gạo, bên trong có không gian co vào. Tới địa cầu, có thể trực tiếp đem địa cầu đâm xuyên, Muốn cướp lấy địa cầu tư nguyên, dễ như trở bàn tay. Là quân nghe được tê cả ra đầu. Cái này quá kinh khủng. Đem địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng hút sau khi đi, địa cầu sẽ như thế nào? Là quân hỏi. Xích phim cách nói ra, chúng ta không biết toàn bộ hút đi, sẽ chỉ lưu lại 10% cho địa cầu. Đến lúc đó, tại địa cầu quân tiên phong hội trưởng khống địa cầu. Mà địa cầu đại bộ phận đều sẽ khô kiệt, chỉ có rất số ít bộ phận có thể làm cho sinh linh sinh tồn. La Quân cùng Tần Khả Khanh hít sâu một hơi. Thật đúng là độc ác. La Quân hỏi, các ngươi dự định làm sao thanh trừ địa cầu tu sĩ? La Quân tiếp tục hỏi. Tuy nhiên phải cứu tại tử cấm cùng Tam Điện Hạ, nhưng sự tình cũng không vội tại nhất thời. Lúc này La Quân đối linh tôn nhóm âm mưu muốn càng cảm thấy hứng thú một chút. Xích phim cách nói ra, không phải thanh trừ, muốn khóa chặt hết thảy ngoài ý muốn. Nếu như địa cầu tu sĩ không có đạt tới có thể chống cự đế quốc thiên chu cấp độ, căn bản không cần phải để ý đến hiện tại phương thiên thuyền tại mỗi cái thế giới làm việc là nghiên cứu ghi chép nếu quả thật có thể uy đế quốc thiên chu cao thủ nhất định phải trước giết chết là quân nói ra vậy bây giờ các người khóa chặt những cao thủ kia hắn đón đến không quá khiêm tốn nói ra giống như ta vậy tu vi cần để ý một chút không xích viêm cách thành thật nói hoàn toàn không cần để ý đạo hữu ngài tu vi bần tăng là mạnh hơn rất nhiều nhưng căn bản ngăn cản không đế quốc thiên chu thiên uy. Đế quốc thiên chu vừa đến, ngài trốn đều chạy không thoát. Là quân sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, nói ra, cái kia muốn loại cao thủ nào mới có thể vào các ngươi đế quốc thiên chu pháp nhãn đâu. Ừm, xích phim cách nói ra, trước mắt mà nói, địa cầu chúng ta đi thăm thật lâu. Ân, cái thứ nhất là pháp thần viên giác, cần khống chế. Là quân nghe vậy, tâm lý cái kia mồ hôi a. À. Mẹ chứng, muốn như thế cao độ mới có thể có tư cách bị các người tiêu diệt a. À. Ngươi nói tiếp, La Quân nói ra. Sư phụ ta ngỗng chín mẹ đâu? Tần Khả Khanh hỏi, có hay không bảng? Ngỗng chín mẹ, không có. Xích viêm cách nói ra, ngỗng chín mẹ tu vi tại địa cầu tính toán không tệ, nhưng cùng đế quốc thiên chu cần phải đề phòng cấp độ còn kém rất lớn một khoảng cách. Tần Khả Khanh nhất thời oán hận, nhưng cũng không thể làm gì. Xích viêm cách nói tiếp, có Đại Địa Thiên Quân Che Đậy, có Linh Vũ Tiên Tôn, có Ngày Phi Hy Lạp, Huyền Thiên Đạo Nhân, Đa Bảo Đạo Nhân, Hồng Quân Lão Tổ. Hắn liên tiếp nói hơn 100 cái tên. Rất nhiều là La Quân chưa nghe nói qua. Những thứ này cũng đều không được đầy đủ, bởi vì Bần Tăng biết rõ cũng là có hạn. Xích phim cách theo rồi nói ra. La Quân hỏi, thần đế đâu? Xích phim cách nói ra, thần đế tạm thời còn chưa bảng, nhưng nguy hiểm chỉ số rất cao, cũng là cần phải đề phòng. Là Quân sờ mũi một cái, thầm nghĩ, mới tứ đế, viễn cổ tứ đế, còn có tạo hóa chân nhân, tiêu linh, minh nguyệt tiên tôn chờ một chút, toàn bộ cũng không bảng A. Tinh chủ cũng không bảng, là, tinh chủ không tại địa cầu. Hắn ngẫm lại, lại hỏi, đa bảo đạo nhân, Hồng quân lão tổ còn tại địa cầu sao? Xích viêm cách nói ra, còn chưa thẩm tra tới tâm tích, nhưng mấy người kia cùng địa cầu ở giữa ngọn nguồn thâm hậu, chúng ta không thể không phòng. Cái kia ngược lại là... La Quân hỏi tiếp, các ngươi dự định xử lý những người này. Xích phim cách nói ra, không sai, đợi đến nhất định thời điểm, kế hoạch khóa chặt về sau, hội từng bước rõ ràng. Phải tất yếu cam đoan đế quốc Thiên Chu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn buông xuống địa cầu. Đế quốc Thiên Chu đại khái còn bao lâu buông xuống địa cầu? La Quân lần nữa hỏi. Xích phim cách nói ra, 20 năm. La Quân nghe vậy nhất thời thở phào, 20 năm, thời gian còn rất dài nha vì cái gì còn muốn 20 năm, Tần Khả Khanh thì là nghe đạo. Xích viêm cách nói ra, bởi vì vì đế quốc thiên chu cách địa cầu còn rất xa khoảng cách, chúng ta hết thảy tới 500 ngàn linh tôn, chính là tiền đồn. Đế quốc thiên chu tại 50 năm trước đến qua địa cầu phụ cận một lần, chúng ta buông xuống địa cầu. Đế quốc thiên chu liền đi thôn vệ một khỏa cùng địa cầu tương tự hàn băng tinh cầu. Các loại thôn vệ đầy đủ tinh cầu, đế quốc thiên chu pháp lực cùng khoa học kỹ thuật có thể càng thêm kết hợp hoàn mỹ hàn băng tinh cầu mặt có đầy đủ hàn băng chi phách, đế quốc chúng ta thiên chu hấp thu một nghìn khỏa cùng loại hàn băng tinh cầu hàn băng chi phách. Hàn băng chi phách có thể diệt sát đủ nhiều cao thủ. Là quân cùng tần khả khanh nhìn nhau, không khỏi ngầm líu lưỡi. Bọn họ những người này, thường xuyên là hấp thu một chút địa sát chi tinh chờ một chút, đã rất khó được. Mà lại uy lực vô cùng. Là quân nếu có thể hấp thu đến một tòa thâm uyên dưới đáy địa sát chi tinh, liền cảm giác là một khoản thiên đại bảo tàng mà cái này đế quốc thiên chu, trực tiếp là hấp thu một nghìn hành tinh hàn băng chi phách. Đời này, còn có có thể ngăn cản đế quốc thiên chu tồn tại sao? Xem ra lần này, vũ trụ đại đế là thật nếu gặp phải cường địch. Khó trách lúc này, sát kiếp buông xuống, là quân tâm ám đạo. Cái này sát kiếp, không phải là nhất thời, hội tiến hành thật lâu. Trăm năm cũng không lâu lắm, nên vì tại người tu đạo trong mắt, trăm năm thời gian cũng bất quá là thoảng qua như mây khói xích viêm cách còn nói nói, vì thuận lợi chiếm đoạt địa cầu, mặt còn phòng bị Kepler tinh cầu. Nên vì Kepler cùng địa cầu chính là như thể chân tay. Trước sớm, chúng ta liền chặt đứt Kepler tinh cầu cùng địa cầu thông đạo. Bây giờ thông đạo đã chữa trị một chút, nhưng trong vòng 20 năm, Kepler tinh cầu các tiên nhân đều khó có khả năng buông xuống tới địa cầu. Chỉ chờ địa cầu bị thôn tính về sau, chúng ta tự nhiên sẽ còn đi đối phó Kepler tinh cầu. Thật đúng là kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. La Quân nói ra. Xích phim cách nói ra, các vị tổ tiên đối tại địa cầu đề phòng rất sâu, phiêu bạt mấy chục triệu năm, vẫn luôn tại châm đối với địa cầu mà làm kế hoạch. Là các vị tổ tiên cảm thấy đã có thực lực, mới có thể phát động kế hoạch này. Tại đế quốc thiên chu tiến đến trước đó, các vị tổ tiên cũng có thể sẽ tới trước càn quét một chút cây đinh, bảo đảm đế quốc thiên chu chiếm đoạt kế hoạch thuận lợi hoàn thành. La Quân nhắm mắt, trong đầu của hắn hiện ra một bộ cuồn cuộn tu la địa ngục tràng tiên ma yêu cùng tồn tại, chém giết vô số. Cự đại đế quốc thiên chu tại địa cầu hư không, đem địa cầu che chắn đến không thấy ánh mặt trời, đó là một loại như thế nào chẳng diện đâu. Cho nên, các người hiện tại chủ yếu là người nghiên cứu loại. La Quân nói ra, xích viêm cách nói ra, đúng, đạo hiếu, người nghiên cứu loại pháp thuật, đối với nhân loại nhân tính phân tích chờ một chút, đem chỗ có khả năng biến hóa toàn bộ dự đoán đi ra. Các vị tổ tiên biết, bọn họ chờ đợi mấy chục triệu năm, vì là một ngày này. Đây là sau cùng quyết chiến, thắng, đế quốc thiên chu đem vĩnh hằng. Bại, linh tôn cũng đem đi đến cuối cùng. Tần Khả Khanh nói ra, cần gì phải như thế đâu. Các ngươi không đến cùng địa cầu cứng đối cứng, vậy các ngươi còn có thể sống rất nhiều năm. Địa cầu cũng có thể bình yên vô sự, cần gì nhất định muốn dẫn đốt chiến tranh. Xích phim cách nói ra, cũng không phải là như thế, bởi vì vì đế quốc thiên chu đã xuất hiện một vài vấn đề. Địa cầu năng lượng là độc nhất vô nhị, nhất định phải hấp thu địa cầu năng lượng, đế quốc thiên chu mới có thể vĩnh hằng. Không phải vậy lời nói, đế quốc thiên chu sẽ không còn có thể tiêu hóa hắn tinh cầu các loại tạp chất năng lượng, kết quả cuối cùng là đế quốc thiên chu hội hủy diệt. Tần Khả Khanh nói ra, các ngươi vì cái gì không tìm một cái tinh cầu sống sót đâu. Trọng kiến gia viên chẳng phải là rất tốt. Xích viêm cách nói ra, cái này, các vị tổ tiên không phải là không có thử qua. Đi thăm vũ trụ, cho đến trước mắt tuy nhiên cũng phát hiện không ít rõ ràng, cũng có tu tiên thấu đáo tới địa cầu đều lợi hại hơn tinh cầu. Nhưng là, đế quốc thiên chu phát triển vẫn luôn là nhanh chóng, đã không có cách nào dừng lại. Duy nhất một cái tinh cầu, hoàn toàn không thể thỏa mãn đế quốc thiên chu cần phát triển. Thiên chu, tất cả mọi người muốn chiếm đoạt địa cầu, đạt tới vĩnh hằng. Mà lựa chọn một cái tinh cầu, liền chờ tại đi tiếp thu sinh lão bệnh tử. La Quân như có điều suy nghĩ. Tần Khả Khanh nói ra, vì cái gì nói, tiếp nhận một cái tinh cầu, chẳng khác gì là tiếp nhận sinh lão bệnh tử. Có thể sinh tồn tinh cầu, đều có ngày nói quản thúc. Vĩnh Hằng sẽ phá hư một cái tinh cầu sinh thái, Xích Viêm cách nói ra. Đế quốc Thiên Chu không biết sao?" La Quân hỏi. Xích Viêm cách nói ra, "Đế quốc Thiên Chu không có thiên đạo quản thúc, tại đế quốc chúng ta Thiên Chu, linh tôn số lượng là đạt được cực độ khống chế." Sinh đẻ quyền cần quý tộc cấp cho, không có có sinh dục quyền linh tôn, tuyệt đối không thể sinh đẻ. Thì ra là thế, La Quân nói ra. Xích Phiêm cách nói ra, rất nhiều bình dân linh tôn muốn thu hoạch được sinh đẻ quyền, cho nên bọn họ mới nguyện ý tại địa cầu lưu lại. La Quân thở dài, nói ra, địa cầu là nhân loại sinh tồn chi địa, toàn bộ nhân loại đều sẽ bảo hộ địa cầu. Tần Khả Khanh nói ra, không sai. Xích Phiêm cách nói ra đạo hiếu chúng ta nghiên cứu qua nhân loại nhân loại nhân tính là một cái rất thú vị đồ vật la quân nói ra thật sao xích phiêm ly nói ra chúng ta nghiên cứu lịch sử loài người tiến trình sau cùng ra kết luận là khi địa cầu đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm địa cầu nhân loại không chỉ có không biết đoàn kết lại hơn nữa còn sẽ tự mình người trước tự giết lẫn nhau chỉ cần cho một chút dục vọng nhân loại có thể trước đấu cái ngươi chết ta sống đại nhân vật có đại nhân vật dục vọng tiểu nhân vật có tiểu nhân vật dục vọng tìm đúng mỗi người dục vọng liền có thể không có gì bất lợi còn có những cái kia tu đạo cao thủ bọn họ càng sẽ không để ý nhân loại thậm chí địa cầu sinh tử bởi vì bọn hắn hận địa bóng trói buộc bọn họ bởi vì trong mắt bọn hắn nhân loại là con kiến hôi là quần trầm mặc đi xuống cái này tựa hồ là không cách nào phản bác nhân tính tại hiểm ác cục diện bên trong càng xấu xí nhưng xấu xí chi, cũng chắc chắn sẽ có thiểm quang chỗ. Xích phiêm ly tiếp tục nói, có điều, như Hồng quân lão tổ, đa bảo đạo nhân, viên giác những người này, cùng chúng ta ghi chép người, chúng ta đều đối tính cách tiến hành phân tích, là có khả năng muốn vì địa cầu mà chiến. Còn những người kia hội ngao cỏ đánh nhau, cũng là chúng ta tiến hành phân tích. Tần Khả Khanh nói ra, tốt, những thứ này chúng ta trước bất luận. Nàng đón đến, nói ra, người có biết hay không, bị bắt được kỷ phấn trắng thế giới đi nhân loại, hội có hậu quả gì không? Xích phiêm ly lắc đầu, nói ra, cái này bần tăng không biết. Ngươi, tần khả khanh không khỏi giận dữ. Xích phiêm ly dù sao tu vi có hạn, biết rõ cũng không tính quá nhiều. Hắn biết những thứ này kế hoạch, nhưng cũng không biết cụ thể đồ vật. La quân nói ra, tình huống bây giờ là như vậy, ta cùng vị này tần cô nương muốn đi kỷ phấn trắng thế giới bên trong cứu người chúng ta bằng hữu tại ương thế giới bên kia bị các ngươi bắt đi. Như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi qua, đây là ta tìm ngươi mục đích. Xích phiêm ly trầm tư nửa ngày, sau đó nói, lần này chúng ta bắt có dùng nhân loại cũng không nhiều, cho nên muốn đi hướng kỷ phấn trắng thế giới, chỉ ít còn muốn chờ ba tháng. Ba tháng, là quân cùng tần khả khanh nghe xong, nhất thời đều gấp. Là quân cũng không có có nhiều thời gian như vậy đến hao phí A. Tần khả khanh nói ra, như vậy sao được? Xích Phiêm ly nói ra, còn một người khác biện pháp, ghi chép quan viên là có quyền lợi tùy thời hồi kỷ phấn trắng thế giới. Nếu như đạo hữu có thể đem ghi chép quan độ hóa, để hắn đi kỷ phấn trắng thế giới. Dạng này có thể thành công. Là quân cùng tần khả khanh nhất thời đại hỷ. Là quân nói ra, tốt, cái kia đi độ hóa cái này ghi chép quan viên. Xích Phiêm ly sắc mặt nặng nề, nói ra, đạo hữu trong này còn có một vấn đề. Vấn đề gì? La Quân hỏi. Xích viêm ly nói ra, ghi chép quan viên gọi là tuệ giả. Đều cái gì quái tên? La Quân tâm lý ngầm đậu đen rau muống. Xích viêm ly thì tiếp tục nói, tuệ giả tu vi rất cao, dựa theo nhân loại tu vi tới phân chia, hắn là hư tiên đỉnh phong. Mà lại, hắn trụ quang lĩnh vực vô cùng lợi hại. Bình thường nhân loại động tiên cảnh tu vi, đều rất khó là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn còn có một cái pháp bảo, thần bí khó lường, nhưng chưa bao giờ sử dụng. Mà gặp qua cái kia pháp bảo người, đều thành chết người. Bần tăng cũng chưa từng gặp qua. Một cái ghi chép quan viên, làm sao lợi hại như vậy? Là quần nhịn không được nói ra. Xích viêm ly nói ra, ghi chép quan viên là áp đảo phương thiên thuyền người lãnh đạo tối cao chi, hạm trưởng cũng vô pháp đến quản thúc ghi chép quan viên, hắn sẽ đem hết thảy chi tiết ghi chép. Bọn họ thân thể có thật nhiều bí ẩn, đây là bần tăng khó có thể tìm kiếm đến. Cho nên, đạo hữu ngài muốn tại ghi chép quan viên động đầu óc mạo hiểm rất lớn la quân nói ra nói như vậy ghi chép quan viên quyền lực rất lớn đúng không xích phiêm ly nói ra vô cùng lớn có thể được ủy nhiệm làm ghi chép quan viên nhất định phải là có đặc thù bản lĩnh cũng cần có cực kỳ mạnh mẽ trí tuệ cùng thiên phú la quân nói ra tốt ta hỏi ngươi ghi chép quan viên hội ra ngoài sao xích phiêm ly nói ra ghi chép quan viên hành tung bất định không có linh tôn có thể ước thúc hắn. Bất quá phần lớn thời gian, ghi chép quan viên đều là tại phương thiên trong đò. La quân nhìn tần khả khanh liếc một chút, nói ra, nói như vậy lên, chúng ta các loại ghi chép quan viên ra ngoài còn là muốn chờ ba tháng muốn tới phải dựa vào phổ một chút. Nếu là trưởng khống ghi chép quan viên, nói không chừng lấy hắn quyền lực có thể giúp chúng ta đi đem bát cô nương còn có tam điện hạ cứu ra đây. Xích viêm ly nói ra, nhưng là đạo hiếu, ngài tốt nhất đừng động ghi chép quan viên chủ ý, mạo hiểm thật quá lớn. Ghi chép quan viên thủ đoạn, không phải ngài có thể tưởng tượng ra tới. La Quân nói ra, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Xích viêm ly nao nao, theo rồi nói ra, đúng, đạo hiếu. Hắn tự nhiên không dám nghịch lại La Quân. Tần Khả Khanh nói ra, nhưng là hắn đã đến hư tiên đỉnh phong, đã thiên tâm ý thức thức tỉnh, vậy ngươi cũng vô pháp độ hóa hắn. Cho dù hàng phục hắn, hắn nếu muốn dở trò quỷ chúng ta cũng sẽ chết không táng sinh chi địa la quân nói ra không phải là ta tự đại mà là đi kỷ phấn trắng thế giới vốn là một kiện nguy hiểm không có chuyện gì tình cái này ghi chép quan viên đã có đặc thù địa vị trưởng khống hắn xem như thành công hơn phân nửa lúc này chỉ có thể nói là đi một bước tính toán một bước chúng ta thừa dịp cái này ghi chép quan viên rời đi phương thiên thuyền sau đó vây bắt hắn ta cùng tần khả khanh lực lượng ngươi không đủ cái kia lại đi mời chút trợ thủ mà tần khả khanh nói ra người có thể mời đến lợi hại gì trợ thủ a à, là người cùng đại khang hoàng đế quan hệ không tệ la quân nói ra đại khang hoàng đế nha tìm hắn hỗ trợ quá vô lý hắn ưa thích che giấu ai cũng không làm rõ ràng được hắn nội tình ta không có ý định tìm hắn hỗ trợ vậy ngươi tìm ai tần khả khanh nói ra nàng nghĩ tới nhịn không được cười cười nói ra ta kém chút quên, bằng hữu của ngươi rất nhiều. Từng cái đều rất lợi hại, lần này xem ngươi. La quân gật đầu, nói ra, được. Hắn theo rồi nói ra, ta tuy nhiên nhiều địch nhân, nhưng bằng hữu cũng là không ít. Như thế thương định về sau, La quân lại hỏi xích viêm ly một vài vấn đề. Như kỷ phấn trắng thế giới tình huống, vân vân, nhưng xích viêm ly cũng không quá đáp được đến, bởi vì hắn căn bản không có đi qua kỷ phấn trắng thế giới. Dựa theo xích viêm ly thuyết pháp, 200.000 linh tôn rời rạc tại chư thiên thế giới chi tiến hành đối với nhân loại giám sát, nghiên cứu. Là bài khác thế giới thua tặng nhân loại, nắm giữ nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cùng đạo thuật. Mặt khác 300.000 linh tôn liền tại kỳ phấn trắng thế giới. Kỳ phấn trắng thế giới vốn cũng không gọi kỳ phấn trắng thế giới, mà chính là 3.000 thế giới chi một cái thế giới. Nhưng cụ thể trước kia kêu cái gì thế giới, đã là không được biết. Linh tôn các đại năng đem cái kia kỳ phấn trắng thế giới triệt để trưởng khống sau đó bố cục đổi tên là kỷ phấn trắng thế giới, đồng thời đem kỷ phấn trắng thế giới tại 3.000 thế giới bên trong che giấu, không cho người ngoài biết nói. Bây giờ kỷ phấn trắng thế giới đã là một cái bí ẩn. Mà 300.000 linh tôn đi qua 50 năm phát triển, đến cùng hiện tại có bao nhiêu số lượng, cũng là một hiện không được biết sự tình. Nhưng không có thể phủ nhận là, những năm gần đây, linh tôn nhóm một mực là tại hữu tâm tính vô tâm. Vẫn luôn tại rất nỗ lực học tập, phát triển, vì đế quốc thiên chu buông xuống mà nỗ lực. Đó là thuộc về bọn hắn đế quốc vinh diệu. Là quân tại xích viêm ly thân thể lưu lại dấu ấn tinh thần, hai người có thể thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ. Đón lấy, là quân cùng tần khả khanh phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cái kia ghi chép quan viên tuệ giả tuy nhiên tu vi chưa khủng bố đến mức nào, nhưng là quân đối linh tôn nhóm thủ đoạn vẫn là lòng còn sợ hãi, chính là cho rằng tuyệt đối không thể tại phương thiên trong đò động thủ vẫn là ra ngoài chờ đợi cho thỏa đáng, có lẽ vận khí tốt, không bao lâu nữa có thể đợi được ghi chép quan viên ra ngoài. Là quân cảm thấy mình vận khí luôn luôn đều tính toán không tệ. Phương này thiên chu bên trong, không gian phong bế, không đường là hư không xuyên thẳng qua vẫn là đại na di thuật, đều không thể rời đi phương thiên thuyền. Nhất định phải các loại sắt khoang nhóm mở ra, mới có thể ra đi. Mà may mắn là, thực sắt cửa khoang mỗi ngày dạng sáng đều sẽ mở ra một lần, bởi vì muốn tiêu hóa một chút rác rời sao chút xuống đến bên trong phương thiên thuyền xa một chút thâm hải chi la quân cùng tần khả khanh thừa dịp cơ hội kia rời đi xích phiêm ly thì tiếp tục canh giữ ở phương thiên trong đò vì la quân cung cấp tin tức đợi đến dạng sáng lúc la quân lần nữa thì triển ẩn thân thuật rất thuận lợi theo cái kia đổ rác binh lính ra phương thiên thuyền vừa đến phương thiên thuyền la quân trước thêm nhanh rời đi các loại cùng phương thiên thuyền có đầy đủ khoảng cách về sau là quân liền thi triển đại na di thuật cấp tốc hướng cái kia minh nguyệt cung mà đi. là quân quyết ý muốn tìm minh nguyệt tiên tôn hỗ trợ. chỉ có minh nguyệt tiên tôn tại, là quân mới có đầy đủ nắm chắc đến bắt sống ghi chép quan viên tuệ giả. ra mặt biển chính là nguyệt chí không. là quân mấy cái chuyển rời, liền đến minh nguyệt cung khu vực. bất quá là quân cũng không có trực tiếp đi minh nguyệt cung, mà là tại phụ cận hải đảo nghỉ ngơi trước xuống tới. Tần khả khanh ngay tại biệt thự phòng bị tu di bên trong khoanh chân tu luyện, là quân cùng theo vào. Cái này phòng bị tu di là đặt ở hải đảo trong rừng cây. Là quân vừa tiến đến, tần khả khanh mở mắt ra, hỏi, chúng ta giờ phút này ở nơi nào, đã rời đi phương thiên thuyền sao? Là quân tại sofa ngồi xuống, hắn thuận tay ấn mở ra đình dạp chiếu phim, đồng thời nói ra, rời đi, tại một chỗ hoang vắng hải đảo. Ngươi không phải nói muốn đi tìm bằng hữu của ngươi sao? Tần Khả Khanh nói ra. Xin nhờ, hiện tại hơn nửa đêm, dạng này đi quấy dày, trung quy không tốt. Mặc dù là bằng hữu, cũng phải chú ý chút lễ nghĩa. Dù sao cái kia ghi chép quan viên không ra, chúng ta làm cái gì đều là phí công. La Quân nói ra. Đang nói chuyện, nhà kia đình dạp chiếu phim màn hình lớn rốt cục mở ra. Đồng thời, hỏa nhiệt sao, dên dỉ truyền tới. Cái này âm hưởng hiệu quả còn thực là không tồi hình ảnh kia vô cùng rõ ràng hai đầu sao đang tiến hành kịch liệt vận động tần khả khanh liếc một chút nhìn sang nhất thời nhìn đến thơm như vậy diễm nóng bỏng tràng diện nàng khuôn mặt nhất thời đỏ bừng la quân ngươi mẹ nó la quân cái này quẫn a hắn vội vàng dùng điều khiển từ xa quan điểm chiếu máy hạ lưu tần khả khanh giận dữ mắng mỏ một tiếng la quân gượng cười hai tiếng nói ra hiểu lầm hiểu lầm đây là ta một người thời điểm nhìn lần quên hoán ảnh mảnh. Vẫn là Hạ Lưu, Tần Khả Khanh nói ra. Vậy làm sao gọi Hạ Lưu đây? La Quân cười ha ha, nói ra, người bình thường đều có bình thường sinh lý nhu cầu nha, chúng ta tuy nhiên tu đạo, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là người nha. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, đây là không thay đổi. Chẳng lẽ ngươi đều không có phương diện này nhu cầu sao? Ngươi im miệng, Tần Khả Khanh khuôn mặt mang rất la quân liền cảm giác đùa giỡn tần khả khanh dạng này ngược lớn nữ tử thật sự là chơi vui a à. sau đó hắn còn nói thêm không biết la quân miệng tiện lên cũng là không có cứu hắn nói ra không biết ngươi vẫn là lão sử nữ a à. ngươi im miệng tần khả khanh giận không nhịn nổi nàng bực này thân phận sao lại nguyện ý cùng la quân chơi loại này hạ cấp mập mờ mở hạ cấp trò đùa la quân cười ha ha một tiếng đón lấy tần khả khanh nói ra người muốn tìm bằng hữu là ai có thể tiết lộ một chút sao ngày này châu tình huống ta vẫn là giác thục hết người thật không có qua nam nhân la quân đột nhiên chứng trạc đàng hoàng hỏi tần khả khanh nhất thời trong mắt chứa rất nói ra la quân ta hiện tại là muốn cầu cạnh ngươi không giả nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể không ngừng nghỉ lời nói khinh bạc làm nhục ta la quân gặp tần khả khanh là thật sinh khí liền cũng có chừng có mực này nương môn khai không lên trò đùa a à. trong lòng của hắn lầm bầm một tiếng tốt a à, trở lại chuyện chính la quân nói ra chúng ta bây giờ tại bắc hải chỗ sâu cách minh nguyệt cung rất gần tần khả khanh nhãn tình sáng lên nói ra minh nguyệt cung thực lực thật không tệ bất quá minh nguyệt cung bên trong đều là nữ tử người trong này cũng có bằng hữu. la quân nói ra đương nhiên là có rất nhiều đều là bằng hữu ta ta người này khác phái duyên rất tốt tần khả khanh nói ra vậy ngươi muốn tìm là minh nguyệt cung thủ tọa đại đệ tử ly thiên nhược vẫn là vị kia thái trưởng lão nàng đối minh nguyệt cung giải cũng giới hạn tại mấy cường giả tần khả khanh cũng không thể tiếp nhận là quân tìm tu vi quá yếu người đi hỗ trợ tu vi yếu gặp loại kia tuyệt đỉnh cao thủ không những giúp thông thả hơn nữa còn sẽ chỉ thêm phiền không phải la quân nói ra ta muốn tìm minh nguyệt tiên tôn tần khả khanh thân thể mềm mại chấn động nói ra người không phải đang nói đùa chứ minh nguyệt tiên tôn ta một mực có nghe thấy truyền ngôn nàng người này ghét ác như cừu đối nam nhân càng là chán ghét ngươi có thể thỉnh cầu nàng la quân nói ra ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa tần khả khanh hơi sững sờ nàng cẩn thận một lần nghĩ tựa hồ la quân còn thật không có đã nói láo tốt a à, tần khả khanh nói ra chỉ mong ngươi nói là thật việc này chỉ cần minh nguyệt tiên tôn xuất thủ cần phải không có vấn đề gì la quân nói ra ngươi chờ xem đợi đến sáng sớm ngày mai, ta dẫn người đi minh nguyệt cung bên trong. Tần khả khanh gật đầu, nói ra, tốt. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Người nói, là quần nào nào, hắn nhìn tần khả khanh liếc một chút, sau đó nói. Tần khả khanh nói ra, tuệ giả tính toán rời đi phương thiên thuyền, nhưng hắn tu vi cao thâm, trong nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm. Chúng ta làm sao tìm được hắn? Là quần quái nhìn tần khả khanh liếc một chút, lại là cảm thấy cô nương này thật có chút ngực to mà không có não. Cũng không biết là làm sao tu đến hư tiên đỉnh phong. Tần khả khanh một câu hỏi ra, đã thấy là quân tại liếc nàng ngực, nàng nhất thời lại căm tức. Có điều nàng còn chưa mở miệng, là quân nói ra, cái này còn không đơn giản, chúng ta tại phương thiên thuyền phụ cận ôm cây đợi thỏ. Hắn ở bên trong đợi thời gian dài, ra ngoài thời gian ngắn a. Tần khả khanh hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đồng thời cũng biết, tên này vừa mới chỗ lấy nhìn chính mình ngực, là cảm thấy mình ngực to mà không có não. Khiến nàng càng thêm nổi nóng, nhưng lại lại không tiện phát tác. Tiếp đó, là quân cùng tần khả khanh đều khoanh chân tu luyện. Lần này nhập định, thời gian qua cực nhanh. Đến buổi trưa 10 giờ, là quân mang theo tần khả khanh đi minh nguyệt cung. Lúc này, tần khả khanh tự nhiên không lại giấu tại phòng bị tu di bên trong. Luôn luôn cất giấu, làm đến giống như không thể gặp người giống như, cái này tự nhiên là không tốt. La Quân mang theo Tần Khả Khanh trực tiếp tiến vào Minh Nguyệt cung nội bộ, hắn có thông hành lệnh bài, thông suốt. La công tử, cái kia Ly Thiên Điện trước, hai tên nữ đệ tử gặp La Quân, mã hành lễ. Cách cô nương có đó không? La Quân mỉm cười, hỏi. Điện chủ đi gặp cung chủ, một tên nữ đệ tử mỉm cười, nói ra, bất quá cần phải rất nhanh hội trở về, công tử cùng cô nương không bằng tiên tiến điện hơi sự tình nghỉ ngơi uống chén trà xanh như thế nào. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, cái kia không cần, ta trực tiếp đi gặp cung chủ đi. Nữ đệ tử nói ra, vậy cũng được, ta mang hai vị đi qua đi. Tốt, La Quân nói ra. Tần Khả Khanh ở một bên không khỏi ngầm kinh ngạc, nàng biết minh nguyệt cung cung quy xâm nghiêm, đối nam tử càng cự tuyệt cùng chán ghét. Nhưng lúc này xem ra, cái này La Quân tại minh nguyệt cung tựa hồ có phần được hoan nghênh a. À. Tần Khả Khanh cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. Con hàng này đến cùng có cái gì mị lực, làm cho Minh Nguyệt Cung đều đối với hắn như thế tha thứ cùng yêu thích đâu. Nàng tỉ mỉ nghĩ, cảm thấy mình cùng ra hỏa này ở chung lên, cũng không có cảm thấy hắn có cái gì mị lực. Trừ mưu mẹo nham hiểm nhiều một ít bên ngoài, một cái miệng càng để người chán ghét. Không chỉ có ngôn ngữ vô dáng, vẫn yêu khoác lác. La Quân đột nhiên xuất ra một kiện pháp khí, đưa cho cái này hai tên nữ đệ tử, Hắn cười hì hì nói ra, "Đây là ta lần này ở bên ngoài đến một chút tốt đồ chơi, hai vị cháu gái nhỏ không chê, thu cất đi." Pháp khí này đối với tu vi thấp cái này hai tên nữ đệ tử tới nói, còn thật là đồ tốt. Các nàng hoàn toàn không có kháng cự năng lực, sau đó hoan hỉ nhận lấy. Các nàng sớm nghe nói qua vị này là công tử, không chỉ có tại Minh Nguyệt cung có đại ân, mà lại xuất thủ còn cực sự xa hoa đây. Cho nên gặp mặt cái kia có thể không nhiệt tình đây. Sau đó gọi là tiểu đan nữ đệ tử hoan hỷ dẫn la quân cùng tần khả khanh tiến về minh nguyệt điện. Mà một tên khác nữ đệ tử còn canh giữ ở ly thiên điện ngoài cửa. Một đi ngang qua đi, qua hoa viên, hành lang, đình đài chờ một chút, la quân giống tán tài đồng tử, gặp phải trò chuyện không tệ nữ đệ tử, liền nhao nhao vung đan dược, pháp khí chờ một chút, rất giống cái nhà giàu mới nổi một dạng. Tần khả khanh ở một bên liền cảm thấy mình cuối cùng là minh bạch, nguyên lai like đều dựa vào chút ơn huệ nhỏ lấy nữ tử niềm vui chỉ là tần khả khanh cũng sẽ không giống khương sơ nhiên đần như vậy nàng nghĩ đến là minh nguyệt tiên tôn ly thiên nhược như thế người cũng không phải dựa vào ơn huệ nhỏ có thể đánh động tần khả khanh suy nghĩ ở giữa cũng đã theo la quân cùng tiểu đan đi vào minh nguyệt trước điện vào đi minh nguyệt tiên tôn thanh âm từ bên trong truyền tới rất là hiển nhiên làm la quân cùng tần khả khanh tiến minh nguyệt cung thời điểm Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đã biết được. Là Quân cùng Tần Khả Khanh ngay sau đó tiến vào trong điện, Tiểu Đan từ không dám tiến vào, liền tự động rời đi. Cái kia bên trong đại điện, phong cách cổ xưa mà lịch sự tao nhã, khung cao 20 mét, rộng rãi chi cũng gặp thật lớn. Mặt đất chính là màu đồng, giống như là gương đồng. Tại đại điện mới, Tuấn Mỹ như Ngọc Minh Nguyệt Tiên Tôn chính ngồi xếp bằng. Mà Ly Thiên Nhược ở một bên khoanh chân ngồi. Bái kiến tiên tôn, gặp qua cách cô nương, là quân xu thế bước trước, tại cách minh nguyệt tiên tôn 10 mét chỗ đứng nghiêm, nói ra. Ly thiên nhược là mỹ lệ mà đoan trang, đồng thời mang theo khí khái hào hùng. Còn minh nguyệt tiên tôn, lại giống như là tuấn mỹ công tử ca, xem ra tựa hồ ly thiên nhược còn muốn trẻ tuổi. Tần khả khanh nhìn thấy minh nguyệt tiên tôn lúc xứng sờ xứng sờ, vạn không nghĩ tới hung danh bên ngoài minh nguyệt tiên tôn lại là bộ dáng như vậy. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn một chút La Quân, nàng vốn là cho người ta cảm giác là uy nghiêm nội liếm, không giận tự uy. Nhưng lúc này nhưng là đúng là quân ôn hòa cười một tiếng. Dạng này biến hóa để tần khả khanh kinh hãi quái lạ không? Nàng cũng biết, là quân cùng vị này tiên tôn giao tình tuyệt không phải bình thường. Minh Nguyệt tiên tôn sau đó lại dò xét tần khả khanh liếc một chút, nàng cười cười nói, là quân bên cạnh ngươi, luôn luôn không thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ. Tần khả khanh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói gấp, Tiên Tôn chớ hiểu lầm, ta cùng La Quân ở giữa, đồng thời không hắn liên quan. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía Tần Khả Khanh, từ tốn nói, "Thật sao?" Tần Khả Khanh giật mình trong lòng, thế mà cảm thấy có chút khẩn trương. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Minh Nguyệt Tiên Tôn, cũng không biết Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cuộc là ý gì. Tốt tại lúc này, La Quân giải vây nói ra, "Tiên Tôn, ta đến cùng ngài giới thiệu một chút." vị này là ương thế giới lục diệp chiếu cố lớn lên tần khả khanh nàng cùng ta ở giữa ngược lại là chân vô quá lớn liên quan chẳng qua là chúng ta muốn hợp lực đi cứu hai người cho nên tạm thời hợp tác há cứu người nào minh nguyệt tiên tôn lướt nhẹ qua phía dưới tay áo sau đó mang theo một tia uể oải giai điệu hỏi la quân nói ra việc này nói rất dài dòng sự tình nguyên nhân gây ra là hắn ngay sau đó đem tại ương thế giới những chuyện kia nói ra Đối với La Quân ương thế giới chuyến đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn là biết được. Bởi vì lúc trước La Quân tới tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn, mặc dù không có nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhưng Ly Thiên Nhược đã đem mọi chuyện nói cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đi kỷ phấn trắng thế giới cứu người, Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong lập tức biến sắc, nàng nói ra, La Quân, người nói đùa cái gì? La Quân nói ra, cái này tuyệt không phải là nói đùa. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghiêm khắc nói ra, chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng. Ngươi liền áo tím cũng còn không có cứu tỉnh, nhiều như vậy trọng yếu sự tình không làm. Chạy tới bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu hai cái không liên quan người, ngươi là có bị bệnh không? Ngươi như vậy chết, ta đều muốn xem thường ngươi. Còn có, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại lạnh lùng quét mắt một vòng Tần Khả Khanh, nói ra, ngươi vì nữ nhân này bốc lên dạng này hiểm, nàng dẫn ngươi tình sao? Tần Khả Khanh nhất thời khuôn mặt đỏ một trận, xanh một trận, hơi cảm thấy xấu hổ vốn là trong nội tâm nàng là rất cảm kích la quân nhưng cùng la quân ở chung một lúc lâu loại kia lòng cảm kích biến mất không còn tâm thích hiện tại minh nguyệt tiên tôn kiểu nói này tần khả khanh cũng cảm thấy mình thái độ tựa hồ có chút quá phận không được đi minh nguyệt tiên tôn sau cùng nói thẳng la quân không khỏi cười khổ nói ra tiên tôn ngươi là nhìn sắc đẹp của nàng minh nguyệt tiên tôn nói ra ngươi nếu thật là ưa thích cái này sắc đẹp ta tại cái này minh nguyệt cung bên trong cho ngươi lựa chọn mấy tên mỹ mạo đệ tử làm cho ngươi thị nữ là được tiên tôn ngài có phải không có thể nghe tại hạ tỉ mỉ bẩm la quân nói ra ly thiên nhược cũng ở một bên nói ra đúng vậy a à, sư phụ la quân tuyệt không phải là ham sắc đẹp người minh nguyệt tiên tôn liền tức giận nói ra ngươi nói đi la quân nói ra ta biết lam tử y còn không có tỉnh nàng vì cứu chúng ta còn tại luân hồi chi ta cũng biết ta còn có thủ lớn chưa trả mà kỷ phấn trắng thế giới chuyến đi, cực hung hiểm. Những thứ này ta đều biết, nhưng ta muốn đi kỷ phấn trắng thế giới, không phải là bởi vì bên cạnh ta tần cô nương, nàng Mỹ lệ đến đâu, cũng cùng ta có liên can gì. Huống chi, ta đã từng gặp Mỹ nhân nhi, nàng mạnh hơn, càng là hay xảy ra. Minh Nguyệt Tiên tôn chọn phía dưới lông mày, xoa ra tay chỉ, nói ra, muốn đến, người cũng không nên là bực này hoang đường người. Tần Khả Khanh ở một bên nghe, lại có phần cảm giác khó chịu nhưng nàng cũng không tiện nhiều ít cái gì. La Quân tiếp tục nói, đi kỷ phấn trắng thế giới, một là bởi vì lúc này ta cho dù không đi, ta cũng cứu bất tỉnh Lam Tử Y. Ta cũng vô pháp đi báo đến đại thù, hai là, có lẽ kỷ phấn trắng thế giới là ta một cọc cơ duyên. Cái này cùng nhau đi tới, hung hiểm cùng cơ duyên chẳng lẽ như keo như sơn. Ba, cái kia bát cô nương cùng tam điện hạ xác thực là bởi vì ta duyên cớ mới bị dẫn đến bắt đến kỷ phấn trắng thế giới bên trong đi, ta có trách nhiệm ở bên trong. Đã lúc này chỉ có thể làm sự kiện này, ta không thể từ chối. Bát cô nương, tam điện hạ, đều là cùng ương thế giới đường đế quan hệ thân mật. Chính là hắn hậu bối, ta tại ương thế giới bên trong lúc, được hắn liều chết cứu giúp. Phần này nhân nghĩa, ta vẫn là có. Mà điểm thứ tư, cũng là trọng yếu nhất một điểm, những cái kia linh tôn nhóm âm mưu quá lớn. Bọn họ cùng trước đó địch nhân khác biệt, vô luận là tại thế giới Bao La bên trong đã từng muốn phá vỡ âm dương âm diện thế giới, vẫn là Thiên Châu muốn thay thế thế giới Bao La thần tộc. Vân vân, bọn họ đều là còn tại địa cầu chi, cho nên khó có thể đào thoát thiên đạo chi uy, căn bản không đủ thành sự. Năm đó hương thế giới cũng có người muốn thay thế thế giới Bao La. Thế giới Bao La là một cái bánh trái thơm ngon. Sống ở thế giới bao la bên trong người không cảm thấy, nhưng ở hắn thế giới trong mắt cao thủ, cái này thế giới bao la là ba nghìn thế giới đứng đầu, chiếm hết thế gian chỗ tốt. Bọn họ muốn thông qua nghịch chuyển thế giới như thế này, sau đó đạt tới đảo loạn thiên địa mục đích. Giống như là một chiếc xe hơi động cơ, chiếc xe này tại người tu đạo trong mắt, rất nguy hiểm, khắp nơi mang lấy bọn hắn hướng đi tử vong. Bọn họ muốn phá hư chiếc xe này động cơ. Nhưng là, chiếc này động cơ bảo hộ trang bị cũng quá tốt không có người có thể thành công. Nhưng là lúc này, linh tôn nhóm khác biệt. Bọn họ có chuẩn bị mà đến, tại vũ trụ chi được chứng kiến vô số tinh cầu, cũng giết hại qua vô số tinh cầu. La Quân tiếp tục nói, linh tôn nhóm đối địa cầu chúng ta đã nghiên cứu 50 năm, chuẩn bị sung túc. Chúng ta không thể không có một điểm chuẩn bị, ta hy vọng có thể tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong có phát hiện, có lẽ, đến lúc đó ta có thể vì địa cầu làm một ít chuyện. Linh tôn sự tình, Ta vừa về đến nghe Thiên Nhược nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nhưng dạng này sự tình cũng không phải là ta muốn đi ngăn cản, có thể ngăn cản. Các loại thế lực cản tay, để cho chúng ta mặc dù có giết địch chi tâm, cũng rất khó đi làm giết địch sự tình. Tất cả mọi người là người trưởng thành, người cũng biết, đây không phải vung cánh tay hô lên, làm cho mọi người bỏ xuống tư tâm. La Quân nói ra, cái này ta biết, người tu đạo tâm, càng đạm mạc, cứng rắn phổ thông người dân đối mặt nước nhà luân hãm còn có một bầu nhiệt huyết mà người tu đạo tâm hơn phân nửa sớm đã là lạnh minh nguyệt tiên tôn nói ra người đã biết vậy tại sao còn phải như thế đi làm la là quân trầm mặc nửa ngày sau đó tự diếu cười một tiếng nói ra cũng có lẽ ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái hợp cách người tu đạo đi minh nguyệt tiên tôn khe khẽ thở dài nói ra ta không có ý muốn đi làm một cái vô tình lãnh khốc người tu đạo chỉ là thế gian này nhân tính, sớm đã khiến ta thất vọng." La Quân nói ra, ta gần nhất còn thám thính đến một chút tin tức. "Hả? Tin tức gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi. La Quân đem theo Xích Viêm Ly từ nơi nào biết sự tình liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược toàn bộ nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược nghe xong cũng là giật mình, lại là không nghĩ tới, Linh Tôn nhóm kế hoạch là như thế nhịp nhàng ăn khớp cái kia đế quốc thiên chu nếu là thật sự như xích viêm ly nói tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, có thể thôn vệ vô số tinh cầu, lại hấp thu thiên hành tinh hàn băng chi phách. Điều này nói rõ, nó còn có thể hấp thu hắn năng lượng. Chính là lấy cái này đế quốc thiên chu đến xem, nó liền có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất pháp bảo. Chúng ta địa cầu cái gì pháp khí, đạo khí, chính là tạo hóa tiên khí tại cái này đế quốc thiên chu trước mặt, đều chẳng qua là con nít con nôi đồ chơi chỉ là món pháp khí này tu sĩ chi ta nhìn không người có thể chống lại la quân trầm ngâm một cái chớp mắt nói ra ta gặp qua viên giác pháp thần không biết hắn có bản lãnh này hay không ứng phó viên giác người gặp qua viên giác minh nguyệt tiên tôn cùng ly thiên nhược thậm chí tần khả khanh đều là bị kinh ngạc la quân nói ra ta xác thực gặp qua viên giác ngay sau đó hắn đem mình tại thế giới bao la bên trong gặp phải viên giác pháp thần sự tình nói ra Ly Thiên như cùng tần khả khanh đối viên giác Pháp Thần là hướng tới, đó là mưa gió, viễn cổ nhân vật. Mà Minh Nguyệt Tiên tôn đối viên giác một dạng lòng mang sùng kính, nàng nói ra, không nghĩ tới, viên giác Pháp Thần Nguyên Lai vẫn luôn chưa từng rời đi. Mà là tại thế giới bao la được thủ hộ chi sự tình. Nàng đón đến, nói ra, người không có từng đề cập với Pháp Thần Linh tôn sự tình sao? La Quân nói ra, tự nhiên là đề cập qua. Minh Nguyệt Tiên tôn nói ra, Pháp thần nói như thế nào? La quần trầm giọng nói ra, hắn nói thuận tự nhiên. Minh Nguyệt tiên tôn nhỏ khẽ thở vào một cái, nói ra, Người nhìn, cái này địa cầu tồn tại, chính là có vô số cái kỷ nguyên năm. Nó lưu giữ tại như vậy nhiều tuổi nguyệt, há là người khác có thể tùy tiện phá vỡ. Chúng ta có thể làm là thuận tự nhiên. Nhưng Pháp thần cũng đã nói, thuận tự nhiên cũng không phải là muốn vẫn từ linh tôn phát triển. La quần nói ra, năm đó viên giác Pháp thần tay cầm thiên đạo bút, chính là dưới trời sao anh hùng. Chỉ bất quá hắn nói, thuộc về hắn thời đại đã qua, thời đại mới, muốn mới anh hùng đến viết truyền. Ta không dám nói ta là một cái anh hùng, nhưng ta là một cái thất phu, nước nhà hưng vượng, thất phu hữu trách. Là quân đi về phía trước hai bước, nói ra, linh tôn đem chúng ta nhân tính nghiên cứu triệt để, nhân tính tham lam, tự tư, bọn họ đều tính toán tường tận. Nhưng là, nếu như chúng ta thật đều cảm thấy như vậy, cảm thấy nhân tính không có cứu. Vậy chúng ta mới là thật không có cứu, ta không để ý người khác nghĩ như thế nào, làm thế nào. Nhưng ta muốn vì cái này thai ngén địa cầu chúng ta đi làm một ít chuyện. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, chẳng lẽ người chân vô một đức lấy báo thiên sao? Hắn lời nói này, không thể bảo là không phải đinh tai nhức óc. Chính là liền minh nguyệt tiên tôn dạng này người, cũng là mắt tràn ngập chấn động. Tần khả khanh lúc này, cũng mới hoàn toàn minh bạch la quân tâm tư. Đây là một cái xem ra có chút bất cần đời ra hỏa, nhưng hắn lại là cái lòng dạ người trong thiên hạ. Ly Thiên nhược hít sâu một hơi, nói ra, La Quân, như có cần hỗ trợ địa phương, người cứ mở miệng. Đa tả, La Quân nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn thì là thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, làm Tử Y là cái tính cách cao ngạo người, nàng có rất ít bằng hiếu. Nhưng nàng lại có thể đối người cảm mến đối đãi, cái này nguyên nhân, cho tới hôm nay, ta mới tính hoàn toàn minh bạch. Nàng đón đến, nói ra, này thiên đạo tuyển ngươi làm thế giới bao la thiên mệnh chi vương, xem ra thâm ý ở chỗ này. Tốt, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói tiếp, đã như vậy, cái này kỷ phấn trắng thế giới chuyến đi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Sư phụ, ta cũng đi chung với ngươi, Ly Thiên Nhược lập tức nói ra. Không được, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn Ly Thiên Nhược liếc một chút, nói ra, trong cung này người ta đều không tại, người nào tới làm chủ không trần chọn không dậy nổi cái này trọng trách ly thiên nhược nhất thời thất vọng nhưng lại không tốt lại nói cái gì la quân thì nói ra tiên tôn tuyệt đối không thể ừm minh nguyệt tiên tôn bỗng cảm giác ngoài ý muốn nói ra tại sao lại không thể ngươi đến không phải là muốn ta cùng đi với ngươi sao la quân không khỏi cười khổ nói ra tại hạ tuyệt không ý này vậy là ngươi minh nguyệt tiên tôn không hiểu hỏi La Quân nói ra, vốn là không có ý hướng tiên tôn ngài nói những thứ này ra mồm lời nói, bất quá là bởi vì ngài đối với ta đi kỷ phấn trắng thế giới hành trình có chỗ hiểu lầm, mới nói nhiều như vậy. Lúc này, chúng ta muốn đi kỷ phấn trắng thế giới, là dự định bắt một cái phương thiên trong đỏ ghi chép quan viên. Tại hôm qua, ta cùng tần cô nương liền lẻn vào đến phương thiên trong đỏ, bắt một cái ra hỏa. Ta dùng đại lôi âm phổ độ pháp đem hắn độ hóa, theo hắn miệng biết được cái kia rất nhiều bí mật cái kia ghi chép quan viên gọi là tuệ giả, nghe nói mười phần cổ quái, có phần nhiều thần bí. Ta lo lắng ta cùng tần cô nương không cách nào đem hắn bắt sống, vừa sợ ở giữa chuyện xấu. Cho nên muốn mời tiên tôn hỗ trợ, các loại bắt tuệ giả, chúng ta hội sử dụng tuệ giả tiến về kỷ phấn trắng thế giới cứu người. Minh Nguyệt tiên tôn một miệng đáp ứng, nói ra, tốt, cái này không có vấn đề. Ly Thiên Nhược nói ra, đệ tử kia, ngươi thạch sùng, minh nguyệt tiên tôn bạch ly thiên nhược liếc một chút nói ra chỗ ấy người đều muốn cùng đi sao ly thiên nhược nhất thời khuôn mặt đỏ lên ngượng ngùng nói ra làm đệ tử không nói la quân ở một bên không khỏi nhịn không được cười lên bởi vì hắn bắt đầu thấy ly thiên nhược lúc nàng cũng là uy nghi khắp nơi a à. nhưng nàng tại tiên tôn trước mặt lại như cái ham chơi tiểu nữ hài việc này liền như thế nghị định minh nguyệt tiên tôn sau đó an bài la quân cùng tần khả khanh trước ở lại chỉ cần la quân vừa nhận được xích viêm ly truyền lại đưa tín hiệu bọn họ liền lập tức hành sự nếu như vận khí tốt có thể chặn lại ghi chép quan viên chặn lại chặn đường không được trước ôm cây đợi thỏ tần khả khanh được an bài vào ở về sau minh nguyệt tiên tôn gọi đến la quân nói chuyện riêng vẫn là tại minh nguyệt trong điện bất quá lần này lại là tại minh nguyệt tiên tôn tư nhân trong hậu viện còn có quỳnh tương ngọc dịch tinh xảo thức nhắm đây là thuộc về rất cao quy cách tư yến có thể làm cho Minh Nguyệt Tiên tôn tiếp khách khách quý, trừ Lam Tử Y, chính là La Quân. Đây là La Quân vinh hạnh lớn lao. Hậu viện này chi, phong cảnh tú lệ, dung hải đảo chi nguyên sinh thái phong mạo, lại đình đài lâu các, sắc màu rực rỡ. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Minh Nguyệt Tiên tôn đổi một thân trường bào màu tím, trang phục cũng hơi chút cải biến. Xem ra không lại giống như là xinh đẹp công tử mà chính là một tên khó được mỹ nữ. Ngược mặc dù không lớn, nhưng lại khó nén hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Tiên tôn nếu thật là thân nam nhi, chắc là không ít có long dương chi quan to quyền quý mắt trong lòng tốt. Lúc này, Minh Nguyệt tiên tôn rót rượu, sau đó nâng chén, nói ra, trong khoảng thời gian này, một mực tại vội vàng. Hôm nay rảnh rỗi rảnh, mới có thể ngồi xuống đến cùng ngươi thật tốt một lần. La quân nói ra, có thể bồi tiên tôn uống rượu, là tại hạ vinh hạnh minh nguyệt tiên tôn cười một tiếng nói ra người ta ở giữa không cần có những thói tục này lời khách khí nàng cùng la quân các uống một ly tiên tử nàng hỏi tiếp làm tử y tình huống bây giờ như thế nào la quân ánh mắt nhất ảm hắn nói ra ta gần đây không có đi nhìn qua nàng còn không phải như thế ngủ say tại luân hồi chi minh nguyệt tiên tôn khe khẽ thở dài nói ra người cái kia đại số mệnh thuật như thế nào la quân nói chi tiết nói giống một viên không biết nảy mầm hạt giống một dạng, một mực đang ngủ say. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, đều không có thể đem thức tỉnh. Nhưng viên này hạt giống cùng ta não vực dính chung một chỗ, ta cũng vô pháp đem bóc ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu như không phải vì Lam Tử Y, ta lại cảm thấy người mất đi đại số mệnh thuật cũng không phải là một chuyện xấu. Là quân nào nào, hắn lập tức cũng minh bạch tiên tôn ý tứ. Cái kia đại số mệnh thuật chi lực lượng kinh khủng, là quân là biết nhưng mang đến nhân quả phản vệ cũng càng là khủng bố đó là một loại sẽ cho người nghiện đồ vật biết rõ có vô cùng chỗ xấu nhưng lại nhịn không được muốn đi sử dụng nếu như không phải tại dưới cơ duyên xảo hợp để cái kia thần nông đỉnh ứng kiếp dập tắt số mệnh kiếp hỏa la quân liền sớm không biết chết đến nơi đâu cái kia số mệnh kiếp hỏa chi hung mãnh đã có thể thiêu chết một cái tiên giới thiên quân đây là đại số mệnh thuật chỗ kinh khủng minh nguyệt tiên tôn còn là muốn đem lam tử y cứu lại chỉ là đây cũng là lam tử y cướp, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Nàng cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Sau đó, là quân nghĩ đến cái gì, nói ra, nói đến, hôm đó ngài đi vũ hóa môn tặng đầu người, vừa tốt ta cũng tại. Có đúng không, người cũng tại, Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngoài ý muốn. Là quân nói ra, ta biết ta giúp không ngài cái gì bận bịu cho nên thuận tiện đi vào vũ hóa môn tảng chân các lấy chút bảo vật. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, tiếp mà vỗ tay cười to, nói ra, ngươi thật đúng là. Đem vũ hóa môn tàng chân các xem như nhà ngươi hậu hoa viên A. Là quần ngượng cười hai tiếng, nói ra, vận khí tốt mà thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đó cũng không phải là đơn thuần vận khí tốt A. Là quần nói tiếp, hôm đó, ngài toàn thân trở ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại, không giống như là toàn thân trở ra sao. Là quần nói ra, ta là về sau mới hiểu được, vũ hóa môn, trời cao tông, thần tộc những thứ này, thực lực bọn hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tướng lên, tựa hồ Minh Nguyệt cung căn cơ nông cạn rất nhiều. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, ta biết người chỉ là cái gì, những cái kia quá trí tôn mà. La Quân nói ra, tại hạ có chút lạ, nhiều năm như vậy, vũ hóa môn vì cái gì một mực không thể diệt Minh Nguyệt cung đâu. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, chẳng lẽ người cho rằng ta hội không có chút chuẩn bị sao? Vũ Hóa Môn, người tổ sư gia kia tiêu linh đã vinh thăng tiên giới, còn có một số lợi hại trí tôn ẩn tàng thời không chỗ sâu, một mực không có xuất hiện qua. Tại ta thành lập minh nguyệt cung lúc, ta đã liên lạc vài bằng hữu. Cho tới bây giờ, cơ bản, có ta ở đây, cũng không cần sợ hãi Vũ Hóa Môn. Sự thật, ta thành lập minh nguyệt cung, không vì cái gì khác, là thuần túy vì cho Vũ Hóa Môn một ngạt, chỉ là không nghĩ tới. Minh Nguyệt Cung hội phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Đây cũng là, vốn là dọc theo đường ăn cướp không muốn kịch giả trở thành sự thật làm hoàng đế la quân tại minh nguyệt cung đợi ba ngày ba ngày thời gian bên trong la quân lần nữa đem chính mình thần thông sắp xếp một phen đồng thời cũng cùng linh tuệ hòa thượng câu thông một phen linh tuệ hòa thượng nói ra đạo hiếu thực ngươi bây giờ còn có rất lớn thiếu hụt ừm la quân nghe vậy khẽ giật mình nói ra nói thế nào ngươi đến chính mình chế tạo một kiện thuộc về chính ngươi pháp khí Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hiếu, người lại nghe bần tăng tỉ mỉ nói đến. Là quần nghe vậy cũng nhịn phía dưới tính tình, nói ra, tốt, người nói. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng cân nhắc đến đạo hữu thân người tất cả tiền vốn. Cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống, uy lực vô cùng. Nhưng là trước mắt mà nói, người còn không có đả tới có thể vạn pháp quy nhất cấp độ. Cho nên, huyền hoàng thần cốc hạt giống muốn lấy ra ngăn địch, rất không có khả năng mà thiên đạo bút, lại càng không cần phải nói. Thực những vật này, cũng không thể trả trách bạn ngươi. Dù sao, đạo hữu người căn cơ quá nhỏ bé. Xem như viên giác pháp thần như thế nhân vật, theo xuất thế đến thành đạo, đó cũng là phải kể tới hàng trăm năm. Ngươi mới bao nhiêu năm? Là quân nói ra, cho nên ngươi bây giờ ý nghĩ là, ta muốn chính mình chế tạo pháp khí. Lợi hại pháp khí tại đạo hữu tay ngươi không phát huy ra uy lực, đây là chí mạng nhất. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Là quân nói ra, ta tự đánh mình tạo pháp khí, có thể giải quyết vấn đề sau này. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tối thiểu ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống, đồng thời theo thực lực ngươi tăng trưởng, từng bước hoàn thiện. Có biển linh hồn cùng bần tăng tại, đạo hữu ngươi kiện pháp khí này đã được trời yêu ái. Là quân cũng không hoài nghi linh tuệ hòa thượng dụng tâm, hắn nói ra chỉ là để ngươi tới làm khí linh, cái này đối ngươi quá tàn nhẫn đi. Linh tuệ hòa thượng nói ra cũng sẽ không bần tăng cũng không phải là nhân loại, cho nên đạo hữu người pháp khí có thể là bần tăng thân thể. Bần tăng cũng nghĩ rõ ràng, bần tăng cùng đạo hữu người cùng một chỗ chính là thuận theo thiên đạo, có lẽ tương lai còn có thể có cái tốt kết cục. Mà lại, người thân thủ chế tạo pháp khí, bần tăng mặc dù là khí linh, nhưng cũng không thể phản bội ngươi. Cứ như vậy, đạo hữu cũng không cần lại đối bần tăng mang trong lòng phòng bị. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta không có đối ngươi lưu giữ lòng đề phòng. La Quân lập tức thêm lớn âm lượng, hắn chừng mắt, nói ra, lâu như vậy, đến cùng là ta đối với người không đủ tín nhiệm, vẫn là người đối với ta không đủ tín nhiệm. Linh Tuệ Hòa thượng giật mình một chút, sau đó, hắn mắt lóe qua vẻ cảm động. Bất quá, cái này tia tâm tình bị hắn rất nhanh che giấu. Hắn là cái tình cảm không lộ ra ngoài người. Là bần tăng lỡ lời, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. La Quân nói ra, ta nói qua, ta cái mạng này là ngươi cứu tương lai ngươi cho dù muốn như thế nào ta cũng nhận chỉ cần ngươi chăm sóc lấy một chút người nhà của ta ta là chết tại tay ngươi ta cũng coi ngươi là huynh đệ ai nha linh tuệ hòa thượng nói ra đạo hữu ngươi đừng nói bần tăng đời này cũng không có rơi xem qua nước mắt la quân nhìn về phía linh tuệ hòa thượng hắn cũng không thích dạng này già mồm sau đó liền còn nói thêm tốt không đề cập tới ta làm sao đánh tạo pháp khí Linh tuệ hòa thượng cũng lập tức trở lại chuyện chính, nói ra, biển linh hồn còn thiếu một vị thuốc. Thuốc gì? La quân lập tức hỏi. Hắn không đợi linh tuệ hòa thượng trả lời, lại còn nói thêm, người nói là, luân hồi chi lực. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đường lúc đầu bạn ngươi sớm nghĩ đến. La quân nói ra, linh hồn cùng luân hồi vốn là người một đường, ta là muốn qua, nhưng không biết như thế nào vào tay. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đại luân hồi thuật cùng biển linh hồn ngược lại là tuyệt phối, nhưng hôm nay biết cái này môn đại luân hồi thuật tựa hồ chỉ có hai người, một cái là vũ hóa môn người sáng lập tiêu linh, một cái là đại địa thiên quân che đậy. Cái này đại luân hồi thuật, bần tăng dám khẳng định, trong thiên hạ lại không người thứ ba hội này môn thuật pháp. Người sao có thể khẳng định, là quân không khỏi lớn. Linh tuệ hòa thượng nói ra, nhìn thi triển thuật pháp vận may vận, cái kia là đó có thể thấy được manh mối. Minh Nguyệt cô nương đem đại thôn vệ thuật ngoại truyền, khí vận bị phân mỏng về sau, thoạt nhìn là khác biệt cực kỳ. Mà đạo hữu người đem cái này ba nghìn đại đạo khắp nơi bên ngoài đưa, bần tăng dám khẳng định, tương lai là có tai họa. Không thể nào, là quân giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A-di-đà Phật. Là quân nói ra, người cái này nói đến ta, xem ra ta phải đi đem mặc nùng, kiều ngưng thân thể ba nghìn đại đạo cho thu hồi lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chưa chắc không thể la quân nói ra ta dựa vào người nếu biết cái này một gốc dạ sao không nói sớm linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng la quân nhìn nhiều linh tuệ hòa thượng nói ra thật linh tuệ hòa thượng nói ra tại sao nói bạn nhanh như vậy không tin bần tăng người cái tên này không thành thật lắm trước kia ta coi là đại lôi âm phổ độ pháp đã đem ngươi khống chế nhưng sau đó thì sao ta xem ở có một số việc người vẫn là có điều giấu giếm. La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức kêu lên đụng thiên khuất, nói ra, bần tăng ban đầu cũng là bị đạo hữu người độ hóa, chỉ là cái này linh trí còn có thật nhiều pháp tắc ý thức là về sau mới bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, nói không lừa gạt A. À. Tốt A, à, tính toán, La Quân nói ra, vốn là coi là ba nghìn đại đạo bên ngoài đưa, là một kiện khẳng khái sự tình. Như thế nào hoàn thành tai họa? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hết thảy thuận đương nhiên tốt la quân nói ra ta thu hồi ba nghìn đại đạo liền có thể miễn các nàng tai ách linh tuệ hòa thượng nói ra cái kia bần tăng cũng không dám cắt bình tĩnh vậy ta muốn hay không cũng vứt bỏ ba nghìn đại đạo la quân hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra đạo hữu người vốn tại lốc xoáy lớn nhất tâm ném cùng không ném có cái gì khác nhau la quân thở dài nói ra ai tính toán về sau lại sách đi linh tuệ hòa thượng nói ra tốt, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Hắn tiếp tục nói, đại luân hồi thuật cơ bản là không thể nào, nhưng bần tăng biết có một kiện tàn phá đạo khí. Món đạo khí kia gọi là tiểu vĩnh sinh chi môn. Tiểu vĩnh sinh chi môn, là quân bị kinh ngạc. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vĩnh sinh chi môn còn chưa bao giờ xuất hiện qua, hết thảy đều đang đồn nói chi. Làm một người đem 3.000 đại đạo tề tụ dung hợp về sau, vĩnh sinh chi môn sẽ xuất hiện. Làm vĩnh sinh chi môn xuất hiện, chính là thiên nhân ngũ suy thời điểm. Cũng là nói, vĩnh sinh chi môn xuất hiện, thiên địa đều muốn hủy diệt. Đây là thiên đạo không cho phép sự tình, cho nên, đây cũng là vì cái gì vĩnh sinh chi môn chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Là Quân nói ra, đã như vậy, như vậy cái này truyền thuyết căn cứ là làm sao đến. Chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, dựa vào cái gì nhận định phải có. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lời nói không phải nói như vậy, đạo hiếu người cũng không chết qua, nhưng người bây giờ có phải hay không đã đem sau khi chết tình huống phỏng đoán đến rõ ràng. Là quân yên lặng, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vĩnh sinh chi môn phỏng đoán là căn cứ 3.000 thế giới, 3.000 đại đạo đến phỏng đoán, cơ bản không có lầm. Cái kia tiểu vĩnh sinh chi môn là chuyện gì xảy ra? Là quân liền hỏi, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiểu vĩnh sinh chi môn là một kiện bí văn, biết sự kiện này người không nhiều, lúc trước một cái quái ra hỏa, mô phỏng ra 3.000 đại đạo tạo tiểu vĩnh sinh chi môn. Nhưng là tiểu vĩnh sinh chi môn mới ra đến trực tiếp nổ tung. Cơ bản không có sử dụng tới. Là cái kia quái gia hỏa, lại có bực này bản sự. Là quân nói ra, mặc kệ như thế nào, hắn có thể mô phỏng ra 3.000 đại đạo đến, đây cũng là cái nhân vật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn tại thời đại chi, không có cái gì danh tiếng. Mà lại vẫn luôn tại tu hành, năng lực thực chiến không mạnh. Hắn cả đời đều đang nghiên cứu vĩnh sinh chi môn, sau cùng cũng chết ở tiểu vĩnh sinh chi môn nổ tung. Bần tăng nhớ đến, hắn gọi là tà tải. Việc này, làm sao ngươi biết, là quân tốt. Linh tuệ hòa thượng nói ra, lúc đó đi, ra hỏa này tìm tới bần tăng, hướng bần tăng thỉnh giáo mấy môn ba nghìn đại đạo. Bần tăng đối với hắn tưởng tượng cảm thấy rất hứng thú, nói cho hắn biết ba nghìn đại đạo một chút huyền bí. Chỉ là về sau, hắn tiểu vĩnh sinh chi môn nổ tung hắn cũng thân tử đạo tiêu. Bần tăng lúc đó kịp thời đuổi tới, đem tiểu vĩnh sinh chi môn rất nhiều tạo vật khí, còn có luân hồi chi lực phong tồn. Là quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đại hỷ, nói ra, nguyên lai tiểu vĩnh sinh chi môn tại tay ngươi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, là tại bần tăng tay, nhưng bần tăng nhét vào một chỗ bảo bối núp bên trong. Là cái kia bảo tàng, ương thế giới, là quân hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái kia bảo tàng hẳn là không người đi lấy, bần tăng đem giấu ở một cái khác tinh cầu. Lấy đạo hữu người thực lực bây giờ, đoán chừng phải tốn 50 năm ở giữa mới có thể đến tinh cầu kia. La Quân nói ra, người nói như thế nửa ngày, cái này có làm được cái gì? La Quân không khỏi uể oải, còn có, tiểu vĩnh sinh chi môn đều tàn phá, ta lấy đến có thể sửa chữa tốt sao? Thứ này, sợ là thiên đạo đều không cho phép đi. Đại vĩnh sinh chi môn là không cho phép, tiểu vĩnh sinh chi môn, bần tăng đoán chừng là cho phép. Cái kia tà tại chỗ lấy thất bại, cũng là thiên mệnh không tại hắn. Nhưng đạo hữu người khác biệt, bần tăng vẫn là có lòng tin. Tại cái kia chỗ bảo tàng bên trong, bần tăng còn có hắn rất nhiều tài liệu. Cái kia một tòa bảo tàng, là bần tăng lớn nhất tài phú. Các loại nơi này sự tình, bần tăng cùng đạo hữu ngươi sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp tiến đến. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. là quần nói ra, trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc đến những thứ này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước kia đạo hữu ngươi tu vi quá yếu, bần tăng sách cũng vô dụng. Những cái kia năm tháng quá xa xưa, bần tăng cũng là tại nhìn thấy đạo hữu người biển linh hồn về sau, mới có cái này lớn mật ý nghĩ. La Quân nói ra, tốt a à, cái kia cho sau rồi nói sau. Linh Tuệ Hòa Thượng gật đầu. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này sớm, La Quân thu đến xích viêm ly truyền đến tin tức ghi chép quan viên tuệ giả xuất động. Tần cô nương, tiên tôn, đi, La Quân lập tức lấy thần thức truyền lại, hắn cùng tần khả khanh còn có minh nguyệt tiên tôn đều bảo chỉ ấn ký câu thông. Lúc này hắn nhất động suy nghĩ, liền lập tức đều biết minh nguyệt tiên tôn còn có tần khả khanh. Đi, minh nguyệt tiên tôn nên một tiếng. Trong một chớp mắt, ba người toàn bộ tại minh nguyệt cung hư không tụ hợp. Là quần tế gia đại na di thuật, đem minh nguyệt tiên tôn cùng tần khả khanh bao trùm. Một giây sau, ở ngoài mấy ngàn dặm, đi thẳng đến phương thiên thuyền chỗ vùng biển hư không. Trời xanh biển xanh, minh mông. Mặt trời chói trang trên, sóng nước lấp loáng. Là quần thù đại na di thuật pháp trận, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Căn bản bắt không đến cái kia ghi chép quan viên tuệ giả hành tung. Bất quá lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đã bắt đầu thần niệm bắn phá. Nàng lại là trong nháy mắt bắt được cái kia tuệ giả tung tích. Đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, nàng đại na di thuật cũng triển khai. Trong một chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tại ở ngoài ngàn dặm. La Quân lập tức bắt Tần Khả Khanh truy hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tần Khả Khanh cũng có phần bất đắc dĩ, nàng tuy nhiên tu vi cao hơn La Quân, nhưng là nàng thân pháp cùng La Quân tướng là kém xa. La Quân đại na di thuật triển khai, Tần Khả Khanh vỗ mông ngựa đều truy không lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã khóa chặt ghi chép quan viên tuệ giả. Trong nháy mắt đó, nàng động thiên pháp tắc buông xuống, trực tiếp đem cái kia ghi chép quan viên tuệ giả cho bao phủ tại. Là quân mang theo tần khả khanh trực tiếp xâm nhập đến Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc bên trong. Cái này động thiên pháp tắc, là quân lĩnh giáo qua vô số lần. Tại địch nhân động thiên pháp tắc bên trong, đây tuyệt đối là thống khổ kinh lịch. Nhưng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc bên trong, là quân cùng tần khả khanh thì là như cá gặp nước. Hai người tiến vào động thiên chi trước mắt không gian cấp tốc tách ra. Trong một chớp mắt, cái này hai người tới chàng, cùng minh nguyệt tiên tôn cùng một chỗ, lấy ba người vây kín thái độ vây lại cái kia ghi chép quan viên tuệ giả. Là quân lúc này cũng thấy rõ ràng tuệ giả. Cái này tuệ giả, là quân nhìn xem, cảm thấy có chút mặt mù, cảm thấy tất cả linh tôn giống như đều một cái dạng. Hắn liền được cái đều phân biệt không được, chớ nói chi là đối phương tuổi tác chờ một chút hết thảy. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình siêu cường ký ức lực đến phân phân biệt ai là ai. Bất quá đáng giá nói chuyện là, tuệ giả ánh mắt chi thâm thúy mà cuồn cuộn, hắn tại đứng trước cái này tam đại cường địch vây quanh lúc, y nguyên tỉnh táo không, lại ánh mắt chi không có không gợn sóng, tựa hồ căn bản không để tại tâm. Các ngươi là ai? Tuệ giả ánh mắt một mực thả tại Minh Nguyệt tiên tôn thân thể, hắn thân thể cơ hồ không nhúc nhích cũng không có quay đầu nhìn La Quân cùng Tần Khả Khanh. Rất hiển nhiên, hiện trường ba người, đáng giá nhất vệ giả kiên kỵ là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đằng sau hai người, hắn thần thức đã tìm kiếm rõ ràng, không cần quay đầu. Đương nhiên, tuệ giả tìm kiếm rõ ràng chỉ là La Quân cùng Tần Khả Khanh Tu Vi. Nếu như hắn quay đầu, sẽ nhận ra La Quân, từ đó đối La Quân thực lực một lần nữa ước định. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhớn lên, nhạt lạnh nói ra, các người bắt bao nhiêu nhân loại tu sĩ, tạo nhiều ít nghiệt. Người bảo hôm nay, bổn tọa muốn làm gì? Tuệ giả hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, xem ra người biết không ít thứ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá bằng ngươi, cũng muốn đến vì nhân loại ra mặt, người có cái này cân lượng sao? Gia hỏa này có chút lợi hại, giam ba câu muốn tìm động minh nguyệt tiên tôn lửa giận, muốn phá hư minh nguyệt tiên tôn pháp tắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh, lập tức xuất thủ nàng vừa ra tay chính là đại phong ấn thuật tiên tôn đại phong ấn thuật tuyệt đối không phải la quân có thể nghĩ nhưng gặp chàng trong nháy mắt ngàn đầu màu trắng tráng kiện dòng sông xuất hiện lại là đem đại phong ấn thuật tu luyện tới trong suốt lưu ly đồng dạng dòng sông bộ dáng không giống la quân vẫn là ngàn đầu màu trắng sợi tơ những thứ này dòng sông lôi kéo khắp nơi cấp tốc đem tuệ giả bao trùm dòng sông nhấp nhô cấp tốc thu nhỏ trong nháy mắt lại hóa thành ngàn đầu sợi tơ trong chớp mắt, tuệ giả bị bao khỏa thành màu trắng kén tằm. To như dòng sông, liền đem không gian phong tỏa chết. Một khi phong tỏa chết tuệ giả, lập tức lại hóa thành sợi tơ, tiến hành tinh luyện phong ấn. Đây là Minh Nguyệt Tiên Tôn đại phong ấn thuật. Cái kia tuệ giả tại đại phong ấn thuật bên trong, lúc này, đại phong ấn thuật muốn đem tuệ giả tất cả huyết nhục luyện hóa, đem hắn phong ấn thành một viên thuốc. Nhưng cái này tuệ giả như thế nào dễ dàng như vậy đối phó? hắn tại nguy cơ chi, mi tâm quá nhãn xuất hiện. Trong nháy mắt, một đạo màu xanh lam hung hắn chủ quang mạnh mẽ chém giết đi ra. Cái này chủ quang đem đại phong ấn thuật tạo thành kén tầm bắn mở một đầu lỗ hồng. Sau đó, tuệ giả theo đại phong ấn thuật xuyên thẳng qua đi ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hung hãn chủ quang trực tiếp như tia chớp bắn giết hướng minh nguyệt tiên tôn. Tốc độ nhanh đến hảo điên, ánh mắt chiếu tới, chủ quang liền chém đến minh nguyệt tiên tôn thân thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, trước người nàng không gian biến hóa, đồng thời xếp chồng. Nhìn như nàng tại tuệ giả trước mắt, nhưng cái này chủ quang chém giết tới, lập tức vượt qua mấy ngàn dặm, lại như cũng đến không Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Hư, khám phá hư ảo, tuệ giả cười lạnh một tiếng. Cái kia chủ quang đột nhiên đem chỗ có không gian phá vỡ, trực tiếp bắn giết. Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác được chính mình dịch chuyển không gian cũng ngăn cản không cái này trụ quang. Nàng trong lòng sinh ra hơi hơi nguy hiểm cảm giác, ngay sau đó, nàng cũng không nghĩ nhiều, tay áo vung lên. Trong nháy mắt, long uy cuồn cuộn, trực tiếp đem cái kia trụ quang chảm bay ra ngoài. Đừng nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn chỉ là như thế phẩy tay áo một cái, nhưng là ẩn chứa Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng cùng trí tuệ. Cái này vung lên phía dưới, tuy nhiên chém bay trụ quang nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chính thức cảm nhận được tuệ giả trụ quang sự khủng bố. Hàng phục, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nói nhảm, cấp tốc kết pháp ấn. Sau đó không gian chi, một đạo lôi long chi thủ theo tuệ giả không hàng gần, đồng thời hung hăng vổ bắt hướng tuệ giả. Cái kia lôi long quanh thân trải rộng vảy màu đen, một đạo đại thủ hạ đến, chừng to bằng một ngọn núi tiểu. Giống như là như lai Phật tổ trấn áp tôn ngộ không. Lôi điện cuồn cuộn, long uy rồi rào pháp tác mang theo bao trùm chư thiên ý vị, mang theo không thể nghịch chuyển tinh thần ý chí. Tuệ giả liền biết, cái này minh nguyệt tiên tôn là tuyệt đối cường địch. Hắn tại nguy cấp này chi, bạo giống một tiếng, đột nhiên cuồng phún một miệng màu xanh lam tinh nguyên đi ra. Sau đó trong nháy mắt, hắn trụ quang lĩnh vực hình thành. Vây quanh tuệ giả chung quanh mấy trăm dặm, toàn bộ đều là đại dương màu xanh lam. Chính là La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng xa vào đến cái này đại dương màu xanh lam chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng lâm vào tại đại dương màu xanh lam chi. Hắn lĩnh vực, cực cổ quái, cũng vô cùng lợi hại. Nghiêm chỉnh mà nói, lĩnh vực tại động thiên pháp tắc là không thể thành lập. Giống như là chút ít 60 độ nước tiến vào đại lượng một sôi trong nước, căn bản lên không tác dụng. Nhưng hiển nhiên, tuệ giả cái này lĩnh vực không tầm thường. Không chỉ có không có bị Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc có hạn chế, hơn nữa còn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng khống chế tại lĩnh vực chi cái kia đại dương màu xanh lam bên trong, không gian vô hạn. Là quân, tần khả khanh, minh nguyệt tiên tôn trong nháy mắt như lâm vào tại vô ngân tinh không chi. Là quân cùng tần khả khanh cũng không có vọng động, bọn họ trước mắt cũng mất đi tuệ giả hành tung. Vừa mới tiên tôn xuất thủ, là quân cùng tần khả khanh lược trận, cho nên vẫn chưa xuất thủ. Bọn họ là muốn bắt sống tuệ giả, đương nhiên không cần thiết đến một lần toàn bộ hạ tử thủ. Mà lúc này, tình huống thì sinh biến là quân ngưng thần, hắn cảm giác được cái này đại dương màu xanh lam là tinh không. Từng mảnh từng mảnh tinh không, vô biên vô hạn, cuồn cuộn khủng bố. Rất nhiều không biết tên tinh cầu tại tinh không phiêu đáng, nơi xa còn có trùng động, hắc động chờ một chút, lại có thời không phong bạo, mặt trời từ phong bạo chờ một chút, xa hơn chút nữa, lại có cực quang xuất hiện. Người tại dạng này một cái lĩnh vực chi, rất khó siêu thoát đi ra. Chí ít, tần khả khanh lúc này là không hề có lực hoàn thủ. Nàng không phải tay chói gà không chặt, nhưng lại đối dạng này lĩnh vực không có bất kỳ cái gì kháng cự biện pháp. Nàng thậm chí thi triển ra nàng tự thân như thủy lĩnh vực, nhưng như thủy lĩnh vực vừa xuất hiện, bị đại dương màu xanh lam thôn phệ. Đại dương màu xanh lam, sát cơ vô hạn. Tuệ giả sử dụng hắn lĩnh vực đem la quân cùng tần khả khanh vây khốn, hắn vốn không có đem hai người này để vào mắt. Hắn lúc này muốn đối phó là Minh Nguyệt Tiên Tôn, chỉ cần bắt hoặc là giết Minh Nguyệt Tiên Tôn, hết thảy uy đều sẽ không lại. Tuệ giả bộc phát ra vô cùng sát ý, loại này sát ý trong nháy mắt đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn khắp bốn phía, lại đâu đâu cũng có loại này đại dương màu xanh lam. Tựa hồ, là nàng lâm vào người khác động thiên. Đồng thời, tuệ giả sát ý đánh tới, nhưng nàng lại không nhìn thấy tuệ giả ở nơi nào. Cái kia tuệ giả ở trên không, giống như đế chi thủ, lãnh khốc nói ra, nhân loại, đã ngươi chủ động đưa cửa, hôm nay liền đưa ngươi bắt, dứt khoát đưa vào phòng nghiên cứu nghiên cứu một phen. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, liền có thể làm sao đến bổn tọa. Ngươi cho bổn tọa đi ra. Trong nháy mắt đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên một trưởng vỗ ra ngoài. Đồng thời, như lai áo cả sa xuất hiện, một trường này đánh đi ra, Phật giới thông đạo đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn mở ra. Kim sắc vô cùng Phật lực hội tụ thành kim sắc trưởng ấn một trường vỗ ra, chung quanh đại dương màu xanh lam lập tức như thủy triều rút đi. Mà tuệ giả hiền lộ tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Nói khoác mà không biết ngượng, Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh lùng nói ra, coi là biết chút đặc thù bản sự, thật có thể bao trùm tại bổn tọa đầu sao. Hôm nay nếu không phải là muốn bắt sống ngươi, ngươi tại bổn tọa thủ hạ, chết sớm trăm lần, nghìn lần. Ngươi muốn bắt sống ta, vì cái gì, tuệ giả hơi biến sắc. Hắn đối Minh Nguyệt Tiên Tôn thật sâu kiêng kỵ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không để ý tới tuệ giả, nàng vươn ngọc thủ tại hư không bắt mấy cái, cái kia đại phong ấn thuật trong nháy mắt bắn ra mà ra, rất nhanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn tay nhiều mấy cái màu xanh lam đan hoàn. Nàng đem màu xanh lam đan hoàn hướng miệng đưa tới, trực tiếp nuốt. Bất quá là trong chốc lát, Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt tinh quang lóe lên, sau đó, nàng động thiên thay đổi, cấp tốc thẩm thấu đại dương màu xanh lam. Cái này đại dương màu xanh lam cấp tốc bị vô số không gian chia cắt la quân cùng tần khả khanh cũng thoát ly đại dương màu xanh lam xuất hiện sau lưng tuệ giả la quân ngay tại theo đại dương màu xanh lam hấp thu năng lượng cùng kinh nghiệm lúc này bỗng nhiên đi ra còn có chút không muốn ta lĩnh vực đáng giận tuệ giả phát hiện chính hắn đều thu không trở về lĩnh vực phát hiện này để tuệ giả giận dữ không thôi nổi giận sau đó thì là thật sâu hoảng sợ tuệ giả ý thức được không thể lại yêu tiếp tục đánh sau đó cái này một cái trước mắt, tuệ giả quay người. Trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc tế ra hắn bí mật pháp bảo. Lỗ tai hắn nhất động, trong lỗ tai một cái nho nhỏ đá cội lập tức tiến vào hắn não vực chi. Trong nháy mắt, tuệ giả thân thể bắt đầu vặn vẹo. Đón lấy, hắn thế mà hóa thành một đạo khác cầu vồng. Người đạo trưởng này hồng tia chớp chém tới La Quân. Hiện trường chi, là Quân tu vị yếu nhất, tuệ giả muốn đột phá, muốn chạy trốn, tự nhiên muốn tuyển la quân ra tay, đây là tất yếu. Cái này đá cội tên tự nhiên không gọi đá cội, mà chính là xanh điện từ thạch. Đây là tuệ giả tại năm đó trong vũ trụ viếng thăm lúc, kinh lịch một mảnh mặt trời xanh từ phong bạo lúc chỗ hấp thu. Hắn phát hiện cái này xanh từ chi bất luận cái gì lôi điện đều khủng bố hơn cùng lợi hại, giống như là tối nguyên thủy tinh khiết lôi điện. Về sau, cái này xanh điện từ thạch thành tuệ giả giết người pháp bảo thân thể của hắn dung nhập vào nam châm trong không gian, lấy mạc đại pháp lực thôi động xanh điện từ thạch. Cái này xanh điện từ thạch không sợ bất luận cái gì động thiên cùng trận pháp, gặp thần giết thần, gặp Phật trảm Phật. Tốc độ của hắn nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, chính là tốc độ ánh sáng cũng khó có thể cùng sánh vai. Audio điện tử võ tấn bền Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế không khỏi hoảng sợ, nàng cấp tốc biến hóa động thiên, vô số không gian chiết điệp lên, nhưng là trễ. Cái kia xanh điện từ hóa đá làm cầu vồng đã trực tiếp xuyên thẳng qua chỗ có không gian, đồng thời theo la quân trong thân thể xuyên qua. Vô luận la quân kim cương bất hoại chi thân có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn đều ngăn cản không xanh điện từ thạch cái này một cái tuyệt sát. Tuệ giả dựa vào cái này một cái tuyệt sát, không biết chảm từng giết bao nhiêu động tiên cao thủ. Chính là không trung cảnh cao thủ hắn cũng là giết qua. La quân, Tần Khả Khanh thấy thế kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng hô. Hết thảy cũng không kịp. Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, xanh điện từ hóa đá làm cầu vòng theo la quân trong thân thể xuyên thủng qua đi, sau đó tia chớp bay đi, đột phá vô số không gian trận pháp, muốn chạy trốn ra minh nguyệt tiên tôn động thiên bên ngoài. La quân, minh nguyệt tiên tôn triệt để sắc mặt thay đổi. Lúc này, các nàng liền chỉ thấy được la quân thân thể trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. Không có một tia dừng lại biến thành cho bội a à. muốn chết minh nguyệt tiên tôn giận không nhịn nổi nàng muốn đuổi theo giết tuệ giả nhưng lúc này tuệ giả tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh chính là minh nguyệt tiên tôn cũng truy không minh nguyệt tiên tôn đều truy không cái kia lại càng không cần phải nói tần khả khanh mắt thấy tuệ giả muốn rời khỏi động thiên bỏ trốn mất dạng ngay vào lúc này một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống hung hăng chém tới tuệ giả ầm ầm Vệ giả hóa thành cầu vòng cùng lôi quang đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, lôi quang liền bị chảm thành phấn vụn. Nhưng là theo sát lấy, lại liên tiếp đánh xuống chín đạo lôi quang. Chín đạo lôi quang chính là chín đạo đại linh hồn lôi kiếm. Âm ầm cầu vòng cùng chín đạo lôi quang chém giết cùng một chỗ, sau cùng oanh một chút, chín đạo lôi quang toàn bộ hóa thành phấn vụn. Nhưng lúc này, cầu vòng tốc độ cũng triệt để chậm xuống tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân hình lóe lên, xuất hiện tại cầu vòng trước mặt. Đón lấy, nàng cũng lệ hống một tiếng, nén giận phát ra một đạo lôi long chi kiếm. Ầm ầm. Đạo này lôi long chi kiếm cuồn cuộn, rồi rào, thê lương. Chém xuống một kiếm, cái kia cầu vòng rốt cuộc ngăn cản không nổi, liền ở trên không liên tục xoay tròn cấp tốc một trận, tiếp lấy khôi phục thành xanh điện từ thạch bộ dáng. Mà cái kia tuệ giả cũng theo xanh điện từ trong đá lui ra ngoài. Sắc mặt hắn khó coi, thất khiếu chảy máu, toàn thân mệt mỏi, chật vật tới cực điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem cái kia xanh điện từ thạch nhất bắt, chộp vào tay. Đồng thời, đại phong ấn thuật thi triển qua đi. Sau một lát, tuệ giả biến thành tay cỡ bàn tay bộ dáng. Hắn chỗ có pháp lực liền đều đã bị Minh Nguyệt Tiên Tôn phong bế. Minh Nguyệt Tiên Tôn một tay lấy tuệ giả chộp trong tay. Đồng thời, là quần lách mình xuất hiện tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Cái kia tuệ giả tuy nhiên bị phong bế pháp lực, nhưng nhãn lực vẫn còn hắn trông thấy la quân lúc không khỏi hoảng sợ lúc này hắn mặt lạnh tính trong mắt trí tuệ toàn bộ không còn sót lại chút gì làm sao có thể ngươi rõ ràng bị ta giết điều đó không có khả năng là giả người đã chết biến thành cho bụi ngươi ngươi là la quân ngươi là cái kia chúng ta nhiều lần truy giết không chết la quân hắn nói càng về sau giọng nói phát run không thể chính mình hắn lúc này mới biết được chính mình sai làm sai một kiện rất đại sự tình, vậy là không có nghĩ đến cái này tu vi thấp nhất ra hỏa lại là cái kia La Quân. La Quân tại linh tôn nhóm trong lòng là cái cực cổ quái ra hỏa, tuyệt không thể theo lẽ thường đến xem. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tần Khả Khanh tại La Quân phát ra 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm lúc biết ra hỏa này không chết. Khi nhìn đến La Quân còn sống cái kia một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh vô cùng ngạc nhiên, kém chút không có vui đến phát khóc. Trong nội tâm nàng càng thêm đối La Quân tràn ngập lòng tin con hàng này là cái đánh không chết tiểu cường a minh nguyệt tiên tôn thì là thở phào một hơi cái kia một cái chớp mắt nàng coi là la quân chết thời điểm nàng tâm là tràn ngập hối hận hối hận vì cái gì không ngay từ đầu đối tuệ giả hạ tử thủ nàng nghĩ đến càng nhiều là lam tử y lam tử y trước khi ngủ say xin nhờ nàng bảo vệ tốt la quân có thể chính mình lại làm cho la quân chết ở trước mặt mình khiến nàng ngày sau còn có mặt mũi nào đi gặp lam tử y nhưng bây giờ, Minh Nguyệt Tiên Tôn nội tâm tràn ngập vui vẻ. Nàng có rất ít loại này nội tâm đại nổi sóng thời điểm, mấy trăm năm qua, vẫn luôn là không có chút rung động nào. Mà La Quân chết cùng không chết, hôm nay đều khiên động nàng tâm thần. Nguyên lai like tại vừa mới, nguy hiểm nhất trong nháy mắt, La Quân kịp thời tế ra vô thủy thần ngẫu. Đồng thời, tại tuệ giả đánh giết vô thủy thần ngẫu đồng thời. Tại cái kia một ý nghĩ chợt lóe, La Quân cũng trước một bước ngăn chặn tuệ giả đường đi, tiếp lấy một hơi thi triển ra 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Hắn làm nhiều như vậy là vì bắt cái này tuệ giả. Cho dù không thể bắt sống, cũng tuyệt không cho phép để tuệ giả còn sống rời đi. Bởi vì tuệ giả một khi thoát đi, sẽ biết phương thiên trong đỏ có gian tế. Không phải vậy lời nói, lúc đó trùng hợp như vậy, hắn vừa đến phương thiên thuyền bị người ngăn chặn. Cái này 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm toàn bộ phát ra tới, là quân nguyên khí cũng là tiêu hao sạch sẽ đứng đều nhanh muốn đứng thẳng không được, vẫn là tần khả khanh kịp thời trước đỡ lấy hắn. Là quân nhanh chóng thôn vệ thuần dương đan, nguyên khí vận chuyển, cái này mới khôi phục một chút. Chúng ta đi, Minh Nguyệt tiên tôn thi triển ra đại na di thuật, cấp tốc mang theo La quân, tần khả khanh hướng Minh Nguyệt cung bay đi. Nháy mắt, La quân một đoàn người trở lại Minh Nguyệt cung Minh Nguyệt điện. La quân trước tiên ở trong phòng khách ăn đan dược, tu dưỡng nguyên khí. Tần khả khanh thì kiên nhẫn chờ đợi. Minh Nguyệt Tiên Tôn trở lại gian phòng của mình bên trong đợi, cái kia tuệ giả tại tay nàng. Là quân bàn giao Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhất định muốn phong kín tuệ giả, không cho hắn truyền lại bất cứ tin tức gì ra ngoài. Không phải vậy lời nói, dẫn tới số lớn linh tôn trả thù, chính là Minh Nguyệt Cung cũng không chịu nổi loại này tai nạn. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem gian phòng dùng đại phong ấn thuật phong kín, cam đoan để tuệ giả đem tín hiệu gì đều truyền lại không đi ra. Là quân nghỉ ngơi 3 giờ, nuốt 10.000 mai thuần dương đan mới đưa nguyên khí toàn bộ bổ sung trở về. Thực tế, mạnh như vậy được bổ sung cũng không phải là chuyện tốt, nhưng bây giờ La Quân cũng không lo được. Sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh đi vào tiên tôn trong phòng. Nơi này xem như tiên tôn nhà ở, chính là liền ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi cũng không vào tới qua. La Quân cùng Tần Khả Khanh có thể tiến đến, vậy thật đúng là vô cùng lớn vinh hạnh tiên tôn trong hương khuê đồng thời không cái gì đặc thù đồ trang sức, rất là đơn giản. Bất quá cũng không tính mộc mạc, bởi vì mấy thứ vật trang sức, còn có bên trong giường, cái ghế, toàn bộ đều là giá trị liên thành chi vật. Liền một cái bàn tròn đều là dùng ngàn năm thơm đàn mộc chế tạo. Phòng ngủ này bên trong đồ dùng trong nhà cầm tới xã hội hiện đại đi bán, có thể chế tạo ra một cái ức vạn nhà giàu tới. Là quân cùng tần khả khanh sau khi đi vào, cảm giác được ngoài phòng ngủ mặt bị một tầng khủng bố năng lượng bao trùm. La Quân lập tức nhận ra đây là đại phong ấn thuật. Cái kia tuệ giả thì bị Minh Nguyệt Tiên Tôn nhét vào trong ấm trà. Hắn chỉ có thể lộ ra một cái đầu đến. Cái này tuệ giả vốn là cái cực uy nghiêm, âm u, khiến người ta kiêng kỵ ma đầu. Nhưng lúc này lại là có vẻ hơi manh manh đi, làm đến có chút giống là tiểu tinh linh sủng vật một dạng. Tiên Tôn, La Quân cùng Tần Khả Khanh hướng giường ngồi xếp bằng Minh Nguyệt Tiên Tôn hành lễ. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng chỉ là nhìn về phía La Quân, hỏi, người khôi phục được thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ Tiên Tôn quan tâm. La Quân nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái kia tốt, nàng đón đến, nói, tên này ở chỗ này, các người muốn làm gì làm đi. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, tốt. Hắn liền tiến đến, duỗi ra hai cái đầu ngón tay kẹp lấy tuệ giả cổ áo, đem hắn theo trong ấm trà sách đi ra. Tuệ giả thân thể ướt súng, thiên sát, cái kia trong ấm trà còn có trà nóng. Minh Nguyệt tiên tôn là như thế không tử tế đem hắn ném vào, cũng may hắn ra to thịt thô, còn chịu được. Có pháp lực lúc, tuệ giả tự nhiên là ma, nhưng không có pháp lực, cũng là thường thân thể người cường tráng một chút. La quân, người chết không yên lành, tuệ giả nhìn về phía la quân, hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra, thật sao? Câu nói này không ngừng một mình ngươi nói với ta, nhưng ta hiện tại vẫn còn sống được thật tốt, Bruna chết, Thiên Brooklyn cũng chết. Ta nhìn ngươi nếu là không hợp tác lời nói, phía dưới một người chết chính là ngươi. A, à, không đúng, kế tiếp tử linh tôn chính là ngươi. Tuệ Giả nghe được cái kia chữ chết, thân thể của hắn rất nhỏ rung động một chút. Cái này tia biến hóa lập tức bị La Quân bắt được trong lòng hắn hơi hơi buông lỏng tâm đạo ừm sợ chết dễ làm nhiều đầu năm nay có sợ chết không a à? thiên bố lỗ tôn giả chết sau đó tuệ giả nhớ tới cái gì không thể tin nói ra điều đó không có khả năng tuyệt không có khả năng nhân loại các ngươi chi có thể chiến thắng thiên bố lỗ tôn giả lác đác không có mấy có thể giết chết thiên bố lỗ tôn giả càng không khả năng có tự cao tự đại là quần khẽ gắt một tiếng một cái thiên brooklyn người cũng cảm thấy chúng ta đều không thể giết chết hắn. Là người quá để mắt thiên Brooklyn, vẫn là người quá xem thường nhân loại chúng ta. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nếu như thiên Brooklyn còn sống, ta hỏi ngươi, người khác đi chỗ nào? Tuệ giả tâm lý đã tin tưởng la quân lời nói, thiên bố lỗ tôn giả đã biến mất thật lâu. Vốn là tuệ giả bọn họ còn không nghĩ tới thiên bố lỗ tôn giả sẽ chết. Nhưng bây giờ la quân kiểu nói này, hết thầy cũng giải thích được không phải vậy lời nói thiên bố lô tôn giả tính toán nhiệm vụ thất bại cũng không có khả năng một mực không lan truyền tin tức cho kỷ phấn trắng thế giới là ai sát thiên bố lỗ tôn giả tuệ giả lập tức hỏi là ta bắt ngươi vẫn là ngươi bắt ta đến phiên ngươi đến hỏi ý kiến hỏi ta chăng là quần rũi ra ngón tay đẩy tới tuệ giả tuệ giả lập tức chống đỡ không nổi lảo đảo mấy bước ngã trên mặt đất đây đối với tuệ giả tới nói là to lớn sỉ nhục a à tuệ giả nổi giận đứng dậy nói ra ngươi hắn muốn phản kháng nổi giận nhưng mà cũng ý thức được chính mình tình cảnh hắn sau một hồi khá lâu mới cắn răng nói ra các ngươi trăm phương ngàn kế bắt ta đến cùng muốn làm cái gì la quân nói ra mặc kệ chúng ta bắt người muốn làm gì ngươi đều phải hiểu rõ một việc nếu như ngươi muốn sống nhất định phải thần phục với chúng ta ngươi nhất định phải phản bội ngươi linh tôn đế quốc nếu như ngươi không muốn phản bội bảo trì ngươi khí tiết như vậy chúng ta vì giữ bí mật lý do, cũng chỉ có thể đưa ngươi giết. Nếu ta chết, chúng ta linh tôn đại năng nhất định có thể thôi toán đến là ai hạ sát thủ. Đến lúc đó, toàn bộ các ngươi đều không sống. Tuệ giả lập tức nói ra. Là quân lập tức mang theo trào phúng nói ra, ai nha, người kiểu nói này, ta còn thực sự có chút sợ đây. Sau đó, là quân giọng mang lạnh lẽo nói ra, nhưng ngươi không muốn lầm, thiên hạ này còn không phải là các ngươi linh tôn. Các ngươi đã sớm trăm phương ngàn kế muốn giết ta, liền một cái thấp tu vi ta đều giết không chết, các ngươi linh tôn có cái gì đáng giá tự ngạo. Mà lại, La Quân lại tiếp tục nói, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi không hợp tác, ngươi nhất định sẽ tại phía trước ta chết. Tuệ Giả mắt thoáng hiện vẻ thống khổ, hắn nói ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta muốn làm gì, ngươi muốn sống, duy nhất đường là từ nay về sau phản bội linh tôn, theo chúng ta làm một đầu nghe lời chó nếu như ngươi đầy đủ nghe lời có lẽ sẽ làm cho ngươi người tư cách thế nhưng bất kể nói thế nào ngươi đều là sống lấy có thể ngươi muốn không thuận theo ngươi rất nhanh sẽ vì ngươi đế quốc hiến thân ta không thể phản bội ta quốc gia tuệ giả thống khổ vạn phần nói ra tần khả khanh cùng minh nguyệt tiên tôn lúc này đồng thời không nói lời nào yên tĩnh nhìn lấy la quân biểu diễn vả lại loại này bức cung sự tình các nàng cũng không am hiểu là Quân ngược lại là xe nhẹ đường quen. La Quân nghe tuệ giả nói như thế, liền vỗ tay nói ra, tốt, rất tốt. Các hạ khí tiết khiến người ta bội phục, bất quá như là đã làm thành hiện tại cái này bộ dáng. Chúng ta cũng không có đem các hạ thả trở lại đạo lý, cái kia là mình tìm phiền toái cho mình. Giết ngươi, cũng là một trăm, miễn cho ngươi sau khi trở về, tới tìm chúng ta báo thù. Không, không, tuệ giả kinh hoàng nói ra, chỉ muốn các ngươi chịu thả ta đi, việc này ta tuyệt không truy cứu. Ta chính là đế quốc vinh diệu ghi chép quan viên, thân phận tôn quý. Như thế bị nhục, chính là hổ thẹn đại nhục, làm sao có thể để hắn linh tôn biết. Có thể là các ngươi như giết ta, như thế sự tình, đế quốc trưởng lão nhất định có thể thôi diễn đi ra, đến lúc đó, các ngươi mới có thể thật phiền phức. Là quân nói ra, vậy các ngươi làm sao không có thôi diễn ra thiên Brooklyn là như thế nào chết? Tuệ giả nghẹn lời. Cái này thật là một cái rất cổ quái sự tình, đế quốc những cái kia tinh bản các trưởng lão thôi diễn thật lâu, thủy chung đến không đến bất luận cái gì liên quan tới thiên Brooklyn tung tích. Là quân nói ra, tốt, tuệ giả, ngươi đừng nói nhảm. Khó nói chúng ta tốn sức chăm cây nhìn đắng bắt ngươi đến, là vì ngươi một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Nghĩ gì thế? Tuệ giả nhìn về phía La Quân, nói ra, vì cái gì ngươi biết tên của ta? La Quân nói ra, rất đơn giản, phương thiên trong đỏ còn có ta người. Người kia là xích viêm ly. Hắn không e rè nói ra, thái độ rất rõ ràng. Không hợp tác, muốn cạo chết ngươi, một điểm đường lui cũng không lưu lại. Nguyên lai là hắn, hắn như thế nào bị ngươi thu mua. Thần không biết quỷ không hay, tuệ giả cảm thấy có chút khó tin, đồng thời, hắn cũng minh bạch là quân tầng này ý tứ. Hắn biết, là quân sẽ không cho hắn thứ hai con đường đi. Kiên nhẫn có hạn, có thể nói thành nói không thể giết ngươi ta lại nghĩ biện pháp ta không tin phương thiên trong đò từng cái đều là như ngươi như vậy có cốt khí la quân nói ra tuệ giả trầm mặc đi xuống tần cô nương đã như vậy đám kia hắn làm lựa chọn tác thành cho hắn trung thần nghĩa sĩ tên giết hắn đi la quân nói ra tần khả khanh nói ra tốt nàng tự nhiên là biết muốn làm sao phối hợp đợi một chút minh nguyệt tiên tôn nói ra tên này năng lực có chút cổ quái, vẫn là để bổn tọa đến đem tinh luyện thành một khỏa đan hoàn phục dụng, tăng trưởng công lực đi. Miễn cho lãng phí. La Quân nói ra, tốt, như thế làm phiền tiên tôn. Bọn họ trò chuyện ở giữa, căn bản không có đem tuệ giả tánh mạng coi ra gì. Tuệ giả chính là sống mấy ngàn năm lão quái, kiến thức rộng rãi, cũng biết nhân tính quỷ mị, cũng biết La Quân bọn họ những thứ này thủ đoạn đồng thời không cao minh. Nhưng là lúc này, việc quan hệ đến tính mạng hắn, hắn vẫn là không cách nào lạnh nhạt không cách nào siêu thoát tuệ giả là sợ chết hắn càng rõ ràng nếu như mình thật không hợp tác bọn họ cũng thật hạ thủ được minh nguyệt tiên tôn ngón tay cái vẩy một cái lập tức gian phòng bốn phía thỏ vào vô số màu trắng sợi tơ cái này màu trắng sợi tơ trong nháy mắt đem tuệ giả bao trùm tuệ giả lập tức cảm giác được những sợi tơ này giống như thiên địa hồng lô một dạng vô cùng pháp tắc buông xuống đồng thời tại luyện hóa hắn thân thể năng lượng huyết nhục tuệ giả cảm giác được sinh mệnh ngay tại tan biến. Vô số quá khứ ở trong đầu hắn nhất thời như phù quang lược ảnh. Hắn sống mấy ngàn năm, hắn kinh lịch vô số năm tháng, hắn hiểu được sinh tử chân lý, hắn sống đến thấu triệt, minh bạch. Hắn biết, đạo này đề là không có khoan nhược, chỉ cần vừa chết, tất cả nỗ lực, tất cả tích lũy đều sẽ tan thành mây khói. Hắn dạng này người, làm sao lại vì đế quốc tín ngưỡng, vứt bỏ sinh mệnh mình. Tín ngưỡng đều là để lừa gạt những cái kia tu vi yếu ớt người, tín ngưỡng chính là tầng người đến nô dịch tầng dưới người thủ đoạn. Cho nên, tuệ giả không có tín ngưỡng, hắn duy nhất tín ngưỡng là còn sống. Không muốn, không muốn. Tuệ giả nghĩ đến chỗ kinh khủng, đột nhiên âm thanh kêu to lên. Hắn tại trong chớp mắt ấy, cảm thấy mình giống như đã chết qua một lần. Ta hợp tác, đừng có giết ta, ta nguyện ý khuất phục, tuệ giả kêu to nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn vốn cũng là hù dọa tuệ giả, nàng căn bản không nguyện ý thôn phệ người khác đan hoàn. Bởi vì như vậy mặc dù sẽ gia tăng nàng công lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ gia tăng nàng pháp lực tạp chất còn có nhân quả. Cái kia cũng không là một chuyện tốt, cũng không phải chính đạo. Tuệ giả nhặt về một cái mạng, hắn ngồi liệt tại bàn, miệng lớn thở hồn hền. La quân mấy người cũng không thúc giục hắn, mặc cho hắn thở dốc. Sau một lúc lâu, tuệ giả nói với La Quân, có thể đem thân thể ta khôi phục thành bình thường lớn nhỏ sao? La Quân gật đầu, nói ra, có thể. Hắn tiếp lấy nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, làm phiền Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu, tay nàng pháp ấn nhảy lên, chính là mấy cái. Chỉ gặp tuệ giả thân thể có mấy sợi nhỏ bé sợi tơ bị rút ra mà đi. Đón lấy, tuệ giả thân thể mấy cái run run, cấp tốc biến lớn, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. La Quân cấp tốc đem hắn một chảo, bắt đến địa hắn là cảm thấy tiên tôn cái bàn tinh mỹ cực kỳ, không thể bị con hàng này làm hỏng. Tuệ giả khôi phục lại nguyên lai thân cao, tiếp cận 3 mét. Còn tốt cái này nóc phòng cũng đủ cao, không đến mức để hắn đụng phải đầu. Minh Nguyệt tiên tôn mở miệng nói ra, đã người nguyện ý khuất phục, vậy rất tốt. bổn tọa nơi này có cổ huyết chiếu, các người tại huyết chiếu quyết định khí ước. Từ nay về sau, người vĩnh viễn vì là quân nô lệ. Như làm trái phản chủ nhân chi ý chí, làm vạn trùng chu tâm mà chết. Huyết chiếu, tuệ giả nghe vậy biến sắc. Thế nào, Người không nguyện ý?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Tuệ giả liền vội vàng lắc đầu, sau đó nói, "Ta nguyện ý." "Rất tốt." Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức theo phòng bị tu di lấy ra một dạng sự vật, đó chính là một đạo màu vàng ống cổ thánh chỉ. Thánh chỉ mặt có một mảnh huyết sắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy là quân máu tươi, còn có tuệ giả máu tươi. Nàng đem hai người máu tươi dung hợp sau đó tại huyết chiếu mặt đại bút mua bút. Như thế về sau, huyết chiếu rất nhanh viết thành. Đón lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn búng một ngón tay, đem máu này chiếu làm hai phần. Sau đó, huyết chiếu hóa thành hai sợi huyết quang, phân biệt bay vào đến La Quân cùng tuệ giả não vực chi. Cái kia huyết chiếu tiến vào La Quân trong não vực về sau, La Quân lập tức cảm giác được diệu. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia phần huyết chiếu tồn tại ở trong não vực, đồng thời còn có thể rõ ràng cảm giác được một phần khác huyết chiếu tình huống. Cái kia một phần huyết chiếu bên trong tràn ngập lực lượng, đồng thời chưa nhiều hơn mình hóa thành vô số kinh mạch cùng tuệ giả não vực kinh mạch dung hợp lại cùng nhau. Một khi là quân động niệm, liền có thể trong nháy mắt giết chết tuệ giả. Cũng có thể để tuệ giả đau đến không muốn sống. Càng đã nghiền là, cái kia huyết chiếu đầu dây thần kinh có thể biết được tuệ giả tâm ý, nếu như tuệ giả động phản kháng chi niệm, là quân lập tức có thể biết được. Mà lại, cái kia huyết chiếu cũng sẽ tự động trừng phạt tuệ giả. Là quân cũng cảm giác mình trong não vực huyết chiếu cũng mọc ra kinh mạch, đồng thời cùng tự thân não vực kinh mạch nối liền cùng một chỗ. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Là quân tại thời khắc này biết, hắn hoàn toàn trưởng khống lấy tuệ giả. Đây thật là quá thần. Là quân nhịn không được nói ra, tiên tôn, máu này chiếu ngài còn có nhiều không? Minh Nguyệt tiên tôn ngốc ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới là quân mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này. Nàng không khỏi mũi vỉnh lên trời, từ tốn nói, không có. Là quân cười ha hả, cũng biết mình cái này tướng ăn khó coi một điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, máu này chiếu chính là thánh nhân hạ chiếu sách, duy nhất cái này một phần. bổn tỏa có thể được đến cũng là cơ duyên, tính người vận khí tốt, người còn lòng tham không đáy. Tiên Tôn dạy rất đúng, là quân lập tức nói ra. Như thế về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn triệt để rút lui cái này đại phong ấn thuật, cũng bỏ đối tuệ giả giam cầm. Tuệ giả cũng khôi phục pháp lực, có điều hắn vẫn là thụ thương có chút nghiêm trọng. Tham kiến chủ nhân, tuệ giả cung cung kính kính hướng la quân thở dài cúi đầu. Hắn ngược lại là người thức thời, biết lúc này như là đã như thế, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. La quân cùng tần khả khanh nhìn nhau, hai người đều là buông lỏng một hơi. La quân đồng thời không có gấp đi kỷ phấn trắng thế giới, hắn cùng Tần Khả Khanh cùng một chỗ thương lượng với tuệ giả rất lâu, cũng xác định kỹ càng kế sách. Đồng thời, là quân cùng Tần Khả Khanh cũng hiểu được bát cô nương tại tử cấm còn có tam điện hạ đường thanh đều còn sống, đồng thời bị giam giữ tại kỷ phấn trắng thế giới Linh Đô Pháp học phòng nghiên cứu bên trong. Linh Đô chính là kỷ phấn trắng thế giới thủ đô. Bắt vệ giả về sau, là quân cùng Tần Khả Khanh tuy nhiên còn chưa đi kỷ phấn trắng thế giới. Nhưng đối kỳ phấn trắng thế giới đã đầy đủ giải cũng có kỹ càng trọn vẹn kế hoạch nghĩ cách cứu viện tại tử cấm cùng đường thanh. Như thế về sau, là Quân đồng thời không có gấp muốn đi kỷ phấn trắng thế giới. Bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, đó là chữa trị vô thủy thần ngẫu. Vô thủy thần ngẫu nội bộ tinh thạch không kiên cố, là Quân bắt vô thủy thần ngẫu toái phiến, chỉ cần một lần nữa thối luyện một phen, có thể khôi phục vô thủy thần ngẫu. Bất quá cái này có phần phí công phu, cũng cần không ít tài liệu. Tốt tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết La Quân tình huống, trợ giúp La Quân cùng đi khôi phục Vô Thủy Thần Ngẫu. Ba ngày thời gian, La Quân Vô Thủy Thần Ngẫu rốt cục khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Đừng nhìn cái này nho nhỏ Vô Thủy Thần Ngẫu không quá thu hút, nhưng nó đã thành công trợ giúp La Quân tránh thoát hai lần tử kiếp. Đón lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn cho La Quân một vật. Đó chính là xanh điện tử thạch. Đây là tuệ giả pháp bảo, nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không tính còn cho tuệ giả. Minh Nguyệt Tiên tôn chính mình chứa trị xanh điện từ thạch, sau đó giao cho La Quân. Nàng biết La Quân lần này đi, tuy nhiên có rất nhiều dự định, nhưng vẫn là hung hiểm dị thường. Minh Nguyệt Tiên tôn muốn đem xanh điện từ thạch cho La Quân lúc, La Quân còn có phần có chút xấu hổ tiếp nhận. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn, bởi vì hắn biết xanh điện từ thạch bảo quý chỗ, thứ này chính là một đại sát chiêu, đột nhiên thi triển, uy lực vô cùng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì xích viêm ly sẽ nói tuệ giả có một kiện bí mật pháp khí, vô cùng lợi hại, được chứng kiến người cũng đã chết. La quân nếu không phải là có hay không thủy thần ngẫu nhiên hỗ trợ cản một kiếp, giờ phút này hắn cũng nên là một người chết. Bất quá Minh Nguyệt Tiên Tôn một phen rất mau đánh tiêu tan La Quân lo lắng, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, người lần này đi kỷ phấn trắng thế giới, nguy hiểm trùng điệp. Cái này xanh điện từ thạch bất quá là cho ngươi nhiều một phần bảo hộ mà thôi, người ta ở giữa, không cần quá nhiều khách sáo đi, La Quân nghe vậy, liền nói ra, vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau cùng lại hỏi La Quân một câu, nói ra, thật không cần bổn tỏa cùng ngươi đi cái này kỳ phấn trắng thế giới một chuyến. La Quân vội vàng nói, thật không cần, lần này đi không phải là dựa vào cậy mạnh, Tiên Tôn ngài thực lực phi phàm, ngược lại dễ dàng bị phát giác. Ta đi, có lẽ thiên mệnh vị trí, ngược lại có một ít sinh cơ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết đạo lý này, nghe vậy không nói thêm lời sau đó, La Quân lại tại Minh Nguyệt Cung tiếp tục đợi ba ngày. Hắn cần phải thật tốt cởi xuống xanh điện từ thạch. Cái này xanh điện từ trong đá, lôi điện thai ngén, hơn nữa là tinh khiết nhất nguyên thủy lôi điện. Loại này lôi điện có loại bài trừ hết thảy quy tắc, chém giết hết thảy trói buộc đạo lý cùng ý vị. La Quân biết mình lại nhặt được đại bảo bối. Thiên địa dựng dục chi tạo hóa thần A. Cái này xanh điện từ thạch cũng không phải là địa cầu chi vật, bởi vậy, địa cầu rất nhiều trói buộc. Pháp tắc đều đối xanh điện từ thạch vô hiệu. Tại địa cầu, rất nhiều lôi pháp cùng thiên lôi đều nhiễm địa cầu nhân quả, liền bị địa cầu pháp tắc trói buộc chặt. Mà cái này xanh điện từ thạch lại là nguyên thủy, tinh khiết, không nhuốm bụi trần, không chút nào chịu nhiễm nhân quả. Là Quân trong phòng tỉ mỉ nghiên cứu, đồng thời đem Linh Tuệ Hòa Thượng cũng kêu đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng kiến thức rộng rãi, nhưng ở nhìn thấy xanh điện từ thạch chi về sau, cũng là chật chật sưng, liền nói cái này là đồ tốt. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, vật này làm làm tập kích chạy trốn chi dụng, chính là hữu hiệu. Trừ phi là gặp phải không trung cảnh cao thủ, nghịch chuyển thời không. Không phải vậy, lời nói người đều có thể nhờ vào đó vật trực tiếp thoát đi. La Quân nói ra, ta ngược lại không muốn lấy thoát đi, mà là nghĩ đến đem vật này dung nhập vào ta biển linh hồn chi. Người nói sẽ như thế nào? Ừm, Linh Tuệ Hòa thượng nghe vậy nao nao, nói, người ý nghĩ này cũng không tệ đạo hữu người đại linh hồn lôi kiếm vốn đã rất là hung hán, cái kia đại linh hồn lôi kiếm nhiễm lục trọng lôi kiếp khí tức, vốn đã nên thấy thần giết thần. Bất quá đáng tiếc là, dù sao không phải đạo hữu người thật vượt qua lục trọng lôi kiếp, toán cộng lực có hạn, mới khiến cho đại linh hồn lôi kiếm uy lực suy giảm. Nếu là cái này xanh điện từ thạch, cần phải có thể cho đạo hữu người biển linh hồn, lôi lực càng tầng lầu. Là quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, là quân nói làm một chút, liền đem biển linh hồn tế ra. Trong nháy mắt, trong cả căn phòng đều tràn ngập màu đen linh hồn chi lực. Linh hồn này chi, chính là có vô cùng thần diệu. Như địa ngục xâm la, buồn bã hồn khắp nơi, như vũ trụ tinh không, hắc động vô số, rộng lớn vô biên. Vũ trụ, vốn là nói không rõ, không nói rõ. Không có người có thể đem vũ trụ nói rõ ràng. Linh hồn kết cục tại vũ trụ chi. Làm la quân dung nhập xung quanh quang đến biển linh hồn bên trong về sau, là quân biển linh hồn càng thêm hoàn thiện. Giờ phút này, xanh điện từ thạch xung nhập. Xanh điện từ thạch lôi lực tinh khiết không, như cuồn cuộn dòng sông tại biển linh hồn bên trong riêng một ngọn cờ. Linh hồn chi lực không cách nào nhiễm đến xanh điện từ mặt đá, đây là xanh điện từ thạch chỗ đặc biệt. Đồng thời, biển linh hồn bên trong rất nhiều lôi lực đều bị xanh điện từ thạch hút vào đi vào. Rất nhanh, tất cả lôi lực liền đều biến thành xanh điện từ thạch sự tinh khiết lôi lực. Ừm, nếu như xanh điện từ thạch tốt như vậy hấp thu lôi lực, vậy tại sao tuệ giả không đi hấp thu đâu? Nhưng lúc này xanh điện từ thạch nhưng lại xác thực có thể hấp thu lôi lực. Đây là có chuyện gì? La Quân không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hiểu, La Quân lập tức minh bạch, xanh điện từ thạch chỗ lấy có thể hấp thu cái này biển linh hồn lôi lực, là bởi vì biển linh hồn lôi lực nhiễm lục trọng lôi kiếp khí tức. Không phải vậy lời nói, phổ thông lôi điện bị xanh điện từ thạch hấp thu đi vào chỉ sợ xanh điện từ thạch tự thân phẩm chất cũng phải có sở hạ hàng. Nguyên lai là dạng này, là quân bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này, là quân đại linh hồn lôi kiếm phẩm chất lần nữa thăng, có chém chết rất nhiều pháp tác năng lực. Xem như lâm vào động thiên pháp tác lực, hắn cũng có thể một kiếm chảm giết ra ngoài. Đồng thời, là quân một chỉ điểm ra đi. Sau đó, biển linh hồn không ngừng co vào, sau cùng thế mà có rút lại thành một cái màu đen tinh thạch cái này màu đen tinh thạch là ngón tay kích cỡ tương đương la quân đem cái này mai linh hồn tinh thạch cầm nơi tay trong lòng của hắn rất rõ ràng linh hồn này tinh thạch là trước mắt hắn đắc lực nhất pháp bảo sau đó la quân há mồm đem linh hồn này tinh thạch nuốt vào linh hồn tinh thạch tại la quân trong đầu cấp tốc hóa thành linh hồn chi lực tại trong não vực lơ lửng chỉ cần la quân động cái suy nghĩ lập tức hắn có thể dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch liền hóa thành một sợi lôi quang chảm giết ra ngoài cũng là nói, là quân biển linh hồn tăng cường không ít. Nhưng hắn đồng thời cũng nắm giữ xanh điện từ thạch bí mật sát chiêu công năng. Như thế, là quân hít sâu một hơi, cảm thấy mình thẻ đánh bạc lại tăng thêm không ít. Cái này xanh điện từ thạch chính là là đồ tốt, như có cơ hội, nhiều hơn hấp thu một chút, nhất định rất lợi hại. Là quân nhịn không được nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra, vũ trụ chi, loại này năng lượng nhiều như sao trời cái này lợi hại cũng nhiều hơn xanh điện từ thạch bất quá là cái kia linh tôn hấp thu nhưng lại không biết cái kia đế quốc thiên chu tại cái này mấy chục triệu năm thời gian bên trong hấp thu nhiều ít bảo toàn năng lượng một khi đế quốc thiên chu thật người xâm địa cầu phần thắng đến cùng có bao nhiêu đâu la quân nhìn về phía linh tuệ hòa thượng nói ra người đây là tại là địa bóng sầu lo sao linh tuệ hòa thượng nói ra nói không sầu lo sinh diệt đều là tự nhiên sự tình tốt mà thôi la quân nói ra ngươi là con vịt chết mạnh miệng linh tuệ hòa thượng mỉm cười tại hết thảy công tác chuẩn bị hoàn tất về sau la quân cùng tần khả khanh dự định chính thức đi kỷ phấn trắng thế giới tuệ giả đều có sắp xếp bất quá tuệ giả cũng nói đi kỷ phấn trắng thế giới về sau sẽ có nghiêm ngặt kiểm tra trình tự chính là hắn cũng không thể ngoại lệ muốn tránh thoát trưởng lão hội kiểm tra rất khó la quân cho ra phương án giải quyết là hắn cùng tần khả khanh trốn linh hồn trong tinh thạch linh hồn chi lực bao khỏa, hết thảy khí thức đều sẽ bị ẩn giấu đi. Chính là trưởng lão hội cũng vô pháp phát giác. Tại không được đến linh hồn tinh thạch trước đó, là quân là muốn giấu tại biển linh hồn bên trong. Hiện tại bất quá là đơn giản hơn một chút. Tuệ giả đem linh hồn tinh thạch để vào hắn trong chữ vật giới chỉ, là quân thì bắt tần khả khanh trốn đến linh hồn tinh thạch chi. Như thế về sau, tuệ giả liền trở lại phương thiên thuyền. Tại phương thiên trong đò, tuệ giả khởi động truyền tống trận hắn có cái quyền lợi này khởi động tối cao truyền tống trận trực tiếp tiến vào trong trưởng lão hội mặt truyền tống trận theo phương thiên thuyền trận pháp khởi động sau cùng tuệ giả lấy linh tôn quan phục một mặt nghiêm túc biến mất tại kim quang chi tiến vào là một đầu giống như thời không thông đạo đồng dạng thông đạo bên trong phân tử từ trường chờ một chút hình thành từng tầng từng tầng phong bạo không lâu sau đó ở một tòa nguy nga màu trắng tinh huy hoàng trong cung điện cung điện này kiến tạo tại ao pi tư đỉnh núi đầu dường như đứng thẳng vào vân tiêu thần điện. Tại cung điện trong trưởng lão hội mặt, trận pháp chi sáng lên ánh sáng màu vàng. Trong trưởng lão hội, thủ hộ trận pháp linh tôn thị vệ thấy thế, lập tức liền đi thông báo các trưởng lão. Trưởng lão này hồi cung điện chi, rộng rãi lại u ám, xa hoa mà không mất đi lịch sử tao nhã. Tại điện van xin, trận pháp chính là bát quái chi tướng. Nhưng bát quái chi, lại có linh tôn nhóm chính mình lý giải tại. Bọn họ là cái yêu thích học tập dân tộc, cứ việc tự thân khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật đã dẫn trước nhân loại rất nhiều. Nhưng bọn hắn y nguyên không ngừng tại học tập nhân loại, đây là linh tôn nhóm ưu điểm. Đại điện chi, lập tức có vô số màu xanh lam sợi tơ đem van xin trận pháp bao phủ. Tại các trưởng lão không có đến trước đó, trận pháp người là không thể đi ra trận pháp. Đây là bởi vì, có thể đi đặc thù thông đạo đến kỷ phấn trắng thế giới đến đều là cao cấp tầng quản lý. Nhưng những thứ này tầng quản lý theo ngoại giới trở về, là bạch ác thế giới bảo mật tính, bọn họ nhất định phải thận trọng. Rất nhanh, có ba tên trưởng lão tiến đến. Ba tên linh tôn trưởng lão, cầm đầu là gơ trưởng lão. Gơ trưởng lão uy nghiêm mà lãnh khốc, hắn là trưởng lão hội phong vân nhân vật, cũng là kiên lực lượng. Đương nhiên, trong trưởng lão hội, phi tôn chính là ngục sở trưởng lão. Nhưng ngục sở trưởng lần trước thẳng bế quan không ra. Lần thì là lãnh vân trưởng lão những trưởng lão này, tu vi đều đã đạt tới không trung cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh. Linh tôn, cũng không thiếu có thể thiên quân nhân vật, nhưng những cái kia linh tôn hầu như đều đến tiên giới đi. Còn đế quốc thiên chu các cao thủ càng là khủng bố, có sống mấy triệu năm đại gia. Linh tôn chỉnh thể thực lực, là cực kỳ khủng bố. Cái này cũng là bọn hắn dám mưu đồ lớn như vậy nguyên nhân vị trí. Cho dù là tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, cũng có một vị linh tôn lão tổ tông tọa chấn, bố cục. Nhưng vị lão tổ tông này xưa nay cơ bản không xuất hiện, cũng mặc kệ kỷ phấn trắng thế giới sự tình. Trước mắt kỷ phấn trắng trong thế giới, linh tôn người chủ sự, cũng là kỷ phấn trắng thế giới vương chính là linh vương địch lỗ. Đế quốc thiên chu có hoàng đế tồn tại, cho nên không ai dám xưng hoàng. Giờ này khắc này, gơ trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão tiến đến. Tuệ giả vốn là ở nơi đó đều là vinh vang đắc ý, nhưng giờ phút này gặp gơ trưởng lão, lập tức thấp cao ngạo đầu lâu. Tuệ giả hành lễ thở dài, nói, ghi chép quan viên tuệ giả tham kiến gơ trưởng lão, tham kiến thiên giật trưởng lão, tham kiến đông lâm trưởng lão. Gơ trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, nói ra, đã trở về, chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Còn ngươi muốn làm gì, vẫn quy củ cũ, chính mình hướng đi pháp học hội báo cáo công tác. Tuy nhiên tuệ giả có thể tới lui tự nhiên, nhưng mỗi lần đều phải nói rõ ràng. Đế quốc không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. "Đúng, Gơ trưởng lão." Tuệ giả cung kính nói ra. Gơ trưởng lão ngay sau đó liền tế ra một đạo phù chiếu. Phù này chiếu chính là phong cách cổ xưa sắc, mặt có viễn cổ khủng long đồ đằng. Cái kia đồ đằng khủng long cực to lớn, tựa hồ là vần quanh tinh không vũ trụ đồng dạng. Cái kia phù chiếu xuất hiện về sau, cấp tốc bay đến tuệ giả hư không, đồng thời, cái kia phù chiếu mặt đồ đằng khủng long mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, cuồn cuộn chi uy nghiêm tỏa ra. Giống như là viễn cổ khủng long phục sinh, khủng long hai mắt tách ra ánh sáng màu vàng đến, ánh sáng màu vàng đem tuệ giả bao phủ lại. Cứ việc tuệ giả đã trải qua rất nhiều lần loại này phù chiếu lướt nhìn cảm giác, nhưng mỗi một lần, hắn đều vẫn là có loại run rẩy cảm giác. Mà lần này, tuệ giả tâm càng là khẩn trương, có điều hắn tuy nhiên khẩn trương, lại có thể đem chính mình bắp thịt chờ một chút hết thảy khống chế đến buông lỏng trạng thái hắn không thể cũng không dám lộ ra sơ hở một khi xảy ra vấn đề hắn cùng la quân còn có tần khả khanh toàn bộ đều phải chết phù này chiếu chính là linh tôn đế quốc tổ long phù chiếu đạo phù này chiếu chỉ là nhiễm tổ long một tia khí tức chính là có tia khí tức này tại cái này tổ long phù chiếu có thể thấy rõ hết thảy không có gì linh tôn có thể làm âm mưu quỷ kế có thể giấu giếm được tổ long phù chiếu ánh mắt lúc này tuệ giả cũng là đang mạo hiểm hắn cũng không xác định Dựa vào linh hồn tinh thạch đến cùng có thể hay không tránh thoát Tổ Long phù chiếu giám sát. Tại truyền thuyết chi, Tổ Long là linh tôn sáng thế tổ tiên. Tổ Long lớn lên có vô hạn lớn lên, hắn thân thể lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Không có tinh cầu có thể gánh chịu đến Tổ Long, nghe đồn chi, Tổ Long có thể đem địa cầu hoàn toàn quấn chặt lấy, hắn một miệng có thể đem địa cầu cắn rơi hơn phân nửa đi. Hắn một tiếng long ngâm, có thể làm vô số tinh cầu phá nát. Một cái kết thúc có thể đem tinh cầu đánh ra ngàn tỷ dặm bên ngoài. lúc này cái kia tổ long phù chiếu đem tuệ giả bao phủ. sau một hồi khá lâu tổ long phù chiếu thu hồi kim quang. cái kia phù chiếu tổ long bế hai mắt toàn bộ phù chiếu cũng khôi phục lại bình tĩnh. gơ trưởng lão với tay một cái đem phù chiếu cầm nơi tay hắn nhìn về phía tuệ giả nói ra tuệ giả thân người tựa hồi nhiều một cái màu đen tinh thạch. tuệ giả lập tức nói ra. Hạ thần lần này ở trên trời châu chi hơi có thu hoạch, đem một am hiểu linh hồn pháp thuật tu sĩ giết chết, chiếm lấy hắn linh hồn chi lực. Hạ thần lại lấy sanh điện từ thạch đem linh hồn chi thạch thối luyện, bởi vậy mới cái này mai linh hồn tinh thạch. Thì ra là thế, Gơ trưởng lão trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt sắc bén nói ra, vì sao không đem tu sĩ kia mang về, mà chính là trực tiếp giết chết. Chẳng lẽ ngươi có tư tâm sao? Tuệ giả nói ra, Hạ thần không dám xác thực là bởi vì tu sĩ kia pháp lực cao thâm, lại nhiều có gì đó quái lạ. Hạ thần không có năng lực bắt sống, chỉ có đem giết chết. Gơ trưởng lão cùng bên cạnh thiên giật trưởng lão, đông lâm trưởng lão ánh mắt giao lưu một phen, về sau, gơ trưởng lão nói ra, tốt ha, à, người nhanh đi pháp học hội báo cáo công tác đi. Đúng, trưởng lão, tuệ giả nói ra. Như thế về sau, tuệ giả rốt cuộc thuận lợi rời đi trưởng lão hội. Ao Pi Tư núi cung điện gọi là Thiên Long Điện, Thiên Long Điện là trưởng lão hội còn có pháp học hội thế lực chi địa. Mà Linh Vương Địch Lỗ thì là tại kỷ phấn trắng thế giới thủ đô, cũng gọi thiên đều. Thiên đô cùng Ao Kỳ Tư Sơn hình thành kỷ phấn trắng thế giới hai cỗ thế lực. Thiên đô trưởng khống kỷ phấn trắng thế giới, quản lý rất nhiều linh tôn, nhân loại, là bạch ác thế giới thăng bằng làm ra cống hiến. Mà Thiên Long Điện thì là áp đảo Thiên Đô Chi, chuyên môn nghiên cứu pháp lực, cũng người nghiên cứu loại. Các trưởng lão thế lực cùng pháp lực, đều là không thể đo lường. Tuệ giả đi theo sau Pháp học biết, tiếp nhận Pháp học hội vận hỏi. Pháp học chiếu cố kêu dài làm mic cơ diệp, cũng là một vị công tham tạo hóa hạng người. Pháp học biết lại là thuộc về một thế lực, bọn họ nghe lệnh của trưởng lão hội, nhưng cũng ẩn ẩn có cùng trưởng lão hội địa vị ngang nhau xu thế. Đáng giá nói chuyện là, rất nhiều nhân loại được đưa tới kỷ phấn trắng thế giới về sau, đều sẽ bị đưa đến Pháp học trong hội bị nghiên cứu. Pháp học hội cũng sẽ đem nhân loại pháp lực, tinh thần, pháp tác toàn bộ hấp thu về sau, đưa hiện lên trưởng lão hội. Trưởng lão hội cũng cần hướng xa xôi thiên đô giao nộp pháp thuật quyển trục. Đây là một cái sinh thái liền. Pháp học hội cung điện đồng dạng to lớn, tuệ giả tiến về pháp học biết, đầu tiên nhìn thấy là pháp học hội tiểu tổ người phụ trách Lý Ngoá Tháp. Lý Ngoá Tháp mặc lấy quần áo màu trắng, thoạt nhìn như là một tên quái thú thầy thuốc một dạng. Tại pháp học hội tầng thứ nhất trong đại điện. Linh Tôn nhóm lui tới, mỗi người bận rộn. Chỗ đó Ngói Tháp nhìn thấy tuệ giả về sau, mỉm cười, nói ra, chúng ta ghi chép quan viên đột nhiên trở về, có phải hay không có cái gì trọng yếu tin tức hướng diện bẩm báo. Thật có, tuệ giả nói ra. Lý Ngóa Tháp nghe vậy, lập tức coi trọng, nói ra, mời. Lý Ngóa Tháp là thuộc về công Linh Tôn, tu vi cũng không cao, nhưng là tại pháp học học thuật có rất nhiều chính hắn kiến giải. Lúc này Lý Ngoã Tháp đem tuệ giả dẫn vào cung điện tầng thứ 10, từ tại chỗ 10 tên Pháp học sẽ trở thành viên cùng một chỗ ghi chép tuệ giả phát hiện đồ vật, đồng thời phải thuộc về lúc phong tồn. Tuệ giả tại Pháp học hội tầng 10 trong lâu, tại Pháp học hội công tác đồng bọn chứng kiến phía dưới thiên Brooklyn tin tức. Hắn nói đi qua hắn phát hiện dấu vết để lại, thiên Brooklyn là tại thế giới bao la bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Mà lại, rất có thể đã tử vong. Đồng thời, tuệ giả nói ra, thế giới bao la bên trong, chúng ta đã từng phái qua vài lần phương thiên thuyền tiến về nhưng sau cùng đều không thành công mà theo ta được biết thế giới bao la bên trong pháp lực mức độ cùng trình độ khoa học kỹ thuật đều vẫn là ở vào một loại thấp trình độ là cái gì lực lượng để cái này thế giới bao la thành cho chúng ta linh tôn cấm khu đâu Đây là một cái đáng giá pháp học hội nghiên cứu coi trọng vấn đề lý ngó tháp bọn người ghi chép lại Tuệ giả lời nói sau đó một tên công tác đồng bọn trầm giọng nói ra Cảm tạ ngươi, tuệ giả. Ngươi tình báo rất trọng yếu, chúng ta sẽ như thực ghi chép lại, hiện lên hội trường. Mà lại tiếp đó, chúng ta có thể sẽ không định giờ mời ngươi hồi đến bổ sung một chút tình báo, cũng xin ngươi thứ cho. Tuệ giả nói ra, ta tùy thời nghe hậu đại nhân nhóm phân công. Tốt, cảm tạ. Về sau, tuệ giả rời đi. Lý ngóa tháp đưa tuệ giả ra ngoài. Ra pháp học biện về sau, lý ngóa tháp nói ra, thế giới bao la vấn đề mặt xác thực sớm có chú ý. Thiên bố lỗ tôn giả tự tiện tiến về thế giới bao la, tầng đồng thời không đồng ý. Nhưng là thiên bố lỗ tôn giả khăng khăng, bởi vậy tầng cũng coi hắn là một cái ném đường đá. Chỉ là không nghĩ tới là, thế giới bao la nước sâu như thế, chúng ta vứt xuống thiên bố lỗ tôn giả dạng này một cái ném đường đá, kết quả liền cái phao đều không bốc lên, chúng ta y nguyên không thu hoạch được gì. Tuệ giả tiên sinh, ngài phát hiện rất trọng yếu, cảm tạ ngài vì đế quốc làm ra hết thảy. Tuệ giả lập tức nói ra, đây là hạ thần chức trách vị trí, nên vì đế quốc quốc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Như thế về sau, tuệ giả mới mới rời khỏi thiên long Điện. Tuệ giả là ở tại Ao Pi Tư phía dưới núi rời kinh thành. Rời kinh là thuộc về thiên long điện thủ đô. Tuy nhiên một mực không có người nói rời kinh tính toán một cái đều, nhưng thực tế, rời kinh là ẩn ẩn cùng thiên đô đồng dạng phồn hoa. Rời kinh khoảng cách thiên long điện ước chừng hơn 300 dặm, hơn 300 dặm khoảng cách đối với thiên long điện linh tôn nhóm tới nói, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Đương nhiên, thiên long điện bên trong cũng có không biết pháp lực tồn tại, nhưng đều là bằng cấp khá cao học sĩ. Thiên long điện có chuyên môn quang điện xe đưa đón. Thiên long điện tất cả trưởng lão nhóm, lớn nhiều đều tại rời kinh loại hình có chính mình biệt thự, người nhà. Đương nhiên, vị quá cao trưởng lão nhóm là không cùng thế tục liên hệ, ở tại thiên long điện bên trong. Rời kinh, thiên long điện chính trị hóa tâm. 300.000 linh tôn nhập chủ kỳ phấn trắng thế giới, đi qua 50 năm phát triển, bây giờ linh tôn nhân khẩu số lượng đã đến 3 triệu hai bên, cái này chỉ là kỳ phấn trắng thế giới. Kỳ phấn trắng thế giới, nhân loại số lượng thì đạt tới 300 triệu hai bên. Nhưng ở kỳ phấn trắng trong thế giới, nhân loại tác dụng lớn nhất là bị chém giết, nấu ăn. Nhân khẩu xuất sinh về sau, lớn nhiều tại một tuổi khoảng chừng sẽ bị chế tác thành các loại ngon miệng thực vật, có sau đó, để làm sủng vật, có sau đó, để làm nô lệ, có trở thành lợn giống loại hình. Trẻ nhỏ chế tạo ra rú nướng giá cả muốn đắt đỏ rất nhiều, mà trưởng thành người bị chế tác thành thực vật tiện nghi rất nhiều. Người trưởng thành muốn cống hiến ra lao lực, tại lao lực bị ép về sau, sẽ bị đưa vào lò sát sinh. Đây là vận mệnh bọn họ. Tại cái này kỳ phấn trắng thế giới bên trong, may mắn nhất nhân loại chính là sủng vật. Có chút linh tôn gia đình đối với nhân loại rất hữu nghị, vô cùng sủng ái. Ở chỗ này, nhân loại hội nghe lời, có thể vượt qua so sánh vui sướng cả đời. Dân gian cũng có vui nhân loại yêu linh tôn tổ chức, bọn họ phản đối đồ giết nhân loại, phản đối đem nhân loại xem như thực vật, nhận vì nhân loại cùng hắn giống loài khác biệt, nắm giữ nhanh nhạy. Vân vân. Nhưng mặt khác một chút yêu thích ăn ăn nhân loại linh tôn nhóm thì phản bác, heo cũng rất đáng thương, chó cũng rất đáng thương, các người có phải hay không ăn chay, không ăn thịt, xong đánh dấu kỳ lân nhi mời lăn đi. Tuệ giả vẫn là cái đàn ông độc thân, nhà hắn là một tòa độc lập biệt thự, rời kinh thành thị diện tích rất lớn, chừng 30.000 km vuông, tương đương với hai cái yến kinh lớn như vậy. Rời kinh là hiện đại hóa khoa kỹ thành thành phố, đến ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Linh tôn nhóm công nghệ cao là nhân loại tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tuệ giả trực tiếp trở lại trong biệt thự, biệt thự này là tại thanh tịnh Đông Pha bên hồ. Đông pha bên hồ có không ít khu biệt thự, có thể ở chỗ này ở lại, lớn nhiều đều là linh tôn quyền quý. Mà tuệ giả cũng tuyệt đối tính được quyền quý. Biệt thự này, có ba tầng dưới, tại nóc nhà, làm một cái đại hình hồ bơi. Tại trong biệt thự, khắp nơi xa hoa, tuệ giả có 30 danh nhân loại nữ nô, chuyên môn phục thị hắn sinh hoạt, cũng nấu cơm cho hắn nấu nướng. Vân vân, những thứ này nữ nô có xinh đẹp, có xấu xí, nhưng đều tay rất khéo, cũng đối tuệ giả tràn ngập cảm kích bởi vì toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới đều là nhân loại lò sát sinh nhưng tuệ giả cho các nàng cung cấp an giấc địa phương không nhận linh tôn ức mà tuệ giả cũng rất thuận tiện cùng dễ chịu bởi vì hắn không dùng cho những thứ này nữ nô thanh toán bất luận cái gì thù lao chỉ dùng cho chút thực vật tốt dù vậy chúng nữ nô đối tuệ giả y nguyên cảm động đến rơi nước mắt lúc này đã là trời tối nguyệt thiên tuệ giả tiến đình viện cái kia mấy chục danh nữ nô tại cửa ra vào làm hai hàng, cung kính quỳ trên mặt đất, nghênh đón tuệ giả. Các nàng đầu đập trên mặt đất, đều không dám ngẩng đầu nhìn tuệ giả. Cung nghênh chủ nhân về nhà, chúng nữ nô cùng một chỗ hô. Cái kia nữ nô ở giữa thì đứng một tên lão linh tôn, hắn là tuệ giả quản gia, gọi là lão Tân. Lão Tân xu thế bước đến, lấy buồn cười nói, đại nhân, ngài vất vả. Tuệ giả gật đầu, nói ra, ta hiện tại đi lầu có việc đừng cho bất luận cái gì nữ nô tới gần người cũng không thể đến hiểu sao tuệ giả công tác có đặc thù tính cho nên lão tân cũng minh bạch lập tức nói ra tốt lão nô minh bạch tuệ giả lầu về sau lúc này mới đem la quân cùng tần khả khanh theo linh hồn trong tinh thạch lấy ra chủ nhân tuệ giả hướng la quân cung kính nói ra một tiếng này chủ nhân tuệ giả kêu không khuất nhục ở trên trời châu thời điểm hắn cảm thấy còn tốt nhưng ở đây nhân loại địa vị cực thấp tiện, mà hắn lại muốn hướng một cái nhân loại cúi đầu xưng thần. Loại cảm giác này giống là một cái nhân loại đối với một con chó hô chủ nhân một dạng. Là quần ánh mắt lãnh đạm, bên ngoài phát sinh hết thảy hắn là biết. Hắn cũng rõ ràng tuệ giả giờ phút này tâm lý cảm thụ. Nhưng là, hắn càng nhiều là phẫn nộ, phẫn nộ linh tôn nhóm tự cao tự đại, lại dám như thế đối đãi nhân loại. Ta ngược lại thật sự là tốt, là quân nhạt lạnh nói ra, linh tôn nhóm trừ nhiều lâu một chút năm tháng, thân thể nhân loại cường đại, các người đầu chân nhân loại muốn rất thông minh nhiều không? Tuệ giả hơi kinh hãi, cũng biết là quân tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn lập tức thu chính mình ra mồm, cẩn thận nói ra, nhân loại nhanh nhạy, cũng sẽ không linh tôn thấp. Là quân nói ra, không sai, nhân loại chúng ta nuôi chó, cũng có người ăn thịt chó. Nhưng đại đa số nhân loại là cự tuyệt thịt chó, mà lại, chó nhanh nhạy trình độ, cùng nhân loại há có thể đánh đồng chúng ta có thể dùng từ nói cùng các ngươi giao lưu, cho có thể cùng người giao lưu sao? Các ngươi như vậy nô dịch nhân loại, nói cho cùng, ta nhìn còn là chính các ngươi nội tâm không tự tin. Nô dịch những người bình thường kia loại, lại có cái gì các ngươi tốt kiêu ngạo? Nếu là chúng ta nhân tộc đại năng kiến tạo một cái thế giới, đồng dạng cũng có thể nô dịch các ngươi linh tôn. Vâng vâng vâng, tuệ giả nói ra, chủ nhân, cái này thật là chúng ta sai lầm. Chỉ là, những sai lầm này, Tiểu nô cũng vô pháp đi cải biến A. Đây là toàn bộ linh tôn tầng định ra phương hướng cùng mục tiêu. Và lại, và lại cái gì, La Quân lạnh lùng hỏi. Tuệ giả nói ra, chúng ta trước kia đem kỳ lân xem như sủng vật, cái kia kỳ lân cũng là có không thông tuệ. Hừ, La Quân nói ra. Hắn sau đó khoát khoát tay, nói ra, tính toán, muốn nói với người những vật này, không có chút ý nghĩa nào. Tần khả khanh ở một bên cũng không nhiều lời nói nàng hiện tại là chỉ nghe lệnh la quân. Và lại, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại như thế sự thê thảm, trong nội tâm nàng còn có chút quá tải tới. Cứ việc, trong nội tâm nàng đã có cái này chuẩn bị tư tưởng. Nhân loại, đó là vạn vật chi linh tổ A. Cũng có lẽ, linh tôn nhóm chỗ lấy cam hận nhân loại, nô dịch nhân loại, cũng là bởi vì, trong lòng bọn họ, bọn họ mới là vạn vật chi linh tổ. Bây giờ long tộc, thực tế cũng bất quá là bọn họ linh tôn chi nhánh tại thời cổ lòng tộc tại linh tôn nhóm trong mắt đều là thuộc về kém các loại chủng tộc la quân tại sách trước bàn ngồi xuống hắn hỏi tiếp lần này trở về hẳn không có để bọn hắn sinh nghi a à. tuệ giả nói ra hồi chủ nhân hẳn không có linh hồn tinh thạch bị tổ long phù chiếu phát giác được nhưng hẳn là sẽ không phát giác được bên trong tình huống mà tiểu nô dựa theo chủ nhân ngài phân phó thiên bố lỗ tôn giả tin tức cũng nên rất lớn trình độ lấy được tín nhiệm La Quân nói ra, tiếp đó, người phải nhanh chóng tra ra bắt cô nương cùng tam điện hạ hạ lạc tới. Người cảm giác được bao nhiêu thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tuệ giả mặt hiện ngượng nghịu, nói ra, tiểu nô mặc dù có chút đặc thù địa vị, nhưng pháp học viện là nước tát không lọt, cũng không thế nào bán tiểu nô mặt mũi. Tiểu nô muốn dò thăm pháp học hội tin tức, chỉ ít cần một tháng thời gian. Một tháng, La Quân chừng mắt. Chủ nhân, nếu là nóng vội, chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi. Tuệ giả vội vàng giải thích, một khi gây nên hoài nghi, chúng ta cũng khó khăn rời đi. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, la quân tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Tần khả khanh thì nói ra, tuệ giả, người đợi chút nữa mang bọn ta bốn phía dạo chơi đi. Tuệ giả nói ra, vâng, cái này đi dạo. Tự nhiên không phải để La Quân cùng Tần Khả Khanh quang minh chính đại đi đi dạo, mà chính là để bọn hắn giấu ở linh hồn trong tinh thạch, từ tuệ giả mang theo linh hồn tinh thạch, như thế mà thôi. Tuệ giả đem linh hồn tinh thạch đặt ở trong lỗ tai, là quân cùng tần khả khanh giấu ở linh hồn trong tinh thạch. Cái kia linh hồn trong tinh thạch, không gian rất lớn. Là quân cùng tần khả khanh đồng thời sẽ không cảm thấy chen chúc, trùng điệp linh hồn chi lực, lôi lực bao khỏa, giống như là tại minh mông vũ trụ chi. Đây cũng là không gian chi huyền diệu pháp. Cái này trùng điệp linh hồn chi lực bảo vệ được tần khả khanh cùng la quân, không khiến cho bọn hắn khí tức lộ ra ngoài, chính là tạo hóa cảnh cao thủ đến, cũng khó có thể phát hiện linh hồn này trong tinh thạch manh mối. Mà la quân trưởng khống linh hồn tinh thạch, thì có thể mang theo tần khả khanh tùy thời giám sát bên ngoài đã phát sinh hết thảy. La quân cùng tần khả khanh thần thức bắn phá, hết thảy cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu gặp phải cao thủ, hai người bọn họ sẽ lập tức thu hồi thần thức, không lại nhìn trộm. Tuệ giả tại ăn xong cơm tối về sau, liền ra biệt thự hắn bữa tối rất phong phú, bất quá cũng không có thịt người. Tuệ giả cùng La Quân báo cáo qua, trong nhà có nữ nô, hoặc là dưỡng nhân loại sủng vật gia đình, bình thường cũng sẽ không ăn thịt người. Rời kinh phồn hoa, vượt qua La Quân cùng Tần Khả Khanh tưởng tượng. Riêng là vượt qua La Quân tưởng tượng, dù sao Tần Khả Khanh một mực sống ở ương thế giới, ít cùng hiện đại rõ ràng tiếp xúc. Mà La Quân khác biệt, cái gì quốc tế đại đô thị đều gặp cũng được chứng kiến thần nông đế quốc cao cấp rõ ràng. Mà rời kinh, thì càng là trước đó chưa từng có. Đứng ở trên không nhìn rời kinh cảnh đêm, cái kia giống như là sáng chói to lớn dạ minh châu. Đèn đuốc, huy hoàng. Không đêm chi thành. Rời kinh xe có thật nhiều chủng loại, chia làm hậu cần mặt đất xe, không vụ xe, còn có tốc độ ánh sáng xe. Tốc độ ánh sáng xe là chính phủ dùng xe, tư nhân là không thể nắm giữ. Bầu trời chi, từng cái từng cái cao không quý đạo hình thành, đèn đường sáng ngời, không vụ xe tại cao tốc mở qua, làm cho cả bầu trời uốn lượn như long. Tuệ giả đi tại đường đi, nơi này đường đi rất là sạch sẽ, mà lại là thập sáu làn xe. Thành thị quy hoạch, cực kỳ cao minh, tuyệt sẽ không phát sinh kẹt xe sự kiện. Người nói các người kỷ phấn trắng thế giới, tổng linh tôn số lượng bất quá 3 triệu. Cái này một tòa thành thị bên trong, vì sao lại có cái này rất nhiều xe cộ? Cần phải sao? là quần tại linh hồn trong tinh thạch cùng tuệ giả câu thông, tuệ giả lập tức dùng ý niệm đáp lại, nói ra: giờ kinh nhân loại có rất nhiều linh tôn nhóm lớn nhiều chỉ phụ trách quản lý cùng hưởng thụ, mà nhân loại là chủ yếu lao lực, mà lại không dùng thanh toán bất luận cái gì thù lao. cho nên không vụ xe bình thường là linh tôn nhóm đang dùng, đó là thuộc về khách quý làn xe. nhân loại là không có tư cách dùng mặt đất xe lớn nhiều đều là nhân loại đang dùng. đương nhiên linh tôn nhóm có lúc cũng sẽ dùng hậu cần mặt đất xe. Nhưng bọn hắn xe, đều là cao cấp xe, mà nhân loại chỉ có thể dùng hạ cấp xe công tác. Chủ nhân, ngài có thể nhìn đến, mặt đất xe, phần lớn là màu xám xe công tác. Tần khả khanh lạnh lùng nói ra, các ngươi linh tôn tâm, thật đúng là cứng rắn như sắt ha. Lại yếu nhân loại làm việc, lại không cho thù lao. Hơn nữa còn muốn ăn bọn họ thịt. Tuệ giả nói ra, nhưng, tần cô nương, người chẳng lẽ quên, Tại trước đây thật lâu, nhân loại không phải để trâu lao động cả đời, lão lại đem làm thịt ăn sao. Là quần khó chịu nói ra, người làm rõ ràng, trước kia mọi người là không có quấn bụng chi thực. Nhưng các người đâu, các người mới nhiều ít số lượng, mỗi ngày sơn hào hải vị cũng ăn không hết ha. À? Tội gì muốn ăn thịt người thịt. Cái này, tuệ giả nói không ra lời. Là quần nói ra, tuy nhiên các người bây giờ nhìn lại pháp thuật, khoa học kỹ thuật đều siêu việt nhân loại rất nhiều nhưng ta không biết vì cái gì luôn cảm thấy các ngươi cái chủng tộc này khuyết thiếu một loại tự tin rất nhiều thứ đều tại cùng nhân loại học học theo hàm đan các ngươi như thế lãng phí nhân loại không phải là muốn tìm về tự tin sao tuệ giả trầm mặc đi xuống sau một lúc lâu nói ra có lẽ đi mặt xác thực rất xem trọng nhân loại muốn nô dịch nhân loại làm cho nhân loại chủ động thừa nhận chính mình là đê tiện giống loài đây là mặt chủ yếu mục đích thế nhưng là nhân loại không biết khuất phục Tuyệt sẽ không, Tần Khả Khanh nói ra. Ngay vào lúc này, ven đường một người quần áo làm lũ nhân loại cấp tốc leo đến tuệ giả chân trước, lè lưỡi lắp tuệ giả dày bẩn tử. Hắn chừng 30 tuổi, tội nghiệp, hắn trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Tình cảnh này, đối Tần Khả Khanh nói tới tựa hồ là một loại vô cùng lớn châm trọc. Nhưng Tần Khả Khanh cũng biết, nàng không có tư cách đến xem thường người này. Bởi vì, người không tại hắn lập trường, không đứng tại đối phương lập trường đến nhìn vấn đề, ai cũng không người nào cao hơn. Tuệ giả nhấc chân dự định đem này nhân loại đá đi, hắn mắt tràn ngập chán ghét. Đây là hắn một cái bản năng phản ứng, nhưng hắn lập tức cân nhắc đến La Quân cùng Tần Khả Khanh. Vật thương tổn loại a. Tại hai vị này đại gia trước mặt, tuệ giả còn thật không dám đối với nhân loại bất kính. Tuệ giả xoay người đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua rất nhiều thực vật, sau đó ném cho tên nhân loại này không thể trực tiếp cho hắn tiền sao? La Quân hỏi, hắn nhìn đến cửa hàng giá rẻ bên trong, cũng là loài người đang phụ trách buôn bán, tiêu thụ. Tuệ giả lập tức dùng ý niệm trả lời, nói ra, chủ nhân, tại kỷ phấn trắng trong thế giới, bất kỳ người nào loại cũng không thể dùng tiền đi mua sắm đồ vật. Nếu có người nào hướng nhân loại tiêu thụ đồ vật, xuống tràng hội cực kỳ thê thảm. Cho nên, cho dù ta cho hắn tiền, hắn cũng dùng không. La Quân trầm mặc đi xuống kia nhân loại đến thực vật thiên ân vạn tạ lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên bánh mì tới hắn giống như là cực đói một dạng đại khái cũng thật sự là cực đói liền tại đây là phía trước xuất hiện mấy tên thân mang chế phục linh tôn binh lính kia nhân loại gặp linh tôn binh lính lập tức bước nhanh chạy trốn đứng lại linh tôn các binh sĩ quát to đồng thời bọn họ tay xuất hiện một đạo màu đen câu khóa liền một nhấn màu đen câu khóa theo súng lục tia chớp trùng sát đi ra cái kia phía trước nhọn câu trực tiếp xuyên thủng kia nhân loại ngực bụng. Nhọn câu liên tiếp dây thừng. Linh tôn các binh sĩ đem kia nhân loại lôi kéo đến trước mặt. Mặt đất nhất thời xuất hiện một đầu thật dài vết máu. Kia nhân loại thống khổ không, miệng bên trong hiến máu cuồng phún, nhưng lại trong thời gian ngắn không chết. Một tên binh lính một chân dẫm đi, đem này nhân loại triệt để giết chết. Là quân cùng tần khả khanh thấy thế nhất thời kinh sợ không, nếu không có bận tâm là tại rời kinh bên trong, liền muốn xuất thủ giết cái này mấy cái tên lính. Tuy nhiên bọn họ xưa nay cũng giết người vô số, nhưng nhìn đến đồng bào bị hắn chủng tộc săn giết, bọn họ tâm loại kia phẫn nộ là không thể ức chế. Đáng giận, là quân thầm hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi làm cái gì? Tuệ giả nhíu mày, lập tức quát hỏi cái kia mấy tên linh tôn binh lính. Trung quanh quá khứ linh tôn nhóm gặp tình huống này, lập tức cũng vây tới xem náo nhiệt. Những thứ này linh tôn nhóm tại La Quân trong mắt toàn bộ đều là không sai biệt lắm, chẳng qua là chiều cao không đồng nhất. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn, nhưng lùn nhất cũng có chừng 2 mét độ cao, nếu như thể trọng chỉ có 300 cân, vậy coi như là siêu cấp thon thả. La Quân chỉ có thể thông qua những thứ này linh tôn nhóm chỗ mặc quần áo để phán đoán bọn họ được cái. Dù sao, mặc kệ là cái gì giống loài, mẫu tính đều lại mềm, giống được lại được mạnh. Đương nhiên, gây không tính. Mẫu tính ưa thích đồ vật, cuối cùng sẽ cùng giống được ưa thích đồ vật có chỗ khác biệt. Những cái kia Linh Tôn nhóm nhìn lấy địa nhân loại chết thảm, một chút Linh Tôn nhóm nghị luận ẩm ý. Có là phẫn nộ, cảm thấy Linh Tôn binh lính tàn nhẫn. Có là cảm thấy đánh thật hay. Còn có một tên Linh Tôn nói ra, quá tốt, những thứ này lang thang kỳ lân nhi lớn nhiều đều có nóng nảy trứng, cần phải đem rời kinh tất cả lang thang kỳ lân nhi đều đánh chết mới được cái kia dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, có mẹ linh tôn phản bác, các ngươi quá tàn nhẫn. Ôi, ngài thật sự là thánh mẫu a, à. có linh tôn châm chọc, nói ra, lần sau tốt nhất bị lang thang kỳ lân nhi cắn là ngài hoặc người nhà ngài, chờ đến nóng nảy trứng lúc, ngài tốt nhất còn có thể nói những thứ này lang thang kỳ lân nhi quá đáng thương. Trong lúc nhất thời, nghị luận ẩm ý. Đồng thời, những cái kia linh tôn binh lính đối mặt tuệ giả lại là cung cung kính kính, tuệ giả thân thể y phục liền có thể cho thấy địa vị hắn phi phàm. Một tên linh tôn binh lính nói ra, bẩm đại nhân, gần đây một tên lang thang kỳ lân nhi cắn Nguyễn Công Sứ nhà tiểu nữ nhi một miệng. Hôm qua, Nguyễn gia tiểu nữ nhi nhuộm nóng nảy trứng mà chết. Tầng nghe tin, tức giận, sau đó ban bố phía dưới pháp lệnh, toàn thành bắt giết lang thang kỳ lân nhi. Chỉ cần là xuất sinh về sau không có đi qua tiêm vào vaccine phòng bệnh, toàn bộ bắt giết. Thì ra là thế. Tuệ giả liền không lại nói cái gì, phất phất tay, hắn quay người rời đi. Các loại đi tới một bên về sau, tuệ giả lo sợ bất an hướng là quân báo cáo, chủ nhân, ngài cũng nghe đến. Đây là tầng mệnh lệnh, tại toàn bộ trong đế quốc, kỳ lân nhi. Không, nhân loại địa vị đê tiện, còn lang thang kỳ lân nhi, đó là cấp thấp nhất phẩm, liền bị xem như thực vật tư cách đều không có. Không có linh tôn sẽ vì những thứ này đứa trẻ lang thang đi nói chuyện. Là Quân cùng Tần Khả Khanh đều trầm mặc. Giờ này khắc này, bọn họ tâm trừ phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ. Ở phía trước, một cái đáng yêu tiểu nữ hài chính đang lớn tiếng thúc thít. Thanh âm kia, khiến người ta nghe ngóng muốn tuyệt. Sau đó, một đạo bén nhọn câu khóa xuyên thủng nàng đầu. Tại chỗ, chết thảm. Trung quanh linh tôn nhóm thấy thế, có không đành lòng, có lớn tiếng gọi tốt. Tần khả khanh cảm thấy mình đều muốn kìm nén không được, nàng có một thân bản sự, lại muốn trơ mắt nhìn lấy đồng loại bị dị loại ở trước mắt giết chết la quân máu càng nóng hắn càng muốn lao ra đem đường phú linh tôn toàn bộ giết chết nhưng là bởi như vậy cũng sẽ không có chỗ trợ giúp ngược lại sẽ cho nhân loại tình cảnh thảm hại hơn mà hắn cùng tần khả khanh cũng sẽ lâm vào tuyệt đỉnh nguy cơ chi tuệ giả nói ra muốn không chúng ta trở về đi la quân gật gật đầu nói ra tốt tuệ giả ngay sau đó chợt lách người liền xuyên thẳng qua trở lại biệt thự chi tại trong biệt thự, tuệ giả cũng làm không khác cái gì. La quân cùng tần khả khanh tuy nhiên tâm phân uất nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ngày thứ hai, tuệ giả lại bị gọi đi pháp học biết, bị hỏi thăm càng nhiều liên quan tới thế giới bao la sự tình. Tuệ giả dựa theo la quân nói làm, bên kia pháp học hội biểu thị rất hài lòng, nói là phải nhớ tuệ giả nhất đại công. Thời gian thoáng một cái đã qua, tuệ giả đã trở về kỳ phấn trắng thế giới 10 ngày qua hắn tìm hiểu liên quan tới bát cô nương còn có tam điện hạ sự tình một mực không có tiến triển. Cái kia pháp học trong hội còn như thùng sắt một khối, căn bản không cho tuệ giả bất cứ cơ hội nào. Đưa tiền, nhét pháp bảo càng là không dám, bởi vì pháp học hội công tác là cực cao thượng, người nào cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đây là tại đêm đến đợi, là quân cùng tần khả khanh đã biểu lộ ra đối tuệ giả cực kỳ bất mãn. Tuệ giả cũng là kinh sợ. Là quân nói ra, Người như thế đi lêu lỏng đi xuống, đại khái không lâu sau, người cái kia muốn trở về thiên chu phương thiên thuyền A. Tuệ giả mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, chủ nhân, cũng không phải là tiểu nô không tận lực. Mà chính là pháp học biết cái này một bên từng cái giữ kín như bưng, tiểu nô. La quân nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? Tuệ giả, nếu như ngươi liền chút chuyện này đều cho ta không làm được. Ta không ngại giết ngươi. Tuệ giả giật mình, nói ra, chủ nhân, tiểu nô tuyệt không dám có chủ tâm chỉ hoãn A. À. Là quân nói ra, lúc trước ta nói dùng ẩn thân thuật, người nói không được. Người lại không có càng tốt hơn biên pháp, ta tới nơi này, không phải vì trốn xem náo nhiệt. Là quân trong lòng cũng biết việc này rất khó, cái kia pháp học hội giám sát quá nghiêm. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể cho tuệ giả tạo áp lực. Tuệ giả nói ra, trước đó ngài thi triển ẩn thân thuật sự tình, đã sớm ghi lại ở pháp học trong hội. Pháp học hội chào buổi sáng đường phá giải ngài ẩn thân thuật trang bị. Ngài nếu muốn dùng ẩn thân thuật đi vào, chỉ là một con đường chết. La quân nói ra, ẩn thân thuật không được, người nói thu mua một cái cũng không được. Uống rượu quá chén cũng không được. Tuệ giả nói ra, ẩn thân thuật xác thực không được, có thể cùng tiểu nô tiếp xúc, đều không phải là cái gì quan viên trọng yếu, tính toán thu mua cũng không được. Uống rượu quá chén càng không thể nào. La quân nói ra biện pháp là muốn người nghĩ ra được. Người tiếp xúc quan viên không đủ lớn, nhưng người thu mua tiểu quan không thể tiếp xúc đến lớn hơn một chút quan viên sao. Người thu mua tiểu quan lúc không muốn bại lộ ý đồ, nói là ngưỡng mộ cái nào đó có thể quản sự đại quan, hy vọng dẫn tiến. Về sau, lại lấy lợi dụng. Chủ nhân, những cái kia chân chính cao tầng, đều là tu vi cao thâm không hạng người. Tuệ giả nói ra, tiểu nô có cái gì có thể để bọn hắn động tâm đâu. La quân nói ra, tiểu nhân ái tài, cao thủ thích bảo bối. Bọn họ khẳng định muốn tu vi càng tầng lầu, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi đầy đủ đồ vật đi dụ hoặc. Ngươi nói ngươi hy vọng bắt hai tên tu sĩ đến bồi bổ. Đến lúc đó, ngươi kiên trì muốn chính mình chọn lựa có thể. Tuệ giả nói ra, cái này, cái này quá nguy hiểm. Là quân biết, cái này hàng không có bị độ hóa, làm bất cứ chuyện gì đều vẫn là có tư tâm. Chỗ lấy lề mà lề mề, vẫn là sợ nguy hiểm sau đó là quân cũng không có gì hảo sắc mặt, nói ra, ngươi lại không hành động, ta cam đoan ngươi không phải nguy hiểm, mà là trở thành một cái chết đồ vật. Tiểu nô lập tức đi làm, tuệ giả sắc mặt nhất thời trắng bệch, nói ra. Tiếp đó, tuệ giả thực sự hành động, hắn trước tìm chỗ đó ngói tháp, cùng lý ngóa tháp ôn chuyện, đồng thời đưa phong phú lễ vật, biểu thị muốn kết giao pháp học hội trưởng tôn đại nhân. Cái kia trưởng tôn đại nhân tại pháp học trong hội, quyền uy cực nặng, mà lại cũng rất nghiêm túc, hung lệ. Lý Ngoá Tháp nghe xong tuệ giả là muốn gặp trưởng tôn đại nhân, nhất thời giật mình, liền muốn đem lễ vật hoàn trả. Tuệ giả vội vàng rửa theo la quân phân phó đến hành sự. Huynh đệ, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì a. À. Là ngươi nói cho ta biết, trưởng tôn đại nhân hành tung, hắn ra ngoài lúc uống rượu đợi, ta đi thử thời vận tốt. Đơn giản như vậy, Lý Ngoá Tháp có chút không dám tin. Tuệ giả nói ra, ta là tại tu hành sự tình tình, có nhiều thứ muốn thỉnh giáo trưởng tôn đại nhân. Đương nhiên, hắn như không nguyện ý chỉ giáo, ta cũng không có cách, nhưng ta muốn thử thời vận. Lý Ngoá Tháp nói ra, vậy thì tốt, đã như vậy, chuyện này ta giúp. Sau đó, tuệ giả bước đầu tiên rốt cục bước ra. Gia hỏa này giống như là một đầu lười biếng trâu, cần la quân đánh một soi, sau đó mới chịu đi ra một bước. Lý Ngoá Tháp rất nhanh truyền đến tin tức. Đó là trưởng tôn đại nhân ngày mai buổi trưa ra ngoài có xã giao nghe nói là cùng đông đô thương hội một tên lão đại cùng nhau ăn cơm. Cái kia đông đô thương hội tổng bộ tại đế quốc thiên trong đỏ, thương hội là làm ăn, buôn bán các loại pháp khí, cũng buôn bán tình báo, đan dược, vân vân. Tuệ giả chỗ lấy lựa chọn trường tôn đại nhân, cũng là dựa vào trường tôn đại nhân thật là tu vi đến động tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn đột phá. Cho nên, dựa vào điều kiện như vậy cùng cơ sở phía dưới, mới tốt dụ hoặc trưởng tôn đại nhân. Một ngày này trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai khí trời trời trong xanh tốt, ánh nắng chính mạnh. Rời kinh khí hậu, lâu dài ấm áp, đại khái cũng là bởi vì nặng phát triển kỹ nghệ quá ác, để bên này khí hậu biến ấm. Tuệ giả mặc một thân áo bào tím, đúng giờ đi ra ngoài. Trường tôn đại nhân cùng cái kia đông đô thương hội lão đại gặp mặt địa điểm tại Thanh U tiểu quán. Đó là một cái rất yên lặng địa phương. Tuệ giả tại la quân bước bách phía dưới, lấy hết dũng khí đi gõ trưởng tôn đại nhân cùng cái kia lão đại gặp mặt phòng cửa phòng. Người nào, ở trong đó lập tức truyền đến trưởng tôn đại nhân sát khí đằng đằng thanh âm. Hiển nhiên, trò chuyện bị đánh gãy để vị này trưởng tôn đại nhân tức giận phi thường. Đông đô đồ thương hội lão đại gọi là U Kính. U Kính là một vị 8.000 tuổi hơn lão quái, thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương. Hắn tu vi sớm đã đạt tới không trung cảnh. Mà lại, u kính bất quá là đông đô thương hội phân hội một vị lão đại. Phân hội chi, còn có lợi hại hơn tồn tại. Nhưng lợi hại nhất, cơ bản đều không tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong. Mà chính là phân bố tại tiên giới, còn có đế quốc thiên chu mặt. Bọn họ những thứ này linh tôn, đều chỉ có thể coi là mở đường tiên phong. U kính cười nhạt một tiếng, nói ra, thú vị, lại là đến một vị đế quốc ghi chép quan viên. Chẳng lẽ hắn phải nhớ quay người ta ở giữa giao dịch sao? Hừ, hắn ghi chép là, trường tôn đại nhân nói ra, ta có cái gì tốt sợ, chỉ bất quá, loại tiểu nhân vật này cũng dám đến trước mặt ta khoa trương, ta nhìn hắn là sống đến có chút chán ngán. U kính nói ra, trưởng tôn, cũng không thể xúc động nha. Ghi chép quan viên là không thể tùy tiện giết chi, giết về sau, thật có lời nói cũng nói không rõ ràng. Được, ta biết, trưởng tôn đại nhân hướng u kính gật đầu, sau đó hướng bên ngoài tuệ giả quát lạnh nói, lăn tới đây sau đó tuệ giả cẩn thận đẩy cửa ra sau đó tiến trong phòng chung gian phòng chi hai vị lão đại ngồi trên mặt đất bàn trà có tử có đồ ăn nhưng hai vị lão đại sắc mặt lạnh lẽo dạng này nhìn chằm chằm tuệ giả tuệ giả nhất thời cảm nhận được khủng bố uy áp tại dạng này hai vị lão đại trước mặt hắn thật là khó có thể ngẩng đầu lên tâm càng là kinh sợ tới cực điểm nếu không phải là la quân bước bách hắn đánh chết cũng không dám đến nơi này nhưng bây giờ như là đã tới tuệ giả cũng chỉ có một con đường đi đến đen hắn hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nói ra trường tôn đại nhân rất xin lỗi hạ thần quấy dày ngài tụ hội vạn phần xin lỗi người đến làm cái gì trường tôn đại nhân ánh mắt lạnh lẽo nói ra nếu là không có giải thích hợp lý hôm nay ta chỉ sợ ngươi muốn vì ngươi lỗ mãng đánh đổi một số thứ tuệ giả tâm khẩn trương đó là một loại chuỗi sinh vật cao vị người đối đê vị người áp chế hắn vốn cũng là một phương đại nhân vật, hư tiên đỉnh phong tu vi, đặt ở ba nghìn thế giới chi, đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Nhưng trước mắt trưởng tôn đại nhân còn có ưu kính, nhưng đều là khủng bố cùng cực tồn tại. Bởi vậy, tuệ giả là bản năng sợ hãi. Bất quá, hắn cũng cuối cùng không phải một cái gã sai vặt. Cho nên như là đã bước ra một bước này, hắn nhất định phải cường ngạnh. Tuệ giả nhìn về phía trưởng tôn đại nhân, hắn nói ra, ta chính là tầng khâm định ghi chép quan viên, có giám sát ghi chép chi chức trách, chẳng lẽ trưởng tôn đại nhân là có cái gì không thể gặp linh tôn giao dịch, cho nên mới sẽ như thế đe dọa tại ta. Trưởng tôn đại nhân trừng mắt, nói ra, một cái nho nhỏ ghi chép quan viên, cũng dám ở vốn trước mặt đại nhân phách lối. Ngươi là chán sống lệch ra. Cái này một cái chớp mắt, trưởng tôn đại nhân sát khí đằng đằng. Tuệ giả hít sâu một hơi, lại là không thối lui chút nào nhìn về phía trưởng tôn đại nhân hắn biết bất kể như thế nào, trưởng tôn đại nhân đều là không dám vì tiện hạ sát thủ. vô luận là pháp học sẽ trả là trưởng lão hội cùng thiên đô chính phủ đều là có nghiêm ngặt pháp lệnh, người nào cũng không thể tự tiện giết chính phủ quan viên. huống chi tuệ giả thân phận đặc thù vẫn là một tên ghi chép quan viên, giết ghi chép quan viên không có chuyện đều lại biến thành có việc. người giết ghi chép quan viên là không phải là bởi vì người có nhược điểm gì bị ghi chép quan viên bắt đến cho nên sát nhân diệt khẩu nha. Loại này ngờ vực vô căn cứ, chính là trưởng tôn đại nhân cũng chịu đựng không nổi. Ngay vào lúc này, cái kia ô kính lại là mỉm cười, nói ra, trưởng tôn, cần gì động khí. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hắn vừa nhìn về phía tuệ giả, nói ra, tiểu ký quay quan viên, ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói, mời rời đi đi. Nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục không biết tốt xấu đi xuống, cho dù chúng ta không giết ngươi, cũng có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta có năng lực như thế. Ngươi nói đúng không? Tuệ giả hậu bối đổ mồ hôi, hắn mặt chấn định, nói ra, ta hôm nay đến, không vì cái gì khác, là muốn tìm U Kính tiên sinh ngài mua một vật. Tìm ta mua đồ, U Kính không khỏi cười một tiếng, nói ra, vậy thật đúng là, đông đô đồ thương hội đại môn hướng lên trời mở, ai cũng có thể đi vào, người muốn mua đồ, mang tiền tài, chính mình đi mua tốt. Cần gì phải tới tìm ta? Tuệ giả nói ra, chỉ có tìm ngài, mới có thể. U kính không nguyên do hứng thú, nói ra, như thế có ý tứ, tốt, người nói, người muốn mua thứ gì? Tuệ giả nói ra, nơi này có 100 triệu mai thuần dương đan thuốc. Hắn xuất ra một cái phòng bị tu di. 100 triệu mai, U kính cùng trưởng tôn đại nhân đồng thời bị kinh ngạc. Hai người này thần niệm bắn phá, lập tức phát giác được bên trong quả nhiên là có 100 triệu mai thuần chủng thuần dương đan thuốc. Cho dù là U Kính cùng trưởng tôn đại nhân, đứng trước 100 triệu mai thuần dương đan thuốc, bọn họ đều là nhịn không được tâm động. Cái này dù hoặc quá lớn, riêng là trưởng tôn đại nhân, hắn cảm thấy mình nếu có cái này 100 triệu mai thuần dương đan thuốc, hắn có thể trực tiếp đạt đến không trung cảnh. Hắn lần này tới tìm U Kính là muốn cho vay làm chút đan dược. Nhưng U Kính nói lấy hắn quyền hạn cũng nhiều nhất có thể cho 50 triệu mai. Người muốn muốn cái gì? U kính lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hắn thật sâu nhìn một chút tuệ giả, nói ra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ ghi chép quan viên, còn như thế giàu có, tùy tiện xuất thủ có cái này rất nhiều đan dược. Tuệ giả nói ra, U kính tiên sinh, mỗi cái linh tôn đều có chính mình bí mật. Ta lâu dài bên ngoài, vơ vét chút chất béo cũng không đủ vì. Cái kia ngược lại là, tốt, người nói người muốn cái gì? U Kính nói ra, tuệ giả nói ra, ta muốn hai tên nhân loại tu sĩ, tu vi muốn tại hư tiên cảnh hai bên. U Kính hơi kinh hãi, nói, muốn nhân loại tu sĩ. Làm cái gì, ngươi ở trên trời châu bên trong, hành động thuận tiện, gì không tự mình đi bắt. Tuệ giả nói ra, không có dễ dàng như vậy, Thiên Châu tu sĩ tuy nhiều, nhưng tu vi đến hư tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta chờ đợi đã lâu, không có thu hoạch cũng không có khả năng chạy đến những đại môn phái kia bên trong đi đánh chủ ý. Cho nên về sau, ta ngẫm lại, vẫn là trực tiếp tới tìm U Kính Tiên Sinh đến được tốt. Thương hội là cấm mua bán nhân loại tu sĩ, riêng là, người còn muốn cao như thế tu vi tu sĩ. U Kính nói ra, xin lỗi, cuộc làm ăn này không làm được. Tuệ giả không khỏi gấp, nói ra, giá tiền chúng ta còn có thể lại thương lược, bây giờ ta rời động tiên chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần ta bước vào động tiên, thân phận địa vị, có thể lần nữa nước lên thì thuyền lên. Nhưng ta cần gấp hai tên nhân loại tu sĩ tới làm bổ, mong rằng tiên sinh thành toàn. Hôm nay nơi này, ta cùng trưởng tôn đại nhân đều là đến làm ăn, mọi người minh bạch người không nói tiếng lóng. Đồng đô đồ thương hội vụng trộm mua bán nhân loại tu sĩ hay xảy ra. U kính tiên sinh có chút nổi nóng nói ra, đúng, mua bán nhân loại tu sĩ xác thực không phải cái gì lưa thưa. Có thật nhiều linh tôn có đặc thù đam mê, Sắc thực cần mỹ lệ hơn nữ tu sĩ tới chơi làm, bồi bổ. Nhưng là, mẹ hắn cũng không ai muốn tu vi cao như vậy a. À. Tu vi đến hư tiên, đó là cái gì khái niệm? Đồng Đô đồ thương hội sao dám nhúng chàm, ta nhìn ngươi hôm nay tìm ta là giả, tìm trưởng tôn mới là thật đi. Những đại lão này, từng bước từng bước tinh. Lại chỗ đó hội nhìn không ra tuệ giả điểm ấy thủ đoạn. Tuệ giả nói gấp, sao dám, trưởng tôn đại nhân chính là pháp học hội cao tầng ta sao dám có ý tưởng như vậy? Trường tôn đại nhân cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, tính toán, ngươi có câu lời nói được đúng, minh bạch người không nói tiếng lóng. Ngươi muốn hai tên tu sĩ, ta có thể giúp ngươi. Nhưng lúc này, ngươi còn muốn cầm 100 triệu đan dược đi ra. Cái này 50 triệu mai ngươi muốn cho u kính, ta thu ngươi 150 triệu mai. Trường tôn đại nhân cũng là người thông minh, biết lúc này đã không thể tránh mở u kính lén lút giao dịch nhất định phải cho U Kính đủ tốt chỗ mới được. Tuệ giả đây là đường công cứu quốc, hắn trực tiếp tìm trưởng tôn đại nhân mở miệng, vạn nhất trưởng tôn đại nhân bị cắn ngược lại một cái, uy tuệ giả, lúc đó rất khó. Mà lúc này, trưởng tôn đại nhân chủ động hợp tác, cái kia coi là chuyện khác. Cái này, tuệ giả thật khó khăn, nói ra, trưởng tôn đại nhân, thực không dám giấu giếm, không phải hạ thần không nguyện ý cho. Mà chính là, ta không có nhiều như vậy đan dược, ta chỗ này còn có 20 triệu đan dược. Muốn không dạng này, ta trước thiếu. Chỉ cần ta vào động tiên, ta nhất định tại hắn thế giới vơ vét. Chúng ta trả tiền từng đợt một, người nhìn được hay không? U kính tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Trường tôn đại nhân nhìn về phía U kính, nói ra. U kính nói ra, ta thấy được, vậy ta lấy trước 20 triệu đi. Trường tôn đại nhân nói ra, tốt, cái kia cho người thời gian một năm thanh toán tiền khoản còn lại nếu như ngươi dám quyệt nợ, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Tuệ giả nói ra, hạ thần sao dám. Sau đó tuệ giả lại lấy ra 20 triệu đan dược. Hắn nhất định phải làm như thế, không phải vậy lời nói, hội thật nhiều phiền phức. Nếu như hắn lại không chút do dự xuất ra 100 triệu đến, dài như vậy tôn hòa u kính sẽ cảm thấy con hàng này đến cùng có bao nhiêu giàu có a à? Mà lại cũng sẽ để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Tuệ giả trước giao hàng khoản. Về sau, trưởng tôn đại nhân nói ra ngày mai ta mang cho ngươi hai tên tu sĩ đi ra ngươi chờ xem đợi một chút đại nhân ta phải đi chọn một chút nếu là đã nguyên khí tổn hao nhiều ngày cho ta vậy ta không phải lỗ lớn tuệ giả nói ra trưởng tôn đại nhân trợn mắt chừng một cái nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng tuệ giả tiểu tử ta cho ngươi biết cầm pháp học trong hội bộ bên trong cũng không phải ta vườn rau xanh không phải nói ta muốn như thế nào có thể làm gì không nhất định người chọn ta có thể mang cho ngươi đi ra cái này hạ thần tự nhiên minh bạch tuệ giả nói gấp sự tình như thế định ra tới cùng ngày muộn trưởng tôn đại nhân muốn tuệ giả tại lúc rạng sáng pháp học hội môn miệng chờ đợi tuệ giả liền từ nên sự tình dạng này lặng yên không một tiếng động lấy được cửa đại tiến triển khiến tần khả khanh rất là vui vẻ tại linh hồn trong tinh thạch tần khả khanh hướng là quân thi lễ nói ra đại ân đại đức cả đời khó quên La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, sự tình còn không có hoàn thành đâu, gấp gáp như vậy cảm ơn ta làm cái gì. Tần Khả Khanh nghiêm mặt nói ra, tính toán không có hoàn thành, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi bồi ta tới đây, là bốc lên sinh tử chi hiểm. Ngươi nỗ lực đan dược, càng là thiên số chữ. Ngươi chịu như thế giúp ta, ta, không biết nên như thế nào hồi báo ngươi. Ha ha, lấy thân báo đáp đi, là quân thốt ra, nhưng thực hắn là thật nói đùa. Tần Khả Khanh sướng sờ một chút. Ha ha, đừng đừng, người khác nghiêm túc như vậy, ta nói đùa. Ta người này, là miệng tiện, La Quân nói gấp. Người nói là thật sao? Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nghiêm mặt nói ra. La Quân nói ra, không phải không phải, thật nói đùa. Tần Khả Khanh nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. 120 triệu đan dược, để ta làm cái gì, ta đều là cần phải. Nếu như ngươi thật ưa thích, ta có thể. Là quân khoát khoát tay, nói ra, đơn thuần vô ý, người khác suy nghĩ nhiều. Bốc lên nguy hiểm tính mạng, hòa cách sổ đan dược, vì là cứu người bắt muội còn có tam điện hạ đường thanh cùng đối kỷ phấn trắng thế giới một chút giải. Dù thế nào cũng sẽ không phải thật vì theo đuổi cầu ngươi đi. Ta giống như là như thế hoang đường người. Tần khả khanh hơi hơi thở phào, liền không nói thêm lời. Hy vọng, có thể thuận lợi giải cứu bọn họ đi. Là quân tiếp lấy thở dài, nói ra, như thế lần này không được, ta còn thật không biết nên làm cái gì. Tần Khả Khanh cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khẩn cầu thương thương hại. Lúc dạng sáng, tuệ giả đến đúng giờ pháp học hội trước đại điện. Mà trưởng tôn đại nhân cũng đúng giờ xuất hiện, hắn phất ống tay áo một cái, liền đem tuệ giả chứa vào đến hắn trong tay áo. Nguyên lai like cái này tay áo cũng là một kiện pháp khí, bên trong tự có càn khôn. Như thế, liền thần không biết, quỷ không hay tiến pháp học trong hội trường tôn đại nhân tại Pháp học trong hội địa vị cao thượng cũng không có người nào hội cha hắn. Tại Pháp học trong hội, hết thảy tầng 10 lầu, đại nhiều nhân loại tu sĩ đều là bị giam tại trụ sở dưới đất bên trong. Cái kia trụ sở dưới đất bên trong, ánh đèn sáng tỏ. Rất nhiều rất nhiều người loại tu sĩ bị xem như gốc đến ngọn một dạng, ngâm mình ở đặc thù dụng cụ dược dịch chi. Có chết, có còn sống. Cái kia trụ sở dưới đất, rộng lớn vô hạn, nhân loại bên trong gốc đến ngọn nhiều vô số kể. Tiến vào trụ sở dưới đất vẫn chưa thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Đây cũng là dựa vào trường tôn đại nhân quyền uy vị trí. La quân thông qua con mắt nhìn ra ngoài, cũng không dám thả ra thần thức. Bởi vì sợ bị trường tôn đại nhân phát giác được. Trong này tu sĩ, khoảng chừng hơn 5.000 tên. Toàn bộ đều là mỗi người ngâm mình ở dược dịch dụng cụ bên trong, không rõ sống chết. Bất quá tuệ giả cũng nói, lớn nhiều tu sĩ đều là còn sống. Còn sống mới có vô hạn khả năng. Những thuốc này dịch chính là đặc thù nghiên cứu tài liệu, có thể phân giải ra sóng pháp lực đến, đồng thời cũng có thể hạn chế tu sĩ pháp lực, không để bọn hắn bạo phát đi ra. Đáng giá nói chuyện là, mỗi một cái tu sĩ bị ngâm mình ở dụng cụ về sau, y phục toàn bộ đều bị lột sạch. Đây là thật một điểm tôn nghiêm đều không có, cũng không có cái gì tư cách đến nói tôn nghiêm. Vô luận nam nữ, toàn bộ đều là trần như nhộng bị ngâm mình ở dược dịch dụng cụ bên trong. Là quân cùng tuệ giả, còn có tần khả khanh đều tại đại lượng lấy. Một đường đi qua, không dùng giới thiệu, mọi người cũng có thể cảm nhận được những tu sĩ này tu vi. Trừ phi là tu vi quá tài cao cảm giác không ra. Trường tôn đại nhân bồi tiếp tuệ giả đi rất lâu, tuệ giả một mực tại nhìn, cũng không nói chuyện. Lúc này, trưởng tôn đại nhân hơi không kiên nhẫn nói ra, nhiều như vậy, tìm không thấy người hài lòng. Tuệ giả vội ho một tiếng, nói ra, đại nhân không cần sốt ruột, đến đâu thì hay đến đó. Ta cũng nên toàn bộ nhìn một lần, chọn lựa chính mình hài lòng nhất mới tốt, ngài nói có đúng không? Trường Tôn đại nhân lạnh hừ một tiếng. A, à, cái này không tệ. Tuệ giả đột nhiên chỉ chỉ một cái dụng cụ chi ngâm nữ tu sĩ. Cái kia nữ tu sĩ mỹ lệ đã đến, nhưng toàn thân trần trụi. Bất quá, tại linh tôn nhóm trong mắt, đối với nhân loại nữ nhân cũng không có quá lớn đẹp xấu cảm quan cái này nữ tu sĩ chính là bắt cô nương tại tử cấm tần khả khanh tại linh hồn trong tinh thạch nhìn thấy tại tử cấm về sau kích động hoan hỉ nhưng lại dám phẫn nộ cùng khuất nhục nàng bắt nguội a à. thiên tri kiêu tử luôn luôn đều là ngông ninh kiên cường bây giờ lại là rơi xuống đến nông nỗi này bị làm nhục như vậy nàng là cực lực nhịn xuống nộ khí e sợ cho bị cái kia trưởng tôn đại nhân phát giác còn tốt, linh hồn tinh thạch không lợi hại, có thể đem cùng một chỗ khí tức phong ấn chặt. Cái này mới không có lộ ra sơ hở tới. Cái kia trưởng tôn đại nhân ngược lại là không có phát hiện manh mối gì, nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn dụng cụ bên trong ngâm tại tử cấm, nói ra, nàng còn giống như không phải hư tiên chi cảnh đi. Rất tốt, rất xinh đẹp, đầy đủ, vẫn là xử nữ. Tuệ giả nói ra, trưởng tôn đại nhân nói ra, tốt ha, đã ngươi ưa thích, cho ngươi là. Hắn sau khi nói xong, liền tay áo vung lên, đem cái kia tại tử cấm bỗng dưng nắm bắt đến trong tay áo. Tay áo chi, không gian vô cùng lớn. Tuệ giả tâm vô cùng quyết tâm, hắn tiếp tục đi tới đích, cũng thuận lợi tìm tới đường thanh. Người muốn hắn, trường tôn đại nhân nhìn nhiều tuệ giả liếc một chút. Tuệ giả trong lòng đập mạnh, hắn cảm giác mình trái tim đều quất gấp một chút. Vâng, tuệ giả nói ra. Tựa hồ, bản đại nhân nhớ đến người này cùng nữ tử kia là cùng một chỗ trường tôn đại nhân nói ra chẳng lẽ người muốn cứu hai người này a à? linh hồn trong tinh thạch la quân cấp tốc nói cho tuệ giả trả lời như thế nào trước cười lạnh la quân dạy bảo tuệ giả sau đó cười lạnh đón lấy tuệ giả dựa theo la quân nói tới nói vô luận ta là cầm tới làm cái gì cái này đều không quan đại nhân sự tình a à. đây là một chuyện làm ăn nói thành nói nói không được ngài có cự tuyệt quyền lợi còn ta bắt bọn hắn đi là làm sủng vật cũng tốt thả cũng tốt mang về hắn thế giới cũng tốt cái này đều không có quan hệ gì với ngài đi trường tôn đại nhân mắt thoáng hiện hàn ý tuệ giả tâm phát run mặt lại là nhàn nhạt sau đó tuệ giả còn nói thêm nói thật đi trường tôn đại nhân ta thật là cầm hai người này có chút tác dụng căn cứ ta giải tựa hồ bọn họ biết một cái bảo tàng bí mật nếu như ta trở lại thiên châu về sau sử dụng bọn họ đạt được bảo tàng đến lúc đó có ngài hưởng chi không hết chỗ tốt. Nếu là ta không có đạt được bảo tàng, cái kia còn lại 80 triệu đan dược, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bổ. Đối với ngài tới nói, là kiếm bộn không lỗ. Ồ, trường tôn đại nhân nhãn tình sáng lên, sau đó không nói thêm gì nữa. Cái kia đường thanh điện hạ cũng như vậy bị cứu ra. Tuệ giả ở trong lòng lớn lên thở phào một hơi. Mà tại tuệ giả cùng trường tôn đại nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, là quân đột nhiên phát hiện một người khi thấy người này thời điểm là quân toàn thân kịch trấn trong nháy mắt đó la quân tâm lý cảm thấy không cổ quái bởi vì người đó chính là hắn một luôn nhớ mãi không quên muốn đưa đối phương vào chỗ chết lan đình ngọc lan đình ngọc thế mà bị linh tôn nhóm bắt tới nơi này hắn xuống tràng lại là cái gì la quân thầm nghĩ nếu không thân thủ giết hắn ta sao xứng đáng lạc ninh trên trời có linh thiêng hắn lập tức nói với tuệ giả chờ một chút cho hắn 100 triệu đan dược, ta muốn cái này người. Tuệ giả thân thể chấn động. Là quân lời nói không thể nghi ngờ, nói ra, lập tức, lập tức. Tuệ giả không dám chống lại, liền dừng thân. Hắn hít sâu một hơi, nói với trưởng tôn đại nhân, trưởng tôn đại nhân, người này, ta muốn đem hắn cũng mang đi. Ngươi xem một chút, mở cái gì giá. Trưởng tôn đại nhân nhìn cái kia dụng cụ Lan Đình Ngọc, sau đó nói, ngươi ngược lại là thẳng có ánh mắt, bất quá người này, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Người nào cũng không thể mang đi hắn. Ừm, vì cái gì, tuệ giả hỏi. Trường tôn đại nhân nói ra, người này công pháp cực cổ quái, giết không ít chúng ta linh tôn. Chúng ta là dốc hết sức lực mới đưa hắn bắt trở lại. Người này cổ quái, cái kia trước đó huyên náo xôn xao là quân còn muốn càng sâu. Hắn có rất lớn giá trị lợi dụng, chính là hội trưởng chúng ta gạo già diệp cũng không có quyền đem hắn thả đi. Cái này, lại nói, ngươi không phải không đan dược sao? Trường tôn đại nhân nói ra, hiện tại xem ra, người tựa hồ trong ví còn rất phong phú a. À? Tuệ giả không khỏi cười khổ, nói ra, thật không có, chỉ là người này, ta nhìn hắn đối với ta tu vi rất có ích lợi. Nghĩ đến xem như đi đập nồi bán sắt, cũng phải đem hắn lấy đi. Nếu là như thế, vậy coi như. Trường tôn đại nhân từ tốn nói, người tốt nhất chứa cùng ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Tuệ giả nói ra, sao dám gia pháp học hội về sau, tuệ giả vào khoảng tử cấm cùng đường thanh ném vào đến linh hồn trong tinh thạch sau vội vã mà đi. Đừng lên tiếng, trưởng tôn theo đây, mấy ngày nay, người khác lộ ra sơ hở gì tới. La quân cảnh cáo tuệ giả. Tuệ giả tự nhiên chi đạo điểm này, cũng không nói gì. Tại linh hồn tinh thạch chi, tần khả khanh vội vàng theo chính nàng phòng bị tu di bên trong xuất ra y phục vì tại tử cấm xuyên. La quân cũng tìm y phục cho đường thanh xuyên. Về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh phân biệt lấy pháp lực vì hai bọn họ sơ thông kinh mạch. La Quân càng xuất ra không ít thuần dương đan thuốc đút cho hai người này. Hồi lâu sau, tại tử cấm cùng đường thanh chậm rãi tỉnh lại tới. Cầu tặc, ta giết các ngươi. Tại tử cấm tỉnh lại một cái chớp mắt, kích động không, bi phẫn vô cùng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng. Không có việc gì, bát muội không có việc gì, bát muội Tần khả khanh nhất thời lệ rơi đầy mặt, nàng ôm thật chặt tại tử cấm, cho nàng lớn nhất an ủi. Tại tử cấm cái này mới phản ứng được, nàng nhìn thấy ôm chính mình là đại tỷ về sau, nhất thời qua một tiếng khóc lên, tỷ, là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi không phải đang nằm mơ, tỷ tới đón ngươi về nhà. Tần khả khanh nước mắt vừa nói nói. Đồng thời, đường thanh cũng hồi tỉnh lại, hắn mắt lóe qua phẫn hận chi sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đường thanh nhìn khắp bốn phía, hắn không hiểu nơi này là địa phương nào, nhưng hắn lại thấy rõ ràng la quân cùng tần khả khanh. Ngươi, đường thanh mắt lóe qua hận sắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường thanh hướng la quân cắn răng nói ra. Là la quân cứu các ngươi, tần khả khanh trước khi nói ra. Tại tử cấm cũng ngẩng đầu nhìn về phía la quân, nàng mắt cũng lóe qua hận sắc, nhưng nàng trung quy là không nói gì. Đường thanh hít sâu một hơi, nói ra, tần cô nương, nơi này là địa phương nào? Hiển nhiên, tại tử cấm cùng đường thanh là đem la quân hận. Bởi vì, hết thảy bởi vì đều tại la quân nơi này. Giữa bọn họ chịu khổ, thủ khuất nhục không là người ngoài có khả năng tưởng tượng. Nhưng hai người này cũng là thức thời, tại thực lực không có khôi phục, tình huống không có làm rõ ràng điều kiện tiên quyết, bọn họ là không biết trước cùng la quân trở mặt. Bọn họ cũng biết, la quân gia hỏa này xem ra tu vi không được tốt lắm, nhưng là cực cổ quái người. Tần khả khanh nhìn đường xanh một mắt, nói ra, nơi này là kỷ phấn trắng thế giới chúng ta vừa vặn đem bọn ngươi theo pháp học hội phòng nghiên cứu bên trong cứu ra nhưng chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đây là trốn ở la quân pháp bảo bên trong ngoại nhân điều tra không đến chúng ta tồn tại đường thanh nói ra a à, tại tử cấm đầu tựa vào tần khả khanh trong ngực không nói thêm gì nữa nàng vốn là ngông nghênh kiên cường mày liễu không nhường mày dâu nữ tử nhưng cái này liên tiếp đả kích xuống Nàng đã giống như là cái thụ ủy khuất tiểu nữ hài, chỉ muốn ở tại tần Khả Khanh trong lồng ngực. La Quân cũng không chỉ nhìn bọn họ hội cảm tạ chính mình, vả lại, bọn họ cũng có hận lý do. La Quân đối hai người này đều là thua thiệt, lúc trước hắn là có chút cố ý dẫn bọn họ đi tìm Phương Thiên Thuyền. Mà lại, Đường đế đối La Quân có ân nghĩa tại. Cho nên La Quân cũng cảm thấy mình cần phải để cho Đường Thanh. La Quân cũng hít sâu một hơi, nói ra, "Linh tôn sự tình" tại hạ không có kỳ đầy. Hôm nay chi kiếp cũng không phải ta suy nghĩ, cũng không ta ý nguyện. Nhưng hai vị bị kiện nạn này, thật là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta ở chỗ này, hướng hai vị xin lỗi. Hắn nói đứng dậy, phân biệt hướng hai người này cúc không người. Đường thanh trước kia là xem thường la quân, nhưng giờ phút này, hắn lại có chút khiêm tốn, nói ra, việc đã đến nước này, la huynh không cần nhiều lời. Chúng ta trước chạy đi, mới là khẩn yếu nhất. La Quân nói ra, muốn rời đi nơi này, hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá dưới mắt, muốn trước ủy khuất hai vị ẩn thân nơi này. Đường Thanh nói ra, cái kia tốt. Như vậy thương định, đồng thời tuệ giả cũng thông qua thuật xuyên toa trở lại trong biệt thự. Chủ nhân, tuệ giả đem linh hồn này tinh thạch lấy ra vuốt ve, đồng thời cùng La Quân câu thông. Ừm, La Quân cũng không rời đi linh hồn tinh thạch, mà chính là cùng tuệ giả như vậy ý niệm giao lưu. Tuệ giả nói ra, trưởng tôn cho dù giám thị nhưng ta cũng cùng hắn nói rõ muốn dẫn bọn hắn đi thiên châu sẽ không có vấn đề gì a à? chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn như vậy sao được la quân nói ra người vì bảo tàng tình huống bình thường là muốn trước thẩm vấn một phen hai người bọn họ như vậy trực tiếp rời đi liền giống như là có tật giật mình hắn vốn là mang trong lòng nghi như vậy rời đi không chừng muốn dẫn xuất loạn gì tới tuệ giả nói ra tốt à. Tiểu nô hết thảy đều nghe chủ nhân ngài. Ngay vào lúc này, tuệ giả vừa dứt lời, cái kia bên ngoài biệt thự liền truyền đến trưởng tôn đại nhân thanh âm, người cái này mai màu đen tinh thạch ngược lại là có chút độc đáo a. À. Bản đại nhân trước kia cũng chưa từng thấy qua người có, có thể hay không mượn bản đại nhân nhìn qua. Ngay vào lúc này, cái kia trưởng tôn đại nhân phá không mà đến, trực tiếp xuất hiện tại tuệ giả trước mặt. Tuệ giả hoảng sợ, hắn trong nháy mắt này sắc mặt trắng bệch. Trường tôn đại nhân, tuệ giả lập tức chấn định lại, hắn thu linh hồn tinh thạch, nói ra, người cái này là ý gì? Trường tôn đại nhân nhạt lạnh nói ra, bản đại nhân hoài nghi người thân là chính phủ ủy nhiệm ghi chép quan viên, lại cùng nhân loại tu sĩ đi lại thân mật, có gây dối chi ý đồ. Người cái này nho nhỏ ghi chép quan viên, người phải suy nghĩ kỹ, dạng này sai lầm, người nhận được tốt hay sao hả? Ha ha, tuệ giả dựa theo la quân phân phó, đại cười nói, tốt tốt tốt, chúng ta cùng đi trưởng lão hội chỗ đó, nói ta ra 200 triệu đan dược tại ngươi nơi này mua hai cái tu sĩ. Được chứ? Trường tôn đại nhân lần nữa nhìn về phía tuệ giả, hắn dạng này nhìn chằm chằm tuệ giả. Sau đó, hắn nói ra, người rõ ràng rất khẩn trương, nhưng lại tựa hồ như sau lưng ngươi có cái thứ gì đang dạy ngươi làm sao nói. Nếu không phải bản đại nhân thời khắc tại chú ý ngươi tâm tình biến hóa, còn thật muốn bị người cái này tiêm nha lợi chỉ cho lừa gạt đi qua. Hắn đón đến, nói ra, đem người màu đen tinh thạch sao ra. Nếu là trong này chỉ có cái kia hai tên ngươi mang đi tu sĩ, bản đại nhân tin ngươi. Như là ở đó mà tìm ra người thứ ba loại lời nói, liền đủ có thể nói, người cùng nhân loại có cấu kết. Trường tôn đại nhân tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, nếu thật là cùng nhân loại có cấu kết, vậy ngươi cái này nho nhỏ ghi chép quan viên có thể ra đại danh. Ngươi sẽ là từ trước tới nay, linh tôn đệ nhất sỉ nhục. Trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy a à. tuệ giả triệt đề hoàng hắn hung hăng tại dùng ý niệm hỏi chủ nhân chủ nhân tiểu nô nên làm cái gì là quân lúc này cũng có phần đau đầu hắn thật không nghĩ tới vốn cho là đã vượt qua kỳ nguy hiểm lập tức có thể trở về nhà lại là đột nhiên mưa gió cấp biến đến như thế hung hiểm cấp độ liều mạng rất khó khăn nơi này là linh tôn thế giới một khi đánh lên cái này trưởng tôn tu vi như thế muốn chiến thắng cũng khó khăn nói gì tốt chiến tốt thắng. Và lại, một cái cao tầng nếu là chết tại tuệ giả trong nhà, cái kia tuệ giả lại muốn rời đi kỷ phấn trắng thế giới khó. Sự tình trình độ hung hiểm đã đến không thể tưởng tượng trình độ. Là quân gấp nhanh trí. Sau đó lúc này, tuệ giả hít sâu một hơi, nói ra, ta nói qua, ta có chính mình bí mật. Nhưng nếu như đại nhân nhất định muốn làm như thế lời nói, vậy cũng được. Linh hồn tinh thạch ta có thể cho ngươi nhìn, nhưng như vậy đi, nếu như bên trong không có người thứ ba loại, như vậy, ta thiếu 80 triệu đan dược, này coi như thôi, như thế nào? Ừm, ngươi là đang cùng ta có kè mặc cả sao? Trường tôn đại nhân lạnh lùng nói ra. Tuệ giả nói ra, không dám, chỉ bất quá, chúng ta đã giao dịch, đó là tại làm ăn. Làm lên sinh ý đến, cũng phải có sinh ý quy củ. Còn có, nếu như trường tôn đại nhân không nguyện ý, xin đem tất cả đan dược trả lại, ta cũng có thể đem cái kia hai tên tu sĩ trả lại. Linh hồn này tinh thạch, cũng có thể giao nộp trưởng lão hội, để trưởng lão hội đến cha ra ta đến cùng có hay không cùng nhân loại cấu kết. Hắn đón đến, tiếp tục nói, cùng nhân loại cấu kết, thật đúng là mới mẻ từ ngữ. Ngài cảm tưởng, ta cũng không dám làm, cái mặt này, ta gánh không nổi, ta có bí mật không giả, nếu không chọc ra, đến lúc đó, Ngài chỉ sợ cũng thoát không can hệ. Trưởng tôn đại nhân ngốc ngẩn ngơ, Vô luận là bỏ qua 80 triệu đan dược, vẫn là giao về 100 triệu viên thuốc, hắn đều là không nguyện ý. Trường tôn đại nhân lo lắng lấy, do dự, hắn ly thiên vũ cảnh kém cách xa một bước, cái này nhiều như thế đan dược, đã có thể giúp hắn đột phá. Đại đạo phía trước, như thế dụ hoặc, há có thể buông xuống. Ngay vào lúc này, trường tôn đại nhân đột nhiên biến sắc. Đón lấy, hắn không nói hai lời, quay người xẹt qua hư không, xuyên thẳng qua mà đi. Tuệ giả nhìn thấy trường tôn đại nhân rời đi, lúc này mới thường thường buông lỏng một hơi. Rất hiển nhiên, vừa mới những lời kia đều là La Quân dạy hắn nói. Tuệ giả cũng không khỏi theo trong đáy lòng bội phục lên La Quân cơ trí tới. Làm sao đột nhiên đi, lúc này, La Quân cảm thấy quái, nói ra, chẳng lẽ là Pháp học sẽ xảy ra chuyện. Pháp học hội làm sao có thể ra chuyện, tuệ giả nói ra. La Quân nói ra, đi Pháp học hội bên kia nhìn xem cái này chủ nhân chúng ta hiện tại không cần thiết tiến tới a à. tuệ giả hiển nhiên là không muốn đi la quân nói ra bớt nói nhảm lập tức đi tuệ giả bất đắc dĩ nói ra đúng chủ nhân la quân nghĩ đến là lan đình ngọc trong lòng của hắn nhớ mãi không quên cũng là lan đình ngọc đương nhiên đây không phải một loại hữu nghị loại hình tình cảm la quân cảm thấy lan đình ngọc sẽ không như vậy chết tại pháp học sẽ Hắn cũng không muốn Lan Đình Ngọc chết đi như thế, chỉ có tự tay mình giết Lan Đình Ngọc, trong lòng của hắn mới có thể thống khoái. Tuệ giả ngay sau đó xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc đi vào Pháp học hội phụ cận quan sát. Lúc này, chính là đêm đen thời điểm. Theo tuệ giả biệt thự đến pháp học biết, thực tế có hơn 300 dặm xa. Nhưng đối với tuệ giả dạng này cao thủ, cũng bất quá là trong chốc lát khoảng cách. Bốn phía đều là đen kịt một màu. Nhưng lúc này pháp học trong hội lại là trận pháp ba động đến kịch liệt ngay vào lúc này một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời ánh lửa kia la quân nhìn rõ ràng chính là một đầu cử viêm thần long cái kia cử viêm thần long ở trên không gấp bay ra ngoài tốc độ nhanh đến hảo điên hắn quả nhiên trốn tới la quân ám đạo tuệ giả thì nói ra chủ nhân ngài đoán được thật chuẩn pháp học hội quả nhiên ra chuyện chạy đi đâu đồng thời cái kia trường tôn đại nhân lệ quát một tiếng, đuổi theo tới. Trường tôn đại nhân là phản ứng nhanh nhất, người khác tại bầu trời đêm chi xuất hiện, bung ra tay, liền đem tự thân động thiên pháp tắc buông xuống. Đó là mang chủ quang pháp tác động thiên, cũng là xanh minh mang động thiên. Giống như là vũ trụ tinh hà. Mà càng thần là, tại cái kia trùng điệp trong không gian vũ trụ tinh hà chi, cái kia cửu viêm thần long lại không có bị triệt để che đậy kín quang mang là quần từ bên ngoài đều có thể nhìn đến bên trong cửu viêm thần long chính tại đột phá quy tắc. Cái kia cửu viêm thần long hóa thành hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt. Động thiên pháp tắc bên trong, vô số không gian bắt đầu đổ sụp. Cho dù là ẩn chứa trụ quang động thiên, lại như cũng bị cửu viêm thần long thiêu hủy. Hỏa diễm sau cùng toàn bộ thu liếm, hóa thành một đạo cực quang hỏa diễm, sau đó hướng ra phía ngoài hướng giết ra ngoài. Trường tôn đại nhân cũng biết cái này lan đình ngọc cực cổ quái, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất quyền. Sau đó, tại cái kia động thiên bên trong, một đạo to lớn màu xanh lam đại quyền ấn phanh một tiếng hướng cái kia cực quang hỏa diễm đụng giết đi qua. Động thiên đỉnh phong nhất quyền há lại hời hợt. Quyền kia lực chi lực lượng, pháp tắc khủng bố, cuồn cuộn, rồi rào. Âm âm, kế tiếp nháy mắt, đại bạo tạc phát sinh. Cái kia cực quang hỏa diễm hóa thành vô số tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm, tản mát đến không gian các nơi trường tôn đại nhân tự nhiên biết, cái này Lan Đình Ngọc không có khả năng chết như vậy. Nếu là thật sự dễ dàng chết như vậy, như vậy cùng Lan Đình Ngọc cũng sẽ không hao phí linh tôn nhóm lớn như vậy tâm huyết tới bắt. Vô cùng hỏa diễm như hoa sen đồng dạng tản mát. Trường tôn đại nhân cười lạnh một tiếng, đem các loại không gian chiết điệp lên, chính là không khiến cái này tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm dung hội cùng một chỗ. Âm âm, lập tức, những liên hoa đó hỏa diễm lập tức lên biến hóa, thế mà lao nhanh mãnh liệt bốc cháy lên. Trường tôn đại nhân trong lòng giật mình, hắn cảm giác được động thiên chi có vô số lỗ thủng xuất hiện. Đồng thời, cái này vô số liên hoa hỏa diễm, có một đóa liên hoa hỏa diễm đặc biệt không giống bình thường, đặc biệt lóa mắt. Tại trong chớp mắt ấy, đóa này liên hoa hỏa diễm đột nhiên hóa thành cửu viêm thần long. Đầu này cửu viêm thần long đồng thời không thế nào to lớn, chỉ là rít lên một tiếng, đột nhiên xé rách trưởng tôn đại nhân động thiên, sau đó như điện xạ đồng dạng chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Trường tôn đại nhân động thiên cháy, hắn phải nhanh dập tắt động thiên hỏa diễm, lại là không có thời gian đuổi theo cái kia cửu viêm thần long. Mà hết thảy này phát sinh, đều chẳng qua là điện quang thạch hỏa. Thẳng đến Lan Đình Ngọc thoát đi, Pháp học biết, trong trường lão hội mới có linh tôn kịp phản ứng. Nhưng chờ bọn hắn đi ra lúc nhưng đều là trễ. Cũng là lúc này, là quân rời đi tuệ giả lỗ tai, đem linh hồn tinh thạch chộp trong tay. Sau đó, hắn không nói hai lời, đem tần khả khanh, tại tử cấm, còn có đường thanh toàn bộ ném ra bên ngoài. Đón lấy, hắn quay người thi triển đại na di thuật hướng Lan Đình Ngọc đào tẩu phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, hết thảy ẩn núp, ẩn nhẫn chờ một chút, đối với la quân tới nói đều mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ muốn muốn khoái ý ân cừu. Tần khả khanh không hiểu la quân vì cái gì đột nhiên phản ứng kịch liệt, nàng vào khoảng tử cấm cùng đường thanh cấp tốc an trí đến chính mình một kiện pháp khí bên trong. Lại đối cái kia tuệ giả nói ra, lập tức trở về. Nơi đây đã là gió dục mây vần, xác thực không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Đợi tiếp nữa, một con đường chết, tuệ giả cũng minh bạch điểm này, lập tức cùng Tần Khả Khanh trở về. Đến mức La Quân hướng đi, tuệ giả cùng Tần Khả Khanh lại là đều bắt không đến. La Quân đã sớm khóa chặt Lan Đình Ngọc, hắn cùng Lan Đình Ngọc là lão đối thủ. Lan Đình Ngọc thủ đoạn, ý nghĩ, hắn đều có thể đoán ra một hai. Tại Lan Đình Ngọc sau khi thoát hiểm, La Quân lập tức đuổi theo. Hắn thân pháp thiên hạ vô song, chính là Lan Đình Ngọc cũng khó có thể vùng thoát khỏi La Quân truy tung. Kỷ phân trắng thế giới đối ngoại phong bế, La Quân cùng Lan Đình Ngọc đều không cảm ứng được thế giới bên ngoài, cũng vô pháp thoát ly kỷ phân trắng thế giới. Tại hư không chi, La Quân Lan Đình Ngọc lẫn nhau truy đuổi, chạy ra hơn ba vạn dặm. Sau cùng, Lan Đình Ngọc rơi vào một chỗ cô tịch tuyết phong mặt. Toàn thân hắn trần trụi, tóc rối bởi khăn choàng, nhưng hắn thân thể màu da lại là trắng noãn như ngọc. Lờ mờ có thể nhìn ra, hắn hình dạng rất là thanh tú. La Quân sau đó đuổi theo, hai người liền tại đất tuyết, cách nhau 10 mét đứng nghiêm. Là ngươi, Lan Đình Ngọc nhìn đến La Quân về sau, có chút kinh ngạc. La Quân mắt lóe qua vẻ cừu hận, hắn đỏ hai mắt, cắn răng nói ra, Lan Đình Ngọc, hôm nay người ta không chết không thôi. Lan Đình Ngọc Nghi hoặc nhìn La Quân liếc một chút, nói tiếp, chẳng lẽ người quên, chúng ta còn tại tinh chủ khống chế phía dưới. Chúng tinh điện quy củ, thiên mệnh giả lén lút không được tư đấu, nếu muốn tư đấu, cần báo khâm thiên ti. Tuy nhiên lúc này nơi này là kỷ phấn trắng thế giới, nhưng người thật sự cho rằng, chúng ta đã thoát ly khâm thiên ti giám sát sao. Ngươi, La Quân lúc này mới nhớ tới cái này một gốc giả, dạ, cái này liên tiếp sự tình để hắn có chút trở tay không kịp. Hắn nhìn thấy Lan Đình Ngọc lúc quá mức chấn kinh, tiếp lấy lại gặp Lan Đình Ngọc đào tẩu, lúc này mới nóng vội phía dưới đuổi theo. Lúc này Lan Đình Ngọc một nhắc nhở, là Quân Tâm liền lạnh hơn nửa đoạn. "Huống chi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi bản sự, có thể giết ta sao?" Lan Đình Ngọc mắt lạnh nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi nếu thật muốn cùng ta nhất quyết thư hùng, chờ trở, trở lại chúng tinh điện, báo khâm thiên ti, ta phụng bồi là được." Lan Đình Ngọc Tu Vi đã đến hư tiên cảnh kỳ, khác công pháp đặc thù, chính là không dựa vào pháp bảo, có thể theo động tiên đỉnh phong cao thủ động thiên tri yên ổn thoát đi. Hắn không hổ thiên châu thiên mệnh chi vương, cho nên, hắn cũng sẽ không sợ hãi la quân nửa phần. Lan Đình Ngọc xuất thân mặc dù là tại hầu môn nhà, nhưng bởi vì mẫu thân thân phận đê tiện, từ trước đến nay bị phụ thân vắng vẻ, cũng bị nhà tộc huynh đệ kỳ thị. Phụ thân càng là nghiêm lệnh không cho phép hắn tập võ lan đình ngọc là tại dạng này một cái tình huống dưới lấy được gặp sau đó thành hôm nay địa vị bản chất tới nói hắn cùng la quân ở giữa là cừu nhân nhưng không thể nói lan đình ngọc là cái ngụy quân tử sát nhân đoạt bảo chuyện này tại giữa các tu sĩ quá tầm thường không đủ hắn duy nhất sai là giết la quân nữ nhân lúc này la quân nhìn trước mắt lan đình ngọc tâm tình của hắn rất là phức tạp hắn đột nhiên cảm thấy rất là bất lực hắn tự cho là đã có chút bản sự nhưng nhưng vẫn là có nhiều như vậy bất lực, hắn không thể để cho Trần Thiên Nhai hướng mẫu thân nhận lầm, hắn không năng thủ lưỡi đao sát hại lạc ninh cửu nhân. Mà lại, thù này người ở trước mắt, là quân càng rõ ràng, chính là không có chúng tinh điện quy củ, hắn cũng không giết chết Lan Đình Ngọc. Có hay không thể đánh thắng Lan Đình Ngọc đều phải một cái khác nói. Là quân tại hư trong tiên cảnh, không e ngại bất luận cái gì cao thủ. Hắn thậm chí đánh sớm bại qua hư tiên đỉnh phong thiết mộc quân. Nhưng là, Hắn đối mặt hư tiên kỳ Lan Đình Ngọc lại là không có một chút chắc chắn nào. La Quân hít sâu một hơi, hắn trong lòng lửa giận cái này thời điểm đã bình phục rất nhiều. Hắn tuy nhiên xúc động, nhưng không lại bởi vì xúc động nhi mất lý trí. Hắn biết, lúc này còn không phải báo thù thời điểm. Sau đó, La Quân lập tức chuẩn bị rời đi, Tần Khả Khanh bên kia hắn đồng thời không yên lòng. Đợi một chút, tại lúc này, Lan Đình Ngọc hô, "La Quân nào nào." hắn tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía lan đình ngọc nhưng không nói lời nào lan đình ngọc nói ra ta tất cả mọi thứ đều ném có thể hay không mượn ta hai cái y phục la quân ngốc ngẩn ngơ có điều hắn không nhiều lời lời nói lập tức theo phòng bị tu di bên trong tìm ra hai bộ quần áo sau đó ném cho lan đình ngọc lan đình ngọc tiếp nhận y phục cái kia một cái chớp mắt hắn ánh mắt tình rất là phức tạp rất nhanh lan đình ngọc mặc quần áo hắn trầm giọng nói ra, đa tạ. La quân quay người lại lần nữa muốn đi. Ta coi là, người không biết mượn, Lan Đình Ngọc nói ra. La quân cũng không quay đầu lại, nói ra, chúng ta là cứu nhân, là địch nhân không giả, nhưng cái kia có tôn trọng, ta sẽ cho ngươi. Lan Đình Ngọc cười lớn một tiếng, nói ra, tốt, tốt. Đón lấy, hắn còn nói thêm, ta dẫn người đi gặp một người. La quân nhất thời không hiểu, nói ra, gặp một người, người nào. Lan Đình Ngọc nói ra, nhìn thấy biết, là Quân Tâm tính thiện lương, cũng không cự tuyệt nữa. Lan Đình Ngọc ngay sau đó, Lan Đình Ngọc tế ra cử viêm thần long, sau đó thực sự long mà. Cái kia cử viêm thần long ở trên không vào thét một tiếng, liền bay ra ngoài. La Quân cũng lập tức tế ra đại kim đan đến, đại kim đan triển khai côn bằng cánh, đại cánh chấn động, liền đi theo. Hai người tại bầu trời đêm nhanh như điện chớp. Không lâu sau, liền tới đến một chỗ sơn lâm chi. Đó là rậm rạp sơn lâm, giống như rừng rậm nguyên thủy. Cây cối rậm rạp tới cực điểm. Lan Đình Ngọc sau đó thu cửu viêm thần long, hắn là sợ cửu viêm thần long đem rừng cây đốt bốc cháy. Trong nháy mắt, Lan Đình Ngọc hạ xuống. La Quân theo sát sau. Hai người đến một chỗ động phủ phía trước. La Quân rõ ràng cảm giác được cái này phía ngoài động phủ trận pháp bố trí được cực huyền diệu, nếu không tế sát, ngoại nhân rất khó phát giác được nơi này tồn tại lan đình ngọc dạo chơi hướng trong động phủ đi đến la quân càng phát ra nghi hoặc cái kia trong động phủ suối nước nóng pha trộn nhiệt khí bốc hơi bên trong còn có không ít cây gì quả người nào đi vào có nhân loại hét lớn đó là bốn tên tu vi không tệ nhân loại rõ ràng đều là cửu trọng thiên tu vi bốn người đều là nam tử cường tráng đại hán cầm đầu hán tử càng là cửu trọng thiên đỉnh phong hắn mày rậm mắt to lưng hùm vai gấu biêu hãn chi khí đập vào mặt. Cái kia bốn tên hán tử rất mau nhìn rõ ràng Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Chờ bọn hắn nhìn đến Lan Đình Ngọc lúc, nhất thời đại hỷ, vui đến phát khóc. Công tử, công tử, ngài trở về Á, cái kia bốn tên đại hán hoan hô. Rất nhanh, trong động phủ lại có động tính. Đón lấy, có người lục tục ngo ngoe từ bên trong đi ra, mỗi người đi ra nhìn thấy Lan Đình Ngọc, đều là xuất phát từ nội tâm gieo hò. Công tử, là công tử trở về mỗi người lời kịch đều không khác mấy, lục tục ngo ngoe, thế mà đi ra hơn hai trăm người. Những người này toàn bộ tới, vây quanh Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Nhưng bọn hắn tiêu điểm đều tại Lan Đình Ngọc thân thể. Lan Đình Ngọc thì là mỉm cười, hắn nhìn về phía mọi người, nói ra: Ta đã sớm nói, để cho các ngươi không cần lo lắng ta, ta nhất định sẽ trở về. Vâng, cái kia cầm đầu đại hán mày dậm nói ra, công tử nhà chúng ta tu vì thiên hạ vô song những cái kia chó khủng long làm sao có thể vây khốn công tử nhà ta. Công tử thiên hạ vô địch, công tử thiên hạ vô địch. Chúng người hô to, đó là xuất phát từ nội tâm gieo hò, đó là một loại làm cho người cảm động lực lượng. La Quân lần nữa cảm thấy tâm tình phức tạp. Hắn biết, Lan Đình Ngọc cho tới bây giờ đều là một cái quân tử. Hắn cũng biết, nếu như không có Lạc Ninh sự tình, hắn nhất định có thể cùng Lan Đình Ngọc trở thành hảo bằng hữu. Nhưng thế gian này, cho tới bây giờ đều không có nếu như cũng là tại lúc này mọi người ở giữa rốt cục có người ý thức được la quân tồn tại cái kia đại hán mày rậm đầu tiên nói công tử vị công tử này là lan đình ngọc lập tức nói ra vị công tử này gọi là la quân chính là là bằng hữu ta lần này ta có thể trốn tới nhờ có hắn a à, mọi người lập tức đối la quân thiên ân vạn tạ lên được rồi được rồi lan đình ngọc tiếp lấy khoát khoát tay nói ra mọi người trước an tĩnh một chút, ta còn có chút chuyện trọng yếu muốn làm. các người đi về nghỉ trước, ngày mai chúng ta thật tốt đoàn tụ có được hay không? mọi người tuy nhiên không muốn, nhưng là Lan Đình Ngọc đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. sau đó náo nhiệt động phủ đại sảnh lại rất nhanh an tĩnh lại, Chàng chỉ còn lại có bốn tên đại hán cùng La Quân, Lan Đình Ngọc tại Hạ Lưu Mãng, cái kia đại hán mày dậm hướng La Quân tự giới thiệu ra mắt công tử la quân không dám chút nào kiêu căng ôm quyền nói ra lưu huynh tốt còn lại ba tên đại hán cũng tới bái kiến la quân la quân cũng hiểu được bọn họ là tứ huynh đệ phân biệt gọi là lưu đường lưu dũng lưu chính cái này tứ huynh đệ biểu thị la quân đã cứu công tử về sau là bọn họ ân nhân khiến la quân có chút xấu hổ bởi vì hắn căn bản không có cứu lan đình ngọc lan đình ngọc đột nhiên nói ra lưu mãng lưu mãng vội nói công tử Lan Đình Ngọc nói ra, mang chúng ta đi gặp tiểu tuyết. Lưu Mãng nao nao, theo rồi nói ra, đúng, công tử. Ngay sau đó, Lưu Mãng phía trước dẫn đường. Đây là hướng trong động phủ đi đến, đó là một đầu thật dài thông đạo. Dũng hai bên đường rẽ trái rẽ phải, có thật nhiều hang đá. Là quân tâm tính thiện lương tới cực điểm, hắn biết Lan Đình Ngọc không biết không vô nghĩa. Tiểu tuyết, tiểu tuyết là ai, là quân ám đạo. Về sau, đi qua thông đạo, đến một mảnh nở rộ rừng đào trước nơi này đào hoa đua nở vô số quả đào chất đầy đầu cành những cái kia quả đào cái ảnh chân dung là bàn đào một dạng la quân có thể cảm giác được trong rừng đào linh khí pha trộn giống như nhân gian tiên cảnh cái này phong bế trong động phủ lại có dạng này một phương phúc địa khiến la quân cảm thấy tốt mà tại rừng đào ở giữa có một cái giường giường mặt kết đầy màu trắng hàn băng lao nhanh hơi lạnh pha trộn vần quanh dương dèm vải mạn màn lụa là quân liếc một chút nhìn sang nhìn đến giường nằm một người cái kia giường nằm người là quân người đi xem một chút đi lan đình ngọc trầm giọng nói ra là quân không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì hắn xu thế bước trước các loại đi được gần chính là lộ ra màn lụa cũng đem bên trong nhìn rõ ràng các loại thấy rõ ràng cái kia giường người dung nhan lúc là quân thân thể run lẩy bẩy bởi vì cái kia giường nằm người không là người khác đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu lạc ninh a à. lạc ninh la quân tại cái này một cái chắc mắt nước mắt kìm lòng không được vào tới hắn bước nhanh trước xốc lên màn lụa một nắm chặt nữ tử kia tay ngọc cái kia một đôi tay tràn ngập rét lạnh thường nhân chạm vào lập tức muốn bị đông thành băng côn nhưng la quân lại là không sợ chút nào hắn chỉ muốn nắm đôi tay này tới đất lão đến thiên hoang đồng thời Lạc quân còn cảm giác được Lạc Ninh cũng chưa chết, còn có khí hơi thở tại. Hắn còn sống, còn sống. Là quân vui đến phát khóc. Sau một hồi khá lâu, là quân kịp phản ứng, mới hỏi Lan Đình Ngọc, nói ra, đây là có chuyện gì? Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bởi vì nàng không phải thê tử ngươi Lạc Ninh. Là quân bị kinh ngạc, hắn lập tức nói ra, điều đó không có khả năng, nàng là Lạc Ninh, cái này tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lan Đình Ngọc nói ra, nàng không phải, nàng gọi là Lạc Tuyết, là thê tử ngươi song bào thai tỷ tỷ. Cái này, là quân ngây người. Hắn sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Đúng vậy a, à, Lạc Ninh đã chết, tan thành mây khói, là lại đại thần thông cũng phục sinh không để cho. Ta thế mà còn tại vọng tưởng, là quân mắt lóe qua vẻ cừu hận, hắn cắn răng nhìn nói với Lan Đình Ngọc, Lan Đình Ngọc, một ngày kia, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định, cái kia lưu mãng ở một bên nhất thời thất sắc hắn vô ý thức bảo vệ lan đình ngọc đồng thời mang theo địch ý nhìn về phía la quân tránh ra lan đình ngọc đẩy ra lưu mãng nói ra người há có thể đỡ nổi hắn hắn tiếp lấy còn nói thêm la quân người yên tâm ta tùy thời trở lấy ngươi la quân gật gật đầu hắn hít sâu một hơi tiếp lấy còn nói thêm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lan đình ngọc liền đối với cái kia lưu mãng nói ra người đi xuống đi công tử lưu mãng nói ra lan đình ngọc nói ra không muốn ngoại truyền đi xuống đúng công tử lưu mãng tuy nhiên lo lắng tuy nhiên không nguyện ý nhưng vẫn là ứng thanh là sau đó lui xuống đi lan đình ngọc tiếp lấy mới nói với la quân việc này nói rất dài dòng ta vốn là tiếp tinh chủ nhiệm vụ muốn đi tìm tìm hàn băng hồn ngọc ta tại hàn băng trong thế giới một đường đi tìm đi, tại Hàn Băng Thiên Sơn gặp phải Lạc Tuyết. Lúc đó, ta cho là ta là hoa mắt, ta cũng coi là, nàng là bị ta sát hại nữ tử kia, cũng là thê tử ngươi Lạc Ninh. Ta xác thực thật cao hứng, nếu như Lạc Ninh không chết, người ta ở giữa lại không cừu hận. Audio điện tử võ tấn bền là quân nghe được Lan Đình Ngọc nói có thể lại không cừu hận thời điểm, lòng hắn rung động một chút. Hắn cũng muốn lại không cừu hận, động lòng người sinh là như thế, cho tới bây giờ đều không có nếu như, cũng không có giả dụ. Lan Đình Ngọc tiếp tục nói, Lạc Tuyết là cái rất hiền lành cô nương, ta là trời sinh băng hồn thể phách. Tại tu sĩ tới nói, là tài liệu tốt, nàng mang ta tìm tới ta muốn tìm hàn băng hồn ngọc, về sau, ta muốn đem nàng mang rời khỏi hàn băng thế giới, sau đó đưa đến người thiếu uy phủ. Tuy nhiên nàng không phải Lạc Ninh, nhưng nàng nếu là Lạc Ninh tỷ tỷ, như vậy ngươi cũng cần phải chiếu cố nàng cũng coi như cho người cái an ủi, cũng coi như ngươi cho Lạc Ninh làm một ít chuyện. La Quân nhìn nhiều Lan Đình Ngọc. Hắn đồng thời không nghi ngờ Lan Đình Ngọc nói tới, hắn biết, kiêu ngạo như Lan Đình Ngọc là tuyệt không có khả năng đến nói cái gì lời nói dối. Tuy nhiên rất giống, nhưng Lạc Tuyết nàng sao sẽ biết nàng có cái muội muội gọi Lạc Ninh. Theo ta được biết, lúc đó thất lạc, các nàng đều rất tuổi nhỏ. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc nói ra. Lạc tuyết là tại nàng dượng nhà tránh thoát một kiếp, về sau, nàng 12 tuổi lúc mới rời khỏi nàng dượng nhà. Cho nên, trong nhà nàng phát sinh rất nhiều chuyện, nàng đều biết. Nàng vẫn luôn muốn tìm về muội muội còn về sau, vì cái gì nàng sẽ tới hàn băng thế giới, đây là bởi vì thể chất nàng càng ngày càng quái, nàng càng ngày càng không thể cùng người tiếp xúc. Một ngày nào đó muộn, nàng hàn băng chi khí đem vị diện không gian trực tiếp xé rách. Sau đó nàng đến hàn băng thiên sơn, tại cái kia mặt, Nàng phát hiện mình cầm giữ có thần bí lực lượng, có thể điều động thiên hạ hàn băng chi khí, nàng ở chỗ đó mới là như cá gặp nước. Sau đó, nàng một mực không có trở về, mà lại, nàng cũng không biết làm như thế nào trở về. Thì ra là thế, La Quân lại là không nghĩ tới, Lạc Ninh thế mà còn có một người tỷ tỷ. La Quân nhìn về phía Hàn Băng giường giống như ngủ say Lạc Tuyết, nàng dung nhan thật giống Cực Lạc Ninh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn không khỏi si đối với lạc ninh hắn có quá nhiều hối hận hắn vẫn cảm thấy lạc ninh chết cùng hắn có quan hệ rất lớn ngày đó chính mình không cho nàng đi không có loại sự tình này phát sinh hắn rất muốn rất muốn đi đền bù thế nhưng là hắn vĩnh viễn cũng đền bù không một cái đã không có sinh mệnh người như vậy hiện tại lạc viết xuất hiện la quân cảm thấy mình tổng xem là khá vì lạc ninh làm một ít chuyện la quân sau đó hỏi lan đình ngọc nói ra cái kia về sau là chuyện gì xảy ra lan đình ngọc trầm giọng nói ra người cũng cần phải đoán được về sau linh tôn nhóm tìm tới lạc tuyết bọn họ muốn dẫn đi lạc tuyết bởi vì lạc tuyết thể chất đặc thù bọn họ muốn làm nghiên cứu ta giết mấy tên linh tôn lại dẫn tới càng nhiều linh tôn rơi vào đường cùng ta sau cùng không có bảo vệ lạc ninh lạc tuyết bị mang về kỷ phấn trắng thế giới ta một đường giấu ở chung quanh bọn họ Tìm đúng cơ hội lặng lẽ theo bọn họ trong truyền tống trận tiến cái này kỳ phấn trắng thế giới. Về sau, ta đem lạc tuyết cứu ra, ẩn núp ở đây. Đón lấy, ta gặp nhân loại ở đây thê thảm, lòng sinh không đành lòng, cứu như thế một số người. Cái kia lưu ra tứ huynh đệ vốn là tại phục Linh Tôn khổ dịch, bị ta thuận tay cứu ra. Như thế về sau, nơi này cũng coi là vì bọn họ an gia. Trước đây không lâu, Linh Tôn bắt đầu tìm tòi. Ta vì chuyển di bọn họ chú ý lực chủ động đi công kích bọn họ thiên đô tổng bộ, về sau, thiên long điện trưởng lão hội phái người, ta lần nữa không địch lại, bị tóm lên tới. Bọn họ vẫn muốn nghiên cứu ta, cho nên, ta cũng còn có mạng sống cơ hội. Thì ra là thế, là quân cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Lan Đình Ngọc nói tiếp, vậy còn ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ xuất hiện tại kỷ phấn trắng trong thế giới. Là quân cũng không giấu giếm, nói ra, ta tại ương thế giới tìm kiếm bảo tàng thời điểm, bị linh tôn phương thiên thuyền nuốt chửng lấy đi vào về sau ta theo phương thiên trong đò thoát đi ra ngoài lan đình ngọc không khỏi nhìn nhiều la quân liếc một chút nói ra nguyên lai là ngươi ừm la quân nói ra lan đình ngọc nói ra ta là biết gần đây linh tôn nhóm tựa hồ có chút đau đầu bởi vì bọn hắn nhiều lần bắt một cái nhân loại mà không được còn tổn thất đếm viên đại tướng nguyên lai người này là ngươi la quân sờ mũi một cái nói ra, cái kia hẳn là là ta. Tóm lại, trong này phát sinh rất nhiều chuyện, ta lần này đến, là bắt Linh Tôn một cái ghi chép quan viên, sau đó sử dụng ghi chép quan viên đặc quyền tiến tới cứu người. Ta biết, Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi nhường cái kia ghi chép quan viên tìm trưởng tôn mua hai người, là ngươi muốn cứu người, đúng hay không? Là Quân nói ra, ban đầu đến khi đó ngươi là thanh tỉnh. Lan Đình Ngọc nói ra, ta sớm đã sớm thanh tỉnh. La Quân nào nào, Hắn nói tiếp, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, người mới đột nhiên làm khó dễ. Lan Đình Ngọc nói ra, không có vì cái gì, là đột nhiên công lực hoàn toàn khôi phục. Cho nên ta xuất thủ. La Quân cảm thấy vi diệu, bởi vì Lan Đình Ngọc làm khó dễ, thời cơ này quá xảo diệu. Vừa tốt vì La Quân giải vây. Cái này ảo diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. La Quân cũng không xoắn suýt vấn đề này, hắn nói tiếp tiếp đó, người có tính toán gì? Lan Đình Ngọc nói ra, ta nhiệm vụ lần này thời gian còn rất dài, trọn vẹn còn có thời gian nửa năm. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta muốn rời khỏi cái này kỷ phấn trắng thế giới, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn nhất là, làm sao an trí nơi này những người này? Bọn họ đều là người đáng thương, nếu như ta như thế vừa đi, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 200 người, ta dùng ta đại giới tu di, có thể toàn bộ đặt vào, la quân nói ra lan đình ngọc nhất thời đại hỷ nói ra như thế rất tốt có nhiều cực khổ ngươi la quân nói ra không có gì hắn cùng lan đình ngọc có cửu hận không giả nhưng là la quân đồng thời không cảm thấy cứu những người này ra ngoài là tại giúp lan đình ngọc hắn thậm chí có chút bội phục lan đình ngọc dũng cảm tại chính mình còn tại sợ đầu sợ đuôi thời điểm hắn đã xuất thủ đi làm đồng thời la quân lại hỏi lan đình ngọc lạc tuyết là chuyện gì xảy ra lan đình ngọc nói ra nàng rơi vào đến linh tôn tay ta cứu ra lúc liền một mực là hôn mê cũng không biết là chuyện gì xảy ra la quân hít sâu một hơi nói ra tốt kha làm phiền ngươi lui xuống trước đi ta muốn nhìn ta có biện pháp nào không đem nàng cứu tỉnh lại lan đình ngọc nghe vậy vui vẻ hắn biết la quân có chút thủ đoạn đặc thù tốt lan đình ngọc lập tức lui xuống đi sau đó la quân các loại lan đình ngọc sau khi đi liền đem linh tuệ hòa thượng kêu đi ra nhanh nhạy, người giúp ta xem một chút nàng là chuyện gì xảy ra. La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng chưa gặp qua Lạc Ninh, cho nên hắn nhìn thấy Lạc Tuyết về sau đồng thời không có cái gì quá lớn phản ứng. Linh Tuệ Hòa Thượng nhô ra nhánh cây đến quan sát Lạc Tuyết, chỉ là hắn tiếp xúc Lạc Tuyết liền lập tức rút tay về. Ai nha, lạnh quá, Linh Tuệ Hòa Thượng kêu một tiếng. Người cũng sợ nàng lạnh, La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cô nương này quá cổ quái. La Quân nói ra, nói thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nói cái gì nha? Bần tăng vung cũng không có cảm giác được, quá lạnh, căn bản không chịu nổi. Và lại, Bần tăng cũng không phải thầy thuốc. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, tính toán, người hồi hạt giống bên trong đợi đi, ta tự mình tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là địa phương nào? Cô nương này lai lịch gì a? À? la quân nói ra về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi linh tuệ hòa thượng gặp la quân không muốn nói liền nói ra vậy được rồi về sau linh tuệ hòa thượng trở lại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong la quân nhìn chăm chú lạc tuyết nhiều lần hắn đều kém chút bật thốt lên hô lên lạc ninh hai chữ tới hắn lần nữa hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng đón lấy hắn mới dò xét lạc tuyết mạch đập hắn hai ngón tay tìm kiếm lập tức vô cùng băng hàn chi khí tập tới. Cỗ này băng hàn chi khí địa sát chi tinh còn muốn hung mãnh tuyệt độc. Nhưng, lại vô cùng tinh khiết. May mắn là quân cùng địa sát chi tinh sớm đã hòa làm một thể, cũng không sợ băng hàn chi ý. Hắn tuy nhiên cũng có chút chịu không được, nhưng còn có thể chống đỡ ở. Là quân cũng hiểu thành cái gì linh tuệ hòa thượng hội chịu không được. Bởi vì linh tuệ hòa thượng không phải là băng hàn thuộc tính. Chỉ sợ Lan Đình Ngọc cũng đến chịu không được, hoặc là Lan Đình Ngọc thiêu Lạc Tuyết, hoặc là Lạc Tuyết chết cóng Lan Đình Ngọc. La Quân rất nhanh dò xét đến Lạc Tuyết thân thể xuất hiện tình huống gì. Lạc Tuyết trong thân thể có một cái khác tinh thạch, cụ thể là cái gì tinh thạch, đồng thời không rõ lắm. Nhưng cái này mai tinh thạch tựa hồ đang chậm rãi hấp thu Lạc Tuyết thân thể hàn băng chi phách. La Quân rất nhanh minh bạch, tinh thạch này là linh tôn nhóm bỏ vào Lạc Tuyết trong thân thể. Bọn họ muốn đem Lạc Tuyết thân thể hàn băng chi phách toàn bộ hút đi thế nhưng là la quân cũng rõ ràng hàn băng chi phách chính là lạc tuyết thân thể căn bản một khi nàng thân thể hàn băng chi phách bị toàn bộ hút đi như vậy lạc tuyết cũng sẽ mất đi sức sống chờ đợi lạc tuyết sẽ là khô héo mà chết la quân đã mất đi lạc ninh bây giờ sao cũng sẽ không để lạc tuyết ra chuyện sau đó là quân liền lấy pháp lực thăm dò vào đến lạc tuyết trong thân thể hắn ý đổ lấy pháp lực đem cái viên kia tinh thạch vô hạn thu nhỏ sau đó đem bắt đi chỉ là pháp lực dò xét chạm đến tinh thạch vấn đề lập tức xuất hiện đó chính là cái kia tinh thạch tựa hồ mọc ra kinh mạch những cái kia nhỏ bé kinh mạch đã cùng lạc tuyết kinh mạch nối liền cùng một chỗ chỉ cần la quân cưỡng ép đem tinh thạch lấy ra như vậy lạc tuyết hội mất máu mà chết nhưng tinh thạch này một mực không lấy đi sẽ đem lạc tuyết hàn băng chi phách toàn bộ hút đi cho đến lúc đó lạc tuyết vẫn là một con đường chết đây là một cái tuyệt vấn đề khó khăn không nhỏ là quân lâm vào trầm tư, hắn nhất định phải giải quyết cái vấn đề khó khăn này, hắn nhất định muốn cứu trở về lạc tuyết. như thế nào xử lý, làm cái gì? ai nha, đạo hiếu. ở thời điểm này, cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng nhìn không được, người mẹ nó mỗi lần cũng không thể nhớ tới. người còn có một cái thần trùng tử đúng hay không? linh tuệ hòa thượng cũng nhịn không được muốn bạo nói tục, người bất chấp tất cả, trước dùng huyền hoàng thần cốc hạt giống thử một lần có được hay không la quân nao nao sau đó cũng không khỏi vỗ xuống bắp đùi mình hắn cảm thấy mình là thật đần a à. ngay sau đó la quân lập tức lấy ra một huyền hoàng dịch cái này huyền hoàng dịch bị la quân hơi hơi một đông lạnh liền đông lạnh thành như băng châu một vật huyền hoàng dịch lợi hại đó là không cần nhiều lời dùng lượng cũng muốn vô cùng chú ý làm không tốt có thể đem đối phương làm thành mất trí nhớ la quân đem cái này một huyền hoàng dịch làm ba phần ba tiểu băng châu bị La Quân dùng pháp lực nâng. Đón lấy, La Quân vận chuyển một tiểu băng châu, sau đó lấy mạc đại pháp lực theo Lạc Tuyết lỗ chân lông đánh vào đến trong cơ thể nàng. La Quân lấy pháp lực chiếu rõ hư không, Lạc Tuyết thân thể toàn bộ đều tại hắn quan sát phía dưới. Lúc này, Lạc Tuyết tại La Quân trước mặt là không có bất kỳ cái gì tự ẩn. Cái kia huyền hoàng dịch thủy trung bị La Quân dùng pháp lực khống chế, rất nhanh, huyền hoàng dịch đi vào Lạc Tuyết vị trí trái tim cái viên kia thần bí tinh thạch sinh trưởng tại vị trí trái tim mặt là quân lúc này nhưng lại do dự hắn không quá chắc chắn cái này huyền hoàng dịch có thể hay không có tác dụng vạn nhất ta bởi vậy hại chết lạc tuyết ta chẳng phải là càng có lỗi với lạc ninh là quân thì thào nói ra nghĩ gì thế đạo hữu huyền hoàng dịch cũng không phải độc dược lại nói người dùng liều lượng nhỏ như vậy có thể xảy ra vấn đề gì người quá nghi thần nghi quỷ a linh tuệ hòa thượng nói ra Vậy cũng đúng, La Quân cũng cảm thấy mình là có chút tố chất thần kinh. Chủ yếu là quan hệ đến Lạc Ninh sự tình, La Quân không dám có chút chủ quan. Sau đó, La Quân đem cái này một huyền hoàng dịch vào đến cái kia hàn băng tinh thạch mặt. Cái kia tinh thạch rất là cổ quái, vốn là La Quân cho dù thi triển pháp lực cũng xâm nhập không đi vào. Nhưng giờ phút này, huyền hoàng dịch lại giống như là cực kỳ ăn mòn lực dịch thể, thế mà trực tiếp dung nhập vào trong tinh thạch. Nhưng rất nhanh cái viên kia tinh thạch tiếp tục hấp thu hàn băng chi phách. Đón lấy, tinh thạch mặt lại bị hàn băng bao trùm, cùng huyền hoàng dịch xưa nay không từng tới một dạng. Liều lượng không đủ, là quân ám đạo. Hắn sợ hãi trong lòng, tâm là một điểm cơ sở đều không có. Cũng sợ làm xảy ra ngoài ý muốn đến. Là quân đem tình huống này cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiếp tục. Nhanh nhạy, cái này quá mạo hiểm. Là quân nói ra, Ta còn có thể đi Linh Tôn bên kia tìm kiếm giải quyết con đường." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng tổng hợp đạo hữu như lời ngươi nói tình huống, ngươi cần thêm liều lượng cao đem cái kia tinh thạch tan ra. Tinh thạch tan ra về sau, liền sẽ bị nữ tử này hàn băng chi phách phản phệ. Đến lúc đó, nữ tử này tự nhiên sẽ thức tỉnh, đồng thời lực lượng càng sâu lúc trước." La quần nói ra, nhưng nếu ngoài ý muốn nổi lên đâu?" Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, vậy ngươi đi tìm Linh Tôn đâu? Vạn nhất bị bắt, cái kia nàng không phải một con đường chết. Cái kia có 100% sự tình, đây là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết, người lề mề chậm chạp cái gì. Là quân nói ra, nhanh nhạy, người không hiểu, người không hiểu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng không cần phải hiểu, nhưng bần tăng thấy rõ ràng, biết cái gì là lựa chọn tốt nhất. Là quân nói ra, nếu nàng chết lại tại tay ta, ta chỉ có lấy cái chết tả tội. Linh tuệ hòa thượng chửi ầm lên nói ra huyền hoàng dịch mẹ hắn không đánh chết người. La quân trầm ngâm. Sau một hồi khá lâu, hắn tăng lớn huyền hoàng dịch liều lượng. Lần này, la quân ba huyền hoàng dịch. Ba huyền hoàng dịch là la quân trước đó phục dụng tổng cộng liều lượng. Đón lấy, ba huyền hoàng dịch toàn bộ thông qua lạc tuyết lỗ chân lông tiến vào vị trí trái tim. Sau đó, ba huyền hoàng dịch nhập vào đi. Chỉ là rất nhanh, cái kia tinh thạch lại bị hàn băng bao trùm. Tựa như châu đất xuống biển, còn chưa đủ, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, liều lượng cao, đây là tan giã tinh thạch, không phải tan giã thân thể nàng. La Quân liền cắn răng một cái, lần nữa lấy ra chín huyền hoàng dịch đánh vào đến cái kia trong tinh thạch. Lần này, tinh thạch khôi phục tốc độ chậm một chút. Sau một hồi khá lâu, tinh thạch mới toàn bộ đem những cái kia bị ăn mòn địa phương một lần nữa bị đông. La Quân trong nháy mắt lấy ra 30 nhỏ bé huyền hoàng dịch. Trong nháy mắt đó, 30 Huyền Hoàng Dịch đem tinh thạch bao khỏa, cùng một chỗ xâm nhập đi vào. Sau đó, cái này tinh thạch bị bốn phương tám hướng vây lại. Huyền Hoàng Dịch triệt để xâm lấn, cái kia lạnh như băng tinh thạch giống như là bị ăn mòn dịch thể triệt để ăn mòn. Không đến một lát, cái kia tinh thạch triệt để mềm đi xuống. Lạc Tuyết trái tim tinh thạch vốn là giống khối u, nhưng bây giờ khối u biến mất, vị trí trái tim hoàn toàn khôi phục bình thường. Tất cả hàn băng chi phách một lần nữa đưa vào Lạc Tuyết trong thân thể. La Quân tỉ mỉ quan sát kỹ lạc tuyết tình trạng cơ thể, e sợ cho xảy ra vấn đề gì. Không lâu sau đó, lạc tuyết thân thể triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Trong cơ thể nàng hàn băng chi phách lao nhanh chi nhưng lại bình ổn, nàng sinh mệnh thể trương thu cũng tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Có thể khẳng định là, lạc tuyết không có việc gì. Nhưng La Quân không dám khẳng định là, lạc tuyết trí nhớ đến cùng ẩn hiện xảy ra vấn đề huyền hoàng dịch đối thân thể nàng đến cùng lên không có lên tác dụng phụ. La quân chăm chú nhìn lạc tuyết. Hắn thu hồi chỗ có pháp lực. Sau một lát, dường lạc tuyết có động tính, tay nàng chỉ động đậy một chút, đón lấy, nàng mở ra đôi mắt đẹp. La quân không khỏi đại hỉ. Lạc tuyết nỗ lực giơ tay lên, nàng muốn ngồi xuống. Ta giúp ngươi, La quân liền vội vươn tay đến vịn lạc tuyết. Lạc tuyết bị La quân vịn ngồi xuống, nàng tiếp lấy nhìn về phía La quân nàng trong mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, người là ai? Hỏng bét, la quân trong lòng kinh hãi, hắn nhịn không được nói với linh tuệ hòa thượng, nàng giống như mất đi trí nhớ. Linh tuệ hòa thượng thăm thẳm nói ra, nàng nhận biết ngươi sao? Ách, la quân nhất thời xấu hổ, giống như không biết. Vậy ngươi nói cọng lông, linh tuệ hòa thượng tức giận nói ra, nữ nhân này có cái gì ma lực, làm sao cảm giác giác đạo hữu ngươi thông minh như vậy người, gặp nữ nhân này, theo ném hồn phách một dạng la quân nói ra ngươi không hiểu ngươi không nói bần tăng đương nhiên không hiểu linh tuệ hòa thượng nói ra hai người bọn họ giao lưu toàn bộ nhờ ý niệm mà đối mặt lạc tuyết hỏi thăm la quân ngẫm lại nói ra ta ta là em rể ngươi em rể ta lạc tuyết xứng sờ một chút sau đó mỹ lệ dung nhan tách ra cuồng hỉ nói ra ngươi là muội muội ta trượng phu la quân tâm nhất thời trở nên nặng nề vâng cái kia muội muội ta hiện ở nơi nào lạc tuyết kích động tới cực điểm nàng nhịn không được thân thủ bắt la quân bả vai bất quá một khi bắt lấy lập tức buông tay nàng biết mình đặc thù thể chất không có ý tứ ta có chút kích động ta quá tưởng niệm muội muội ta lạc tuyết nói ra la quân không nói gì lạc tuyết chăm chú nhìn la quân nàng giống như là cái lập tức muốn lấy được chơi vui cỗ tiểu nữ hài tràn ngập hy vọng la quân trong lúc nhất thời thế mà cái gì đều nói không ra miệng có thể nói cái gì đó, nói cho nàng, Lạc Ninh đã chết. Nàng, La Quân nói ra. Nàng làm sao? Lạc Tuyết gặp La Quân thần sắc ấp a ấp úng, nàng nhất thời thất sắc. La Quân nói ra, nàng tại thế giới Bao La bên trong, lúc trước nàng bị thần vực bắt đi. Từ nhỏ bị bồi dưỡng thành lợi hại cao thủ, về sau vì thần vực hiệu mệnh. Ta cũng là tiến vào thần vực, lại về sau, chúng ta cùng rời đi thần vực. Trước mắt nàng tại Yến Kinh bên kia, rất tốt. Ngươi gạt ta, Lạc Tuyết nói ra, nếu thật là dạng này, ngươi không nên do dự. Ngươi mau nói cho ta biết, muội muội ta đến cùng làm sao. Nàng Mỹ lệ khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. La Quân là nói dối cao thủ, nhưng hắn cũng không muốn lừa gạt nữ tử trước mắt. Chỉ là lúc này, còn tại nguy hiểm kỷ phấn trắng trong thế giới. La Quân có rất nhiều suy tính, thêm nàng trọng thương vừa mới khỏi hẳn. La Quân thực sự không đành lòng nói cho nàng dạng này tin dữ nàng thua một chút thương tổn thân thể không tốt lắm la quân nói ra ta một mực tải cho nàng tìm một vị thuốc bất quá người khác quá lo lắng nàng cũng không có vấn đề gì lớn trước mắt rất tốt rất hạnh phúc lạc tuyết nói ra thật la quân nói ra đương nhiên là thật lạc tuyết liền thở phào một hơi nói ra cái kia tốt nàng cần gì thuốc ta giúp người cùng một chỗ tìm la quân tin miệng chuyện phiếm nói ra một loại gọi là tính diệp liên liên tử Ta đang khắp nơi tìm loại này liên hoa. Ta sao chưa từng nghe nói qua loại này liên hoa?" Lạc Tuyết nói ra. "Nếu là dễ tìm, ta cũng không trở thành khắp nơi đi tìm." La Quân nói ra. "Lạc Tuyết nói ra, vậy cũng đúng. Ngươi là?" Lạc Tuyết còn nói thêm, "Ta còn không biết ngươi tên gì, ngươi thật tốt nói cho ta một chút ngươi cùng ta muội muội sự tình." Nàng lúc này biết được muội muội tin tức, lại là hắn cái gì đều không lo được. "La Quân nói ra, ta gọi La Quân." Lạc Tuyết nói ra, người cùng ta muội muội là tại sao biết? Những năm này, nàng nhất định ăn rất nhiều đau khổ a. À. Nói đến đây, nàng hốc mắt hơi hơi đỏ. La Quân giọng nói một ngạt đi xuống, nói ra, nàng là ăn chút khổ sở. Lạc Tuyết nói ra, người cùng ta thật tốt nói một chút. Cũng tại lúc này, Lan Đình Ngọc đi tới, hắn nhìn đến Lạc Tuyết thức tỉnh, nhưng cũng là thật cao hứng. Lạc cô nương, người không có việc gì tốt, Lan Đình Ngọc xu thế bước trước, chầm giọng nói ra. Lạc Tuyết nhìn đến Lan Đình Ngọc, xuất phát từ nội tâm cười một tiếng, nói ra, ta chính quái, những ngày này ta đang ngủ say lại cảm thấy không quá dễ chịu. Vừa mới không biết phát sinh cái gì, cảm thấy đè ở ngực một tảng đá lớn bị thanh trừ. Lan Đình Ngọc liền nhất chỉ La Quân, nói ra, là vị này La huynh cứu ngươi. Lạc Tuyết nhìn La Quân liếc một chút, nói với Lan Đình Ngọc, hắn nói, hắn là em rể ta. Lan Đình Ngọc nao nao ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Sau một lúc lâu cười một tiếng, nói ra, La Huynh là vị người đáng tin, không biết nói lời nói dối. Vậy ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi tìm tới ngươi muội muội. Lạc tuyết thực là có hướng Lan Đình Ngọc chứng thực tâm tư, lúc này gặp Lan Đình Ngọc cũng khẳng định. Nàng liền thập phần vui vẻ, nói ra, vậy quá tốt. Là quân tâm tình cũng phức tạp cực kỳ. Đây hết thảy, đây hết thảy, tựa hồ quá tàn khốc hắn muốn làm sao đi cùng lạc tuyết nói nói muội muội nàng chết sao nói lan đình ngọc là nàng giết muội cửu nhân không la quân liếc một chút có thể nhìn ra lạc tuyết đối lan đình ngọc là có cảm tình đây hết thảy chân tướng để lộ là như thế đẫm máu nhưng hắn lại không tốt đi của trách lan đình ngọc tại sao muốn cứu lạc tuyết bởi vì hắn như không xuất thủ có lẽ lạc tuyết đã là một người chết la quân tâm tình phức tạp tới cực điểm lạc ninh ta nên làm như thế nào ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Lan Đình Ngọc giết ngươi, hắn là ta không đội trời chung cửu nhân. Nhưng hắn lại cứu ngươi muội muội, cái này. La Quân không nói một lời. Lạc Tuyết bỗng cảm giác quái, nói ra, La Quân, ngươi làm sao rồi? La Quân lắc đầu, nói ra, ách, ta không có gì. Vừa mới cứu ngươi tiêu phí qua đại pháp lực, hiện tại có chút mệt mỏi. Há, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, Lạc Tuyết đối La Quân cũng có chút quan tâm vậy đại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi. Lan Đình Ngọc nói ra, như vậy đi, tiểu tuyết, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đưa La Huynh đi trong thạch động nghỉ ngơi. Lạc tuyết gật đầu, nói ra, tốt, ta không sao. Lan Đình Ngọc ngay sau đó cùng La Quân rời đi cái kia mảnh rừng đào. Đoạn đường này hướng đi hang đá, La Quân đều là không nói một lời. Lan Đình Ngọc rất mau dẫn La Quân đi vào một chỗ hang đá, cái kia trong thạch động dọn dẹp có chút sạch sẽ mà lại cũng có đệm giường cái chăn người trước ở chỗ này nghỉ ngươi đi lan đình ngọc nói ra la quân gật đầu lan đình ngọc theo rồi nói ra cám ơn cám ơn ta cũng không nói đến ngươi là hung thủ giết người sao la quân cười lạnh một tiếng hắn nói tiếp ta chỉ là ta biết ngươi không muốn để cho tiểu tuyết thương tâm lan đình ngọc nói ra cứ việc nàng cuối cùng vẫn là sẽ thương tâm nhưng bây giờ không phải là thời cơ những thứ này ta minh bạch la quân nói ra người minh bạch tốt lan đình ngọc hít sâu một hơi nói ra ta còn có một ít chuyện không có làm xong các loại ta làm xong việc đến lúc đó ta sẽ tự mình cùng tiểu tuyết đem hết thảy nói rõ ràng nàng muốn giết ta ta tuyệt sẽ không phản kháng ngươi muốn nàng làm sao ra tay la quân cả giận nói lan đình ngọc ánh mắt phức tạp hắn nhìn về phía la quân nói ra cái này ân nghĩa lưỡng nan, ta không muốn. Ta không muốn giết Lạc Ninh, lúc đó tình huống rất phi diệu. Ta chỉ là ra tay nặng một chút, ta không biết nàng lại là Lạc Tuyết muội muội, ta cuộc đời giết như thế một cái người vô tội, lão thiên nếu như vậy đến trừng phạt ta. Ta cũng không muốn tiểu tuyết tình thế khó xử, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn lấy nàng bị linh tôn nhóm mang đi, giết chết. La Quân cảm giác được thống khổ. Hắn biết, Lan Đình Ngọc một dạng thống khổ có thể trung quy là tạo hóa trêu người tính toán tiểu tuyết không hạ thủ đến lúc đó người ta công bình nhất chiến kết thúc đây hết thảy đến lúc đó người nào đều không cần khó xử lan đình ngọc về sau còn nói thêm nhưng tại trước khi quyết chiến ta có một số việc nhất định phải làm ta muốn tra rõ ràng năm đó mẫu thân của ta cái chết nguyên nhân đến cùng là phụ thân ta có ý phóng túng mà vì đó vẫn là phụ thân ta không có ý đồng thời không biết rõ tình hình như hắn là có ý để cái kia đại phu nhân giết chết mẫu thân của ta ta nhất định đổ hắn lan ra cả nhà nói càng về sau lan đình ngọc mắt tràn đầy hận ý sát cơ la quân trong lòng run lên hắn nhìn lấy lan đình ngọc dường như nhìn đến một chính mình khác lan đình ngọc thân thế hắn là biết hai người bọn họ thân thế lại là gì tương tự lan đình ngọc càng thêm thê thảm hắn từ nhỏ ở trong hầu phủ lớn lên mẫu thân chết sớm hắn nhận hết ức địa vị trong hầu phủ gia đình hạ nhân đều muốn không bằng suốt cục có một ngày hắn tập được thần thông duy nhất muốn làm chính là vì mẫu thân báo thù mạt lan đình ngọc nói ra tiểu tuyết sự tình để cho ta tới chính miệng nói cho nàng có thể sao la quân trầm mặc sau một lúc lâu đáp ứng lan đình ngọc hướng lan đình ngọc chính là lạc tuyết ân nhân cứu mạng chuyện này phân la quân cảm thấy mình không cần thiết quá hùng hổ dọa người cứ việc này lại để Lạc Tuyết càng thêm thống khổ. Nhưng lúc này La Quân cũng không có càng tốt biện pháp xử lý. Về sau La Quân lại thương lượng với Lan Đình Ngọc một phen. Đó là về sau Đường muốn đi con đường nào. La Quân ý là đem mọi người toàn bộ cất vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó La Quân đem toàn bộ giấu vào đến linh hồn tinh thạch chi. Như thế lại mượn tuệ giả chi thủ rời đi kỷ phấn trắng thế giới. Lan Đình Ngọc cảm thấy có chút mạo hiểm nhưng hắn không có càng tốt hơn biên pháp đồng ý la quân về sau la quân ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện hắn không có thông qua ấn ký liên hệ tuệ giả cũng không có hồi rời kinh lúc này là rút dây động rừng động càng nhiều càng nguy hiểm hắn sự tình giao cho lan đình ngọc đến xử lý tốt ngày thứ hai sớm lạc tuyết tìm đến la quân nàng nếu không phải bận tâm la quân muốn nghỉ ngơi sớm trong đêm tới nhiều năm như vậy Rốt cục có muội muội tin tức, nàng làm sao có thể không kích động. La Quân, hàng đá trước, Lạc Tuyết toàn thân áo trắng, như băng tuyết tiên tử. Bộ dáng kia, rõ ràng là Lạc Ninh tại thế, La Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ cảm thấy Lạc Ninh còn sống. Có thể trong lòng của hắn lập tức lại rõ ràng, Lạc Ninh đã chết. Hắn hốc mắt đỏ. La Quân, ngươi làm sao khóc? Lạc Tuyết thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc la quân vội vàng nháy phía dưới ánh mắt cố nén tất cả tổn thương cảm tình tự hắn cười ha ha một tiếng nói ra khóc cái gì ta là có chút bệnh tăng nhãn áp nghinh phong rơi lệ lạc tuyết bán tín bán nghi nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì ta có thể vào không lạc tuyết hỏi la quân đứng dậy nói ra đương nhiên có thể lạc tuyết xu thế bước mà tiến nàng vừa tiến đến tay áo tung bay làn gió thơm từng trận là quần nỗ lực vẫy vẫy đầu hắn sợ chính mình lần nữa lâm vào cái kia vô tận hội hợp cùng tưởng niệm chi hắn đã từng mất đi hai cái trọng yếu nhất người một cái là trần phi dung cái kia như tinh linh đồng dạng đáng yêu con gái một cái là lạc ninh đó là hắn vĩnh viễn hối hận hối hận hối hận a à. hắn lớn nhất hối hận là bởi vì mất đi trần phi dung từ đó đuổi đi lạc ninh mà lạc ninh cài này vừa đi lại thành vĩnh biệt từ đó từ đó thiên sơn một tuyết, âm dương tương cách, không ngày gặp lại. Là lại không, mà không phải lại khó. Nếu là có một cơ hội, hắn đều nguyện ý đi tranh thủ. Thế nhưng là lão thiên liền một chút cơ hội đều không lưu cho La Quân. La Quân, người còn đứng đó làm gì? Lạc tuyết giọng nói có vẻ hơi thân mật. Nàng thân rất ít người, hiện tại thân nhất người là Lan Đình Ngọc. Mà cùng La Quân ở giữa, mặc dù là mới nhận biết, nhưng nàng lại cảm thấy không quen cắt. Đây là bởi vì, là quân chính là muội muội trượng phu. Chỉ dựa vào cái này một mối liên hệ, hết thảy đều đã đầy đủ. Há, không có gì, ta nhớ tới Lạc Ninh, người cùng dung mạo của nàng là thật giống A. À. Là quân gục đầu xuống, nói ra, ta có thật lâu không có trở về gặp nàng. Đây chính là ngươi không đúng A. À. Các loại lần này chúng ta rời đi nơi này, lập tức cùng một chỗ trở về gặp nàng, có được hay không? Lạc tuyết nói ra. Tốt, là quân đáp ứng lạc tuyết hắn chỉ có thể đáp ứng trước lấy. Lạc tuyết còn nói thêm, vậy ngươi bây giờ cùng ta nói một chút, ngươi cùng muội muội ta sự tình đi. La quân gật đầu, hắn xác thực có rất nhiều thứ có thể nói. Một năm kia, ta đắc tội rất nhiều kẻ thù, tánh mạng khó đảm bảo, La quân bài trước khi nói ra. Về sau, vì tự vệ, ta lựa chọn thần vực. Lúc đó, Lạc Ninh tại thần vực đã rất có địa vị. Nàng là huấn luyện viên, ta là học viên, đi qua tầng tầng tuyển bạt, Ta thành công tiến vào thần vực. Thần vực sau đó phát rất nhiều nhiệm vụ để cho chúng ta đi hoàn thành, Lạc Ninh rất lạnh lùng, đối người khác sắc mặt không chút thay đổi. Một lần kia, nàng tìm ta, bởi vì nàng bắt đầu hoài nghi nàng thân thế, nàng muốn tìm tới truyền thuyết Tây Nại pháp điển, sau đó tới theo Tây Nại pháp điển thẩm tra nàng thân thế. Lạc Tuyết ở một bên nghe được rất nghiêm túc, nàng vì muội muội mà đau lòng. La Quân tiếp tục nói, về sau là quân đem hắn cùng lạc ninh ở giữa rất nhiều chuyện nói hết ra như cùng một chỗ tìm kiếm tây nại pháp biển chỗ kinh lịch trùng điệp nguy hiểm về đến đến thần vực về sau hắn bị phạm không ngại chỗ oan uổng lạc ninh chứng cứ có sức thuyết phục hoa đại đế lăng tiền bối cứu chàng thẳng đến về sau lạc ninh vì báo thù vì tăng thực lực lên tiến về địa ngục chi môn chính hắn cũng đứng trước sư phụ ninh thiên đều chết thảm hắn tiến về địa ngục chi môn báo thù tại biên hoang cùng lạc ninh trùng phùng cùng tư đặt trước cả đời vân vân. La Quân chỉ nói ở phía sau đến, đối mặt cự linh dậy lúc, Lạc Ninh thụ thương. Về sau hết thảy, lại là không lại nói. Hắn nói hắn cái này về sau thời gian là xin thuốc đi cứu chị Lạc Ninh. Lạc Tuyết nghe xong đây hết thảy, cũng đã đối La Quân tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nói ra, về sau, ta cùng đi với người tìm thuốc đến chị muội muội ta. La Quân gật đầu, nói ra, cái kia không thể tốt hơn. Lạc Tuyết tâm tình rất tốt, nàng không kịp chờ đợi muốn gặp được muội muội. Nàng qua nhiều năm như vậy, lớn nhất mong nhớ là muội muội. Tại lúc này, Lan Đình Ngọc bắt đầu triệu tập mọi người tập hợp. Lạc Tuyết liền nói với La Quân, chúng ta cùng đi ra đi. La Quân gật đầu nói tốt. Hai người ra hang đá, đi vào động phủ đại sảnh. Trong đại sảnh đã là đầu người chen trúc. Lan Đình Ngọc nhìn đến La Quân cùng Lạc Tuyết đi ra, lập tức để mọi người tránh ra một lối tới. La Quân cùng Lạc Tuyết thuận lợi đi vào Lan Đình Ngọc bên người. Lan Đình Ngọc mang theo La Quân cùng Lạc Tuyết đứng tại đài cao, hắn nói ra, hôm qua ta là nhiều lại vị này La Huynh đệ cứu giúp, mới lấy thoát thân. Mà lúc này, chúng ta dự định nghĩ biện pháp đem chư vị mang rời khỏi kỳ phấn trắng thế giới, tiến về một cái an toàn, không có linh tôn tản phá bừa bãi trong thế giới. Tới đó, mọi người có thể tự do tự tại sinh hoạt, không cần lại trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng đám người lập tức vang dội chấn thiên giá gieo hò. Sau đó, là quân tế ra cái kia một cái to lớn phòng bị tu di. Hắn thi triển pháp lực, đánh ra một đầu như một cánh cửa giống như thông đạo. Liền để mọi người toàn bộ tiến vào phòng bị tu di bên trong. Hơn 200 người đợi đi vào là có chút chen, nhưng là cùng muốn đến tự do tướng, cái kia đều tính không được cái gì. Về sau, là quân để Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết còn có cái kia lưu ra tứ huynh đệ toàn bộ tiến cái kia phòng bị tu di bên trong. Như thế thu xếp tốt về sau, là quân mới thi triển đại na di thuật tiến về rời kinh. Đoạn đường này bay đi, là quân trực tiếp tại tuệ giả trong biệt thự buông xuống. Lúc này chính là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng. Tuệ giả trong nhà, tần khả khanh, tại tử cấm còn có đường thanh đều tại. Tại tử cấm cùng đường thanh nguyên khí một mực không có cách nào khôi phục nhanh chóng, này sẽ là một cái quá trình khá dài. Bọn họ tại Linh Tôn trong phòng thí nghiệm bị thương tổn quá lớn. Hiện tại các nàng chẳng khác gì là không có có pháp lực phàm nhân. Tuệ Giả nhìn thấy La Quân trở về, không khỏi đại hỉ. Hắn vốn là bầy mưu tính kế người, nhưng lúc này không có La Quân, lại là hoang mang lo sợ. Bởi vì hắn trước kia sau lưng có cường đại hậu thuẫn, mà lúc này, cái kia cường đại hậu thuẫn đã là hắn địch nhân, hắn lại làm sao có thể không hoảng hốt thần đây? La Quân cùng Tuệ Giả lập tức trong phòng nhìn thấy Tần Khả Khanh, tại tử cấm còn có Đường Thanh bọn họ. Đường Thanh cùng tại tử cấm tâm nổi nóng, bởi vì La Quân quá không chịu trách nhiệm, nói đi như thế đi, hoàn toàn không cân nhắc khả năng mang đến hậu quả. Tần Khả Khanh cũng là rất có phê bình kín đáo, nhưng các nàng đều nhịn xuống. Dù sao, hiện tại hết thảy đều vẫn là muốn dựa vào La Quân bọn người. La Quân sau đó chỉ huy mọi người tiến vào linh hồn trong tinh thạch la quân chính mình cũng tiến vào linh hồn tinh thạch chi tuệ giả đem linh hồn tinh thạch để vào mà thôi tại linh hồn trong tinh thạch la quân để lan đình ngọc cũng ra phòng bị tu di tại linh hồn tinh thạch tầng tầng thần bí không gian la quân đã mở ra khúc mắc hắn sẽ không thả cùng lan đình ngọc cừu hận nhưng hắn cũng thừa nhận lan đình ngọc chính là chân quân tử như vậy hết thảy ân oán đều đợi đến cuối cùng quyết đấu chi đi trước lúc này hắn quyết định cùng lan đình ngọc chân thành hợp tác Lan Đình Ngọc vừa xuất hiện, liền nhìn thấy tại tử cấm, tần khả khanh bọn người. Lan Đình Ngọc ánh mắt nhanh chóng bắn phá một vòng, hắn đem linh hồn này tinh thạch cũng phi tốc giỏ xét một vòng. Sau đó, hắn nhận ra tại tử cấm cùng đường thanh. Hai người này chính là la quân phải cứu người. Hắn, tần khả khanh nhìn thấy Lan Đình Ngọc lại là bị kinh ngạc, la quân, người đi đem hắn cứu ra. Nàng là biết la quân muốn phải hao phí cách xù đan dược mua xuống Lan Đình Ngọc sự tình, La Quân nói ra, ách, hắn không phải ta cứu. Hôm qua ngươi ở trên không thấy cửu viêm thần long, chính là hắn. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nàng là kiến thức đầu kia cửu viêm thần long lợi hại. Thế mà tại động tiên đỉnh phong cao thủ động thiên pháp tác bên trong đều có thể bình yên vô sự đào tẩu. Phải biết, linh tôn nhóm pháp tác cổ quái không, cái kia tầng tầng trụ quang pháp tác là bọn họ tại vũ trụ đi thuyền ngàn vạn năm trí tuệ. Nhân gian tu sĩ vừa ứng đối lúc, cái kia là phi thường cố hết sức. Làm không tốt trực tiếp cắm. Cho dù là bắt cái tuệ giả, đó cũng là phí không ít công phu. Tần Khả Khanh nhìn trước mắt Lan Đình Ngọc, trước mắt Lan Đình Ngọc tuy nhiên chỉ có hư tiên kỳ, nhưng Tần Khả Khanh lại là cảm giác đối phương thâm bất khả chắc. Lẫn nhau hơi giới thiệu một chút, xem như biết nhau. Tại tử cấm, đường thanh cũng không quá chim Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc người này cũng là cực kỳ kiêu ngạo hạng người, tự nhiên cũng không quá để mắt tại tử cấm cùng đường thanh. La Quân thì bắt đầu câu thông tuệ giả. "Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi trước Thiên Châu." La Quân nói ra. Tuệ giả bị kinh ngạc, hắn lập tức nói ra, "Chủ nhân, ngài không phải nói tạm thời không muốn hồi à, muốn chờ chờ." La Quân nói ra, "Gần đây cái kia trưởng tôn còn có pháp học hội người cần phải có chút sức đầu mẻ chán. Thêm Lan Đình Ngọc Đào Tẩu, bọn họ có thể muốn tra rõ." các loại tra được chúng ta đầu lúc, cái kia khó. Đi nhanh lên đi. Tuệ giả không dám làm trái, liền nói ra, đúng, chủ nhân. Ngay sau đó, tuệ giả lập tức thu thập một phen. Về sau liền tiến về Thiên Long Điện. Tuệ giả muốn về Thiên Châu, cần đến Thiên Long Điện. Kỷ phân trắng thế giới cùng ngoại giới liên tiếp trưởng khống là độ cao bí mật, chỉ có Thiên Long Điện mới có truyền tống trận. Trưởng lão hội nhóm cầm giữ truyền tống trận, bất luận cái gì Linh Tôn muốn rời khỏi kỷ phấn trắng thế giới, đều phải đi qua nghiêm ngặt sàng chọn cùng đăng ký. Bất quá ghi chép mua quan bán tước là tương đương có hộ chiếu một dạng, mỗi lần tới hướng trình tự đều là đơn giản hóa. Lần nữa tiến vào thiên long điện, trưởng lão hội, tuệ giả trái tim khẩn trương tới cực điểm, hắn chỉ có thể làm cho mình cực lực buông lòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần một xảy ra vấn đề, tại trưởng lão hội chính là vạn kiếp bất phục lúc này là buổi trưa 11 điểm. Toàn bộ thiên long điện tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là thần tích. Đỉnh tháp cao vút trong mây tiêu, nguy nga cung điện hiện ra vô cùng uy nghiêm. Đây là thương tạo hóa. Tuệ giả vào thiên long điện, hướng chấp sự đưa ra xin. Lúc này, đồng thời vô trưởng lão lại tới kiểm tra tuệ giả. Sau đó, trưởng lão hội bên kia rất nhanh cho ra phê duyệt, đồng ý tuệ giả tiến về Thiên Châu. Thiên Châu vốn là tuệ giả chấp hành nhiệm vụ địa phương ghi chép quan viên hàng năm đều muốn hồi trưởng lão hội báo cáo công tác, tường tận tự thuật phương thiên thuyền sự tình. Lúc này còn chưa tới báo cáo công tác thời điểm. Đến nhất định thời điểm, ghi chép quan viên cũng muốn đi thiên đô hướng lên trời Torino vương thuật chức. Tại chấp sự chỉ huy phía dưới, tuệ giả đi vào trưởng lão hội một tòa bên trong truyền tống trận. Trưởng lão hội hết thảy thập cái truyền tống trận, mỗi cái truyền tống trận nhiều nhất có thể truyền tống 100 tên linh tôn ra ngoài cái kia truyền tống trận chỗ ở trong phòng mặt, hắc ám mà tĩnh mịch, mái vòm rất cao, phong cách cổ xưa lộ ra uy nghiêm. Ở giữa truyền tống trận chính là một cái to lớn bát quái. Bát quái chi, thiên can địa chi chờ một chút, đối ứng. Tuệ giả đi đến truyền tống trận tâm, hắn tay tại run nhẹ nhẹ, bất quá chỉ cần truyền tống trận vừa khởi động, hắn lập tức có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hắn hy vọng, hắn có thể đưa đi la quân cái này một đám ôn thần, hắn hy vọng, cái này ác mộng nhanh điểm kết thúc. Cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Chủ kia quản truyền tống trận chấp sự mở ra truyền tống trận chốt mở. Nhất thời, tuệ giả dưới chân bát quái trận bắt đầu chuyển động, vô cùng kim quang tỏa ra. Tuệ giả lập tức cuồng vận pháp lực thôi động truyền tống trận. Người luôn luôn sợ cái gì, đến cái gì? Ngay vào lúc này, cái kia chấp sự tay đồng hồ phát ra hồng quang. Chấp sự ấn mở đồng hồ bên trong truyền đến trưởng lão hội tầng nghiêm trọng thanh âm. Đóng lại truyền tống trận, Pháp học sẽ muốn triệu kiến ghi chép quan viên tuệ giả. Vâng, cái kia chấp sự lập tức đóng lại truyền tống trận. Cái này một cái chớp mắt, tuệ giả hoảng sợ, hắn là thật hoảng hốt. Là quân thấy thế, cũng là thất thần. Sau đó, tuệ giả mắt lộ ra sát ý, hắn muốn giết chấp sự này, sau đó khởi động truyền tống trận rời đi. Là quân lại là cảm giác được không ổn, hắn vội vàng ngăn cản tuệ giả nói ra không nên ở chỗ này động thủ trưởng lão hội còn có thần bí lực lượng giám sát một khi động thủ vạn kiếp bất phục pháp học hội hẳn là truy tra tại tử cấm cùng đường thanh sự tình người đi chết không thừa nhận ta tin tưởng trường tôn cũng sẽ không thừa nhận tuệ giả hít sâu một hơi lòng hắn thoáng an định lại nói ra đúng chủ nhân sau đó cái kia pháp học hội đã phái người đến trường lão hội bên này tuệ giả ra khỏi phòng Pháp học hội hai tên cao thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xin mời, ghi chép quan đại nhân, một tên linh tôn cao thủ lạnh lùng nói ra. Tuệ giả nhìn xem ra hỏa này, hắn nói ra, bản đại nhân cũng không lệ thuộc Pháp học biết, như là đi qua tự tự, đồng thời không phải là không thể được. Nhưng ngươi như vậy thái độ, chẳng lẽ coi ta là tội phạm hay sao? Ngươi cùng trưởng tôn đại nhân sự tình, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cao thủ kia nói ra, chẳng lẽ đến lúc này, người còn mang trong lòng may mắn hay sao tuệ giả trong lòng cảm giác nặng nề đừng nghe hắn nói mò la quân lập tức lặng yên nhắc nhở tuệ giả nói ra cái kia trưởng tôn tại pháp học hội địa vị không thể coi thường hắn sẽ không thừa nhận việc này một khi thừa nhận hắn muốn giao ra tất cả đan dược hắn không biết làm người đánh chết không nhận không thể không nói la quân lời nói lần nữa cho tuệ giả lòng tin hắn gật đầu sau đó lạnh hừ một tiếng đối cái kia linh tôn cao thủ nói ra, lời nói vô căn cứ, bản đại nhân mặc kệ ngươi. Hiện tại bản đại nhân muốn sẽ chỉ quan viên, các người muốn gặp bản quan, đi trước hướng bản đại nhân quan viên xin đi. Ghi chép quan quan là trưởng lão hội hành chính hội sở giám thị. Hành chính hội luôn luôn không có thực quyền gì, nhưng nó lại phụ trách các phương thăng bằng cùng cơ yếu. Cho nên vô luận là pháp học sẽ trả là trưởng lão hội, đều sẽ cho hành chính biết một chút mặt mũi không cần đi, chúng ta đã thông báo người quan viên. bọn họ không sẽ quản người chết sống. nếu như người có tội, pháp học hội có thể tự động xử lý. cái kia linh tôn cao thủ lập tức lấy ra một tấm truy tập lệnh tới. hành chính sẽ ở mặt đắp huy chương. tuệ giả hít sâu một hơi, hắn quyết định cái gì cũng không nói. hành chính biết, vốn là các tổ chức luôn luôn tất cả mọi người không quá hòa thuận. lúc này không có người hội bảo vệ hắn. tuệ giả biết mình phiền phức lớn hắn mỗi lần đều hướng trưởng lão biết, pháp học biết, thiên đô báo cáo công tác. Lành nghề chính hội cũng coi là mục đích không quan viên. Bởi vì ghi chép quan viên cái này quan chức, vốn rất là đặc thù. Mà lúc này, đó chính là tưởng đổ mọi người đầy. Tuệ giả tại đi hướng pháp học hội đường, liền cùng la quân giao lưu vô số lần. Hiện tại là tốt nhất lúc rời đi máy, trực tiếp đào tẩu. Nhưng là cái này vừa trốn đi, tuệ giả lại không cách nào quay đầu. Mà lại, bọn họ cũng vô pháp rời đi kỷ phấn trắng thế giới. Cái kia truyền tống trận tại trong trưởng lão hội mặt, muốn muốn mạnh mẽ rời đi kỷ phấn trắng thế giới, chính là khó như lên trời. Đi thôi, La Quân nói ra, người hết thảy y theo ta thuyết pháp đến hành sự. Tuệ giả gặp La Quân nói như thế, liền tâm vô cùng quyết tâm, nói ra, đúng, chủ nhân. Cái này đem là một trận trận đánh ác liệt. Tuệ giả tuy nhiên tu vi cũng không tệ, nhưng La Quân biết ra hỏa này đánh nhau lên không quá đáng tin. Mà lại, tuệ giả trước mắt lớn nhất giá trị lợi dụng là thân phận của hắn. Cho nên, cái này một khi vạch mặt, như vậy tuệ giả hội mất đi giá trị lợi dụng. La Quân là làm sao cũng không nguyện ý từ bỏ nước cờ này. "Chủ nhân, như vậy linh hồn này tinh thạch sẽ là tiểu nô lớn nhất sơ hở lớn." "Muốn không? Tuệ giả nghĩ đến cái gì, nói ra." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Linh hồn tinh thạch đột nhiên biến mất." hội càng khiến người ta sinh nghi. Người cứ việc đem linh hồn này tinh thạch cho bọn hắn kiểm tra, ta lượng bọn họ cũng tra không ra cái như thế về sau. Tuệ giả gặp La Quân như thế chắc chắn, liền nói ra, đúng, chủ nhân. Rất nhanh, tuệ giả bị áp giải đến Pháp học hội trong đại điện. Pháp học hội các cao tầng lập tức thẩm vấn tuệ giả. Thẩm vấn địa phương tại Pháp học hội tầng thứ ba bên trong, đó là Luân Hồi Ti. Luân hồi ti là pháp học sẽ động hình xử chết người địa phương, ở chỗ này, không có linh tôn có thể phản kháng. Luân hồi ti ba chữ đã để linh tôn nhóm kinh hồn bạt vía. Một vào luân hồi ti, sống chết cách xa nhau. Luân hồi ti băng hàn lạnh lẽo, u ám âm u. Tại bài, ngồi một hàng pháp học hội cao tầng, cái này có trưởng tôn đại nhân. Mà cầm đầu là pháp học hội giả thiên đại nhân. Giả thiên đại nhân thân hình khôi ngô, lấy ngân bào, uy nghiêm vô song, vị này già thiên đại nhân tu vi đã là không trung cảnh. Hắn tại Pháp học trong hội có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Hạ thần tham kiến chư vị đại nhân, tuệ giả không kiêu ngạo không tự ti hướng chúng đại nhân hành lễ. Tại già thiên bên người đại nhân nhiều anh đại nhân nghiêm nghị quát nói, lớn mật tuệ giả, còn không quỳ xuống. Tuệ giả cùng trưởng tôn đại nhân ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, lòng hắn lại là nắm chắc. Hồi chư vị đại nhân, nước ta luật pháp, nếu không có hành vi phạm tội tại thân, hạ thần cũng không cần hướng quan viên quỳ bái. Hạ thần tuy nhiên chức vị hèn mọn, nhưng còn không biết chỗ phạm hạng gì hành vi phạm tội. Tuệ giả nói như vậy. Trường tôn đại nhân mở miệng, nói ra, làm can, chẳng lẽ ngươi dám không thừa nhận, hôm qua pháp học hội trụ sở dưới đất sự tình không phải ngươi gây nên. Ngươi mua chuộc lý ngóa tháp, ý đồ thông qua lý ngóa tháp tiếp cận bản đại nhân. Sau đó đi trụ sở dưới đất cứu người. Tuệ giả đường cái, nói như vậy, nguyên lai đại nhân ngài là hạ thần đồng mưu. Tuệ giả không thể nghi ngờ là miệng lưỡi bén nhọn, mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn. Đương nhiên, tuệ giả vốn là tại đẳng cấp xâm nghiêm thiên long điện trưởng thành, hắn tuyệt đối là không có can đảm đến oán hận quan viên. Nhưng là giờ phút này, hắn có một quân sư, một cái to gan lớn mật quân sư La Quân. Cho nên, tại La Quân dạy bảo phía dưới, tuệ giả lộ ra rất là cường ngạnh. Trường tôn đại nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, cùng ngươi đồng mưu, ngươi có tư cách này sao? Sự thật, trường tôn đại nhân thông minh không? Hắn là tại cho tuệ giả các loại nhắc nhở. Sau đó tuệ giả lập tức nói ra, hạ thần xác thực không có tư cách cùng trường tôn đại nhân đồng mưu, cho nên đại nhân nói tới hành vi phạm tội, hạ thần cũng không dám tiếp nhận. Có linh tôn nói, tận mắt nhìn thấy ngày đó, người cùng trường tôn tại Pháp học hội môn trước gặp mặt. Nhưng có việc này, naga thiên đại nhân nhàn nhạt hỏi tuệ giả tuệ giả nói ra xác thực hạ thần gặp qua trưởng tôn đại nhân gặp trưởng tôn đại nhân làm cái gì già thiên đại nhân hỏi tuệ giả nói ra hạ thần muốn cho trưởng tôn đại nhân một chút chỗ tốt muốn pháp học hội không muốn lại đảm nhiệm ghi chép quan viên chức hạ thần muốn lại hướng đi một bước nhưng là không biết trưởng tôn đại nhân là ngại hạ thần lễ vật quá keo kiệt vẫn là trưởng tôn đại nhân nguyên bản cương trực công chính hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt hạ thần đồng thời quát lớn hạ thần loại hành vi này hạ thần sau khi trở về cũng vẫn luôn tại tự mình tự kiểm điểm chi hừ cái kia trưởng tôn đại nhân tâm mừng rỡ nhưng mặt lại là chẳng thèm ngó tới nói ra ngươi một cái nho nhỏ ghi chép quan viên thế mà còn muốn đến ăn mòn bản đại nhân khả năng sao bản đại nhân nếu không phải niệm tại ngươi tu hành không dễ phần tại chỗ muốn đem ngươi bắt cầm lên giao cho quan viên tuệ giả nói ra hạ thần biết sai được rồi hai người các ngươi không dùng kẻ sướng người họa già thiên đại nhân lạnh lùng nói ra nơi này người nào đều không phải người ngu ngày đó trụ sở dưới đất bên trong tất cả giám sát mất đi liên lạc một giờ nói giữa các ngươi là đơn thuần người nào sẽ tin tưởng già thiên người đây là có chủ tâm phải cho ta đầu dội nước bẩn trường tôn lập tức kích động oán hận già thiên già trời lạnh lạnh nói ra vậy ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút Hôm qua trụ sở dưới đất sự tình là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trường Tôn đại nhân nói ra, cái kia có thể lại ta sao? Ta là cái thứ nhất đi ra, cái kia Lan Đình ngọc cổ quái, các ngươi không có lĩnh giáo qua sao? Thiên Bố Lỗ tôn giả đi bắt La Quân đều xảy ra ngoài ý muốn. Ta ngăn không được một cái Lan Đình ngọc, các ngươi đại động can qua như vậy. Ta cấu kết những thứ này ti tiện kỳ lân nhi, là ta não tử có bệnh sao? Khác mẹ hắn ra chút vấn đề không nghĩ đi làm sao bắt những cái kia kỳ lân nhi, phản đảo lại tự trách mình người. Ra trời lạnh hừ một tiếng, nói ra, trưởng tôn, ngươi cho rằng, ngươi đem trụ sở dưới đất giám sát toàn bộ đóng lại, chúng ta không có cách nào biết hôm qua chuyện phát sinh sao. Tốt, ta đi mời động hội trưởng, để hội trưởng lấy thôi diễn chi thuật đến xem xét. Không tin, cha không ra chân tướng, cái này pháp học trong hội tàng long ngọa hổ, có chút linh tôn làm chút tiểu động tác, phá hư đế quốc kế hoạch trăm năm, là vì muốn chết. Già trời cũng triệt để giận. Trường tôn đại nhân trong lòng hơi hơi rung động một chút, hắn hiển nhiên cũng có chút hoảng, nhưng hắn không thể thừa nhận, giả thiên, người cứ việc đi bẩm báo hội trưởng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Già trời lạnh hư một tiếng. Hắn thực bất quá là nói một chút mà thôi, chỗ của hắn dám đi kinh động hội trưởng đây. Chút chuyện nhỏ này hắn như đều xử lý không tốt, vậy cũng quá mất mặt. Nói thêm cái gì, cái kia một mực nịnh bợ già thiên nhiều anh đại người nói ta đã phái người đi điều tra tuệ giả chỗ ở biệt thự cũng đem những cái kia nữ nô toàn bộ chụp tới tiến hành một vòng thẩm vấn hiện tại trước tiên ở cái này tuệ giả thân thể điều tra chắc chắn sẽ có dấu vết để lại lượng bọn họ là không sẽ chủ động nhận tội già thiên gật đầu nói ra tốt hắn theo về sau đứng dậy nói ra còn lại linh tôn đều tán nhiều anh người đến chủ tra vâng nhiều anh lập tức nói ra Già Thiên hiển nhiên là muốn đẩy ra Trưởng Tôn đại nhân. Trưởng Tôn đại nhân là chủ động yêu cầu cùng một chỗ thẩm vấn, Già Thiên từ chối không được. Mà lúc này, chính hắn đều rút đi, Trưởng Tôn cũng vô pháp lại muốn cầu tiếp tục thẩm vấn. Rất nhanh, Già Thiên một đoàn người rời đi. Trưởng Tôn tại lúc gần đi thật sâu nhìn một chút tuệ giả. Trong ánh mắt kia chỗ bao hàm đồ vật, tuệ giả hiểu. Trường Tôn là yêu cầu tuệ giả ngàn vạn không thể đem hắn khai ra chỉ cần tuệ giả không chết nhận tội, dài như vậy tôn có chương có thể làm. Nhưng nếu tuệ giả một khi nhận tội, dài như vậy tôn ngược lại là không có chết. Nhiều lắm thì giao nộp tất cả đan dược, thụ chút trừng phạt. Nhưng là tuệ giả sẽ chết không táng sinh chi địa. Điểm ấy lợi hại quan hệ, tuệ giả trong lòng là rõ ràng. Trường tôn cũng tin tưởng, tuệ giả có thể ý thức được điểm này. Cái này một đám linh tôn sau khi đi, luân hồi ti lộ ra càng là âm u nhiều âm đại nhân dưới tay đứng hai hàng lãnh khốc linh tôn binh lính, đây đều là luân hồi ti dùng hình cao thủ. Tuệ giả trong lòng lo lắng không yên. Luân hồi ti hình phạt cũng không phải là nỗi khổ ra thịt, bọn họ có là biện pháp đối phó hắn loại này tu đạo cao thủ. Nhiều âm đại nhân ánh mắt lạnh lùng mà dày đặc, hắn tướng mạo có chút xấu xí mà dữ tợn. Đến nha, tìm hắn thân thể, nhiều âm đại nhân đầu tiên quát nói. Sau đó lập tức có hai tên linh tôn binh lính trước, bọn họ tay cầm một khỏa màu xanh lam tinh thạch. Cái này màu xanh lam tinh thạch trực tiếp tế ra, treo ở tuệ giả đỉnh đầu. Màu xanh lam tinh thạch bắn ra xanh minh mang quang mang, quang mang này như sóng nước dập dờn, đem tuệ giả toàn thân dưới đều bao phủ tại. Rất nhanh, tuệ giả thân thể chữ vật chỉ hoàn, còn có linh hồn tinh thạch đều bị tìm kiếm đi ra. Cái kia hai tên linh tôn binh lính đem những vật này hiện lên. Nhiều âm đại nhân tỉ mỉ xem xét lên chữ vật chỉ hoàn còn có linh hồn tinh thạch lên. La Quân liền bắt đầu thời khắc chú ý, hắn rất vui vẻ chịu đến nhiều âm pháp lực bắt đầu thẩm thấu tiến linh hồn tinh thạch. La Quân lập tức vận chuyển linh hồn tinh thạch linh hồn chi lực, trùng điệp linh hồn chi lực, hỗn hợp trụ quang pháp tắc. Vân vân, lại thêm cái kia xanh từ nguyên thủy lôi điện chi lực, liền để linh hồn này tinh thạch cuồn cuộn như tinh không vũ trụ. Tuệ giả bản thân có trụ quang chi pháp tắc cho nên linh hồn trong tinh thạch có trụ quang pháp tắc không có chút nào quái nếu là không có mới là thật quái nhiều âm pháp lực dò xét đi vào liền cảm giác được cái này trong tinh thạch cuồn cuộn dồi dào vô biên vô hạn lấy hắn lực lượng căn bản là không có cách đem tìm kiếm rõ ràng đến mức cái kia chữ vật chỉ hoàn bên trong thì cũng không có gì mới mẻ phát hiện nhiều âm ánh mắt tụ tập tại linh hồn tinh thạch mặt giờ phút này tuệ giả đã không có la quân trợ giúp Hắn nỗ lực bảo trì chấn tính, cũng ôm định một cái nguyên tắc, đánh chết không nhận. Hắn dĩ nhiên minh bạch, pháp học biết cái này một bên căn bản không có chứng cứ gì, hết thảy đều chẳng qua là bọn họ suy đoán. Cho nên, ngươi là dự định không làm cho. Nhiều âm hướng tuệ giả đến một câu như vậy. Tuệ giả Từ Tốn nói, không có làm qua sự tình, không biết làm sao nhận tội. Các ngươi cũng phải hiểu rõ, ta là đế quốc quan viên, là thông qua hoàng đế trao tặng quan viên tại không có bất kỳ chứng cứ nào trước đó, các ngươi muốn đối ta tra tấn sao? Một khi tương lai, chứng minh ta vô tội lời nói, ta tất nhiên sẽ hướng đi tối cao trưởng lão, hướng linh vương đến vạch trần các ngươi vô năng cùng hành vi phạm tội. Nhiều âm nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, hoan nghình đã đến. Sau đó, tuệ giả bị nhốt lại, nhiều âm cũng không có lập tức đối tuệ giả tra tấn, hắn biết tất cả bí mật đều có thể tại linh hồn này tinh thạch mặt. Các loại tra rõ ràng linh hồn tinh thạch sự tình, sau đó lại đến định đoạt như thế xử trí tuệ giả. Về sau, nhiều âm bên này đem tuệ giả nhà nữ nô cùng quản gia tiến hành một phen thẩm vấn. Những cái kia nữ nô nhận hết cực hình mà chết, các nàng chết, nhẹ tựa lông hồng, sau khi chết cũng sẽ không bị người nhớ kỹ. Xem như tuệ giả, cũng sẽ không vì vậy mà tiếc hận. Quản gia kia chính là Linh Tôn, sở thụ đãi ngộ khá tốt một chút. Mà lại, hắn cũng xác thực bàn giao không ra cái gì. Chỉ nói lần này chủ nhân trở về, phần lớn thời gian đều một mình đợi tại lầu 2, đến ở trong đó tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Cho nên, Pháp học biết cái này một bên tạm thời vẫn là không làm rõ ràng được tuệ giả đến cùng phải chăng có tội. Mà cái kia linh hồn tinh thạch cũng tại giả thiên thủ nghiên cứu 3 ngày. Ba ngày thời gian, già trời cũng không có phát hiện bên trong có gì không ổn. Tựa hồ là một khối cầm giữ có vô cùng lực lượng tinh thạch. Tinh thạch này chính là tuệ giả pháp bảo, nếu là tuệ giả vô tội, già thiên thân là pháp học hội cao tầng, tự nhiên cũng không tiện đi chiếm lấy tuệ giả pháp bảo. Một mặt khác, pháp học hội cũng đang toàn lực lùng bắt lan đình ngọc, nhưng là lại một mực không có thu hoạch gì. pháp học biết cái này một bên biến cố, trưởng lão hội có chú ý, đồng thời hỏi thăm phải chăng cần trưởng lão hội ra tay giúp đỡ. nhưng già thiên cự tuyệt trưởng lão hội hảo ý, nói là có thể tự mình giải quyết. pháp học sẽ cùng trưởng lão hội, từ trước đến nay không quá hòa thuận. Loại thời điểm này, Pháp học sẽ ra biến cố, như thế nào để trưởng lão hội xuất thủ? Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được, trưởng lão hội nhất định là tại chế diễu. Đồng thời, hành chính hội bên kia tuy nhiên không quá ưa thích tuệ giả, nhưng là làm hành chính hội lão đại lưu cây lại là không thể không hỏi đến. Tốt xấu tuệ giả cũng là hành chính hội người. Hắn hướng trưởng lão hội trình bày chi tiết, nếu như Pháp học hội một mực cũng không tìm tới tuệ giả chứng cứ phạm tội, có phải hay không cần phải thả người? hắn hành chính hội đã là rất phối hợp pháp học sẽ pháp học biết cái này một bên tuy nhiên không quá nguyện ý nhưng cũng cân nhắc đến hành chính gặp mặt tử cùng tuệ giả thân phận toán cộng học trong hội trưởng tôn đại nhân cũng một mực tải phản đối bắt tuệ giả chờ một chút sau đó tại ngày thứ tư thời điểm pháp học hội trả lại tuệ giả linh hồn tinh thạch đồng thời phóng thích tuệ giả bất qua pháp học sẽ trả là hướng trưởng lão hội xin nói là tuệ giả hiềm nghi cũng không hề hoàn toàn giải trừ trong vòng một tháng tuệ giả không được rời đi kỷ phấn trắng thế giới. Đối với pháp học hội yêu cầu này, trưởng lão hội cân nhắc liên tục, cuối cùng đáp ứng. Tuệ giả ra luân hồi ti ngày đó, pháp học hội các đại lão lớn nhiều chưa từng xuất hiện, chỉ có trưởng tôn đến đây. Hắn tại tuệ giả lúc ra cửa đợi, vỗ vỗ tuệ giả bả vai, không nói lời nào. Nhưng tất cả những thứ này đều là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Tuệ giả bị cấm chỉ rời đi kỷ phấn trắng thế giới, khiến tuệ giả cũng có chút bất an. Hắn cảm thấy là quân bọn họ ở bên người, đây là một cái sao. La quân cũng nói cho tuệ giả, trong một tháng này, Pháp học hội nhất định sẽ nghiêm mật giám thị hắn. Cho nên, trong một tháng này, cái gì cũng không cần làm. Giữa bọn hắn cũng không cần liên hệ, hắn để tuệ giả như thường lệ tu luyện là được. Tại tuệ giả ra ngục 10 ngày sau, Pháp học hội bên kia rốt cục lấy được tân tiến dương. Lúc này, Pháp học hội cao tầng chi trưởng tôn gia thiên nhiều âm còn có một vị khác lão đại từ hoa đô tại trụ sở dưới đất bên trong trụ sở dưới đất bên trong không ít áo trắng linh tôn tiến sĩ đang nghiên cứu mà tại van xin đài màu trắng tinh đèn lóa mắt cùng cực cao tầng các đại lão vây quanh ba tên tiến sĩ cái kia ba tên linh tôn tiến sĩ đang nghiên cứu một cái rượu tinh thạch đây là chúng ta mô phỏng đi ra băng tinh nguyên thạch các vị đại nhân băng tinh nguyên thạch quý giá không dùng chúng ta tới nhiều lời. Đó là tương truyền bên ngoài đi qua tổ tiên, tổ Long thối luyện qua, chính là thiên địa chi tinh hoa. Nguyên bản, chúng ta là cắm vào đến cái kia kỳ lân nữ tử trong thân thể, muốn thức tỉnh tổ tiên lực lượng. Chỉ muốn lấy được tổ tiên một tia lực lượng, chúng ta có thể thiếu ngạo địa cầu, chiến thắng những cái được gọi là nhân loại kỳ lân cao thủ. Nhưng là hiện tại, băng tinh nguyên thạch đã biến mất, chúng ta khổ tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Già thiên các loại linh tôn nghe vậy nhất thời đại hỷ. Sự kiện này không thể coi thường. Pháp học biết cái này một bên theo trưởng lão hội bên kia xin đến băng tinh nguyên thạch, vốn là muốn có đại thành tựu, lập xuống đại công. Nhưng bây giờ, băng tinh nguyên thạch hoàn toàn biến mất, bọn họ vẫn luôn đang giấu giếm chuyện này. Bởi vì việc này một khi đâm xuyên đến trưởng lão hội. Đó chính là hội trưởng gạo già diệp cũng khó từ tội trạng. Này sẽ là toàn bộ pháp học hội tai nạn. Đây cũng là vì cái gì Pháp học hội cẩn thận như vậy, liền tuệ giả đều không buông tha nguyên nhân. Trước đó, băng tinh nguyên thạch vẫn luôn tại ổn định hấp thu lạc tuyết hàn băng chi phách. Linh tôn nhóm cũng một mực tại giám sát băng tinh nguyên thạch, bọn họ là không muốn phức tạp, các loại cái kia băng tinh nguyên thạch triệt để hấp thu lạc tuyết hàn băng chi phách về sau, lại đi thu hồi. Mà ngoài ý muốn phát sinh trong khoảng thời gian này, cái kia băng tinh nguyên thạch đột nhiên biến mất. Bọn họ làm sao đều tra không được. Mà lúc này, tiến sĩ nhóm thông qua các loại năng lượng, cùng trước kia còn sót lại băng tinh nguyên thạch khí tức rốt cục mô phỏng ra băng tinh nguyên thạch. Bọn họ lúc này chính là muốn thông qua mô phỏng phiên bản, tìm đã biến mất băng tinh nguyên thạch. Ba vị tiến sĩ lập tức thi triển pháp lực. Chỉ một lúc sau, cái kia mô phỏng băng tinh nguyên thạch chi xuất hiện một sợi màu trắng hàn khí, hàn khí này ở trên không thật lâu không rời. Sau đó, cái này một sợi hàn khí đột nhiên như điện chấp xông ra pháp học sẽ. Cùng, ba vị tiến sĩ cùng nhau giống to. Già thiên bọn người lập tức thi triển pháp thuật cùng cái này sợi hàn khí. Hàn khí ở trên không nhanh như điện chấp, lại là hướng cái kia rời kinh mà đi. Ước chừng sau 10 phút, cái này sợi hàn khí đã đạt tới rời kinh, đồng thời xuất hiện tại tuệ giả biệt thự hư không. Quả nhiên là cái này tặc tử, già thiên thấy thế, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Trường tôn thì trong lòng trầm xuống, hắn mắt lóe qua sát ý quyết định giết vệ giả diệt khẩu. Trường tôn, người không muốn đi vào, tại cái này bên ngoài đợi. Nhiều âm, từ hoa, hai người các ngươi nhìn lấy trường tôn. Ra trời lạnh khốc hạ lệnh, lúc này, hắn thể hiện ra hắn làm pháp học hội thứ hai lão đại bá lực tới. Tuyệt sẽ không lại cho trường tôn cơ sẽ đến phá hư kế hoạch. Băng tinh nguyên thạch, quá trọng yếu. Đúng, đại nhân, cái kia nhiều âm cùng từ hoa lập tức đem trưởng tôn cho khóa chặt lại mà già thiên nhất người đồng thời già thiên cấp tốc bố trí xuống động thiên pháp tắc đem tuệ giả biệt thự bao phủ già thiên chính là không trung cảnh cao thủ động thiên pháp tắc không chỉ có thiên trọng không gian càng khó có thể trưởng khống thời gian cái này cần phải động tiên cao thủ lợi hại nhiều làm già thiên động thiên pháp tắc buông xuống về sau trong biệt thự tuệ giả lập tức cảm giác được không hắn nhìn đến trước mắt không gian thời gian toàn bộ đều đang vặn vẹo trong lúc nhất thời thiên không đường xuống đất không cửa, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Làm sao bây giờ, đây là giả thiên tự mình xuất thủ, tuệ giả cuống quýt câu thông trong lỗ tai La Quân. La Quân cũng ý thức được bên ngoài biến hóa, sắc mặt hắn cũng là biến đổi, đột nhiên xuất thủ như thế, nhất định là có nắm chắc. Chúng ta vẫn là bại lộ. La Quân là cái cực hội xem xét thời thế người, hắn lúc này tuyệt không lại mang trong lòng tưởng tượng. Tuệ giả nhất thời mất hết can đảm, nói ra Già Thiên chính là nhất đẳng cao thủ, xong, chúng ta đều xong. La Quân thì cùng Lan Đình Ngọc nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao hội, nhưng đều là nghĩ đến phương pháp thoát thân. Muốn yên ổn rời đi kỷ phấn trắng thế giới đã rất khó. Lúc này khẩn yếu nhất là như thế nào thoát đi Già Thiên trưởng khống. Không biết ẩn thân thuật đối Già Thiên có hữu dụng hay không. La Quân thầm nghĩ, đồng thời câu thông Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, vô dụng người ẩn thân thuật còn chỉ có thể ra bất ngờ giấu giếm được động tiên cao thủ. Nếu là động tiên cao thủ có chủ tâm tra ngươi, cũng có thể đưa ngươi điều tra ra. Đối loại này không chung cảnh cao thủ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. La quân trong lòng trầm xuống. Hắn cấp tốc cùng Lan Đình Ngọc nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao hội, nhưng đều là nghĩ đến phương pháp thoát thân. Muốn yên ổn rời đi kỷ phấn trắng thế giới đã rất khó lúc này khẩn yếu nhất là như thế nào thoát đi già thiên trưởng khống đến cao thủ chưa hẳn chỉ có một cái chỉ có đào tẩu la quân nói ra lan đình ngọc gật đầu nói ra không sai làm sao trốn la quân hỏi lan đình ngọc nói ra ta đến cùng hắn giao thủ người thừa cơ dẫn bọn hắn tất cả trốn đi người trước che giấu không muốn lộ hành tung la quân cũng không xoắn suýt nói ra tốt lúc này không phải khiêm nhường thời điểm Cùng lúc đó, La Quân để Tuệ Giả trước ứng Phó Giả Thiên. Hắn cùng Lan Đình Ngọc muốn tìm chuẩn cơ hội động thủ lần nữa. Tuệ Giả hít sâu một hơi, nói ra, "Chủ nhân, ta có phải hay không đã không có đường lui." La Quân nao nao, sau đó nói, "Không sai." Tuệ Giả nói ra, "Vậy sau này, ngươi có thể đối xử tử tế ta?" Hắn giống như là làm quyết định trọng đại. La Quân nói ra, "Chỉ cần lần này ngươi toàn lực giúp ta." Ngày khác ta bình tĩnh đối đãi ngươi như huynh đệ. Tuệ giả mắt lóe qua tinh quang, nói ra, cái kia tốt. Tuệ giả không biết hắn mình còn có không có về sau, nhưng lúc này, hắn chỉ có ra sức tranh chấp, tranh giành ra một đường sinh cơ tới. Hắn tội danh bị ngồi vững về sau, tại linh tôn bên này là tuyệt không đường sống. Cho nên, hắn duy nhất ký thác vào là quân thân thể. Tại lúc này, một sợi hàn quang bắn giết tiến đến. Cái này sợi hàn quang sau khi đi vào, lại là tại tuệ giả đỉnh đầu vần quanh đồng thời một thân ngân bào uy nghiêm âm u già trên trời rơi xuống gần già thiên thân hình cao lớn hắn vừa xuất hiện liền cho tuệ giả cực mạnh cảm giác áp bách già thiên đại nhân ngài tới tuệ giả nhìn về phía già thiên nhạt lạnh nói ra tuệ giả thái độ phát sinh biến hóa rất lớn trước kia hắn gặp phải già thiên chỉ cần già thiên một ánh mắt có thể dọa được hắn sợ chết khiếp Già thiên hiển đúng vậy lập tức chú ý tới tuệ giả thái độ biến hóa. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra người cái này nho nhỏ ghi chép quan viên là muốn vỏ đã mẻ không sợ rơi. Như bản đại nhân suy đoán không sai, hết thảy bí mật, đều tại người cái kia màu đen trong tinh thạch A. Bản đại nhân đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, người ở chỗ này đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Mưu đồ gì, vẫn là nói, người đã bị những cái kia nhân loại kỳ lân khống chế. Ừm, hơn phân nửa là bị khống chế lại, đế quốc chúng ta sỉ nhục a." À. Già Thiên theo rồi nói ra. Tuệ giả cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Già Thiên nói ra, đã như vậy, cái kia không cho ngươi thêm tội, ngươi chịu chết đi." Hắn sau khi nói xong, trước mắt không gian nhất thời bắt đầu đổ sụp. Tuệ giả thân thể liền hướng xuống rơi xuống, cái kia phía dưới chính là vô tận thâm nguyên. Tuệ giả muốn nghịch chuyển thân hình, muốn chống cự hắn cấp tốc thi triển ra chính mình lĩnh vực. Nhưng là, hắn trụ quang lĩnh vực cấp tốc bị không gian, thời gian xé rách thành phấn vụn. Tại dạng này pháp tắc bên trong, giả thiên là thần linh, hết thảy không gian, thời gian đều từ hắn khống chế. Tuệ giả hướng xuống tật rơi, hắn dù có hết thảy thuật pháp, cho dù đã là làm đại cao thủ, hư tiên đỉnh phong. Nhưng hắn tại giả thiên trước mặt, lại giống như là một cái tay chói gà không chặt hài đồng. Không trung cảnh cao thủ, há lại trò đùa. Huống chi, tuệ giả công pháp đối với con người mà nói lộ ra đặc thù, nhưng đối với giả ngày qua mà nói, cái kia là tiểu vu gặp đại vu. Naga thiên đột không sai xuất thủ, dưới vực sâu vô tận mới, xuất hiện một đầu hư không hắc ám quái thú. Quái thú này há to miệng rộng, liền đem tuệ giả thôn vệ đi vào. Tuệ giả hoảng sợ muốn tuyệt. Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc rốt cục xuất thủ. Hắn hóa thành một đạo lộng lẫy hỏa quang, hướng về cái kia hắc ám quái thú chém giết tới ầm ầm cái kia một cái chớp mắt hỏa quang chiếu sáng cả thâm nguyên hắc ám quái thú bị tạc nứt hỏa quang nổ thành cho tàn già thiên tại hư vô chi tướng đây hết thảy thấy rõ ràng hắn xuất thủ lần nữa một tay đi bắt tuệ giả một tay đi bắt lan đình ngọc lan đình ngọc hóa thành cửu viêm thần long gào thét nhưng già thiên dạng này hai tay vồ một cái phân biệt bắt lấy tuệ giả cùng lan đình ngọc cửu viêm thần long tại già thiên thủ bên trong vô cùng biến hóa bộc phát ra khủng bố lực sát thương tới. Cái kia cửu viêm hung mãnh, xé rách thương khung. Có thể hết lần này tới lần khác lại xé rách không giả thiên hư không đại thủ ấn. Đại thủ ấn chi, thời gian cùng không gian không ngừng lưu chuyển, bao phủ hết thảy pháp lực cùng thương tồn. Vô luận cửu viêm thần long như thế nào biến hóa, công kích, nhưng lại đều như bị vây ở như lai Phật tay cầm tôn ngộ không, tất cả đều là không thể làm gì. Đến mức tệ giả, cái kia càng không đáng giá nhắc tới la quân từ đầu đến cuối không có xuất thủ hắn đang chờ đợi thời cơ hắn chỉ có cái này một thời cơ bọn họ nếu là toàn quân bị diệt đó là thật không có bất kỳ cái gì sinh cơ hết thảy hy vọng đều tại lan đình ngọc thân thể lan đình ngọc bạo giống một tiếng một giây sau thân thể của hắn bộc phát ra lóa mắt như thái dương thần mũi nhọn đồng dạng quang mang giống như là đến một cái cực điểm đón lấy chỉnh đầu cửu viêm thần long nổ tung Vô số lửa điểm như vô số túi thuốc nổ nổ tung, điểm này hỏa quang bạo tạc lực, đạn hỏa tiến lực sát thương đều mạnh hơn gấp trăm lần. Bên trong lực sát thương không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy, còn có cửu viêm thần hỏa tinh thần cùng pháp tác tại. Như vậy nổ tung, nguyên thần nổ tung còn kinh khủng hơn. Chính là già trời cũng bị kinh ngạc. Những cái kia lửa điểm cấp tốc đem hắn hư vô đại thủ nổ thành phấn vụt. Lan Đình Ngọc, Già Thiên nhịn không được hét lớn một tiếng. Hắn đã sớm chịu đủ Lan Đình Ngọc quái thai này. Rõ ràng Tu Vi cũng mẹ hắn không được tốt lắm, nhưng là biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực, chính là hắn đều có chút đau đầu. Loại này quái thai nếu không nghiên cứu rõ ràng, tương lai đế quốc linh tôn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Liền cũng tại lúc này, Lan Đình Ngọc biến thành thiên châm lửa quang hình thành thiên đoá liên hoa hỏa diễm. Giống như là khổng minh đăng một dạng, tại già thiên động thiên pháp tác bên trong bốn phía phiêu đáng cái kia là một bộ trùng trùng điệp điệp tràng cảnh giống như là hảo hãn vũ trụ vạn điểm tinh không sau đó vạn điểm hỏa quang đồng thời nổ tung lên như thiên nữ tán hoa vô số không gian thời gian bắt đầu đổ sụp tại căn này có một chút hỏa quang đột nhiên tách ra mãnh liệt quang mang tới điểm ấy hỏa quang hướng về động thiên bên ngoài chạy thục mạng đây là lan đình ngọc việt chiêu gọi là cửu viêm bàn nhiều thiên hỏa mỗi một lần lan đình ngọc thi triển về sau đều sẽ nguyên khí tổn hao nhiều nhưng một chiêu này lợi hại là không cần nhiều lời chính là khắc chế động tiên cao thủ đều có thần diệu giống như là tại nhân trái tim bên trong bốn phía thả như lửa đương nhiên bình thường lửa là đối động tiên cao thủ không được tác dụng một hỏa rơi vào đến trùng điệp không gian chi chẳng khác gì là đem một hỏa vào đến vô tận thâm uyên bên trong một dạng nhưng lan đình ngọc cửu viêm thần hỏa lại là không tầm thường bất quá dưới mắt, Lan Đình Ngọc muốn lập lại chiêu cũ, thật còn có thể thoát hiểm sao? Đáp án đương nhiên là, không thể. Tại Lan Đình Ngọc hóa thành một đạo hung hãn hỏa quang, chuẩn bị xé rách trùng điệp không gian, thời gian thời điểm. Cái kia bốn phía không gian, thời gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đạo này hung hãn hỏa quang lần nữa lâm vào loạn tượng thời không chi. Đồng thời, già thiên kích ra nhất trường. Hư không chi, một đạo màu xanh lam quyền ấn chảm giết tới. Âm ầm, ầm. Lan Đình Ngọc bị đạo này màu xanh lam quyền ấn đánh, hắn lập tức bị đánh hồi nguyên hình, đồng thời cuồng phún một ngụm máu tươi, hướng phía dưới Thâm Uyên rơi xuống. Già Thiên khẽ vươn tay, liền đem Lan Đình Ngọc triệt để bắt lại. Cũng là tại lúc này, La Quân cùng tuệ giả đồng loạt ra tay. La Quân cùng tuệ giả cùng một chỗ tại linh hồn trong tinh thạch. Hắn để Tần Khả Khanh cùng tuệ giả cùng một chỗ thôi động pháp lực, La Quân mượn nhờ hai người này pháp lực triệt để thôi động linh hồn tinh thạch. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo thiên lôi hắc quang hướng phía trước bắn giết mà đi. Tốc độ nhanh như điện thiểm. Trong một chớp mắt, trùng điệp không gian, thời gian đều bị cái này đạo thiên lôi hắc quang chém giết thành phấn vụn. Cái này thiên lôi hắc quang một đường quá quan trảm tướng, thế như trẻ tre. Mắt thấy, thiên lôi hắc quang muốn xông ra động thiên pháp tắc chi. Già thiên đồng lúc cũng nhất quyền đánh giết tới, màu xanh lam quyền ấn như vũ trụ chi tướng đồng dạng chặn giết tới ầm ầm hai cỗ sức mạnh cường hãn đụng giết cùng một chỗ một giây sau linh hồn tinh thạch khôi phục nguyên hình la quân cùng tuệ giả đều bị rung ra tới nói cho đúng tại cái này một cái chớp mắt là vô thủy thần ngẫu cùng tuệ giả bị rung ra tới tại cái kia quan trọng một khắc là quân ôm tần khả khanh đồng thời thi triển ra ẩn thân thuật đây là trong chớp mắt biến hóa cái kia đường thanh cùng tại tử cấm sớm bị la quân để vào đến phòng bị tu di chi linh hồn tinh thạch cũng bị la quân cầm nơi tay. Tuệ giả cùng vô thủy thần ngẫu cùng một chỗ, chính là tuệ giả cũng không có phát hiện cái này vô thủy thần ngẫu đã không phải là la quân. Tần khả khanh dính sát la quân, nàng tự nhiên cũng biết lúc này mạo hiểm không. Nàng thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể dựa vào la quân. Mà la quân tại ẩn thân thuật trợ giúp phía dưới, đã cùng cái kia động thiên hòa làm một thể. Già thiên vạn vạn nghĩ không ra la quân còn có vô thủy thần ngẫu chỗ này, cho nên cũng không có đi tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát động thiên bên trong chỗ khác biệt. Cái này cùng trong nhà giám sát một dạng, chỉ cần hơi nhỏ tâm, có thể phát hiện có tặc tiến vào. Nhưng không có việc gì thời điểm, ai sẽ đến xem kỹ giám sát đâu. Lấy giả thiên tu vi, muốn phát hiện động thiên bên trong ẩn thân la quân cùng tần khả khanh, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt có một cái la quân tại, chỗ của hắn còn sẽ nghĩ tới đừng. La quân pháp lực khống chế vô thủy thần ngẫu, đồng thời đem tích xúc một chiêu đại linh hồn lui kiếm không chút do dự thi triển đi ra nhưng cái này vô thủy thần ngẫu như thế nào già thiên đối thủ già thiên hai lần biến hóa không gian bao phủ trực tiếp đem vô thủy thần ngẫu cùng tuệ giả bắt lấy Là quân vận chuyển vô thủy thần ngẫu đón lấy oanh một tiếng cái kia vô thủy thần ngẫu cấp tốc nổ tung lên ánh lửa ngút trời vô số mảnh vụn linh hồn nổ bể ra tới già thiên không khỏi nhíu mày tiểu tử này chết như vậy hắn tự nhiên nhận ra la quân nhưng hắn lại nghĩ không ra cái này của quái tiểu tử chết như vậy nhưng hắn lại không cách nào hoài nghi vừa mới cái này nguyên thần nổ tung lại là thật sự rõ ràng già thiên sau đó thu động thiên pháp tắc mang theo tuệ giả cùng lan đình ngọc ra biệt thự kia la quân cùng tần khả khanh bình tĩnh ở phía xa cái kia vô thủy thần ngẫu hạch tâm tinh thạch cùng toái phiến đã sớm bị hắn lặng yên thu hồi mỗi lần đều là như vậy nguyên thần nổ tung làm cho đối phương không có chút nào hoài nghi bởi vì cái này nguyên thần nổ tung là toàn bộ từ đại biến hóa thuật đến mô phỏng chân thực hình thể chính là đại năng trong lúc nhất thời cũng khó có thể cãi ra thật giả naga thiên các loại linh tôn cấp tốc rời đi la quân cũng mang theo tần khả khanh cấp tốc thoát đi rời kinh già thiên các loại linh tôn mang theo tuệ giả cùng lan đình ngọc trở lại thiên long biện pháp học sẽ lan đình ngọc khôi phục nguyên hình toàn thân nút nằm trên mặt đất hắn thật là bị thương nặng lại nguyên khí đại thương tuệ giả thì cũng thụ thương không nhẹ, quỳ gối chúng lão đại trước mặt. Nơi này là luân hồi ti. Tuệ giả, người còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng sao. Cái kia nhiều âm đầu tiên lệ quát một tiếng. Luân hồi ti âm u u ám, các đại lão ngồi tại bài. Trường tôn sắc mặt rất là khó coi. Nhưng giờ phút này, trường tôn cũng cái gì đều làm không. Tuệ giả sắc mặt uể oải, nhưng hắn thủy chung cái gì cũng không dám nói bởi vì cái kia huyết chiếu tại đầu hắn bên trong hắn một khi nói lung tung la quân lập tức có thể giết hắn cho nên hắn vì còn sống nhất định phải đối la quân trung thành la quân có thể thông qua trong đầu huyết chiếu cùng tuệ giả câu thông nhưng lúc này la quân cũng không dám cùng hắn câu thông bởi vì lúc này nếu như bị già thiên bọn họ biết được bọn họ hội tiếp tục đuổi giết la quân mà tại già thiên trong lòng bọn họ la quân là đã chết ngươi muốn chứng cứ cái kia nhiều âm nói ra, hiện tại cái này Lan Đình Ngọc ở chỗ này, chứng cớ rành rành, ngươi như lại là không nói, bản đại nhân cái này Luân Hồi Ti bên trong rất nhiều cực hình, liền đều là vì ngươi lượng thân mà làm. Tuệ Giả không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nói cái gì đó. Ta chính là Linh Tôn, cao ngạo Linh Tôn, nếu không phải bị bọn họ bức bách, tánh mạng ốm sắp chết, ta há có thể cùng bọn hắn hợp tác? tỉ mỉ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng lão đại chăm chú nhìn tuệ giả. Tuệ giả liếc nhìn tại chỗ, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn biết mình nhất định muốn bảo trụ La Quân còn sống bí mật. Mặc dù hắn cũng không biết La Quân lúc nào đánh cháo, nhưng hắn lần lĩnh giáo qua La Quân bản sự, biết La Quân khẳng định còn sống. Bất quá đối với trưởng tôn, hắn có thể không có ý định bảo trụ trưởng tôn. Hắn là thông minh gia hỏa, chỗ đó không biết lúc này cho dù giúp trưởng tôn, trưởng tôn cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình diệt khẩu. Ngay sau đó tuệ giả nói ra, ta có thể cái gì đều khai ra cung cấp, nhưng ta cần muốn các ngươi cho ta một cái cam đoan. Cái gì cam đoan, ra trời lạnh lạnh hỏi. Tuệ giả nói ra, còn sống, nếu như trực tiếp là chết, ta sao không liền tại đến thời điểm, tự tuyệt mà chết đâu. Người cho rằng, tại vốn trước mặt đại nhân, người có cơ hội tự tuyệt mà chết sao? Già trời lạnh lạnh nói ra. Tuệ giả ngẩn ngơ. Già thiên nói ra, người bây giờ không có bản điều kiện tư cách, nếu như người biểu hiện được thật tốt, có lẽ bản đại nhân có thể sẽ cho người một con đường sống. Nếu như người còn muốn mang trong lòng may mắn chờ một chút, vậy là người tự tìm đau khổ. Sau đó, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hiểu sao? Tuệ giả gục đầu xuống, nói ra, minh bạch. Đón lấy, tuệ giả nói ra, ta tại phương thiên thuyền thời điểm, ra ngoài thời điểm, bất hạnh gặp phải cái kia La Quân cùng một tên cao thủ thần bí vây công. Lúc này, La Quân cũng tại tỉ mỉ lắng nghe tuệ giả lời nói. Hắn mặc dù không có hạ đạt chỉ thị, nhưng nếu như tuệ giả một khi nói cái gì không thể nói. Hắn lập tức hội cách không giết chết tuệ giả. Mà tuệ giả không có đem minh nguyệt tiên tôn khai ra, liền bằng điểm này, La Quân biết tuệ giả vẫn là có ý định hợp tác. Lúc này tuệ giả, giống như là lâm vào tuyệt cảnh con kiến hôi, tuy nhiên sinh cơ xa vời nhưng lại đang cố gắng cầu sinh. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Tuệ giả tiếp tục nói, là quân là muốn cứu cái kia tại ương thế giới bị chúng ta bắt lấy tại tử cấm còn có đường thanh, bọn họ bức bách ta mang bọn họ chạy tới bên này. Bọn họ là như thế nào như vậy chuẩn xác tìm kiếm được ngươi, đồng thời biết ngươi có bản sự này mang bọn họ chạy tới đến. Già thiên vấn, tuệ giả nói ra, phương thiên trong đò tựa hồ có gian tế, nhưng ta không biết gian tế là ai. Ta cũng là hết thảy không muốn, nhưng các vị đang ngồi ở đây cần phải minh bạch sinh tử chân lý, ta xác thực đáng xấu hổ. Nhưng ta cũng xác thực sợ chết, chỗ lấy cuối cùng, ta bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Ta không biết các vị nếu là ở mặt sắp tử vong uy thời điểm, có phải hay không sẽ cùng ta chọn một dạng thỏa hiệp phương thức. Già trời lạnh lạnh nói ra, nói người đâu, dắt chúng ta làm cái gì. Hắn nói tiếp, sau đó thì sao? Tuệ giả nói ra, sau đó, sau đó cái kia la quân có thật nhiều đan dược, hắn để ta tìm tới trưởng tôn đại nhân, cho trưởng tôn đại nhân 200 triệu thuần dương đan thuốc. Trưởng tôn đại nhân vào khoảng tử cấm cùng đường thanh phóng thích cho chúng ta. Đây là chúng ta đạt thành giao dịch, đến mức cái này Lan Đình Ngọc, chúng ta căn bản không biết hắn, hắn đào tẩu hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng ta. Thả ngươi mẹ cái rắm chỗ đó có 200 triệu đan dược. Trường tôn nghe xong tuệ giả nói như vậy, nhất thời gấp. Khó ngài nói, là bao nhiêu đan dược, tuệ giả hỏi lại trường tôn. Trường tôn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Già trời lạnh lạnh nói ra, trường tôn, ngươi hiện tại còn có gì để nói. Trường tôn vỗ bàn một cái, nói ra, nói, nói cái gì nói. Lão tử thật là làm, nhưng là đan dược không có 200 triệu, chỉ có 100 triệu. Cái kia Lan Đình Ngọc đào tẩu, cùng lão tử không hề có một chút quan hệ hiện tại cái kia la quân cũng chết, tại tử cấm cùng đường thanh chắc hẳn cũng là chết tại la quân nguyên thần nổ tung chi. Lão tử nếu không giao nộp cái này 100 triệu đan dược, đến mức người băng tinh nguyên thạch biến mất, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lại tại lão tử đầu hay sao? Già trời lạnh vừa nói nói, sự tình không phải ngươi nói như thế nào như thế nào. Hắn nói tiếp, 100 triệu thuần dương đan thuốc, nhất định phải giao nộp. Còn đối ngươi xử phạt, ta sẽ đi báo cáo hội trưởng, sau đó lại đến định đoạt hiện tại, người có thể đi. Trường tôn phất tay áo mà lên, hắn lúc chạy oán độc mắt nhìn tuệ giả, nói ra, tiểu tử, người đầy đủ có thể. Sau đó, hắn liền rời đi. Già thiên hỏi lại tuệ giả, cái này Lan Đình Ngọc đã cùng ngươi không có quan hệ, vì sao lại đi cùng với ngươi? Tuệ giả nói ra, hắn cùng La Quân tựa hồ có chút ngọn nguồn, là La Quân tướng hắn đưa tới. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, cái này còn cần chư vị đại nhân đến thẩm vấn hắn mới biết được. Già thiên những thứ này linh tôn không là tiểu bạch thỏ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng tuệ giả. Hắn tự mình dùng pháp lực đi điều tra tuệ giả cùng Lan Đình Ngọc, hắn tại hai người này thân thể, cái gì đều không tìm tòi ra tới. Mà pháp học biết mấy cái tiến sĩ chế tạo băng tinh nguyên thạch mô hình cũng hoàn toàn biến mất. Cũng là nói, tìm băng tinh nguyên thạch manh mối cũng đoạn. Già thiên hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới lạc tuyết, tìm tới băng tinh nguyên thạch hắn tại tuệ giả thân thể nhưng nói là không thu hoạch được gì sau đó đem hy vọng ký thác vào lan đình ngọc thân thể mà lan đình ngọc lại là vẫn luôn ở vào hôn mê chi vô luận giả thiên bên này làm sao kích thích hắn đều không thể tỉnh lại giả thiên hoài nghi lan đình ngọc là cố ý mà vì đó hắn sau đó lấy các loại cực hình đến tra tấn lan đình ngọc nhưng lan đình ngọc vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng hình phạt đến kịch liệt một chút Lan Đình Ngọc thân thể sẽ biến thành vô số hỏa diễm phân tử, hung mãnh bốc cháy lên. Tên này thân thể tràn ngập cổ quái, giống như là bất tử chi thân một dạng. Về sau, tuệ giả bị nhốt lại, gia thiên các loại linh tôn trọng tâm đều đặt ở Lan Đình Ngọc thân thể. Vô luận là Lan Đình Ngọc tự thân bí mật, còn có Lạc Tuyết hạ lạc, tất cả mọi thứ đều ký thác vào Lan Đình Ngọc thân thể. Cho nên, gia thiên các loại linh tôn tuyệt sẽ không dễ dàng giết Lan Đình Ngọc. Rất nhiều tiến sĩ cùng một chỗ đánh hạ Lan Đình Ngọc khối này khó hố xương cốt, mà Lan Đình Ngọc cũng bị cường điệu nhốt lại, đồng thời chặt chẽ trông coi. Chủ quan qua một lần linh tôn nhóm sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Mà Lan Đình Ngọc thời gian cũng không nhiều, trước đó hắn có thể tránh thoát kiếp nạn, là dựa vào hắn đối linh tôn nhóm một loại tê liệt. Linh tôn nhóm chậm chậm mưu toan, cho là hắn đã bị triệt để khống chế. Mà bây giờ, bọn họ nghiên cứu Lan Đình Ngọc đã có tiến triển lại kéo dài thêm những thứ này tiến sĩ nhóm có thể đem lan đình ngọc triệt để luyện hóa thành cử viêm thần đan đến lúc đó lan đình ngọc là chân chính chết chắc tiến sĩ nhóm lúc này là đang nghiên cứu như thế nào để lan đình ngọc tỉnh lại nhưng muốn là một mực nghiên cứu không ra vậy bọn hắn sẽ tính toán phân giải lan đình ngọc cũng là cho cố ý ngủ say lan đình ngọc một loại uy cho nên lan đình ngọc lúc này cố ý ngủ say cũng chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa kế hoạch lâu dài là tuyệt đối không được. Nếu như một mực không có người tới cứu Lan Đình Ngọc, như vậy chờ đợi Lan Đình Ngọc sẽ là một con đường chết. Mà hắn bị giam giữ tại cái này pháp học trong hội, nơi này có thể nói là tránh thức thiên la địa võng, tường đồng vách sắt. Pháp học biết, không chung cảnh cao thủ đều có, còn không nói mặt còn có lão đại. Thiên Long điện trưởng lão hội càng là cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tại một chỗ như vậy bên trong, cho dù là thần đế bực này nhân vật đến, chỉ sợ cũng khó có thể đem Lan Đình Ngọc cứu ra ngoài. Như vậy chẳng lẽ, Lan Đình Ngọc thật sự là một con đường chết sao? La Quân sẽ đến cứu hắn sao? Để La Quân cam mạo hiểm tới cứu một cái giết vợ cừu nhân, cái này tựa hồ cũng không phù hợp nhân tính. La Quân mang theo tần khả khanh một đoàn người lần nữa trở lại trước đó trong động phủ, hắn đem mọi người theo phòng bị tu di đều thả ra. Mọi người còn không biết cụ thể phát sinh biến cố gì, La Quân cũng nhất định phải cho mọi người một cái công đạo, nói Lan Đình Ngọc đã lần nữa bị bắt sự tình. Nhất thời, quần tình phun trào, các loại thanh âm đều có. Có nói phải cứu Lan Đình Ngọc, có nói muốn liều mạng, có nói tại sao lại La Quân không có việc gì, có phải hay không là ngươi giáp tâm không tốt, hại công tử. Lạc tuyết trong lòng cũng sốt ruột, nhưng nàng nhưng không để ngoại nhân đến nói xấu La Quân, lập tức đứng ra, nghĩa chính ngôn từ bảo trì La Quân. Cái kia lưu ra tứ huynh đệ lưu mãng là biết la quân cùng Lan Đình Ngọc không hợp nhau, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, không nói gì. Dưới đài hò hét ẩm ý. La quân sau cùng vung tay lên, nói ra, tất cả mọi người yên lặng một chút. Thanh âm hắn như hồng trung đại lữ, đắp qua tất cả thanh âm. Mọi người khiếp sợ hắn uy nghiêm, trong lúc nhất thời, cầm như hến. La quân liếc nhìn mọi người, nói ra, không nên nói nữa cái gì đi liều mạng lời nói, ta nhìn chư vị chi, còn có thật nhiều đối thiên long điện không quá giải. Thiên long điện người muốn giết chư vị, thổi một hơi có thể. Lan Đình Ngọc bị bắt đi, ta giống như các ngươi sốt ruột. Hắn chỗ lấy bị bắt đi, cũng là vì đem bọn ngươi cứu ra. Nguyên bản, ta là muốn mang các ngươi rời đi, chúng ta cần sử dụng thiên long điện truyền tống trận. Nhưng là sự tình xảy ra bất chắc, trước mắt chúng ta có thể đem chư vị yên ổn mang về, đã là rất không dễ dàng. Cho nên, ta cũng hy vọng chư vị đừng đối ta mang trong lòng ngờ vực vô căn cứ mọi người tốt tốt sinh hoạt ta sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện lan đình ngọc la công tử người thực sẽ đi cứu công tử nhà ta sao lưu mãng chăm chú nhìn la quân hỏi la quân nhìn về phía lưu mãng hắn trầm giọng nói ra tại chỗ chư vị ta muốn giết chết không cần tốn nhiều sức cho nên ta cũng không cần thiết nói láo ta trịnh trọng nói cho ngươi ta sẽ hắn ta không muốn nhiều lời hắn không muốn nói ra hắn cùng Lan Đình Ngọc ân oán, thứ nhất là không muốn để cho Lạc Tuyết biết. Thứ hai là không muốn để cho rất nhiều quần chúng theo đoán lung tung nghi. Nói nhiều thì sai nhiều. Tại Trần An những thứ này quần chúng về sau, là quần cùng lưu Gia tứ huynh đệ, còn có tần khả khanh, đường thanh, tại tử cấm, lạc tuyết cùng một chỗ mở đơn độc hội nghị. Là quần đối với mọi người nói, tuệ giả bên kia, thật là bị bắt đi. Lan Đình Ngọc cũng bị bắt lại, ta hiểu được, bọn họ là muốn một khối băng tinh nguyên thạch nếu như ta đoán không nói bậy khối kia băng tinh nguyên thạch là trước kia đặt ở lạc tuyết bên trong thân thể ngươi khối kia tinh thạch lần này chúng ta chỗ lấy bị bọn họ tìm cửa cũng là bởi vì khối kia tinh thạch khối kia tinh thạch cực trọng yếu nếu như khối này tinh thạch thật tại chúng ta tay chúng ta ngược lại là có thể làm một cái điều kiện trao đổi chỉ tiếc lạc tuyết lập tức nói ra ngươi có thể dùng ta đi cùng bọn hắn trao đổi lan công tử đi ra lưu mãng mấy người ngược lại là không ý kiến. Tần Khả Khanh, tại tử cấm, đường thanh ba người này càng không ý kiến. Nếu như có thể đem Lan Đình Ngọc làm trở về, như vậy bọn họ bên này phần thắng hội lớn hơn nhiều. Là quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn đem mọi người tâm tư cũng thu tại trong mắt. Hắn có chút thất vọng, nhưng lại cũng không muốn đối bọn hắn nói thêm cái gì. Hắn chỉ là nói với Lạc Tuyết, tuyệt không có khả năng này. Lạc Tuyết gấp, nói ra, Bọn họ còn cần ta, không biết giết ta. Nhưng Lan công tử khác biệt, Lan công tử cho chúng ta hy sinh quá nhiều, ta tiện mệnh một đầu, nếu có thể đổi hắn nhất mệnh, ta cam tâm tình nguyện. Lưu Mãng thì nói ra, "Là công tử, ta thấy được. Tối thiểu, bọn họ tạm thời còn sẽ không làm khó Lạc Tuyết cô nương, có thể công tử tại bọn họ tay, thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta đem công tử đổi sau khi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp cứu Lạc Tuyết cô nương cũng không muộn." Lan sao? Là quân nhất thời rất là nổi nóng, hắn liếc nhìn Lưu Mãng liếc một chút, nói ra, ta con mẹ nó giết ngươi, đi đổi Lan Đình Ngọc mệnh, ngươi có làm hay không? Lưu Mãng hắn ba cái huynh đệ nhất thời khó chịu, cái kia nhị đệ Lưu Đường mày kiếm vẩy một cái, trợn mắt nói ra, họ la, chúng ta kính ngươi, cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi đừng quá đề cao bản thân, ngươi mẹ hắn làm sao cùng ta đại ca nói chuyện. Nhị đệ, ngươi im miệng, Lưu Mãng quát lớn Lưu Đường còn có hắn phẫn nộ hai vị huynh đệ hắn cản bọn họ lại, đứng dậy nói ra, các người khác không biết trời cao đất rộng, là công tử muốn giết chúng ta, như bóp chết một con kiến không có khác nhau. Cái kia tam huynh đệ bị lưu mãng quát lớn, nhất thời cúi phía dưới, một câu cũng không dám nhiều lời. Sau đó, lưu mãng thì đứng dậy nói với La Quân, nếu là dùng mệnh ta có thể đổi về công tử mệnh, ta cái này cái đầu người, sau đó đều có thể lấy đi. Hắn nói đến nói năng có khí phách, chính khí lẫm nhiên. La quân quyền đầu siết chặt, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi thì tính là cái gì, một trăm cái ngươi, cũng không kịp lạc tuyết chi vạn nhất. Nếu ai dám lại sách dùng lạc tuyết đi đổi Lan Đình Ngọc, ta lập tức mang lạc tuyết đi, người nào mẹ hắn nguyện ý quản các ngươi chết sống. Hắn cái này lời vừa nói ra, tần khả khanh đám người nhất thời không dám nhiều lời. Đồng thời cũng trách, cái này cô gái xa lạ như thế nào tại La quân tâm có trọng yếu như vậy địa vị. Mà lạc tuyết nghe vậy, cũng không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, không hề nghi ngờ, nàng tâm là cảm động. Đây mới thực sự là thân nhân a. À. Cái kia Lưu Mãng sắc mặt cổ quái, nói ra, "Là công tử, không đúng sao? là cô nương chính là cùng công tử nhà ta nhân tình, người cái này muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?" Lúc nào, Lạc Tuyết là Lan Đình ngọc nữ nhân, là Quân nghe lời này, càng nổi nóng. Lưu Mãng chính muốn phát tác, vì công tử sự tình, hắn nhưng là không sợ chết. Ngay vào lúc này, Lạc Tuyết nói gấp, Lưu Đại Ca, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Là quân chính là em rể ta, muội muội ta là vợ hắn, hắn bảo chỉ ta, tuyệt không hắn chỉ ý. Em rể, Lưu Mãng sững sờ phía dưới, cái này cong cong lượn quanh lượn quanh, hắn đột nhiên giống như rõ ràng trắng một chút. Nhất thời, Lưu Mãng trầm mặc đi xuống. Cái kia, công tử dự định như thế nào cứu công tử nhà ta? Về sau, Lưu ra tứ huynh đệ hỏi La Quân. La Quân trong lòng phiền muộn, hắn nói ra, ta chính đang nghĩ biện pháp, nếu như các người có càng tốt hơn biện pháp, có thể nói. Lưu gia tứ huynh đệ lại chỗ đó có biện pháp gì tốt đây? Cái hội nghị này, cũng như thế tán. Lưu gia tứ huynh đệ rời đi về sau, lạc tuyết cũng không có đi. Mà tần khả khanh cùng tại tử cấm còn có đường thanh cũng tại. Đường thanh nói ra, ta cho rằng, đi cứu người rất không thực tế. Hiện tại mục tiêu đã bại lộ, pháp học trong hội bộ giám thì ta là rõ ràng, chính là phụ hoàng ta đến, cũng không có cái này khả năng cứu ra người tới. Càng đừng nói chúng ta những người này lực lượng. Đường thanh cùng tại tử cấm cũng không biết ương thế giới bên trong đại chiêu vương hướng biến cố. Tần khả khanh cũng không có nói với bọn họ, sợ bọn họ không chịu nổi sự đả kích này. Là quân tâm tình có chút táo bạo, hắn vốn muốn nổi giận, nhưng mà lại nghĩ tới đường thanh ra ra đường đế. Thôi thôi, chính là xem ở đường đế mặt mũi, cũng không nên cùng tiểu tử này chấp nhặt. Cứ việc, Đường Thanh tuổi tác là quân lớn, nhưng ở La Quân trong mắt, Đường Thanh là cái hậu sinh vãn bối. Cho nên, các người ý là, La Quân bình tĩnh hỏi. Tần Khả Khanh bọn người gặp La Quân không có nổi giận, lúc này mới thở phào. Đường Thanh nói ra, chúng ta trước nghĩ biện pháp rời đi kỷ phấn trắng thế giới, sau đó lại đồ cứu người. Lạc Tuyết nói ra, như vậy sao được, thời gian dài, Lan công tử nhất định hung hiểm đây tuyệt đối không được cái kia vị cô nương này ngươi nói chúng ta như thế nào cứu người đi chịu chết chẳng lẽ nhất định muốn chết nhiều mấy cái mới tính xứng đáng vị kia lan công tử sao đường thanh hơi hơi tức giận nói ra lạc tuyết trả lời không đến nàng khó xử nhìn về phía la quân la quân ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu lan công tử nàng ánh mắt tràn ngập khẩn thiết la quân gật gật đầu nói ra yên tâm đi ta không biết mặc kệ lan đình ngọc tần khả khanh cũng không biết la quân cùng lan đình ngọc ân oán nàng duy nhất biết là lan đình ngọc đối la quân tới nói cũng rất trọng yếu không phải vậy lời nói hắn tại cái kia pháp học hội trụ sở dưới đất lúc vừa thấy được lan đình ngọc cũng sẽ không như vậy kích động quản người muốn làm sao quản tại tử cấm trầm giọng nói ra nàng tâm bất mãn nhưng lại nỗ lực đè nén xuống loại này bất mãn bây giờ tại tử cấm cùng đường thanh tại gặp đại nhục về sau sớm đã không phải lúc trước nhiệt huyết thanh niên bọn họ nghĩ đến càng nhiều là bọn họ tự thân lợi ích quan hệ la quân nhìn tại tử cấm cùng đường xanh một mắt bọn họ tính toán la quân cũng minh bạch hắn nói ra biện pháp ta còn đang suy nghĩ nhưng tối thiểu thái độ này sẽ không thay đổi ta đối hai vị thật có chỗ thua thiệt nhưng thật muốn cứu lời nói thật cũng cùng ta không có liên quan quá nhiều bởi vì ta cũng không có nói láo ta là hướng đường đế báo cáo tình hình thực tế các ngươi là vì đại chiêu vương hướng mà xuất trinh, chỉ cần là chiến đấu, hội có thương tổn, đối cho các ngươi tao ngộ, ta thâm biểu đồng tình. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta nhất định phải nói, làm tần khả khanh tới tìm ta cứu các ngươi lúc, ta là có thể cự tuyệt. Cũng là có lý do cự tuyệt, bởi vì linh tôn lợi hại, ta sớm đã lĩnh giáo qua. Huống chi còn muốn đến kỷ phấn trắng thế giới loại này hung hiểm chi địa đến cứu các ngươi, cái kia càng là khó như lên trời. Hai vị, lúc đó ta cùng tần cô nương cũng không có bởi vì không nghĩ ra biện pháp mà từ bỏ các ngươi. Bây giờ, không có Lan đình ngọc xuất thủ trì hoãn, các ngươi cho là chúng ta có thể thoát đi đi ra không? Các ngươi lúc này thoát đi đi ra, thật có thể như thế yên tâm thoải mái không lại đi quản lan đình ngọc chết sống. Tại tử cấm cùng đường thanh trầm mặc, bọn họ cúi đầu xuống. Còn bọn họ là thật tâm cảm thấy hổ thẹn, hay là giả dối, cái này đều không phải là La Quân có thể quyết định. La Quân cũng biết, chính mình giam ba câu không có khả năng để bọn hắn dạng này người vui lòng phục tùng. Sau đó, là quân tiếp tục nói, tam điện hạ, bát cô nương, ta sẽ cho các người đầy đủ đan dược, các người ở chỗ này tu luyện, khôi phục, liệu dưỡng sinh tức. Tiếp đó, ta sẽ ra ngoài nghĩ biện pháp cứu Lan Đình Ngọc. Tuy nhiên ta còn không nghĩ ra biện pháp, nhưng ngẫm lại, biện pháp luôn luôn có. Muôn vàn khó khăn, không đều là đi đến một bước này sao? hắn tiếp lấy lại nhìn tần khả khanh liếc một chút nói ra tần cô nương ta có thể tin tưởng ngươi sao tần khả khanh ý thức được la quân khả năng có nhắc nhở mặc kệ nội tâm của nàng có nguyện ý hay không cứu lan đình ngọc nhưng nàng đối la quân vì người vẫn là hết sức tán thành ngay sau đó nghiêm mặt nói ra quyết không phụ ngươi nhờ vả la quân gật gật đầu nói ra tốt có ngươi câu nói này đầy đủ cứu lan đình ngọc sửa tình một mình ta tới làm còn bên này ta mời ngươi giúp ta chăm sóc tốt Lạc Tuyết, quyết không thể để cho nàng ra cái gì ngoài ý muốn, nếu như nàng xảy ra ngoài ý muốn, cái này hậu quả ta không thể thừa nhận." Tần Khả Khanh nói ra, "Chờ một chút, ngươi nếu là muốn ra đi cứu người, ta nói là, ngươi đã khăng khăng muốn làm như thế, ta cùng ngươi đi." La Quân nói ra, "Không cần." Tần Khả Khanh nói ra, "Ta cần phải tính toán không trói buộc đi, sự kiện này cũng không phải vì ngươi hoặc là Lan Đình Ngọc, cũng là vì chính chúng ta." ta nhất định phải đi chung với ngươi. La Quân nói ra, không được, ta cần ngươi giúp ta chiếu cố Lạc Tuyết. Tần Khả Khanh nói ra, Lạc Tuyết ở chỗ này rất an toàn. La Quân đồng thời không yên lòng, bởi vì lưu mãng những người kia. Tần Khả Khanh nói ra, người đều đã ra đi cứu người, lưu mãng bọn họ không biết cầm Lạc Tuyết như thế nào. Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc cũng quan hệ không ít, bọn họ tổng phải có điều cố kỵ. Lạc Tuyết cũng lập tức nói ra, đúng vậy a, à. La Quân, ta không sao. Vị cô nương này có thể giúp ngươi, các ngươi phần thắng cũng sẽ lớn rất nhiều. La Quân có chút tâm phiền ý loạn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng mang Tần Khả Khanh cùng đi. Sự thật, hắn cũng xác thực cần Tần Khả Khanh trợ giúp. Tần Khả Khanh có thể trở thành La Quân một chiêu hậu thủ, đó là song tu. La Quân nghĩ tới một cái rất kinh người ý nghĩ, đó là lấy âm dương dung hợp lực lượng dung nhập vào linh hồn tinh thạch chi, lúc đó sinh ra cái gì đâu? Tần khả khanh tu vi cùng la quân lớn nhất gần, cho nên cũng là tốt nhất song tu nhân tuyển. Chỉ là la quân không đến bất đắc dĩ, cũng không thể xách cái này một gốc dạ, bởi vì tùy tiện mà xách, lộ ra la quân có chút có ý khác. La quân sau đó lại cảnh cáo lưu mãng tứ huynh đệ một phen. Như thế về sau, hắn vẫn là không có vội vã đi cứu Lan Đình Ngọc, mà là tại phòng bị tu di bên trong bắt đầu tu bổ vô thủy thần ngỗ. Dùng một ngày một đêm thời gian, La Quân rốt cục miễn cưỡng đem vô thủy thần ngẫu hoàn toàn chữa trị tới. Là Quân cho vô thủy thần ngẫu rót vào đại lượng đan dược, đồng thời bản thân hắn cũng hút vào đại lượng đan dược. Hắn cùng vô thủy thần ngẫu hai người thông hiểu đạo lý, hao phí 20 triệu đan dược, rốt cục đem lẫn nhau lực lượng đều bồi dưỡng đến trạng thái đỉnh cao nhất. Là Quân cảm thấy có chút mỏi mệt. Mặc dù hắn lực lượng là dồi dào, nhưng loại này dồi dào là dựa vào dược vật đến để thăng đi ra. Cho nên thực tế, là quân là rất cần nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, là quân căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn tiếp lấy cùng tần khả khanh cùng rời đi tòa kia động phủ. Động phủ này là một chỗ còn sót lại động phủ, bên ngoài trận pháp vô cùng huyền diệu. Cũng không phải là Lan Đình Ngọc sáng tạo, Lan Đình Ngọc bất quá là đem trận pháp tu bổ lên mà thôi. Trận pháp này bảo hộ tòa động phủ này, không lộ liếu, bí ẩn, thần bí cùng cực nơi này hệ số an toàn không thể nghi ngờ là rất cao. Sau đó, là Quân cùng mặc lấy một thân đêm tối tường vi khải tần khả khanh cùng lúc xuất phát. Cái kia đêm tối tường vi khải chính là toàn thân màu đen, xuyên tại tần khả khanh thân thể, thiếp thân đã đến. Đem tần khả khanh đến hoạt bát tư thái bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ. Cái gọi là nữ anh hùng, tư thế hiên ngang, chính là trước mắt cái này tấm tình cảnh. Duy nhất đáng giá nói chuyện chính là, nàng ngược tựa hồ lớn hơn một chút, cho người ta một loại rất mãnh liệt sức hấp dẫn. Giống như là một ít trò chơi tranh tuyên truyền bạo nữ thần một dạng. La Quân vẫn là tiến về rời kinh, linh tuệ hòa thượng vì hai người lần nữa ẩn tàng khí tức. Phải nói, tại không có động thủ trước đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh vẫn là rất an toàn. Bởi vì Pháp học hội bên kia cũng không biết còn có La Quân cùng Tần Khả Khanh tồn tại. La Quân cùng Tần Khả Khanh lặng yên đến rời kinh, hắn một mực dùng ẩn thân thuật hành tẩu, cho nên không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại cho rời kinh linh tôn nhóm. đồng thời, là quân trước cùng tần khả khanh tìm một chỗ ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút tới. bọn họ trốn vào phòng bị tu di bên trong. đón lấy là quân cùng tuệ giả câu thông. bởi vì huyết chiếu tồn tại, là quân tùy thời đều có thể câu thông tuệ giả. đây là trưa hôm đó thời gian, ánh sáng mặt trời chính mạnh kỳ phân trắng thế giới khí hậu giống như là bờ biển khí hậu, một năm bốn mùa, ấm áp như xuân. Chỉ là đến mùa hè lúc, hội càng thêm khốc nhiệt. Mà mùa đông cũng không có lạnh như vậy. Là quân trước lấy huyết chiếu lực lượng quan sát tuệ giả, thông qua tuệ giả hai mắt nhìn đến tuệ giả đang ở vào luân hồi ti lao mục chi. Đó là một gian vệ cốt thủy lao. Nước trong lao nước đều là màu xanh sẫm, đồng thời phiền lấy mùi hôi thối tuệ giả phao ở bên trong thời thời khắc khắc đều như vạn trùng toàn tâm loại thống khổ này nếu không phải người bình thường không ra một phút đồng hồ muốn chết mất mà cái kia chất lỏng màu xanh sẫm lại khắc chế tuệ giả toàn bộ công lực tuệ giả nhưng nói là sống không bằng chết đây bất quá là luân hồi ti một chút tiểu thủ đoạn mà thôi bọn họ muốn tra tấn khiêng linh cứu đi tôn đến còn có càng ác hơn thủ đoạn tuệ giả người còn tốt đó chứ la quân hỏi tuệ giả trong đầu lập tức vang lên la quân thanh âm. Hắn thân thể chấn động, lập tức mở hai mắt ra. Hắn đã có chút mê hoặc, vẫy vẫy đầu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chủ nhân, ta vẫn được, tuệ giả tại trong não vực thông qua ý niệm cùng la quân giao lưu. Còn có thể trèo trống bao lâu, la quân hỏi. Tuệ giả không khỏi cười khổ, nói ra, sợ là lớn nhất chỉ có thể nhiều trèo trống ba ngày. Ba ngày sau đó, công lực đều muốn toàn bộ tán đến lúc đó một con đường chết la quân nói ra ngươi đã toàn bộ chi tiết chiêu bọn họ tội gì còn muốn như thế khó xử ngươi tuệ giả nói ra bọn họ không biết ta còn có hay không giấu giếm ta muốn mạng sống đến thổ lộ càng nhiều tình báo nếu như ta không quên mùa lộ hoặc là không có hắn tình báo chính là chết ở chỗ này bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc la quân trầm giọng nói ra ngươi chờ ta sẽ đến cứu ngươi tuệ giả lần nữa cười khổ nói ra, nói thực ra, chủ nhân, người không quá có khả năng cứu ta. Pháp học hội luân hồi thi, còn không có linh tôn sống mà đi ra đi qua. Ta biết.